Trại đi. Tác phẩm: Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Tác giả: Mark Twain. Người đọc: Trung Cang Chương 1. Tom không có tiếng trả lời. Tom không có tiếng trả lời. Lạ nhỉ. Thằng Sâm này đã biến đâu mất rồi. Thầm ơi! Vẫn không có tiếng trả lời. Bà già kéo kính xuống và đưa mắt nước nhìn trên đôi kính. Hầu như chẳng bao giờ bà nhìn qua mắt kính để tìm một đứa trẻ, bởi vì một đứa trẻ là một cái gì nhỏ bé quá chừng, mà cặp kính của bà là đồ nghi lễ, là sự tự hào của lòng bà. Bà sắm kính để đeo cho bảnh chứ không phải để dùng. Có nhìn qua hai lỗ bếp lò thì bà cũng thấy tốt vậy thôi. Bà có vẻ bối rối trong chốc lát. Rồi nói, không phải với một cái giọng giận dữ nhưng cũng đủ to để cả đồ đạc cũng có thể nghe thấy được. Này, tao cược là nếu tóm được mày thì tao sẽ... Bà không nói hết câu bởi lúc đó bà đang còng lưng đưa chổi khua dưới gầm giường. Và như vậy bà cần thở để đúng nhịp với nhát chổi. Bà chẳng lay động được gì cả trừ con mèo. Thật chưa ai quái gở như thằng bé này. Bà tiến tới cánh cửa mở rộng, đứng vào chính giữa, rồi nhìn ra mấy cây cà chua và cây cà độc dược ngoài vườn. Chẳng thấy thằng thơm đâu cả, vì thế bà cất cao giọng để ở xa cũng nghe thấy. Thơm ơi! Có tiếng động sau lưng bà, bà quay ngoắt lại đúng lúc là tóm được vạt áo cọc để chùm của thằng nhóc, giật phắt nó đứng lại. Ừ, sao tao không nghĩ cái phòng kho này chứ, mày làm gì trong ấy? Cháu chẳng làm gì cả, chẳng làm gì cả, nhìn tay mày kìa, nhìn cả mòm mày nữa, lại cái trò gì đấy? Cháu chẳng biết. Vậy thì tao biết, mất, mất, biết chưa? Tao đã bảo mày hàng trăm lần rằng nếu mày không để cho đám mức ấy yên thì tao lột da mày. Đưa chiếc gậy đây cho tao. Chiếc gậy đã dơ bổng lên trời. Trận đòn khó tránh khỏi. Ơ gì, nhìn kia sau lưng gì ấy? Bà già quay người lại, tóm chặt lấy chiếc phái như để tránh tai họa. Thế là trong khoảnh khắc thằng bé đã lao đi, vượt qua dãy hàng rào cao rồi biến mất. Chị Bô Ly của nó ngơ ngác một chốc rồi cất tiếng cười đông hậu cái thằng bé đồ chết treo đồ mắt dịch chẳng bao giờ bà học được gì hay sao nó đã chơi bà bao nhiêu vố như thế trong khi bà đi tìm nó nhưng hỏi ân đức bề trên nó có bao giờ bày trò trong hai ngày giống nhau đâu và sao bà biết được sắp xảy ra cái gì hình như nó biết rõ nó có thể làm khổ bà trong bao lâu trước khi bà nổi giận và nó biết lập mưu để khiến bà lãng quên trong chốc lát hay làm bà phì cười. Thế là mọi sự đều trở lại bình yên và bà chẳng bao giờ cho nó ăn được một trận đòn nào cả. Đó là sự thật như sự thật của Chúa. Xin ơn Đức Bề Trên chứng giám cho. Sách Thánh có dạy thương cho roi cho cọc. Chú thích. Câu tiếng Anh của chữ Spoil, bà ta nhớ làm là Spy, Chúng ta trong câu tiếng Việt cũng cho bà nhớ lầm từ vọt ra từ cọc. Hết chú thích. Bà đang nuôi dưỡng ác quỷ và đang chịu khổ vì nó. Bà biết vậy. Nó đúng là thằng quỷ nhưng nó là con của bà chị xấu xố của bà. Tội nghiệp thằng bé nên chẳng biết sao bà không nỡ lòng nào đánh đập. Mỗi lần bà tha cho nó là lương tâm của bà bị cắn rứt và mỗi lần bà đánh nó là quả tim và cõi của bà lại như vỡ tung ra. Đúng. À đúng. Như thánh kinh dạy, giống người do đàn bà sinh ra sống có được bao ngày và sống đầy khổ ải. Bà cũng nghĩ như vậy. Thế là chiều nay nó bỏ trốn mất rồi, bà buộc phải bắt nó làm việc trong ngày mai để trừng phạt nó. Thật là khó bắt nó làm việc trong ngày thứ bảy khi mà mọi đứa trẻ đều nghỉ nhưng nó ghét làm việc hơn bất cứ gì khác còn bà thì đã quyết giao một số viết của bà cho nó làm không thì bà làm hỏng thằng bé mất tâm bỏ trốn thật và chơi thỏa thích lắm nó chỉ trở về nhà đúng lúc để giúp jim chú da đen cưa số củi cho ngày hôm sau và chẻ củi đóm trước bữa ăn chiều ít nhất là nó cũng có mặt kịp thời để kể cho jim nghe các trò chơi phiêu lưu của nó trong khi jim đã làm 3 phần tư công việc. Sai, đứa em của Tom hay đúng hơn là em cùng mẹ khác cha. Đã làm việc xong phần việc của nó là nhặt củi phụng, bởi vì nó là một đứa bé hiền lành và không có những kiểu chơi mạo hiểm rắc rối. Trong khi Tom ăn chiều và nó có dịp là đánh cắp đường, thì dì Ly hỏi nó những câu hỏi mẹo rất gây cấn bởi vì gì có dụng ý hệ nó lỡ lời nói hở ra điều gì là bà chợp ngay lấy như bao người có tâm hồn mộc mạc khác bà thích tự hào rằng bà được phú cái tài ngoại giao biết cách đi sâu vào những điều ám muội và bí ẩn vì thế bà thường xem những mưu kế rõ như ban ngày của bà là những thủ đoạn tuyệt chiêu bà nói thầm hôm nay ở trường khá nóng phải không vâng ạ à. Nóng kinh khủng chứ lị Vâng ạ à, Thế mày không muốn đi bơi ạ à, Tom Tom thoáng thấy lo lo Một gợn vờ vực khó chịu Nó dò xem nét mặt của dì Polly Nhưng nét mặt chẳng nói lên gì cả Thế là nó đáp Không ạ à, Vâng chẳng thích lắm Bà chìa tay sợ chiếc áo của Tom rồi nói Nhưng bây giờ thì mày cũng chẳng thấy nóng lắm phải không và bà khoái chí nghĩ rằng bà đã khám phá ra cái áo đang khô mà chẳng ai hay rằng đó là điều mà bà ấp ủ trong đầu. Mặc dù thế, bây giờ Thom cũng đã biết gió đang thổi về chiều nào. Do đó nó đón đầu nội dung của câu hỏi tiếp. Mấy đứa bạn té nước lên đầu chúng cháu, đầu cháu còn ướt đây này, dì xem. Dì Polly bực tức thấy rằng mình đã sơ ý bỏ sót tí chứng cứ giảng tiếp ấy và bà đã làm hỏng một mưu mẹo rồi bà lại có một sáng kiến mới thom Mày không phải cởi cái áo sơ mi chỗ tao đã khâu kín lại để té nước chứ. Cởi nút áo ngoài của mày ra xem nào. Trên nét mặt của Thơm, mọi lo lắng đều đã tiêu tan. Nó cởi áo vét ngoài ra, cổ áo sơ mi của nó vẫn được khâu kín nguyên. Đồ quỷ, đi đi, tao chắc mày trốn học đi chơi rong, rồi đi bơi nhưng tao tha cho mày. Tao nghĩ mày tinh tranh như giống mèo trái xém lông như thiên hạ vẫn nói. Lần này khá hơn người ta tưởng đấy. Bà nửa tiếc rằng sự sắc sảo của bà đã thất bại, nửa vui mừng vì lần đầu tiên Tom tỏ ra biết vâng lời. Bỗng sai nói. Nhưng dì ơi, cháu tưởng gì khâu cổ áo anh ấy bằng chỉ trắng, mà đây lại chỉ đen. Ừ, Tom, tao câu chỉ trắng cơ mà." Nhưng Tom không đợi cho bà nói xong, vừa đi ra cửa nó vừa nói, "Sai, mày muốn ăn đòn hả?" Đến một địa điểm an toàn, Tom nhìn lên cây kim to được luồn vào hai cái phe áo vét của nó. "Cái sâu cả chỉ, một cây sâu chỉ trắng, một cây sâu chỉ đen." Nó lẩm bẩm, "Không có thằng sai thì gì chẳng bao giờ để ý." Đồ quỷ tha ma bắt khi thì gì khâu chỉ trắng khi thì gì khâu chỉ đen ta cầu trời mãi mãi gì chỉ dùng một thứ chỉ thôi chẳng còn biết đằng nào mà lần nữa nhưng ta thề ta sẽ dần cho thằng sai một trận về việc này ta sẽ cho nó một bài học tom không phải là đứa trẻ gương mẫu trong làng nó rất rõ thằng bé gương mẫu kia nhưng lại ghét nó chỉ chưa đầy hai phút sau nó đã quên hết mọi điều phiền muộn không phải những điều phiền muộn ấy đối với nó có chút gì ít nặng nề. Cay đắng hơn là những điều phiền muộn của người lớn, mà vì có một sự thu hút mới, mãnh liệt hơn đã gạt chúng xuống và xua chúng ra khỏi đầu óc đó. Cũng như người lớn thường quên những bất hạnh của mình trong khi phấn chấn lao vào những công việc mới. Sự thu hút đó là một kiểu huyết sáo mới tuyệt diệu mà nó vừa học được của một người da đen nhưng đang khổ tâm vì không được luyện tập một cách thoải mái. Đó là một tiết mục đặc biệt nghe như tiếng chim hay như tiếng nước róc rách tạo nên bằng cách giữa lúc tiếng sáo đang vang thì cách từng quãng ngắn lại đưa lưỡi đánh lên hàm ếch. Chắc bạn đọc còn nhớ cách làm đó như thế nào nếu bạn đã có thời là trẻ con. Nhờ chăm chút và miệt mài nên không bao lâu nó đã khuyết được thành thạo và giờ thì nó đã rảo bước trên đường lớn, mồm đầy âm thanh và tâm hồn đầy hạnh phúc. Nó cảm giác giống như cảm giác của một nhà thiên văn khi ông ta khám phá ra một hành tinh mới. Chắc chắn, tính về độ sâu, độ mãnh liệt, độ tinh khiết của cảm giác sướng vui thì phần thắng ở về phía chú bé, không phải về phía nhà thiên văn. Đêm hè dài nhưng không tối, ngay sau đó thì Thom kiểm tra lại cách huyết một kẻ lạ mặt đứng trước mặt nó, một thằng bé, một bóng người lớn hơn người nó. Một người khác lạ mới đến không kể già hay trẻ, trai hay gái, đều gây một sự tò mò sâu sắc của cái làng Stigner. Peter Bull, bé nhỏ, nghèo khổ, tồi tàn. Thằng bé này lại ăn mặc đẹp, mặc đẹp cả trong ngày thường. Đó là một chuyện rõ ràng là kỳ lạ. Cái mùi của nó là một cái gì thật thanh nhã, kéo khoát ngoài màu xanh cài kính cổ của nó thì mới là chảy chuốt. Còn cái quần của nó cũng thế, nó đi dài, tuy hôm nay chỉ mới thứ sáu. Nó còn thắt cà vạt là một đoạn giải băng màu sáng. Nó có một vẻ gì của người thành thị. Cái vẻ ấy cứ gậm nhắm ruột gan thằng Tom. Tom càng nhìn chồng chọc vào cái kỳ công lộng lẫy đó, nó càng hết mũi ngắm vẻ thanh lịch của thằng bé kia thì quần áo của bản thân nó hình như càng trở nên tồi tàn chẳng đứa nào nói gì cả nếu một đứa cử động thì đứa kia bước về một phía như nhau thành một vòng tròn luôn luôn chúng giữ sao cho mặt đối mặt mắt nhìn thẳng vào nhau cuối cùng thì thòm nói tao cho mày một trận bây giờ mày thử xem ừ tao đánh thật đấy mày chả dám đâu còn lâu thật tao đánh mà công mày chả dám tao dám mày không dám dám không dám một phút im lặng khó chịu rồi thơm nói tiếp tên mày là gì việc gì đến mày mà hỏi tao bảo là việc của tao mà việc của mày sao mày không làm đi nếu mày nói nữa tao sẽ đánh cứ nói, cứ nói đấy, thì sao nào? Ờ, mày tưởng là mày khỏe lắm hả? Nếu muốn với một tay buộc sau lưng, tao cũng đánh nổi mày. Vậy sao mày không làm gì? Mày chỉ biết nói thôi à? Tao sẽ làm nếu mày láo với tao. Ờ nhỉ? Tao đã thấy hàng đống gia đình có những đứa như mày. Đồ làm bảnh. Mày cho mày là tướng đấy hả? Ô, cái mũi. Không thích nó thì chịu đựng nó phải. Tóc cược mày hất được nó. Bất cứ đứa nào, cả gan làm việc đó sẽ được múc trứng thối. Đồ nốt khoát. Mày cũng thế. Mày là đồ nốt khoát, đánh vỗ mồm chứ dám làm gì ai. Ừ, bước lên xem. Này, mày mà còn láo với tao thì tao sẽ lấy đá vụn lên đầu đấy. Ơ, ừ, lẽ tất nhiên là mày sẽ... Ừ, tao sẽ vụt. Vậy sao mày không vụt đi? Cứ nói thì làm gì? Sao không làm đi? Chỉ vì mày sợ. Tao mà sợ à? Mày sợ. Tao không sợ. Mày sợ. Lại im lặng. Lại nhìn nhau trừng trừng và bước chéo quanh nhau. Bây giờ hai đứa đã chạm vào nhau. Tom nói. Cút đi. Mày cút đi thì có. Tao không cút đấy. Tao cũng không. Thế là nó đứng đấy, mỗi đứa đặt một chân vào một góc độ hình thành như cái dấu ngoặt. Rồi cả hai dốc sức xô lấn nhau, nhưng chả đứa nào giành được phần thắng cả. Sau khi cả hai đều nóng sôi và mặt đỏ ẩn, thì mỗi đứa lại thận trọng, cảnh giác giảm bớt sức cố gắng của mình và thòm nói. Mày là một thằng hèn, đồ chót con, tao sẽ mách anh tao và với một ngón tay út, ông ấy có thể dần được mày một trận, tao sẽ bảo anh tao cho mày xem. Sợ cốc gì anh mày, tao cũng có một ông anh còn lớn hơn anh mày. Hơn thế, anh tao có thể ném anh mày qua cái hàng rào kia kìa. Cả hai ông anh đều là tưởng tượng. Nói láo! Thằng Tom đưa ngón chân cái vạch một đường thẳng giữa đất rồi nói. Tao thách mày bước qua đường này. Tao sẽ đánh cho mày không còn đứng dậy được. Đứa nào bước qua là ăn trộm cù. Thằng bé lạ mặt nhanh nhẹn bước qua rồi nói. Đây, mày nói là mày đánh, thử đánh xem nào. Mày chọc tức tao hả? Coi chừng. Đây, mày nói đánh, sao mày không đánh đi? Thế à, đặt hai xu tao đánh cho mà xem. Thằng bé lạ mặt móc lấy hai đồng xu rõ ràng bằng đồng và nhạo bán dơ lên. Tom giật lấy nén mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc, hai đứa bé đã lăn nhào trong đám bụi, bấu chặt lấy nhau như hai con mèo. Trong khoảng một phút, chúng túm tóc nhau, xé toạc quần áo của nhau, đấm cào mũi nhau và cả người dính đầy bụi. Chẳng mấy chốc sự hỗn loạn hình thành và qua bụi mù của trận ẩu đả, thằng Tom hiện lên ngồi cưỡi ngựa trên thằng bé lạ mặt. Nắm tay đấm nó bình bịch, Tom thét. Chịu chưa? Thằng kia cố giải cho ra. Nó khóc, nhưng chủ yếu vì tức giận. Xin, đủ rồi đi, và cú đấm lại tiếp tục. Cuối cùng thì thằng bé lạ mặt thốt ra một tiếng. Đủ rồi, nhưng ngạt thở và tham để nó đứng dậy và nói Đấy, bài học cho mày nhé, lần sau hãy nhìn kỹ xem mày láo sượt với ai. Thằng bé lạ mặt vừa phổi quần áo vừa bỏ đi, vừa đi nó vừa khóc tấm tức và khịt mũi, chốc chốc lại nhìn về phía sau, thòm cười chế nhạo, rồi cất cao đầu bỏ đi. Nó vừa quay lưng lại thì thằng bé kia nhặt một hòn đá ném trúng vào giữa vai rồi quay đầu chạy như một con linh dương. Thom đuổi theo thằng phản trắc, cho đến tận nhà và biết được nó ở đâu. Nó chọn một vị trí ở cổng đứng lại một lúc, thách địch thủ ra khỏi nhà. Nhưng địch thủ chỉ nhăn mặt với nó qua cửa sổ rồi biến mất. Cuối cùng thì ba mẹ của địch thủ hiện ra, mắng Thom là một đứa bé xấu, hư, tục tằng và gào đuổi nó đi. Nó bỏ đi và nói, cứ đợi đấy. Tối hôm đó, nó về nhà khá muộn và khi thận trọng leo qua cửa sổ vào nhà, thì khám phá ra cuộc phục kích của dì nó. Khi bà thấy tình trạng quần áo của nó thì bà cương quyết biến ngày thứ bảy thành ngày giam cầm và lao động khổ sai của nó. Chương 2 sáng thứ bảy đã đến thời tiết mùa hè tươi sáng mát mẻ tràn đầy sức sống mỗi trái tim rộn lên một tiếng ca và nếu nó còn bé bỏng thì tiếng ca phát lên môi mỗi khuôn mặt lộ một niềm vui và rộn ràng trong mỗi bước đi cây hòe nở rộ mùi hương của bông hoa ngập tràn không gian đồi khadip dựng lên sau lưng trên đồi xanh rờn cây lá nó ở một khoảng xa đủ để hình dung một miền cực lạc trong mơ tĩnh mịch khuyến rũ. Bóng tôm hiện lên trên lề đường, tay xách một xô sơn trắng, tay cầm một chổi quét cán dài. Nó nhìn thấy cái hàng rào và mất hết mọi niềm vui. Một mối u sầu sâu kính đè nặng lên tâm trí nó, gần 30 thước hàng rào bằng gỗ phán, chiều cao gần 3 thước. Đối với nó, Đời trở thành rỗng tốt và sống chỉ còn là gánh nặng. Vừa thở dài, nó vừa nhúng chổi vào xô quét dọc theo tấm phán to nhất. Nó lặp lại các động tác là một lần nữa, rồi so sánh đường vệt bé xíu trên bờ rào mới quét với cả một bề mặt rộng mênh mông của bờ rào chưa quét. Và chán ngán ngồi xuống trên một hàng rào gỗ vây quanh một gốc cây. Thằng Jim ra sông, vừa đi vừa nhảy, tay sách một chiếc xô sắt mồm hát bài các cô gái chăn trâu sách nước ở vòi nước thành phố xưa nay là một công việc đáng ghét dưới con mắt của thom nhưng bây giờ thì công việc đó đối với thom không đáng ghét thế nữa nó nhớ rằng ở vòi nước có nhiều bạn bè ở đâu luôn luôn có những đứa con trai con gái người da trắng da màu da đen đợi phiên lấy nước ngồi nghỉ trao đổi đồ chơi cãi nhau đánh nhau nô đùa với nhau nó càng nhớ ra rằng mặc dù vòi nước chỉ cách xa chừng 150 thước, nhưng thằng Jim chưa bao giờ lấy được xô nước dưới một giờ. Hơn thế nữa, thường còn phải cho người đi tìm đó. Thòm bảo, Này Jim, tao sắp nước cho, mày quét một chốc. Thằng Jim lắc đầu, Không được cậu Tom ạ, à, bà chủ bảo tôi đi lấy nước không dừng lại đùa với ai, bà dặn nếu cậu nhờ quét sơn hộ thì tôi đừng có nghe thế rồi bà bảo tôi đi lấy nước còn ba thì theo dõi công việc của tôi bà quyết theo dõi việc sơn của cậu nữa đấy oh jim nghe gì lời bà già bao giờ bà cũng nói như vậy đưa xô đây cho tao tao đi một phút là xong bà chẳng biết đâu không, không được. Cậu Tom ạ, à, bà sẽ bôi hắc in lên đầu tôi đấy. Bà làm thật đấy. Bà già ấy à, bà chẳng bao giờ đánh đau đâu. Lấy cái đê khâu cốc vào đầu. Tao hỏi, đau gì cái đó? Bà già nói dữ nhưng nói thì chẳng đau. Chẳng đau tí nào trừ khi bà khóc. Jim này, tao cho mày một cái này thật tuyệt diệu. Một hòn bi trắng. Jim bắt đầu dao động bi trắng diêm ạ à, một hòn bi tuyệt vời trời tuyệt diệu thích thật đấy cậu ạ à. nhưng cậu thơm tôi sợ bà lắm ngoài ra nếu mày muốn tao chỉ ngón chân đau của tao cho mày xem diêm một đứa bé giàu lòng nhân ái tiết bụt hấp dẫn nó quá chừng nó đặt cái xô xuống cầm lấy hòn bi trắng và cúi mình lên ngón chân nhìn mê mẩn trong khi cuộn băng được từ từ tháo ra. Một lúc sau thì dì xuất hiện. Jim chạy bay trên con đường lớn, kéo theo cái xô đích xưng tấy. thom thì ra sức quét sơn và dì thì từ chiến trường trở về. tay sắp một chiếc dép, mắt nhìn đắc thắng. Nhưng nghị lực của thom không giữ được bao lâu, nó bắt đầu nghĩ đến cái trò đã dự định cho ngày hôm nay và nỗi buồn của nó càng tăng, chốc nữa mấy đứa trẻ được rảnh rỗi sẽ đến và bước vào những cuộc thám hiểm thú vị và chúng sẽ tha hồ mà cười nó vì nó phải làm việc, chỉ nguyên ý nghĩ đó cũng là điều thiêu đốt nó như lửa. Nó lấy kho của cải vật chất ra xem lại những mẫu đồ chơi, những hòn bi, những bả mía có thể đủ để đổi công lao động, nhưng không thể đổi được nửa giờ tự do hoàn toàn thế là nó đúc lại những tài sản eo hẹp của nó vào túi và bỏ ý định cố mua chuộc những đứa trẻ bạn nó vào giây phút u ám và vô vọng đó nó bỗng nảy ra một sáng kiến chẳng kém một sáng kiến kỳ diệu vĩ đại chút nào nó cầm cây chổi lên và ung dung đi làm việc chẳng mấy chốc ben roger đã hiện ra trước mặt trong tất cả các cậu bé thì đó chính là đứa mà nó sợ nhất Kiểu đi của Ben là kiểu nhảy dây, nhảy dây lọt cò, một biểu hiện cho thấy lòng nó đang vui và tâm hồn nó đang bay bổng. Nó đang nhai một quả táo, chốc chốc lại kêu lên một tiếng dài êm tai, tiếp theo là tiếng bính bon bon bính bon bon trăm trăm bởi vì nó đang bắt chước một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước. Đến gần Tom nó giảm tốc độ đi vào chính giữa lòng đường, nghiêng hẳn mình về phía bên phải và lái theo chiều gió một cách chậm chạp. Hết sức thận trọng, bởi vì nó đang thể hiện nó là con tàu Big Missouri và cho rằng mình đang đẩy ba thước nước. Nó vừa là máy móc chuông kết hợp lại. Vì thế nó phải tưởng tượng nó đang đứng trên bon thượng ra lệnh, đồng thời lại cũng đang thi hành những mệnh lệnh đó. Dừng lại, bính bon bon. Con tàu chạy gần đến đà và chú bé từ từ dừng lại bên lề đường. Cho tàu lui lại, bính bon bon. Hai tay nó dang thẳng ra rồi ép cứng dọc theo hai bên hông. Cho lái quay về phải, bính bon bon, xích, xích, xích. Trong lúc ấy, tay phải của nó vẽ ra những vòng tròn rộng bởi vì nó đang biểu hiện một bánh xe cao độ 40 bộ. Cho tàu lùi về bên trái, bính bon bon, xịt xịt xình. Tay trái lại bắt đầu quay vòng tròn. Bên phải dừng lại, bính bon bon. Bên trái cũng dừng lại, đi thẳng về phía phải, dừng lại. Cho mái bên ngoài chạy từ từ, bính bon bon, xịt xịt sinh. Thả dây đàn mũi xuống, nhanh lên nào, thả dây lái xuống. Sao? Làm gì đấy? Cho dây phòng chắc vào cái cọc neo kia, cho tàu chạy cặp sát bờ, bây giờ thả cho trôi. Thưa thuyền trưởng, mái tắt xong rồi ạ, à. biến bon bon, xích 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 thử vội xem mức nước. Tom tiếp tục sơn hàng rào, không chú ý tới chiếc tàu Ben nhìn Thom làm việc một lúc rồi nói, Hả? Bị đóng cọc phải không mày? Không trả lời. Thom ngắm đường sơn cuối cùng của mình với con mắt của một nghệ sĩ, rồi đưa chổi quét thêm một nhát nhẹ, xong ngắm lại kết quả như trước. Ben đứng giống hàng ngang bên cạnh, nhìn thấy quả táo, Thom chảy nước miếng, nhưng vẫn bám công việc. Ben nói, cháu cáo ông bạn cố tri phải lao động à. Tom đột nhiên quay lại nói. Sao Ben đấy à, tớ không để ý. Này, tớ đi bơi đây, cậu có muốn đi không? Nhưng chắc cậu còn phải lao động, phải không? Hẳn cậu còn phải lao động. Tom nhìn thằng bé một cái rồi nói. Cậu gọi cái gì là lao động? Sao? Đấy không phải là lao động à? thơm tiếp tục sơn và thận trọng trả lời ừ cũng có thể là lao động mà cũng có thể là không tớ chỉ biết là nó hợp với thơm sower này thế thôi này cậu không có ý nói là cậu thích đấy chứ cái chổi tiếp tục hoạt động thích hay không thích ê tớ không hiểu vì sao buộc phải không thích cái này có đứa nào lại được cái may mắn mỗi ngày sơn một cái hàng rào không? Thế là việc sơn bờ rào được đặt dưới một ánh sáng bới. Ben ngừng gặm quả táo, thơm đưa lui đưa tới, nhát chổi một cách uyển chuyển. Lùi lại sau để ngắm, quét thêm một nhát nữa vào chỗ này chỗ kia, lại đánh giá kết quả. Ben thì đứng nhìn từng động tác một, và mỗi lúc bị hấp dẫn bị thu hút hơn. Một lúc sau nó nói, này thơm cho tới sơn một tí thơm đắn đo hầu như đồng ý nhưng nó thay đổi ngay ý kiến không không được việc này không làm ồ ạt được đâu ben ạ à. dì bô ly đặc biệt khó tính về cái hàng rào này chả là đứng ở mặt đường mà nếu là hàng rào sao tớ chả nói làm gì và dì cũng chả để ý thật đấy dì ấy đặc biệt khó tính về cái hàng rào này nó phải được sơn hết sức cẩn thận Tớ tính trong một nghìn, có thể hai nghìn thằng, không có một thằng nào làm việc này theo cách thức phải làm. Tớ cũng muốn thế, lấy danh dự thề đấy bên ạ. À. Như dì Bô Ly, vâng, thằng Jim cũng muốn làm, nhưng dì ấy không cho. Sai muốn làm thì gì cũng trả cho. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao tớ cương quyết rồi chứ. Nếu cậu mà còn mó tay vào thì ai biết cái gì có thể xảy ra ôi gớm tớ cũng cẩn thận được mà cho tớ thử thôi này tớ cho cậu ruột quả táo nhé ừ đây nhưng không không men ạ à. tớ sợ thôi tớ cho cậu cả quả đấy tom trao cây chổi ngoài mặt thì miễn cưỡng nhưng trong lòng thì hả hê và trong khi chiếc tàu biết missouri phải lao động và đổ mồ hôi hộp giữa nắng thì nhà nghệ sĩ nghỉ ngơi ngồi trên một cái thùng trong bóng mát gần đấy. Hai chân đu đưa, miệng nhớp nhép nhai quả táo và đầu óc thì tính kế lừa những cô cậu khờ dại khác. Đối tượng đánh lừa thì chẳng thiếu, những đứa trẻ chốc chốc lại đi qua, chúng đến để chế nhạo nhưng rồi đều dừng lại để sơn. Khi Ben đã mệt rã rời, Tom lại đổi việc sơn cho Billy, lấy một con diều đã được sửa chữa tốt và khi tới tiễn Billy xong thì Sonny Miller lại đến xin mua công việc bằng một con chuột chết và một sợi dây buộc để nó xoay tròn. Và cứ thế, cứ thế hết giờ này đến giờ khác. Đến nửa chiều thì từ một thằng bé lúc sáng nghèo nàn khốn khổ, Tâm đã thật sự trở thành kẻ giàu có chưa từng thấy. Ngoài những đồ vật nói trên, nó còn có 12 hòn bi, một phần của cái đàn hạt do Thái một mảnh chai vỡ màu xanh để làm mắt kính nhìn, một lỗi cuộn chỉ, một chiếc chìa khóa không mở được gì, một mẫu phấn, một cái nút thủy tinh của một chiếc bình thon cổ, một chú lính bằng sắt tay, hai con nồng nọc, sáu quả pháo, một chú mèo con chột mắt, một quả đấm cửa bằng đồng thao, một chiếc vòng cổ chó nhưng không có con chó, một cán dao, bốn mảnh vỏ cam và một khung kính cửa sổ cũ đã bị ném phở. Suốt buổi nó được rảnh rỗi, vui vầy, thích thú, đầy bạn bè. Và cái bờ rào lại được quét ba lớp sơn. Tom tự bảo rằng kết cuộc thì đời chẳng đến nỗi rộng tết như thế. Nó đã khám phá ra một quy lực lớn trong hoạt động của con người mà không biết đó là muốn làm cho một con người hay một đứa trẻ thêm thôn một cái gì thì chỉ cần làm cho cái đó khó đạt được nếu nó là một nhà hiền triết lớn như tác giả của cuốn sách này chẳng hạn thì nó đã hiểu rằng công việc là cái gì mà người ta buộc phải làm và điều đó sẽ giúp nó hiểu vì sao làm hoa giả hay một cái cối xay gồm là làm công việc trong khi leo lên đỉnh núi trắng chỉ là trò vui còn những người giàu có ở Anh thì đánh những chiếc xe khách đi mỗi ngày những 20 đến 30 dặm giữa mùa hè. Chỉ vì việc đó đem lại cho họ những món tiền lớn. Còn nếu làm việc mà người ta phát lương cho họ thì cái đó sẽ biến thành công việc và lúc đó khó có thể từ chối. Chú bé đâm chiêu nghĩ ngợi một lúc trước sự biến cố cụ thể đã xảy ra đối với tình hình của cải của mình rồi tiến về đại bản doanh để báo cáo. Chương 3 Tom đến trình diện dì Polly Dì ngồi cạnh một cái cửa sổ mở trong không gian nhà xinh xắn ở phía sau một không gian nhà vừa là buồn ngủ vừa là phòng ăn sáng, ăn chiều và thư viện một phòng tổng hợp không khí mùa hè thật dễ chịu sự yên tĩnh như mời nghỉ ngơi mùi hương của các loài hoa và tiếng ông kêu u u như su ngủ đã làm cho dì gật gù bên đống len đang dở. Mà cũng vì dì chẳng có bầu bạn nào cả ngoài con mèo, và con mèo cũng ngủ trong lòng dì. Cặp kính của dì được gạt lên trên mái tóc đã hoa râm cho bảo đảm. Dì đã có ý nghĩ rằng Tom đã bỏ việc đi từ lâu rồi, cho nên khi thấy chú bé trở lại tự đặt mình dưới quyền lực của dì một cách dũng cảm như vậy, thì dì rất đổi ngạc nhiên thòm nói bây giờ cho phép cháu đi chơi được không vậy sao đã đi chơi rồi cơ à mày làm được bao nhiêu rồi xong tất cả rồi dì ạ thòm đừng nói dối gì dì, dì không chịu được nói dối cháu không nói dối xong tất cả rồi dì Bô Ly đặt ít tin tưởng vào lời cảnh báo ấy dì tự xem uh, tận mắt và nếu gì xác nhận báo cáo của Tom đúng dù chỉ 20% thôi thì dì cũng đã hài lòng. Khi dì thấy toàn bộ cái hàng rào đã được quét trắng thật sự và chẳng những quét trắng mà còn tỉ mỉ được sơn đi sơn lại hai lớp lại thêm một đường kẻ giữa đất thì sự ngạc nhiên của dì thật khó tả. Dì bảo Thật chưa bao giờ có. Chẳng gian dối lừa gạt gì. Thế là Mày có thể làm tốt khi mày chịu để cái đầu ốc vào, thò mà. Xong, Di Hoa Loãng bớt lời khen bằng cách thêm. Nhưng phải nói là rất ít khi chịu để đầu ốc vào. Thôi, đi chơi đi. Nhưng nhớ mà về đấy nhé, không thì lại no đòn. Sự hoàn thành công việc rực rỡ của chú bé khiến Di tràn ngập niềm vui. Di kéo chú vào kho lấy một quả táo chọn lọc, rồi trao cho chú không quên kèm theo một bài giảng về sự chiêu đãi tự thân nó đến khi nó có sự cố gắng của đạo đức mà không có một tội lỗi. Và trong khi gì kết luận bằng một lời văn hoa rất đắt rút từ kinh thánh ra, thì chú bé đã khòe được một cái bánh rán. Xong, nó nhảy đi và thấy sai, cũng đang bắt đầu leo lên cầu thang ngoài và cái thang dẫn lên hai phòng sau ở trên giác đất cục đã trong tay. Trong giái mắt không gian đầy đất, chúng rào rào bay quanh người Stai như một trận mưa đá và trước khi dì Bully lấy lại được tinh thần hết sức ngạc nhiên xông ra cứu chú bé, thì sáu bảy cục đất đã được ném trốn đất, còn Tom thì đã vượt hàng rào trốn mất. Nhà có cổng nhưng như thường lệ, nó chẳng có đâu thì giờ rảnh để mà sử dụng cổng lòng nó thư thái vì giờ nó đã trả xong món nợ với thằng Sai. Vì cái tội lưu ý gì Bully về sợi chỉ đen khiến bản thân nó phải lao đao. Tom đi quanh theo bờ rào khu nhà rồi quay lại theo một con đường bùn lầy dẫn tới phía sau chuồng bò nhà dì. Bây giờ thì nó đã an toàn thoát khỏi vòng bị bắt và bị trừng phạt. Nó vội vã tiến ra quảng trường của làng, ở đó hai đội quân trẻ con đã họp mặt để đánh nhau. Theo chương trình đã định trước, Tom là tướng của một trong hai đội ấy. Còn Joy Hepper, một đứa bạn chí thiết của nó thì chỉ huy đạo kia. Hai vị tổng chỉ huy này không thèm đích thân ra trận đánh nhau. Nó là việc thích hợp với loại thịt nướng thấp hèn kia. Còn họ thì cùng ngồi trên một điểm cao và điều khiển các hoạt động trên trận địa bằng những mệnh lệnh do sĩ quan, phụ tá truyền đi. Đạo quân của Thom lại thắng sau một trận chiến đấu gây go và dây dẳng. Rồi thì người ta đếm số người chết, trao đổi tù binh, thỏa thuận với nhau về những điều khoản của mối bất hòa sau này và quy định ngày sẽ xảy ra trận đánh cần phải có. Xong, Đâu đấy quân sĩ xếp thành hàng ngũ và hành quân đi, còn Tom thì trở về nhà mình. Khi đi qua ngôi nhà của Thatcher ở, nó thấy một cô gái lạ mặt ở trong vườn, một cô bé mắt xanh thật đáng yêu, mái tóc tết thành hai đuôi sam dài, váy yếm mùa hè trắng toát và quần thêu. Phi anh hùng vừa thắng trận cảm thấy bị trúng đạn, mặc dù không có tiếng nổ. Hình ảnh của bé Amy Lawson nào trước đã mờ bóng trong lòng chàng và không còn để lại mảy may dấu vết nào nữa. Trước đây thì chàng cứ tưởng yêu cô đến điên cuồng, chàng đã xem mối tình của mình như một sự thờ phụng. Nhưng bây giờ chàng lại thấy đó là một sự mê thích trẻ con, chống phai mờ và đáng thương. Chàng đã bỏ ra hàng tháng để tấn công cô, chàng mới chỉ tỉnh tò cách đây một tuần chàng là một người hạnh phúc và hãnh diện nhất đời chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi. Nhưng bây giờ đây, trong khoảnh khắc, hình ảnh cô đã ra khỏi trái tim chàng như một khách lạ tình cờ đến thăm xong là thôi. Mắt lấp lén nhìn trộm, chàng thầm sùng bái vị thiên thần mới này. Mãi cho đến khi chàng biết vị thiên thần đã nhìn thấy mình, chàng bèn giả vờ như không biết rằng nàng có mặt và bắt đầu phô diễn bằng đủ mọi thứ mánh khóe buồn cười của trẻ con cốt là để kiếm được sự khâm phục của nàng chàng tiếp tục cái trò ngớ ngẩn kỳ cục đó trong một thời gian nhưng ngay sau đó giữa lúc đang biểu diễn những tiết mục thể thao nguy hiểm thì liếc mắt nhìn sang chàng lại thấy cô bé đang cất bước vào nhà tom liền tiến tới đến hàng rào tựa vào đấy đau buồn và hy vọng rằng cô bé sẽ nán lại một chút thôi Cô dừng lại một chốc trên bậc thềm rồi tiến về cửa lớn. Khi cô đặt chân lên ngưỡng cửa thì Thom thở một cái dài. Nhưng ngay lúc đó mặt Thom bỗng sáng hẳn lên bởi vì vị thiên thần ném một bông hoa trên bờ rào trước khi biến đi. Chú bé chạy tới và dừng lại cách đó hoa chừng một hai bộ rồi đưa tay che mắt. Chú bắt đầu nhìn xuống đường làm như vừa mới khám phá được một cái gì đó thú vị đang xảy ra ở đấy ngay sau đó thì chú lượm một cọng rơm lên rồi ngửa đầu chú cố giữ sao cho cọng rơm thăng bằng trên mũi của mình trong khi cố gắng như vậy thì chú phải đi từ phía bên này về phía bên kia và thế là mỗi lúc chú phải tiến lại gần tới đó hoa bướm cuối cùng thì chú đặt bàn chân trần của chú lên đó hoa khép nó lại giữa những ngón chân mềm mại của chú rồi nhảy đi và biến mất sau góc khu vườn với phật báo đó. Chú chỉ ở đấy một phút thôi, đủ cho chú có thể cài đó hoa vào mặt trong áo, cạnh tim chú hay là cạnh dạ dày cũng có thể, bởi vì chú chẳng xanh sỏi gì lắm về khoa giải phẫu mà cũng chẳng khắc khe tí nào về những chuyện nhỏ nhặt ấy. Bây giờ thì chú đã trở lại, phát mình lên cái hàng rào cho đến chiều tối muốn phô diễn như trước nhưng cô bé chẳng bao giờ xuất hiện trở lại nữa mặc dù thế Tom vẫn hy vọng rằng cô đang đứng cạnh một cửa sổ nào đó và biết rõ mọi cử động của chú cuối cùng thì chú miễn cưỡng ra về đầu óc đầy mộng ảo trong suốt buổi ăn tối tinh thần chú phấn chấn đến nỗi vì Polly phải lấy làm lạ rằng cái gì làm thằng bé say sưa đến thế chú bị mắng một trận ra trò về trận ném đá vào sai nhưng hầu như chú chẳng quan tâm tí gì đến việc đó chú cố gắng ăn cắp đường ngay trước mặt gì nên lại bị trừng phạt chú phân bì thằng sai lấy đường thì gì chẳng đánh ừ thằng sai có làm khổ làm sợ người khác như mày đâu tao mà không nhìn thì mày đã nhúng tay mãi vào cái bắt đường sau đó thì dì Bô xuống bếp, còn sai thì sung sướng vì được miễn phạt nên cố với lấy bắt đường. Đó là một cách tỏ sự đắc thắng với Tom, một thái độ khó mà chịu nổi. Nhưng sai trượt tay, cái bát rơi xuống vỡ, Tom sướng như lên cung tiên, nhưng nó vẫn còn kiểm soát được miệng lưỡi của mình và giữ im lặng. Nó tự nhủ là sẽ chẳng nói một lời cả khi gì nói đến, mà chỉ ngồi thật yên cho đến khi gì nó hỏi ai gây ra tai họa lúc đó nó sẽ nói và trên đời sẽ chẳng có gì thú bằng nhìn thấy cái khuôn mẫu được cưng ấy với lấy trận đòn nó sung sướng tràn trề đến nỗi hầu như không tự chủ được nữa khi bà lão trở lại đứng trước cảnh đổ vỡ đôi mắt lóe lên những tia chớp giận dữ từ sau cặp kính của bà nó tự nhủ đã đến lúc rồi đây và tức khắc, nó nằm dài ra nền nhà. Cái bàn tay nhóp nhát lại dơ cao lên để đánh, nhưng thòm la lớn. Dì, khoan đã, sao gì lại đánh cháu? Thằng sai làm phở kia mà. Dì Bô Ly dừng tay, lúng túng, còn Tom thì chờ đợi một lời thương xót vàng hòa. Nhưng dì chỉ cất tiếng thở dài, thì dì chỉ nói. Ồ, oh, được. Rồi mày cũng chẳng thoát khỏi một trận đòn đâu. Tao chắc như vậy. Tao mà không có mặt đây là chắc chắn mày lại làm một việc táo tợn gì khác. Nhưng rồi lương tâm bị trách móc gì? Ừ, muốn nói một lời thế nào cho Âu Yếm dễ thương, xong lại nghĩ rằng làm thế hóa ra tự thú rằng mình sai. Kỷ luật cấm làm như vậy. Vì thế, dì im lặng đi làm công việc của mình mà lòng thì bối rối. Thom đứng trong góc phòng hờn giỏi và tự làm tăng nỗi khổ của mình. Nó biết rằng trong thâm tâm thì dì đã quỳ gối trước mặt nó và biết vậy, nó lại vừa lòng vừa sầu rỉ. Nó biết rằng chốc chốc dì đã nhìn nó bằng một con mắt thương hại qua một màn lệ nhưng nó từ chối không chịu thừa nhận điều đó. Nó hình dung nó nằm ốm đến chết còn gì thì cúi mình trên người nó cầu xin một lời tha lỗi cỏn con nhưng nó chỉ quay mặt vào tường và chết chẳng nói một lời ôi lúc đó thì dì cảm thấy ra sao nhỉ rồi nó lại hình dung nó được mang từ bờ sông về chết hẳn đầu óc ướt đẫm quả tim đau đớn nay đã yên nghỉ vì nó sẽ lao mình xuống người nó nước mắt đổ như mưa môi cầu chúa cho sống lại chú bé của dì và dì sẽ chẳng bao giờ chẳng bao giờ hành hạ nó nữa. Nhưng nó thì nó sẽ nằm đó lạnh toát, trắng nhợt và chẳng động đậy. Một đứa bé khốn khổ đau đớn ê chề mà những đau thương từ nay đã chấm dứt. Nó truyền miên trong những cảm xúc ấy, những cảm xúc được những ảo mộng kia tô đậm thêm. Đến nỗi cuối cùng nó phải chịu đựng vì hầu như nó nhạt thở. Mắt nó mờ lệ và khi nó nhấp nháy thì nước mắt lại trào ra và chảy thành dòng nhỏ giọt từ đầu mũi nó xuống. Nó trân trọng nỗi buồn đó, sướng vui vì chúng, nên nó không chịu để cho bất cứ một sự vui sướng trần tục nào, hay bất cứ niềm hoan hỷ nào ồn ào, nào đến quấy rối chúng. Chúng quá thiên liêng đến đổi một sự tiếp xúc như vậy và thế là sau đó, khi cô bé Mary, con của dì Polly vừa đến vừa nhảy múa, trang đầy sức sống vì sung sướng được trở về nhà sau một tuần dài về thăm nông thôn, thì nó đứng lên âm thầm trong bóng tối đi ra theo cửa này, trong khi cô bé mang lại lời ca và ánh nắng đi vào theo cửa kia. Nó đi lang thang cách xa các nơi trẻ con thường lui tới và tìm những chỗ vắng để thích hợp với tâm trạng của nó một bè gỗ trên sông như mời mọc nó lên ngồi ở mạn ngoài bè ngắm cảnh mênh mông ảm đạm của dòng nước ao ước là một lúc nào đó nó có thể bị chết chìm đi nhạt tức khắc không hay không biết không phải trải qua những nghi thức phiền phức mà thiên nhiên đã bày ra xong đó nó lại nghĩ đến đó hoa của nó nó đưa hoa ra vò nhào cho đến tàn héo và thế là khoái trá trong nỗi buồn của nó tăng lên đến cực độ nó tự hỏi nếu cô bé mà biết thì không hiểu cô có thương tình cho nó không cô có khóc và ao ước có quyền vòng tay quanh cổ nó để an ủi nó không hay là lại một nỗi đau thống thiết thú vị đến nỗi nó vẽ đi vẽ lại nó nhiều lần trong tâm trí và đặt nó dưới những ánh sáng mới khác nhau mãi cho tới khi nó bị cũ mòn sơ xác cuối cùng thì nó thở dài đứng dậy và cất bước đi trong đêm tối vào khoảng chín giờ rưỡi hai mười giờ thì nó bước theo con đường vắng dẫn tới nhà của người yêu thầm kín nó dừng lại một chốc tai nó lắng nghe mà chẳng nhận thấy một tiếng động gì một ngọn nến phả một thứ ánh sáng mờ đục lên bức màn của một cánh cửa sổ ở tầng hai cái dáng dấp thiên liêng phải chăng là ở đấy nó lao qua bờ sào lén lút lách qua cây cối mà đi cho tới khi đến dưới cái cửa sổ kia nó nhìn lên cánh cửa thật lâu xúc động thế rồi nó đặt mình nằm xuống đám đất dưới cửa ngửa mặt lên trời hai tay vòng trước ngực và nâng trong tay cành hoa héo khốn khổ của mình trong tư thế đó nó có thể chết có thể đi vào cái thế giới lạnh lẽo không có gì che chở trên đầu của kẻ không nhà, không có lấy một bàn tay bè bạn để lau cho nó những giọt mồ hôi lạnh trên trán người chết, không có lấy một gương mặt thân yêu để tiếc thương cúi xuống người nó, vào giờ hấp hối uy nghiêm và cô bé sẽ nhìn thấy nó như thế đấy khi cô đưa mắt lướt lên cảnh ban mai tươi đẹp và ôi không biết cô có nhỏ một giọt lệ nhỏ thôi lên cái hình hài bất động khốn khổ của nó không? Không biết cô có sẽ thốt ra một lời than thở ngắn ngủi khi thấy cuộc đời non tươi trong sáng bị tàn lụi một cách đột ngột, bị cắt đứt một cách quá sớm như thế không? Cánh cửa mở toàn, giọng nói chói tai của một cô hầu phòng làm ô uế cả một cảnh yên tĩnh thiêng liêng và cả một trận nước lũ dội xuống làm ướt sũng cả thi hài của con người tử vì đạo đang nằm sóng xoài. Vị anh hùng của chúng ta bị sạc nước vội đứng phát dậy, miệng phun phì phì, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn người. Có tiếng gì phèo phèo trong không trung, hòa lẫn với tiếng cào nhào và lời chửi thầm. Rồi tiếp theo là một tiếng cốc vỡ và một hình gì lờ mờ nho nhỏ vụt qua hàng rào và đâm thẳng vào bóng tối. Sau khi trở về nhà không lâu, trong khi Tom đã cởi hết áo quần để đi ngủ, đang ngắm lại quần áo ướt sũng của mình dưới ánh một ngọn nến mở bò, thì sai thức giấc. Nhưng nếu nó cũng có một ý nghĩ lờ mờ nào đó là hãy nói bóng nói gió chơi, thì nó suy tính lại đúng hơn là giữ im lặng, bởi vì cái gì nguy hiểm trong ánh mắt của Tom. Tom rút vào chăn, không buồn đọc những bài kinh phiền toái và sai đã ghi nhớ khuyết điểm này của nó. Chương 4 Mặt trời lên giữa một thế giới yên tĩnh và chiếu rọi xuống khu làng thanh bình như một sự ban phúc lành. Ăn sáng xong, dì Bồ Ly cho gia đình đi cầu kinh, bắt đầu là một bài kinh soạn tại trận bằng những loạt trích dẫn vững chắc rút ra từ kinh thánh gắn lại với nhau bằng một lớp hồ mỏng độc đáo và trên đỉnh cao của cấu trúc đó tựa hồ như đỉnh núi sanai di truyền xuống một chương nguyệt ngã của bộ lực moses xong đó thì thom xắn tay áo lên có thể nói như vậy và đi tụng cho thuộc mấy câu thơ của nó như thường lệ sai thì đã học xong bài mấy ngày trước rồi tom mang tất cả nghị lực ra để nhớ năm câu thơ và những câu đó nó chọn trong một phần của bài bài thuyết giáo trên núi bởi vì không thể nào tìm được những câu ngắn hơn sau khi nửa giờ đồng hồ tom mới có được khái niệm lờ mờ về bài học của mình chỉ thế thôi không hơn bởi tâm trí của nó đang duyệt qua toàn bộ khối lượng tư tưởng của con người còn tay nó thì bận với những trò giải trí tiêu khiển mary cầm cuốn sách lên để nghe nó học thuộc lòng còn nó thì cố mò mẫm trong mây mù hạnh phúc thai là những người uh, uh, người nghèo khó vâng người nghèo khó hạnh phúc thai là những người nghèo uh, bởi vì bởi vì hạnh phúc thai là những người nghèo khó bởi vì tinh thần tinh thần của họ bởi vì tinh thần của họ hạnh phúc thai là những người nghèo khó bởi vì tinh thần của họ là vương quốc của chúa hạnh phúc thai là những người đang than phản bởi vì họ bởi vì họ bởi vì họ sẽ ôi em chả biết chữ gì sẽ ô oh, sẽ bởi vì họ sẽ bởi vì họ sẽ à À, sẽ than phản à hạnh phúc thay là những người sẽ những người à những người những người sẽ than phản bởi vì họ sẽ sẽ gì sao không nhắc chị mary chị bận tiện thế để làm gì chứ ồ oh, thơm này cậu em tối dạ chị chẳng trêu em đâu em phải học lại bài đi thôi chịu khó đừng có nản thế nào rồi cũng thuộc nếu thuộc bài chị sẽ cho thom cái này đẹp lắm giờ thì ngoan ngoãn học bài đi hay lắm cái gì thế chị mary nói cho em biết cái gì nào cứ an tâm thom ạ em biết khi chị nói tuyệt thì là tuyệt chị thề đúng như vậy chị mary nhé được rồi thế thì em học lại và nó học lại thật Nhờ tính tò mò và viễn cảnh của hòa thưởng thúc giục nó học với một tinh thần đặc biệt, nên nó đã đạt được một thắng lợi sực rỡ. Mary cho nó một con dao bao lon mới toanh, đáng giá 12 xu rưỡi. Cơn vui sướng tràn ngập toàn thân, lay động nó đến tận xương tủy. Nói cho đúng thì con dao đó cũng sẽ chẳng cắt được gì cả, nhưng đó là một con dao balon chính cống và trong đó có một cái gì đó rất oai không thể tưởng tượng được bọn con trai miền tây cho rằng đó là một thứ vũ khí rất huyền bí dù gần đây có xuất hiện một số loại dao giả tom đã tính chuyện dùng con dao rạch cái tủ búp bê và đang chuẩn bị bắt đầu bằng việc rạch bàn giấy thì bị gọi đi mặc quần áo để đi học vào buổi ngày chủ nhật Mary đưa cho nó một chậu sắt tay nước và một miếng xà phòng. Nó đi ra phía ngoài cửa lớn, đặt chậu nước xuống trên một chiếc ghế dài nhỏ ở đây, rồi ngâm xà phòng vào nước và để cho tan đi. Nó xoắn tay áo lên, nhẹ nhàng đổ nước xuống đất, rồi vào nhà bếp và bắt đầu lao một cách cẩn thận vào cái khăn lao treo trên cánh cửa. Như Mary đã cất khăn đi và nói, này Tom, em không xấu hổ à, không được lười như thế, nước có làm em đau đâu. Tom hơi luống cuốn một tí, cái chậu được múc đầy nước và lần này thì nó đứng trước chậu nước một chốc, lấy lại quyết tâm thở một hơi dài rồi bắt đầu. Ngay sau đó, khi nó trở vào nhà bếp, hai mắt nhắm nghiền, tay sờ soạn tìm cái khăn, thì một bằng chứng đáng tự hào là bọt xà phòng và nước đang nhỏ từ mặt nó xuống. Nhưng khi nó ló mặt ra khỏi khăn thì nó chưa thật hài lòng bởi vì phần sạch chấm dứt ngay dưới càm và hàm giống như một chiếc mặt nạ ở dưới. Và bên kia đường ranh giới đó là một dải rộng đất chưa tưới, đen ngòm, chạy dài xuống trước, sau và chung quanh cổ nữa. Mary đưa tay nắm lấy nó và khi chị hoàn thành công việc của chị với nó, thì nó đã trở thành một chàng trai lịch sự. Mái tóc sẫm màu của nó được chảy gọn gàng. Các cuốn tóc quăng quăng của nó được xếp đặt theo một kết cấu đối xứng chung xinh xắn. Nó thì kính đáo, vuốt phẳng. Các cuộn tóc một cách công phu, khó nhọc, rồi chảy tóc sát xuống da đầu bởi vì nó cho cuộn tóc là nét yếu ớt của con gái và các cuộn tóc của nó đã khiến nó cay đắng suốt đời xong rồi mary lấy ra một bộ quần áo trong hai năm nay chỉ mặc trong những ngày chủ nhật sau khi nó mặc quần áo xong thì cô gái lại phải đưa cậu em vào nề nếp cô cài nút cho chiếc áo cánh gọn ghẻ của cậu lên đến tận càm lật cổ của chiếc áo sơ mi rộng thênh thang của cậu xuống tận vai chải tóc cho cậu và cho cái mũ rơi lõm đóm ngự trên đầu cậu bây giờ thì cậu xem ra tiến bộ quá chừng nhưng không thoải mái cậu hoàn toàn không thoải mái bởi vì toàn bộ quần áo cũng như toàn bộ sự sạch sẽ có một vẻ gì đó làm cho cậu khó chịu. Cậu hy vọng rằng Mary quên dài của cậu đi, nhưng hy vọng đó liền bị tan vỡ. Như thường lệ, cô chị bôi một lớp mỡ lên khắp đôi dài rồi mang nó ra. Cậu em nổi cáo bảo, luôn luôn người ta buộc cậu phải làm những cái gì mà cậu chẳng thích tí nào. Nhưng Mary nói giọng thuyết phục. Này, Tom hãy ngoan lên chứ. Thế là nó vừa mang giày vượt cầu nhau, Mary thì sẵn sàng ngay thôi và cả ba đứa bé đi đến trường học ngày Chủ nhật, một nơi mà Tom thì ghét cay ghét đắng còn Sai và Mary thì lại yêu thích. Giờ học ngày Chủ nhật là từ 9 giờ đến 10 rưỡi, sau đó là lễ cầu kinh, có hai đứa thì lúc nào cũng tự nguyện nghe thuyết giáo, còn chú bé kia thì luôn luôn ở lại. Nhưng vì những lý do mạnh mẽ hơn kia, cái ghế dài không nệm, có lưng tựa cao của nhà thờ, có thể ngồi được 300 người, nhưng ngôi nhà thì lại là một cái gì đó rất đơn giản bé nhỏ, trên nóc chỉ có một cái hộp gỗ thông làm gác chuông. Đến cửa lớn, Tom lùi lại một bước và đi sát một cậu bạn cũng mặc quần áo ngày Chủ nhật. Này Bill, có phiếu vàng đấy chứ? Có. Cậu đổi lấy cái gì nào? Mồi câu lưỡi câu. Đưa xem. Tom trưng bày vật trao đổi, biêu hài lòng và tài sản trao qua tay chủ mới. Xong rồi Tom lại đổi thêm một đôi bi trắng lấy ba phiếu đỏ và một ít đồ vặt vảnh nhỏ hay cái gì khác nữa lấy hai phiếu xanh. Nó lại đợi đến những đứa trẻ khác đến và tiếp tục mua phiếu đủ màu trong 15 phút nữa. Bây giờ nó đã vào nhà thờ với cả một đám bạn con trai con gái có sạch sẽ nhưng ồn ào tiến tới chỗ ngồi của mình và bắt đầu cãi nhau với cậu bé đầu tiên đến cùng lúc với nó. Ông giáo một người đạo mạo đã có tuổi phải can thiệp và vừa mới quay lưng đi, một cái là Tom đã kéo tóc một cậu bé khác ở hàng ghế trước, rồi giả vờ chăm chú đọc sách trong khi chú bé kia thì nhìn quanh tìm thủ phạm. Ngay sau đó, nó lại dùng đầu đinh đâm vào chân một chú bé khác để được nghe chú ta kêu ói và bị thầy mắng cho một lần nữa. Cả lớp học của Tom đều cùng một mẫu là hiếu động ồn ào hai cây sự. Khi các chú các cô lên đọc bài thì chẳng một chú một cô nào thuộc các bài thơ của mình được hoàn toàn và bị nhắc suốt. Mặc dù thế, chúng đều vượt qua được và mỗi một trò đều được một phần thưởng. Phần thưởng là những miếng phiếu xanh. Trên mỗi phiếu có ghi một đoạn kinh thánh. Mỗi phiếu xanh là giấy trả công học thuộc hai bài thơ. Mười phiếu xanh bằng một phiếu đỏ 10 phiếu đỏ bằng một phiếu vàng và có 10 phiếu vàng thì được ông hiệu trưởng tặng cho một cuốn kinh thánh đóng rất đơn giản đáng giá 40 xu trong thời buổi dễ dàng lúc đó bao nhiêu người trong số bạn đọc của tôi có được sự cần cù chăm chỉ để học thuộc lòng lấy hai nghìn câu thơ dù cho để được thưởng một cuốn kinh thánh chữ mạ vàng Trái mà Mary đã nhận được hai cuốn kinh thánh như thế, đó là công việc kiên trì của hai năm tròn. Có một cậu bé dòng dõi người Đức còn đạt được bốn hay năm cuốn. Có lần cậu ta đọc một mạch ba nghìn câu thơ không nghỉ, nhưng sự căng thẳng thần kinh quá lớn đối với cậu, nên từ đó về sau cậu chỉ hơn một thằng đần một tí. Đó là một tai họa đau đớn cho nhà trường. Bởi vì trong những dịp lễ lớn trước mặt quan khách bao giờ ông hiệu trưởng, theo lời của Thông nói, cũng gọi cậu bé này ra triển lãm chỉ những học sinh lớn tuổi mới tìm cách giữ phiếu lại và kiên trì trong công việc học của họ khá lâu để được một cuốn kinh thánh vì thế việc cấp một phần thưởng như thế là một dịp hiếm hoi và đáng ghi nhớ người học trò được phần thưởng này hôm đó uy nghi và được mọi người chú ý sâu sắc nên giữa hội trường lòng của mỗi học sinh đều được nhen nhóm một hoài bão mới thường kéo dài trong độ hai tuần lễ có thể rằng bộ óc của tom thì không bao giờ thèm khát thật sự một phần thưởng kiểu ấy nhưng toàn bộ con người của nó thì không nghi ngờ gì nữa đã ao ước trong nhiều ngày có được cái vinh danh chói lội kèm theo lễ phát phần thưởng theo đúng nghi thức thì ông hiệu trưởng đứng trên bục giảng tay cầm một cuốn kinh gấp lại ngón tay trỏ chen vào giữa các trang sách và ra lệnh chú ý khi một ông hiệu trưởng của trường học ngày chủ nhật thực hiện lời phát biểu thường lệ của ông thì một cuốn kinh cầm tay là một điều cần thiết cũng như tờ giấy nhạc không thể thiếu được trong tay người ca sĩ khi người ca sĩ ra sân khấu để lĩnh sướng cho một bản giao hưởng mặc dù lý do vì sao là một điều bí mật bởi vì cả cuốn kinh thánh lẫn tờ giấy nhạc đều không bao giờ được khổ chủ của nó dùng đến. Ông hiệu trưởng này là một người mảnh khảnh trạc tuổi 35, có chòm sâu dê hung hung và mái tóc ngắn cũng hung hung. Ông ta mang một chiếc cổ áo đứng cứng, mép trên gần lên đến tận tai, còn hai đuôi nhọn thì uốn cong ra phía trước cho đến khóe miệng đó là một bức tường thành buộc người ta phải nhìn thẳng ra trước mặt và phải quay toàn bộ thân thể khi cầm nhìn sang một bên ông Wetter dáng điệu đứng đắn tấm lòng rất chân thành và trung thực đối với những công việc và địa điểm thiêng liêng ông tỏ ra rất tôn kính và phân biệt hẳn chúng với những vấn đề sinh hoạt hàng ngày nên vô hình chung giọng nói của ông trong buổi học ngày chủ nhật mang một âm điệu đặc biệt hoàn toàn không có trong các ngày thường ông bắt đầu như sau bây giờ ta mong các con hãy cố ngồi thẳng và gọn hết sức rồi chú ý đến lời ta nói trong một vài phút đấy như thế đấy đây là cách các cô bé cậu bé ngoan phải làm ta thấy một cô bé đang nhìn qua cửa sổ ta sợ con nghĩ rằng ta đang ở đâu ngoài đó có lẽ là ở trên ngọn cây đang đọc diễn văn cho lũ chim non. Tiếng cười khúc khích tán thưởng. Ta muốn nói với các con rằng ta có cảm giác sung sướng biết bao khi thấy bấy nhiêu khuôn mặt non trẻ sáng sủa sạch sẽ tập trung lại ở một nơi đây để học tập cách ăn ở cư xử thế nào cho tốt, cho ngoan và vân 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 vân. Không cần phải ghi phần còn lại của bài diễn văn nó theo một khuôn mẫu không thay đổi cho nên với tất cả chúng tôi nó là quen thuộc nói được hai phần đến phần cuối của bài diễn văn bị những lời kể của một cuộc đánh nhau và các trò giải trí khác giữa một số chú bé làm hỏng tiếp theo là những sự nhúc nhích cựa quậy của những tiếng xì xào lan khắp đó đây xô đến tận chân những tảng đá cô tịch bền vững như steve và mary nhưng bây giờ thì mọi tiếng ồn đều bỗng nhiên ngừng lại khi tiếng Webster lặng đi và phần kết của bài diễn văn được đón chào bằng sự im lặng đột ngột đầy biết ơn một phần lớn các tiếng xì xào là do một sự kiện ít khi hoặc nhiều khi xảy ra kỳ nên đó là sự xuất hiện của khách khách là luật sư Thatcher với một người có tuổi rất mảnh khảnh đi theo đó là một người quý phái trung niên tóc màu xám đẩy đà đường bệ và một vị phu nhân trang trọng chắc chắn là vợ của ông này vị phu nhân dắt một đứa bé từ nãy đến giờ tom không ngồi yên trêu mọi người và bị mọi người than phiền cũng bị lương tâm dày vò và không thể nhìn vào mặt emmy lozen nó không chịu được cái nhìn tình tứ của cô bé nhưng khi nó nhìn thấy cô bé mới đến này thì tâm hồn nó trong phút chốc sáng bừng hạnh phúc. Ngay sau đó, nó cố hết sức để phô diễn thổi chú bé này, kéo tóc của bé kia, nhăn mặt với cậu bé khác, tóm lại là dùng mọi thủ đoạn xem ra thích hợp để mê hoặc cô gái nhỏ và chinh phục được sự thắng phục của cô ta. Sự phấn chấn của nó chỉ vướng một gợn đục là ký ức về sự nhục nhã trong khu vườn của vị thiên thần đó. Như cả khói cát đó cũng được rửa sạch ngay trước những làn sóng hạnh phúc đang mơn mang nó. Khách được mời lên ghế dinh dự và khi ông Wetter hoàn thành bài diễn văn của ông thì ông lại mời họ đi thăm trường. Cái ông trung niên xem ra là một nhân vật lớn không kém gì ông chánh án của tỉnh. Hẳn là một con người mà các em bé này cho là oai nhất. Chúng nó tự hỏi ông ta làm bằng nguyên liệu gì và nửa muốn nghe ông ta gầm lên nhưng nửa lại cũng sợ ông ta gầm lên. Ông ta từ Constantinople cách đây 12 dặm đến. Như vậy là ông ta đã tiến hành cả một cuộc hành trình và đã nhìn thấy cả thế giới. Chính những con mắt của ông đã nhìn thấy tòa án tỉnh cơ đấy. Sự khiếp đảm mà những suy nghĩ ấy gây nên tạo ra sự im lặng đầy ấn tượng với các hàng mắt trẻ em trố nhìn. Đấy là vị đại chánh sứ Thatcher, anh của vị luật sư ở vùng khu với chúng nó. Cái lập tức thì thằng Seth Thatcher tiến lên để tỏ rõ là con cháu của con người được trọng vọng và để cả trường ghen tị thèm thuồng. Thật là một điều nhạt du dương đối với tâm hồn nó khi được nghe xì xào. Jim, nhìn nó kìa, nó sắp lên đấy. Này, nhìn kìa, nó sắp bắt tay ông ta đấy. Nó đang bắt tay ông ta đấy. Trời ơi, cậu có muốn làm như thằng xếp không? Walter cũng phô diễn với đủ thứ các hoạt động bận rộn vì chức vụ của ông. Ở đây thì ra lệnh, ở chỗ kia thì nhận xét, rồi ra chỉ thị bất cứ ở đâu mà ông ta thấy có đối tượng nhận lệnh người thủ thư thì phô diễn bằng cách chạy đây đó cánh tay đầy sách và làm một loạt động tác nhặn xị mà các vị chức sắc sâu mọt thích thú các thầy cô giáo trẻ thì phô diễn bằng những lời trách mắng nhỏ nhẹ và bằng những cách thể hiện quyền lực nhẹ nhàng khác bằng sự chú ý tận tụy đến kỷ luật chung rồi hầu hết thì giáo viên cả nam lẫn nữ lại tìm thấy công việc ở tủ sách gần bục giảng. Công việc này thường được làm đi làm lại hai ba lần với vẻ mặt giả vờ bực bội. Các cô gái nhỏ thì phô diễn bằng nhiều cách, còn các chú bé thì phô diễn một cách truyền miên đến nỗi không khí dày đặc, nút giấy và ầm ầm xô đẩy nhau. Và trên tất cả quan cảnh đó, ông lớn tân khách ngồi chỉnh chệ, và nở một nụ cười quan tòa uy nghi trùm lên tất cả trường học, rồi tự sưởi mình trong nắng ấm của vẻ oai phong của chính bản thân mình, bởi vì ông ta cũng phô diễn mà. Chỉ còn có một điều để làm cho ông Walter hoàn toàn gây ngất, đó là dịp phát phần thưởng một cuốn kinh thánh và giới thiệu một đứa bé thần đồng. Nhiều học sinh được một ít phiếu vàng nhưng chẳng một ai có đủ. Ông đã đi hỏi khắp các học sinh ngôi sao. Thật bây giờ, Ông có thể đánh đổi cả một vũ trụ để có lại một chú bé người Đức với một đầu óc trở lại minh mẫn. Và đúng lúc ấy, khi hy vọng của ông đã tiêu tan, thì Tom Sawyer bước lên phía trước với 9 phiếu vàng, 9 phiếu đỏ, 10 phiếu xanh và xin nhận một cuốn kinh thánh. Thật là một tiếng sét giữa bầu trời quang đảng, ông Waiter không hề trông đợi sự cần cù chăm chỉ của chú bé này trong suốt 10 năm qua, nhưng không thể lẫn tránh được nữa. Đây đúng là những tấm phiếu bảo đảm và mặt mũi của chúng cũng còn tốt cả. Vì thế Tom được nâng lên ngồi với vị quan tòa và vị khách được chúa chọn kia là bộ chỉ huy loan báo tin mừng lớn. Đó là nỗi ngạc nhiên choáng người nhất trong 10 năm nay và sự xúc động càng mạnh vì tin này nâng nhân vật mới lên đến tầm cao của vị quan tòa và trường học có đến 20 người kỳ diệu để chiêm ngưỡng chứ không phải là một. Tất cả các chú bé đều bị sự thèm khát dày vò. Những chú đau đớn sâu cay nhất là những chú đã nhận ra quá muộn rằng mình đã góp phần làm nên cái huy hoàng đáng ghét kia bằng cách đổi phiếu cho Tom để lấy những vật mà nó góp nhặt được khi bán đặc ân sơn bờ rào. Bọn này khinh ghét mình là những kẻ mắc lừa một tên đại bọm, một con rắn xảo trá nằm trong thảm cỏ. Phần thưởng được phát cho Tom và tất cả sự vui mừng mà ông hiệu trưởng có thể làm dấy lên trong hoàn cảnh lúc đó, nhưng sự vui mừng đó vẫn thiếu một cái gì đó là tuôn trào thật sự. Bởi vì bản năng của nhà chức trách khốn khổ ấy báo cho ông rằng có thể một sự ám muội gì, không chịu nổi ánh sáng ở đây, Thật phi lý rằng thằng bé đó lại được cho vào cái kho nhà nó những hai nghìn bó thông tuệ của kinh thánh. Một chục bó chắc chắn đối với sức nó đã quá rồi. Emilio vui sướng tự hào và cô bé cố làm cho thom nhìn thấy những nét ấy trên khuôn mặt mình. Nhưng chú ta chẳng nhìn, cô ta lấy lầm lạ rồi hơi bối rối. Sau đó thì một mối nghi hoặc lờ mờ lẫn phẫn đến rồi đi rồi trở lại cô ta gạt đi một cái nhìn trộm nói lên với cô cả vũ trụ rồi tim cô như vỡ ra và cô ghen cô giận nước mắt cứ trào ra và cô căm ghét mọi người ghét thom trên hết cô nghĩ vậy thâm được giới thiệu với vị chánh án nhưng lưỡi chú thì bị buộc chặt hơi thở của chú thì vận động một cách khó khăn tim chú thì rùng lên một phần do vẻ oai phong khủng khiếp của ông lớn kia nhưng chủ yếu là do ông ta là bà con của vị thiên thần của chú. Chú muốn cúi rập người xuống và tôn thờ ông nếu là trong bóng tối. Vị chánh án đặt tay lên đầu Tom và gọi chú là chú bé tuyệt vời, rồi hỏi chú tên gì. Chú bé bỗng nói lấp, há hốc mồm mới phát ra được tên mình. Tom! Ồ không, không phải Tom mà là... Thomas! À đúng rồi, nhưng còn thêm gì nữa không? Tốt lắm, nhưng dám chắc cháu còn một cái tên gì nữa mà em cũng sẽ cho chúng tôi biết được không?" Ông Walter nói khẽ. "Hãy nói cho ông lớn biết cái tên kia của con, Thomas à, và hãy nói thưa ông, đừng quên phép lịch sự của con nhé." "Thưa ông, Thomas." "Đúng rồi, thật là một đứa bé ngoan, một chú bé tuyệt vời, tuyệt vời." một con người bé nhỏ mà chững chạc. Hai nghìn câu thơ là một con số lớn lắm, rất rất lớn. Và cháu sẽ không bao giờ có thể tiếc là đã chịu khó học để thuộc hết. Bởi vì tri thức là quý hơn bất cứ một thứ gì ở trên đời. Đó là cái đã làm nên những bậc vĩ nhân và những con người. Một ngày nào đó rồi bản thân cháu cũng sẽ là một vĩ nhân và là một con người tốt Thomas lúc đó thì cháu sẽ ngoái nhìn trở lại và nói tất cả là nhờ công ơn cái trường học ngài chủ nhật quý báu trong thời thơ ấu của tôi tất cả đều nhờ ông hiệu trưởng đôn hậu đã khích lệ tôi chăm sóc theo dõi tôi và thưởng cho tôi một cuốn kinh thánh đẹp một cuốn kinh thánh xinh xắn rực rỡ để giữ làm của giáo dục tốt cháu sẽ nói như vậy đấy thomas ạ à và cháu sẽ chẳng muốn đổi hai nghìn câu thơ ấy lấy bất cứ một món tiền gì. Thật vậy, cháu sẽ chẳng muốn đâu. Thôi, bây giờ chắc cháu không lấy làm phiền lòng cho tôi và bà đây biết vài điều mà cháu đã học. Không, tôi biết là cháu chẳng phiền lòng đâu bởi vì chúng tôi tự hào về những đứa bé ham học. Đây, chắc là cháu biết tên tất cả 10 vị Tông đồ, cháu có thể cho chúng tôi biết tên của hai vị được chọn đầu tiên không? Tom mân mê một cái huyết áo có vẻ lúng túng. Giờ thì mặt nó đỏ ẩn lên và mắt nó gọp xuống. ông Walter rụng cả tim. Ông tự nhủ. Dù là câu hỏi đơn giản nhất, chắc chắn thằng bé này cũng không thể nào trả lời được. Vì sao ông chính án lại hỏi nó chứ? Thế nhưng ông cảm thấy buộc phải lên tiếng và nói Hãy trả lời ông đi, Thomas, con đừng sợ. Tom vẫn im lặng như bơm nổ chậm. Tôi biết bây giờ cháu sẽ nói với tôi, vì phu nhân bảo vậy. Tên của hai vị tông đồ đầu tiên là David và Goliath. Chúng ta hãy cho hạ màn trước phần cuối cảnh đáng xót thương này chương 5 Vào khoảng 10 giờ rưỡi, cái chuông rè của ngôi nhà thờ nhỏ bắt đầu rung và ngay sau đó nhân dân bắt đầu tập trung để nghe giảng đạo buổi sáng. Trẻ con trường học ngày Chủ nhật rảy ra khắp ngôi nhà, ngồi cùng ghế dài với bố mẹ để dễ bề theo dõi. Dì Ly đến và Tom, Sai, Mary ngồi với dì. Tom được xếp ngồi cạnh lối đi để nó càng xa cánh cửa sổ, mở và càng xa những cảnh trời mùa hạ khuyến rũ bên ngoài càng tốt. Quần chúng con chiên kéo thành hàng dài trên lối đi. Ông già trưởng phòng bưu điện nghèo túng, người đã có một thời sung túc, ông thị trưởng và bà phu nhân. Bởi vì ở đây họ cũng có một ông thị trưởng trong những thứ không cần thiết khác. Ông thẩm phán trị an, bà Dulac quá bụa xinh đẹp, lịch sự và trạc tuổi 40, một tấm lòng nhân từ đôn hậu. Biệt thự của bà ta ở trên đồi là lâu đại duy nhất trong thị trấn, là nơi hiếu khách và xa hoa nhất trong các cuộc vui chơi của sách Betty Có thể tự hào với thiên hạ, thiếu tá lục quân Watcom và đáng tôn kính với vợ, luật sư Riverson, một nhân sĩ mới từ xa đến. Tiếp đó là một cô gái hoa khôi của làng, có cả một đoàn thanh niên mặc quần áo bảnh chòe, theo chân tán tỉnh, rồi đến tất cả các nhân viên bán hàng, trẻ của thị trấn kết thành một khối, bởi vì tất cả đều đứng ở cổng nhà thờ. Hình thành một bức tường tròn những chàng trai say xưa chết choáng, mắt cười điệu mãi cho đến khi người con gái cuối cùng đã được họ bình phẩm đi qua. Sau hết thải là thằng bé mẫu mực Philly musford Chú ý chăm sóc mẹ nó như thể mẹ nó là đồ thủy tinh đánh bóng. Nó bao giờ cũng đưa mẹ đi nhà thờ và là niềm tự hào của tất cả các bà mẹ. Tất cả các chú bé đều ghét nó vì nó tốt quá chừng. Chiếc khăn tay trắng của nó lủng lẳng lồi ra ngoài túi quần sau như tình cờ, nhưng lại đều đặn vào những ngày chủ nhật. Thơm chẳng có khăn tay, nên nó xem những chú bé có khăn chỉ là những đứa làm dáng. Khi các giáo dân đã tập trung đông đủ, tiếng chuông lại rung lên một lần nữa để thúc giục những người chậm chạp và những kẻ la cà. Rồi thì một sự im lặng trang nghiêm bao trùm cả nhà thờ, một sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích và tiếng xì xào của đội đồng ca trong hành lang. Đội đồng ca luôn luôn cười khúc khích và xì xào trong buổi lễ. Một lần, có một đội đồng ca nhà thờ có giáo dục hơn, nhưng giờ thì tôi đã quên không biết ở đâu, đã cách đây nhiều năm lắm nên khó nhớ được một điều gì về đội đó, nhưng tôi nghĩ là ở một nước ngoài. Vị mục sư sướng lên bản thánh ca và đọc toàn bài theo một phong cách đặc biệt với một âm điệu mà ở đó người ta rất ca ngợi. Ông bắt đầu bằng giọng trung lên đều đều cho đến một cao độ nào đó và có thể nhấn thật mạnh vào cái từ đắt nhất rồi hạ thật mau như thể từ trên tấm phán nhảy nhào xuống. Ước gì ta sẽ được lên thiên đường trên một nếp giường thanh thản đầy hoa trong khi những kẻ khác tranh giành nhau phần thưởng phát vượt qua bao bể máu ông được xem là người có cách đọc tuyệt diệu trong các cuộc tổ chức từ thiện của nhà thờ ông luôn luôn được mời lên đọc thơ và khi ông đọc xong là các bà giơ tay lên và thả tay xuống vạt váy của họ như rụng rời rồi nhắm nghiền mắt lại và lắc đầu như để nói không thể diễn tả nổi bằng lời hay quá hay quá đối với một cái thế giới trần tục này. Sau khi bản tánh ca được hát xong thì ông mục sư Stregur tôn kính trở thành một bản thông tin và đọc những thông báo mít tin, hội họp và những việc linh tinh cho đến khi người ta nghĩ rằng bản liệt kê đó có thể kéo dài đến ngày tận thế. Thật là một tập quán kỳ quặc còn được giữ ở Mỹ. Ngay cả trong thành phố hiện nay, ở cái thời đại dư thừa báo chí này, thường một tập quán cổ truyền càng không để giải thích được gì càng khó vứt bỏ. Bây giờ thì ông mục sư cầu kinh thật là một bài kinh đầy tình thương, bao dung, đi vài chi tiết. Nó cầu phúc cho xứ đạo và các cháu bé trong xứ, cho các xứ khác trong làng, cho cả làng, cho tỉnh, cho bang, cho các viên chức trong làng, cho nước Hoa Kỳ, cho các thủy thủ khốn khổ trồng trành giữa biển cả bão táp cho hàng triệu người bị áp bức rên xiết dưới gót dài của nền quân chủ châu âu và các chế độ chuyên chế phương đông cho những kẻ có được ánh sáng và tinh lành mà chẳng có mặt để nhìn thấy và tai để nghe thấy cho những kẻ ngoại đạo trên các đảo xa giữa bể và kết thúc bằng cách khẩn cầu rằng những lời mà ông ta vừa nói ra Chúa ban cho phúc lạnh và ân huệ Và thành những hạt giống giữa đất vì nhiêu Mang lại đúng lúc một mùa gặt những điều may mắn AMEN Có tiếng áo quần sột soạt Và quần chúng giáo dân đang đứng Ngồi thập xuống Chú bé mặc cuốn sách này kể chuyện Chẳng thích bài kinh Mà chỉ chịu đựng nó thôi Nếu thật chú có nghe Chú là một con ngựa bất kham trong suốt buổi cầu kinh chú đến mà không để ý tất cả những chi tiết của bài kinh bởi vì chú không lắng nghe nhưng chú nắm được cái nền cũ của bài kinh và nắm được con đường mà ông mục sư thường theo trong bài kinh nên có chút gì mới nho nhỏ thôi được xen vào là lỗ tai của chú phát hiện ra ngay và toàn thân chú cảm thấy điều đó chú cho các phần thêm là không trung thực một việc làm gian xảo vào giữa bài kinh thì có một con rùi đến đậu trên lưng chiếc ghế ở trước mặt chú và làm cho đầu óc của chú dằn vặt không yên bằng cách ung dung xoa hai chân trước với nhau, lấy chân ôm đầu rồi chùi mạnh cho đến khi cứ tưởng như cái đầu sắp lìa thân. Và để lộ ra cái cổ nhỏ như sợi chỉ mỏng manh, nó lấy chân sau, cọ hai cánh rồi xếp cánh lại với nhau như thể đó là cái phủ đuôi. Con ruồi tiến hành toàn bộ cuộc làm vệ sinh của nó một cách bình tĩnh như thể nó biết rằng nó tuyệt đối được an toàn. Và thế thực bởi vì mặc dù Tom hết sức, ngứa tay muốn bắt lấy nó, nhưng chú cũng chả dám, cho chú tin rằng tâm hồn chú sẽ bị hủy hoại lập tức nếu chú làm như vậy trong khi đang cầu kinh. Nhưng vừa đến câu kết thì bàn tay của chú bắt đầu uống cong và lén đưa ra phía trước, đúng vào lúc tiếng Amen vừa chấm dứt, khi rôi đã thành tù binh, vì Bô phát hiện ra hành động và bắt chú phải thả con rồi Ông mục sư đọc bài giảng một cách đều đều đơn điệu và đưa ra những lý lẽ chán ngắt, nên các cái đầu chốc chốc đã bắt đầu gật. Thế nhưng, những lý lẽ đó phải mua bằng lửa nhiệt tình vô hạn. Nó đã làm thu hẹp khối thính giả của vị đã được chúa chọn trước nay lại thành một nhóm nhỏ đến nỗi mà khó xứng được cứu vớt tom đếm số trang của bài giảng sau lễ nhà thờ bao giờ nó cũng biết có bao nhiêu trang nhưng ngoài ra ít khi nắm được một tí gì khác của bài thuyết giáo thế nhưng lần này thì nó thật sự chú ý trong một chốc vì một sư phát họa một bức tranh rộng lớn và xúc động về cuộc hội họp của các vị khách của trái đất trong thời hoàng kim khi sư tử và cụ nằm bên nhau và một chú bé dẫn đầu chúng nhưng mối xúc cảm bài học đạo lý của bức tranh kỳ phỉ mất hút đối với chú bé chú chỉ nghĩ đến hình tượng của nhân vật chính gương mặt của chú sáng lên với ý nghĩ đó là chú tự nhủ rằng chú mong được làm chú bé kia nếu con sư tử đã được thuần hóa bây giờ khi những lý lẽ khô khan tiếp tục trở lại thì chú cũng rơi trở lại vào đau khổ chẳng mấy chốc chú nhớ tới một vật quý giá của mình và đem nó ra đó là một con bọ to với hai quai hàm lớn kinh khủng, chú gọi nó là con bọ cạp. Con vật ở trong một cái hộp ngồi nổ, việc làm đầu tiên của con bọ là nắm lấy tay chú. Tiếp đó thì con vật bay loạn chọn ra giữa lối đi rồi rơi ngửa ra. Con vật nằm đấy quẩy chân một cách vô hiệu, không làm sao lật sắp mình lại được. Tâm quan sát nó, nóng lòng muốn bắt lấy nó, nhưng nó ở xa quá không với tới được. Có những người khác không thích thú gì với bài giảng cũng tìm thấy ở con bò một sự giải trí. Họ cũng nhìn, chẳng mấy chốc thì một con chó xù đến, đi lững thững dọc theo lối đi, vé buồn râu não nuột, dáng lười nhát trong cảnh êm dịu của mùa hè và trong không khí yên tĩnh chán đời vì bị bắt theo chủ. Và khát khao muốn thay đổi, nó rình con bọ cái đuôi nó rũ xuống rồi cong lên và phẩy phẩy. Nó quan sát cái của trời cho nó. Đi vòng chung quanh, đứng cách xa ra một quảng đủ để đảm bảo an toàn mà ngửi. Lại đi vòng quanh một lần nữa, trở nên bạo dạn hơn. Và đến gần hơn để đánh hơi, rồi dơ mõm lên và bất thần. Vô lấy, nhưng trật mất. Vô một lần nữa, rồi một lần khác nữa. Rồi bắt đầu khoái với cái trò chơi nó ngồi thụp xuống giữ con bọ giữa hai chân và tiếp tục các thí nghiệm của mình cuối cùng thì nó mệt mỏi rồi thờ ơ lơ đảng, đầu nó gật gật dần dần cái càm của nó trĩu xuống và chạm phải kẻ thù con bọ cạp đẩy càm nó một tiếng kêu ẵng đanh gọn một cái vẩy đầu của con chó xù và một con bọ bắn ra xa, xa gần hai chục thước một lần nữa lại đổ xuống bằng lưng các khán giả ngồi cạnh lắc đầu nhưng thích thú ngầm. Nhiều khuôn mặt giấu đi sau những cái quạt và những chiếc khăn tay. Còn Tom thì hoàn toàn sung sướng. Con chó trông có vẻ dại dột và có lẽ tự nó cũng cảm thấy như thế. Nhưng bực bội trong lòng và khát khao muốn trả thù thì cũng có. Vì thế, nó tiến về phía con bọ và bắt đầu lại cuộc tấn công thận trọng. Nhảy vô con bọ từ nhiều điểm trên một vòng tròn, cho hai chân trước rơi xuống cách con vật khoảng ba phần, lại nhe răng vào con vật gần hơn, và thanh linh giật mạnh đầu cho hai tay đập đen đét. Nhưng lát sau, một lần nữa thì nó lại mệt, cố đùa với con rồi, nhưng cũng chẳng hơn gì. Lại đi quanh theo một con kiến, mũi đánh hơi khắp nền nhà, nhưng rồi cũng chóng chán, nó ngáp, nó thở dài, quên hẳn con vật bé xíu và ngồi lên mình nó thế là một tiếng kêu ẳng cuồng dại như sắp hấp hối nổi lên và con chó xù phóng thẳng lên phía trên của lối đi tiếng kêu ăn ẳng vẫn tiếp tục nó chạy ngang giữa nhà trước mặt bàn thờ nó lao xuống theo lối đi kia sủa vang khắp nhà thờ càng chạy thì nỗi đau của nó càng tăng cho đến khi chẳng mấy chốc nó chỉ còn là một ngôi sao chổi xù lông chuyển động theo quỹ đạo của nó với những tia loang loáng với tốc độ của ánh sáng. Cuối cùng thì con vật bị đau điến chạy chợt ra khỏi đường quen thuộc và lao vào lòng chủ. Ông chủ ném nó ra ngoài cửa sổ và tiếng kêu đau đớn nhanh chóng nhỏ dần rồi mất hẳn ở đằng xa. Trong lúc đó thì toàn bộ nhà thờ đều đỏ mặt và nghẹn thở vì nhịn cười. Còn bài thuyết giáo thì phải ngừng bật. Bây giờ thì bài giảng đã tiếp tục nhưng nó tiến triển một cách khấp khẩn ngập ngừng mọi khả năng gây ấn tượng sâu sắc đều đã mất. Bởi vì ngay cả những tình cảm ngang nhiên nhất cũng được tiếp nhận bằng nụ cười kín đáo giấu sau ghế, làm như vị một sư tội nghiệp đã nói một điều gì khôi hài hiếm có. Thật là một cảm giác nhẹ nhàng thực sự cho toàn bộ giáo hội khi buổi thử thách chấm dứt và lời ban phúc được tuyên bố. Tom Sawyer ra về hoàn toàn phấn khởi, nghĩ bụng rằng lễ thánh cũng có ít nhiều thích thú khi có tí ti thay đổi. Nó chỉ có một ý nghĩ bất bình là muốn con chó chơi với con bò của nó, chứ nó không nghĩ rằng con chó mang con vật của nó đi. Chương 6 Sáng thứ hai, Tom Sawyer thấy mình khổ sở vô cùng. Bao giờ đến sáng thứ hai chú cũng tự thấy như vậy, bởi vì ngày thứ hai là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ trôi chậm của một tuần lễ mới ở trường chú thường bắt đầu ngày ấy bằng cách ước ao là đừng có ngày nghỉ xen ngang ngày nghỉ đó làm cho sự trở lại cảnh giam cầm trói buộc trở nên quá ư ừ ghê tởm tom nằm suy nghĩ ngay sau đó thì chú nảy ra ý là ao ước được ốm ốm thì chú có thể ở nhà không đi học đó chỉ mới là khả năng mơ hồ chú nghiên cứu cơ thể mình chẳng tìm ra một bệnh tật gì cả chú lại kiểm tra lại lần này thì chú nghĩ là đã phát hiện ra những triệu chứng đau bụng và bắt đầu khích lệ các triệu chứng đó với một niềm hy vọng lớn nhưng hiện tượng đau bụng giảm dần và chẳng mấy chốc thì mất hẳn chú lại suy nghĩ tiếp bỗng nhiên thì chú khám phá ra được một chuyện một cái răng cửa ở hàm trên của chú bị lung lai thật là một điều may mắn chú sắp bắt đầu rên để khởi động như lời chú nói, thì nếu dì Ly biết thì dì sẽ nhỏ cái răng và như vậy sẽ đau lắm. Vì thế chú tự nhủ là hãy để dành cái răng làm cớ dự phòng trong tình hình hiện tại và tìm thêm. Trong một thời gian ngắn thì chẳng thấy gì, nhưng rồi chú nhớ ra là có nghe bác sĩ kể một chuyện gì đó khiến một bệnh nhân đã phải nằm đến 2-3 tuần và suýt làm anh ta mất một cánh tay. Thế là chú bé háo hức rút ngón chân đau của chú ra khỏi chăn và dơ lên để xem xét kỹ. Xong chú không biết những triệu chứng cần thiết phải là những triệu chứng gì. Tuy thế, hình như rất đáng để liều một phen, thế là chú lăn ra rên với tất cả tâm trí của mình. Nhưng sai thì vẫn ngủ chẳng hay biết gì. Tom càng rên to hơn và tưởng tượng là bắt đầu cảm thấy đau ở ngón chân chẳng tác động gì đối với sai cả. Cố gắng nhiều nên đến lúc này thì Tom đã thở hổn hển. Chú nghĩ một tí rồi lấy hơi phát ra một loạt tiếng rên tuyệt diệu. Sai vẫn ngái khò khò. Tom cố làm cho tình hình thêm trầm trọng. Chú gọi, sai, sai, và lai like cậu em. Cách này có tác dụng, Tom lại tiếp tục rên, sai ngái dài, duỗi tay, duỗi chân, rồi chống khiểu tay, gật mũi và mở mắt nhìn Tom. Tom tiếp tục rên, sai gọi. Tom, này, Tom, không trả lời. Đây này, Tom, Tom, cái gì thế Tom? Rồi cậu em lai like ông anh và nhìn vào mắt lo lắng. Tom kêu và... Ôi, đừng, đừng lắc sai ơi. Sao? Cái gì thế, Tom? Em phải gọi gì đây? Đừng, chẳng việc gì chắc rồi nó sẽ qua thôi đừng gọi ai cả nhưng em nhưng em phải gọi đừng rên như thế tom ạ à, khủng khiếp quá anh bị thế lâu chưa hàng giờ rồi ôi ôi đừng lai sai ơi mày giết tao đấy tom sao không đánh thức em dậy sớm hơn ôi tom đừng rên nghe tiếng anh rên em sởn gai ốc tom ơi cái gì thế tao tha thứ cho mày tất cả sai ạ à. lại rên tao thứ tất cả những gì mày đã làm đối với tao khi tao đã giả từ cõi đời ôi thom anh không chết không chết phải không đừng thom ơi đừng chết có thể tao tha thứ cho tất cả mọi người sai ạ à. lại rên hãy nói với họ như vậy còn bây giờ sai hãy trao hộ tao cái khung kính trượt của cửa sổ và một con mèo chột mắt cho cô bé vừa mới đến trong thành phố và nói với cô ta rằng nhưng sai đã với lấy cái quần áo pha tết đi bây giờ thì thom đau thật sự bởi vì trí tưởng tượng của chú bé hoạt động quá sức và tiếng rên của chú đã đạt đến mức hoàn toàn chân thực sai lao xuống cầu thang gọi dì bô ly dì Boli lên đây thom chết mất chết à vâng dì đừng chừng chừ nữa lên nhanh lên nói nhảm tao không tin tuy thế dì vẫn bước ba bước bảy leo lên cầu thang sai và mary theo chân mặt dì cũng tái đi và môi dì run run đến bên giường dì vừa thở hổn hển vừa nói thom cái gì thế thom ơi gì ơi cháu cái gì thế cái gì thế con ôi gì ơi cái răng đau nó hành xác cháu bà già ngồi thụp xuống một cái ghế tựa dở khóc dở cười xong lại vừa khóc vừa cười khóc cười như thế khiến dì hồi phục được tinh thần và dì nói thầm mày lại cho dì một phố nữa này thôi chấm dứt cái chuyện quái gở ấy đi và ra khỏi giường tiếng rên gừng lại và cơn đau răng cũng biến mất chú bé cảm thấy mình hơi ngốc và nói dì boli ạ hình như nó bị hoại rồi và nó đau đến nỗi cháu không hề nghĩ là vì cái răng cái răng của mày thật à cái răng thế nào nào một chiếc nó lung lay và nó đau ghê gớm lắm này này thôi đừng rên như vậy mở mồm ra nào đúng cái răng lung lai nhưng mày chẳng chết vì cái răng đau Mary lấy cho dì một sợi chỉ tơ và một thanh củi đang cháy ở dưới bếp thầm kêu ôi dì ơi đừng nhổ nó chẳng còn đau nữa đâu cháu hứa nếu nó còn đau cháu cũng chẳng bao giờ còn làm náo động nữa dì ơi đừng cháu chẳng muốn nghỉ học ở nhà nữa đâu ố thế là tất cả chuyện ôm sòm này đều chỉ vì mày muốn bỏ học ở nhà đi câu phải không thom thom vì yêu mày thế mà mày thì hình như cố tìm mọi cách với tính tàn bạo của mày đập vỡ qua tim già yếu của gì đến lúc này thì dụng cụ nhổ răng đã đầy đủ sẵn sàng bà lão xoắn một cái vòng ở một đầu sợi chỉ tơ rồi thắt lấy cái răng của thom còn đầu kia thì cột vào chân giường. Xong, bà cầm lấy thanh củi đang cháy và bất thình lình, dúi hầu vào đúng chỗ giữa mặt thằng bé. Thế là cái răng treo đu đưa ngay cạnh chân giường. Như mọi sự thử thách đều được bù trừ khi Tom đi học. Sau bữa ăn sáng thì mọi đứa bé đều thèm muốn được như chú bởi vì lỗ súng ở hàm răng trên khiến chú có thể khạc nhỏ một cách mới tuyệt diệu. Chú kéo theo mình cả một đoàn trẻ con ham thích cái trò biểu diễn ấy. Ít đầu sau, Tom gặp chú thiếu niên bụi đời của làng, chú Hotley Berry con của bác nghiện rượu của thị trấn. Tất cả các bà mẹ trong thị trấn đều căm thù và khiếp sợ. Thật sự Hotley Berry phim bởi vì nó là một thằng bé vô công rỗi nghề, sống không luật pháp, tục tăng, xấu xa, và bởi vì tất cả con cái của họ đều ca ngợi nó quá chừng thích thú khi có những mối quan hệ đã bị cấm đoán với nó và đều mong ước có gan sống như nó. Tom cũng như tất cả các cậu bé đứng đắn khác ở chỗ cậu thêm muốn cái cảnh ngộ không nhà không cửa phóng túng của Harry Berry Phim nhưng lại bị cấm ngặt là không được chơi với nó. Harry Berry Phim thường xuyên mặc những quần áo vứt đi của những người lớn tướng quần áo ấy rách tả tơi quanh năm như nở hoa và phổ cánh. Cái mũ của nó là một cảnh độ nát mênh mông với một hình trăng lưỡi liềm rộng lớn bập bền nhô lên khỏi phành mũ. Khi nó mặc áo khoác thì cái áo khoác đó dài xuống tận gót và mang những hàng cúc ở phía sau chạy dài xả xuống dưới lưng. Tuy thế, có một chiếc dây treo giữ quần lại cho nó. Đúng quần thỏng xuống rất thấp thành một cái bị chẳng chứa gì cả. Hai ống quần như viền tua kéo lên trong bùn khi không sắn lên. Holly phim thì đi lại hoàn toàn tự do theo ý muốn của riêng mình. Nó ngủ trên các ngưỡng cửa những buổi tối trời và không những chiếc thùng sỏng lớn khi trời mưa. Nó chẳng phải đi học hoặc đi nhà thờ, cũng chẳng phải gọi một người nào là thầy phải phân lợi ai cả. Nó có thể đi câu hay đi bơi bất cứ lúc nào hay nơi nào nó đã chọn và ở lại bao nhiêu lâu tùy ý chẳng có ai cấm nó đánh nhau nó có thể ngồi khuya bao lâu tùy thích bao giờ thì nó cũng là một đứa bé đi chân đất đầu tiên về mùa xuân và là đứa cuối cùng mang dài trở lại vào mùa thu chẳng bao giờ nó bị buộc phải tắm hay phải thay quần áo sạch cả nó có thể chửi rủa tha hồ tóm lại Tất cả những gì làm cho cuộc sống thành thoải mái thì chú bé ấy đều có. Đó là ý nghĩ của mỗi một chú bé đứng đắn bị quấy rầy, bị ngăn cản ở State Petitburg. Tom chào thằng bé bụi đời phiêu bạc. Chào hết. Chào Tom. Mày cầm cái gì đấy? Con mèo chết. Hết. Tao xem tí nào. Ôi chà, một cái xác chết hay nhỉ? Mày với được ở đâu đấy? Mua lại của một thằng khác đấy. Đổi đi. Đổi một phiếu xanh và một cái bóng đái kiếm được ở lò mổ. Cậu kiếm được phiếu xanh ở đâu thế? Đổi cho Ben Roger một cây que chạy vòng cách đây hai tuần. Này, mèo chết dùng làm gì nhỉ hết? Làm già chữa mụn cốc? Không, Sao thế được, tao biết một cách tốt hơn. Tao cược là mày có biết đâu, vậy thử nói cách làm khác sao? Sao? Không biết à, nước gỗ mục. Nước gỗ mục, tao chẳng thèm đổi một miếng và lấy nước gỗ mục của mày đâu. Chẳng thèm, rồi thử xem có thèm không, mày đã thử bao giờ chưa đã nào? Chưa, chưa thử, nhưng Buttner thì rồi. Ai bảo với cậu thế? Sao? Chính nó nói với Seth Thatcher rồi Seth nói với Sonny Baker, Sonny lại nói với Sim Hollis, Sim lại nói với Ben Roger, Ben lại nói với một thằng da đen, thằng da đen nói với tao đủ chưa nào? Được. Kể lắm làm chi? Chúng nó nói lâu tốt, ít ra thì cũng tất cả ngoài cậu da đen tớ chẳng biết cậu da đen đó là ai nhưng tớ chưa hề gặp một cậu da đen nào không nói dối chà thế thì mày hãy nói bartender đã làm như thế nào đi hết sao nào nó lấy tay đút vào trong một cái gốc cây mục trong đó có nước mưa giữa ban ngày cố nhiên mặt nó quay về phía gốc cây ừ tớ nghĩ có lẽ thế nó có nói gì không? Tao không nghĩ rằng nó đã nói gì, tao không biết. a à ha, nói chuyện chữa mụn cốc bằng nước gỗ mục mà là một cách ngốc nghếch sai lạc như vậy. Này, làm kiểu đó chẳng được gì sắc. Anh phải đi một mình vào giữa rừng, ở một nơi mà anh biết có một gốc cây có nước gỗ mục. Rồi vào đúng nửa đêm, anh quay lưng tựa vào gốc cây, ấn tay vào đấy và nói rượu lúa mạch rượu lúa mạch cốc rượu mạnh thức uống người da đỏ nước gỗ mục nước gỗ mục khải nuốt tan các mụn cốc rồi anh đi nhanh ra xa mười một bước mắt nhắm kỹ xoay mình ba phòng và quay trở về nhà không nói chuyện với bất cứ ai bởi vì nếu anh nói thì phép không còn thiên nữa được rồi Nghe ra cách này hay, nhưng nó không phải là cách của Bartender đã làm. Không, thưa ông ạ, à, ông có thể cược là nó chưa làm bao giờ, bởi vì nó là thằng nhiều mụn cóc nhất trong thành phố. Nếu nó biết cách chữa bằng gỗ mục thì nó đã không còn một mụn mụn nào trên người. Tao thì tao đã xóa đi hàng nghìn mụn khỏi tay mình bằng cách đó hết ạ. À. Tới chơi với cóc quá nhiều nên bây giờ cũng có vô số mụn cóc. Đôi khi tao lấy mụn bằng quả đậu. Đúng, đậu hay lắm. Tao cũng làm rồi. Mày làm rồi à? Thế mày làm thế nào? Nào. Mày lấy một quả đậu nhé, tách nó ra làm đôi, cắt mụn cóc lấy cho được một ít máu, rồi cho máu lên nửa quả đậu, xong đào một cái lỗ và chôn nửa quả đậu đó xuống vào khoảng nửa đêm ở ngã ba đường trong ánh trăng mờ nửa quả đậu còn lại thì đốt lên mày sẽ thấy nửa quả đậu có máu sẽ kéo sẽ rút cố hút nửa phần kia về với nó và như thế nó giúp cho cục máu lôi bật mụn cóc và không lâu mụn cóc biến mất đúng đúng thế hết ạ à? đúng thế đấy nhưng khi chôn quả đậu nếu mày nói đậu chôn mụn mất đừng đến quấy ta nữa thì tốt hơn. Đó là cách đạm của Joy Hepburn, gần với cách của vùng Confield và hầu như cả khắp nơi. Nhưng này, chữa bằng mèo chết thì làm thế nào? Thế nào? Mày cầm con mèo của mày nhé và đi đến cái nghĩa địa gần đây vào khoảng nửa đêm khi trong ngày đã có một người hung dữ được chôn cất. Vào đúng nửa đêm, một con quỷ hay có thể là hai là ba sẽ đến nhưng mày chẳng thấy được cậu chỉ có thể nghe thấy chúng nói chuyện với nhau và khi chúng mang gã ấy đi thì mày dơ con mèo lên sau lưng chúng và nói quỷ theo xác chết mèo theo quỷ mụn cốc theo mèo thế là ta sạch mụn nhát bằng cách này mụn cốc nào cũng bay hết nghe được đấy mày đã thử bao giờ chưa hả chưa, nhưng bà lão Hodgkin bảo ta như vậy. Phải rồi, vậy là tao cũng nghĩ đúng như vậy bởi vì người ta đồn bà ta là một mụ phù thủy. Này, Tom, sao nào? Tao biết chắc là bà ta là phù thủy, mụ ta dở trò ma thuật với bố tao. Chính bố tao bảo thế. Một hôm thì ông ta đang đi thì nhận thấy rằng mụ ta đang làm phép mình thế là ông ta nhặt một cục đá và nếu mụ không né tránh thì chắc đã trúng người. đấy, chính đêm đó là ông ta lăn mình và nằm sai trong một cái láng và gãy cánh tay. thế nào, thật khủng khiếp. sao ông ta biết mụ ta làm phép mình? trời ơi, bố tao có thể kể lại cho mày nghe dễ thôi. bố tao nói là khi họ nhìn mình chầm chầm ấy là họ đang làm phép mình nhất là nếu họ nói lầm bầm nữa, bởi vì khi họ nói lầm bầm là họ đang đọc ngược kinh cầu chúa. Này, hết, bao giờ thì mày thử con mẹo? Đêm nay thôi, tớ chắc là chúng sẽ đến tìm lão Hosquidiam trong đêm nay. Nhưng ông ta chôn ngày thứ bảy, chả là đêm thứ bảy chúng ta đã tìm đến à. Sao? Mày nói thế nào nhỉ? Làm sao có phép của chúng thành được trước lúc nửa đêm rồi sau đó là chủ nhật, ma quỷ chẳng sụt sạo nhiều trong ngày chủ nhật. Tao không nghĩ chúng làm như vậy. Tao chưa bao giờ biết chuyện đó ra sao, cho tao đi với nhé. Cố nhiên nếu mày không sợ. Sợ à, mày nói chẳng đúng, mày có kêu meo meo để ra hiệu không? Có, nhưng mày phải meo meo trả, nếu có điều kiện. Lần trước mày bảo tao meo meo quanh mãi cho đến khi cụ hát ra ném đá vào tớ và miệng quát. Mẹ kiếp con mèo này, thế là tớ luyện một viên gạch qua cửa sổ nhà cụ, nhưng mày đừng nói cho ai biết nhé. Tao không nói, đêm đó tao không meo meo được bởi vì vì tao chăn kỹ, nhưng lần này thì tao sẽ meo meo. Này, cái gì thế? Chẳng cái gì cả, một con phe à? Mày kiếm được ở đâu đấy? Trong rừng, Mày đổi lấy gì nào? Chả biết. Tao chẳng muốn bán nó đâu. Đúng. Thế nào chăng nữa thì đây là một con ve bé cực kỳ. Ôi! Ai bắt được một con ve mà con ve chẳng thuộc về mình? Tao bằng lòng với nó. Nó là một con ve vừa đúng cho tao. Ồ! Ve thì thiếu gì? Tao mà muốn thì tao có thể có hàng ngàn con. Ừ! vậy thì sao mày không muốn bởi vì mày biết tổng ra là mày không có thể đây là một con ve khá sớm mày nghĩ như vậy đó là con đầu tiên tao thấy trong năm nay này hết tao đổi cái răng của tao cho mày nhé đưa xem thơm lấy ra một gói giấy con rồi thận trọng mở ra hết nhìn thèm thồn cám dỗ quá chừng cuối cùng thì nó nói có chính cống không đấy? Thầm xếch môi lên và chỉ vào lỗ súng, hết tuyên bố. Được, được rồi, đổi. Thầm nhốt con ve vào cái hộp kính nổ trước đây là nhà tù nhốt con bọt cạp. Thế rồi hai chú bé chia tay, mỗi chú đều cảm thấy mình giàu hơn trước. Khi Tom tới trường nhỏ, cô Quạnh làm toàn bằng gỗ, thì nó đi vào vùng vụt như kiểu một người đi đến nơi với một tốc độ nhanh thật sự. Nó treo mũ lên mắt vào và lao tới chỗ ngồi, vẻ sốt sắng ham học. Thầy giáo ngự trên cao trong một chiếc ghế bành lớn mặt nẹp. Được tiếng đọc bài ru ngủ, đang gật gà gật gù. Tiếng đọc bài ngừng bật làm thầy tức tỉnh. Thomas Sauer, thom hiểu rằng khi nào mà tên nó được gọi lên đầy đủ thì đấy có nghĩa là sắc rối. Thưa thầy, lên đây. Nào, hôm nay sao em lại trễ nữa vậy? Thơm sắp sửa lẫn tránh bằng một lời nói dối thì thấy hai đuôi tóc vàng chạy dọc một cái lưng mà nó nhận ra ngay do điện giao cảm của tình yêu. Sát cạnh hình dáng đó là một chỗ ngồi còn trống duy nhất còn lại về phía mà trường dành cho con gái, lập tức nó trả lời. Em dừng lại nói chuyện với Hotly Battery Film. Tim thầy giáo ngừng đập, tay nhìn trong chọc không chút thương xót, tiếng đọc bài rì rầm gừng hẳn. không trò ngạc nhiên không biết cậu bé liều lĩnh này đã mất trí không, thầy giáo hỏi. Em... em làm gì? Dừng lại nói chuyện với Hotly Battery Film. Chẳng lầm lẫn từ nào Thomas Sauer, đây là một lời thú tội làm sửng sốt nhất mà tôi chưa bao giờ được nghe thấy. Đáp lại tội lỗi này sẽ được phải chỉ có đánh, cởi áo ngoài ra. Thế là Tom bị đòn. Bây giờ thì em sang ngồi với con gái và đây là một sự cảnh cáo đối với các em. Tiếng cười khúc khích rào rào quanh phòng học hình như làm cho chú bé lúng túng nhưng kỳ thực sự thì lúng túng đó là do nỗi sợ hãi có tính sùng bái của chú đối với thần tượng chưa quen biết và niềm thích thú về cái phận mai lớn của chú gây nên thì đúng hơn chú ngồi vào đầu mút ghế và cô bé vừa nhích người ra cách xa chú vừa hất đầu lên những cái thúc khuỷu tay những cái nháy mắt những tiếng xì xào chạy quanh khắp phòng nhưng thom vẫn ngồi yên hai cánh tay đặt lên chiếc bàn thấp dài trước mặt và làm như đang xem sách. Trong lát thì chú không tập trung chú ý được nữa và tiếng rì rầm quen thuộc của trường học một lần nữa lại nổi lên giữa không khí mờ đục. Bây giờ thì chú bé bắt đầu nhìn trộm cô gái, chú bé nhận thấy biểu môi và quay lưng lại với chú trong khoảng một phút. Khi cô bé về giặt nhìn lại thì một quả đào đã nằm trước mặt cô nó đẩy ra xa thom dịu dàng đặt nó trở lại cô lại đẩy nó đi nhưng ít thằng học hơn Tom kiên nhẫn đưa nó về lại chỗ cũ rồi cô để cho nó nằm yên thom viết tháo lên bảng đá của mình hãy cầm cho tôi có nhiều cô bé liếc nhìn hàng chữ nhưng chẳng biểu hiện gì giờ thì chú bé bắt đầu vẽ một cái gì đó lên tấm bảng tay trái che kính công trình của mình trong một lúc thì cô bé không thèm để ý, nhưng ngay sau đó, tính tò mò thường tình của con người trong cô bắt đầu bộc lộ bằng những dấu hiệu khó mà nhận thấy. Chú bé tiếp tục vẽ làm như không hay biết gì. Cô bé làm một động tác như vô tình, cố để xem. Nhưng chú cũng chẳng để lộ rằng mình biết. Cuối cùng thì cô chịu tô và ấp úng thì thào. Cho xem chút nào. Thầm để lộ một phần một hình biếm họa buồn thảm về một ngôi nhà hai đầu mái uốn cong lên như hai cái mốc trên là một ngọn khói ruột gà tỏa ra từ ống khói lò sưởi thế là sự thích thú cột chặt cô bé vào bức vẽ và cô quên mọi chuyện khác khi bức họa hoàn thành cô ngắm một lúc rồi thì thầm đẹp lắm thêm một hình nữa đi Nhà nghệ sĩ dựng lên ở giữa sân trước một con người giống như một cái cần cẩu. Cậu ta có thể bước lên quá nóc nhà, nhưng cô bé chẳng phải là quá khắc khe trong phê bình. Cô bằng lòng với con quái vật đó, nói thì thầm. Cho một người đẹp đấy, bây giờ thì vẽ hình đang đi cảnh nào? Thầm vẽ một cái đồng hồ với một vành trắng đầy đặn, thêm những cọng rơm làm chân tay và biến các ngón tay xòe thành một cái quạt kỳ diệu. Cô bé nói, Chưa bao giờ có cái gì đẹp đến thế, mình muốn học vẽ quá. Thầm đáp thì thầm, dễ thôi mình bài cho. Ồ thế à, bao giờ? Trưa nay, bạn có về ăn trưa không? Mình sẽ ở lại nếu bạn ấy ở lại. Được rồi, có phần cả hai tên bạn là gì becky thatcher còn tên bạn ồ oh, mình biết thomas sauer đó là người ta gọi khi mình ăn đòn khi mình tốt thì mình là tom bạn gọi là tom nhé được bây giờ tom lại bắt đầu vẽ vội một cái gì đó lên bảng cố che không cho cô bé nhìn thấy dòng chữ nhưng lần này thì cô bé không chậm chạp nữa cô đòi xem tom bảo ồ oh, chẳng có gì đâu có không chẳng có gì mà bạn chẳng muốn xem đâu có mình muốn mình muốn thật đấy cho xem nào rồi bạn sẽ nói lại không mình không nói thật thật hai lần thật là mình không nói không nói với ai hết bất cứ ai suốt đời nhé không mình không bao giờ nói với bất cứ ai thôi cho xem đi "Ồ, oh, bạn chẳng muốn xem đâu." "Bạn đã đối với mình là như thế thì mình sẽ xem." Cô bé đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay của chú bé và tiếp tục là một cuộc giành giật nhỏ. Tom giả vờ kháng cự nhưng kỳ thực là cho bàn tay của mình lùi từ từ cho đến khi lộ rõ hàng chữ này. "Tom thích Becky." Ô, oh, đồ quỷ." Và cô bé đánh bép một cái mạnh vào tai chú bé nhưng mặt đỏ ửng lên và dù sao cũng có vẻ vui thích. Đúng vào lúc đó thì chú bé cảm thấy một cái cặp tàn ác chậm chạp kẹp lấy tai chú và một sức kéo mạnh nhấc lên đều đều. Bằng cái mỏ cặp đó chú được mang đi khắp trong phòng rồi về đặt lại đúng chỗ của chú. Trong một loạt tiếng cười khúc khích rào rào bùng lên khắp lớp học, sau đó thì thầy giáo đứng trùm lên người chú một số phút khủng khiếp, rồi cuối cùng thì bỏ đi về cái ngôi cao của thầy, không nói một lời. Thế nhưng dù tay chú có ù lên thì trái tim của chú vẫn hân hoan. Khi phòng học trở lại sự yên lặng, Tom cố sức học thật sự, nhưng sự náo động trong chú quá lớn. Lần lượt chú dự giờ tập đọc nhưng đọc sai, rồi vào giờ địa lý chú biến hồ thành núi, núi thành sông và sông thành lục địa cho đến khi quay về thời đại hỗn ngang. Rồi vào giờ chính tả thì chú bị đánh trột vì một loạt các từ hoàn toàn trẻ con cho đến khi chú hạ neo ở thứ chót và phải bỏ cái huy hiệu bằng thiết mà chú đã dương dương đeo hàng tháng. Chương 7 Càng càng cố buộc chặt đầu óc vào quyển sách thì suy nghĩ của chú càng chạy lang thang. Vì thế cuối cùng, vừa thở vừa ngáp chú bỏ cuộc. Chú tưởng chừng như nghỉ trưa sẽ chẳng bao giờ đến nữa. Không khí hoàn toàn là không khí chết, chẳng có một hơi gió. Đây là những ngày buồn ngủ nhất trong những ngày buồn ngủ. Tiếng rì rầm của 25 cậu học sinh học bài làm dịu tinh thần như sức mạnh thần chú trong tiếng ong bay phù phù. Ngoài xa, trong ngọn nắng đổ lửa, đời ca điếp dựng lên sườn xanh lá mạ của mình sau một màn hơi nóng lung linh, nhóm thêm màu tím của khoảng cách. Mấy con chim gian cánh nhát lười trôi lên bền trên trời cao. Chẳng còn thấy một sinh vật nào khác ngoài vài con bò mà chúng cũng đang ngủ. Tim của Tom đau đớn lên vì các cao tự do hay nói cách khác muốn có một cái gì thích thú để làm cho qua cái thời gian buồn tẻ bàn tay chú lơ đễnh thọc vào túi và mặt chú rạng lên chú thả con phe ra và đặt nó lên mặt bàn dài bằng phẳng nó bắt đầu đi tom đã dùng một cây đinh ghim xoay quanh nó sang một bên bắt nó phải theo một hướng mới bạn chí thân của tom ngồi sát cạnh cũng chịu đựng đúng như tom đã chịu đựng nhưng giờ thì trong một phút chốc chú đã say xưa và khoan khoái chú ý tới trò giải trí này. Chú bạn thân đó là soi Hepper, hai đứa bé đã thề là bạn của nhau suốt cả tuần và đánh nhau như kẻ thù vào các ngày thứ bảy. soi cũng lấy một cây đinh ghim ra khỏi phe áo của mình và bắt đầu tham gia huấn luyện tên tù. Trong chốc lát, trò chơi càng thêm hấp dẫn Tom điền bảo là hai đứa sẽ chơi luân phiên. Không ai được đặt lợi giữ hoàn toàn con phe. Rồi chú đặt tấm bảng của soi lên bàn và gạch một đường chính dọc từ trên xuống dưới. Chú nói, Bây giờ chừng nào nó còn ở phía cậu thì cậu có thể dục nó, còn tớ thì không đụng đến nó. Nhưng nếu cậu để nó đi qua phía tớ thì cậu phải để nó yên chừng nào tớ còn giữ được không cho nó vượt đường ranh đồng ý, đi trước đi, bắt đầu. Ngay sau đó, con ve thoát khỏi tay Tom và vượt qua đường phân khu vực. Rồi quấy nhiễu nó một chốc rồi nó lại bỏ đi và quay trở lại. Sự thay đổi căn cứ ấy xảy ra nhiều lần. Trong khi một chú bé quấy rầy con ve một cách chăm chú say mê thì cậu kia nhìn với một sự thích thú không kém. Hai cái đầu chụm lại trên tấm bảng, hai tâm hồn chẳng còn biết gì xung quanh. Cuối cùng thì hình như vận may đến ở lâu với soi. Con ve thử hướng này hướng khác, rồi hướng khác nữa, và cũng bị kích thích, cũng lo lắng chẳng khác gì bản thân của cậu bé. Nhiều lần, khi hình như nó đã cầm phần thắng trong tay, có thể nói như vậy, và các ngón tay của Tom đã co lại để bắt đầu, thì mũi đinh ghim của soi lại khéo léo chặn đầu không cho nó đi mất và giữ lấy nó. Cuối cùng thì Tom không chịu được nữa, thèm khát quá chừng. Nó chìa tay ra cầm đinh ghim, giúp sức. Lập tức rồi nổi nóng. Nó nói, Tom, để nó yên. Tớ chỉ muốn quấy nó một tí thôi mà. Thưa ông, không, thế là không tốt. Ông hãy để nó yên. So? Tớ có định quấy nó nhiều đâu. Tao bảo là để nó yên mà. Tao không để. Mày phải để nó ở bên phía này của đường ranh. Này, Joe Hepper, con ve này là của ai nhỉ? Tao chẳng biết là của ai. Nó ở bên phía bên tao, mày không được sờ đến nó. Được rồi, tao quyết sẽ sờ. Nó là con ve của tao, tao thích làm gì thì tao làm, không thì chết. Một cú đấm trời giáng đổ xuống vai thằng Tom, và một cú trả lại xuống vai thằng soi trong vòng 2 phút. Bụi tiếp tục bay ra từ hai chiếc vai. Cả trường thích thú với cuộc ẩu đả. Hai chú bé quá sai với cuộc chiến đấu nên không để ý rằng trước đây nhà trường đã bỗng nhiên im đi một lúc khi thầy giáo nhón chân đi từ trong phòng xuống đứng nhìn chúng. Thầy đã quan sát phần lớn cuộc biểu diễn trước khi đóng góp chút sắc thái riêng của mình. Đến trưa, trường tan học, Tom chạy tới Becky Thatcher và nói nhỏ vào tay cô bé. Chập mũ lên rồi giả vờ như đang ra về. Khi đến góc trường, lẫn trốn chúng nó, quay xuống theo con đường nhỏ mà trở về, mình sẽ đi con đường khác nhưng cũng sẽ bỏ chúng như vậy. Thế là cô thì ra về với một nhóm học sinh, còn cậu thì đi với một nhóm khác. Ít lâu sau thì hai bên gặp nhau ở cuối con đường nhỏ và khi họ tới trường thì hoàn toàn chỉ là có họ thôi. Thế là họ ngồi xuống cùng nhau với một tấm bảng trước mặt. Tom đưa bút chì cho Becky và tay mình thì cầm lấy tay cô bé, hướng dẫn cho cô và bằng cách đó tạo ra một ngôi nhà kỳ lạ nữa. Khi lòng ham thích nghệ thuật bắt đầu giảm sút hai bên quay ra nói chuyện. Tom đang bơi trong hạnh phúc Chú nói: Bạn có thích chuột không? Không, mình ghét chúng lắm. Đúng, mình cũng thế, đối với chuột sống, nhưng mình muốn nói chuột chết để lấy sợi dây xoay quanh đầu kia. Không, mình chẳng thích chuột, chuột gì cũng vậy, cái mình thích là kẹo cao su. Ồ, oh, thì mình cũng thế thôi, bây giờ mà được vài cái nhai thì hay quá nhỉ. Bạn thích hả? mình có mình cho bạn nhai một lúc nhưng phải trả lại cho mình thật là thú vị họ lương phiên nhai kẹo và quá đổi hài lòng họ ấn chân vào ghế để cho giò đung đưa thầm nói bạn đã bao giờ đi xem xiếc chưa có và bố mình có khi sẵn sàng cho mình đi xem lại nếu mình ngoan mình thì đã đi xem xiếc ba bốn lần rồi khối lần so với xiếc lễ nhà thờ chẳng ra gì. Ở rạp xiết trò vui thì nói tiếp nhau suốt buổi, khi nào mình lớn lên, sẽ là một chú hề trong gánh xiết. Thế hả? Thế thì thích nhỉ? Cái chú hề đáng yêu thật, được bôi nhọ khắp người. Đúng thế, và họ thu tiền như bọt nước. Ben Roger bảo là phần lớn được một đô la một ngày. Ngày Becky, bạn đã hứa lời với ai chưa? Thế là gì? Sao? Hứa là kết hôn với mà. Chưa? Bên ấy có muốn không? Mình nghĩ có, mình chả biết nó như thế nào. Như thế nào? Sao? Nó chả như thế nào cả. Bên ấy chỉ cần nói với một cậu con trai là bên ấy mãi mãi chỉ có cậu ta, không có ai khác, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi rồi thì bên ấy hôn và thế là xong. Hay nhỉ, mình chưa nghe nói đến chuyện đó bao giờ. Ồ, oh, không có gì thích bằng mình với Amy Louren. bé Becky mở to mắt. Tom biết là chú đã nói hớ và chú ngừng bật lúng túng. Ô oh, Tom, thế là mình không phải là người đầu tiên bên ấy hứa lời. Cô bé bắt đầu khóc. Tom nói, Ồ, oh, đừng khóc đấy khi, mình không để ý gì đến cô ta nữa đâu. Có, Tom, có, bạn biết là bạn có để ý. Tom cố hoàng tay lên cổ cô bé, nhưng cô đẩy đi rồi quay mặt vào tường và tiếp tục khóc. Tom thử một lần nữa, miệng thì thầm an ủi dỗ dành, nhưng một lần nữa lại bị chối từ. Tế là lòng tự trọng của chú bé không chịu được nữa chú bỏ đi, bước ra ngoài. Chú đứng lanh hoanh, không yên, khó chịu, thỉnh thoảng thì nhìn một lúc vào cái cửa lớn, hy vọng rằng cô bé hối hận trở lại tìm chú. Nhưng cô không làm, thế là chú bắt đầu cảm thấy trầm trọng và sợ rằng mình sai. Thật là cả một cuộc đấu tranh gây go với bản thân để chịu đấu dịu một lần nữa. Bây giờ, chú lấy hết can đảm để bước vào. Cô bé vẫn đứng đấy, tiếc trong góc, thổn thức mặt quay vào tường, thêm thầm đập mạnh. Chú đến gần cô và đứng một lát, không biết rõ phải làm thế nào, rồi chú nói ấp úng. Bé khi, mình... mình chả để ý ai ngoài bạn đâu. Không trả lời, chỉ thổn tức, rồi giọng vang này. Bé khi, bé khi, bạn không nói một lời nào sao? Thổn tức hơn nữa, Thom đem cái vật quý nhất của mình ra, một cái núm bằng đồng thau lấy ở trong một cái vỉ lò và đưa nó quanh người cô bé. Cốt là để cho cô thấy rồi nói: Này bé cây, bạn có lấy cái này không? Cô ném cái núm rơi mạnh xuống nền nhà. Thế là Thom cũng bước ra khỏi nhà, leo hết đồi này qua đồi khác và đi thật xa để hôm đó không trở lại trường nữa. Ngay sau đó, Becky bắt đầu e ngại. Cô chạy ra cửa, không thấy bóng chú. Cô lao ra sân chơi. Chú không còn ở đấy. Lúc đó cô gọi, Tom, trở lại Tom ơi. Cô cố ý lắng nghe, nhưng không có tiếng trả lời. Cô chẳng có bạn bè nào cả ngoài vắng vẻ và cô đơn. Thế là cô lại ngồi khóc và tự trách mắng mình. Đúng vào lúc ấy, học sinh bắt đầu tập trung trở lại và cô phải giấu nỗi đau khổ của mình và mang cây thánh giá của một buổi học chiều dài, ảm đạm và đau buồn. Chẳng có ai trong số các người toàn là xa lạ với tâm trạng của cô để san sẻ buồn đau. Chương 8 Tom luồn lách qua các con đường nhỏ cho đến khi ra khỏi hẳn con đường học sinh đi về. Bước đi của chú trở nên chậm rãi buồn rầu Chú vượt hai ba lần qua một nhánh có sông con, bởi vì một điều mê tín thịnh hành trong giới trẻ con nói rằng vượt qua nước thì đánh lạc hướng sự theo dõi. Nửa giờ sau, chú biến mất sau ngôi nhà lớn của bà Dolos trên đỉnh đồi Cadip, và xa xa dưới thung lũng sau lưng, đồi thấp thoáng bóng ngôi trường, chú tiến vào một khu rừng rậm, cắt rừng đi sâu vào rồi ngồi xuống trên một đám rêu dưới một cây sòi tán xòe rộng. Chẳng có lấy một làn gió nhẹ, cơn nóng ghê gớm của buổi trưa làm câm cả tiếng hót của các loài chim. Thiên nhiên đang trải ra một cơn hôn mê truyền miên, thỉnh thoảng xa xa có tiếng lóc cóc của một con chim gõ kiến. Và tiếng gõ ấy dường như khiến cho sự im lặng mênh mông và cảm giác cô đơn càng thêm sâu thẳm. Tâm hồn chú bé đang ngắm u buồn cảm xúc của chú rất phù hợp với cảnh vật chung quanh chú ngồi lâu trầm tư khỉu tay chống lên đầu gối và bàn tay chống càm đối với chú hình như đời là một sự rối rắm và chú đã ước ao được như simi hotkid mới được giải thoát gần đây chú nghĩ được nằm ngủ và mơ mãi 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 với hơi gió thì thào trong lá cây và vuốt ve cỏ hoa trên nấm mộ mãi mãi không còn phải lo lắng băn khoăn hay đau đớn về bất cứ điều gì thì chắc là thật yên lành nếu chú có được một bản lý lịch trong sạch của trường học chủ nhật cấp thì chú sẵn sàng đi và đoạn tuyệt tất cả còn bây giờ đối với cô bé kia thì chú đã là gì nào không gì cả chú muốn nói lên điều tốt đẹp nhất trên đời và đã bị đối xử như một con chó nhưng một con chó thực sự có thể là khi đã quá muộn rồi à giá dạ, chú có thể chết tạm thời nhỉ nhưng quả tim đàn hồi của tuổi thơ không thể bị nén lâu trong một dạng co ép ngay lúc đó thì thom bắt đầu trôi dạt trở lại trong cách vô tình với những nhận thức về cuộc đời nếu bây giờ chú quay lưng lại và bí mật biến đi thì đã ra sao nhỉ sẽ ra sao nếu chú bỏ đi đi thật xa đến những đất nước xa lạ ở bên kia đại dương và chẳng bao giờ trở lại nữa. Lúc đó thì cô ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Ý nghĩ làm hề đến đây trở lại với chú, nhưng chỉ để làm cho chú càng thêm chán ghét. Bởi vì những chuyện phù phiếm, những trò đùa và những quần áo nịch lắm chấm là một điều xúc phạm. Khi chú đột ngột nhập vào một tâm hồn đang dâng cao để tiến vào một phương quốc lãng mạn uy nghiêm và mơ hồ. Không, chú sẽ phải là một người lính, sẽ trở về sau bao năm dài đằng đẵng đầy chiến tích và tiếng tâm lừng lẫy. Không, hơn thế nữa, chú sẽ nhập theo những người da đỏ đi săn trâu rừng, theo các đường mòn chinh chiến trong các dãy núi và trên các bình nguyên rộng lớn chưa mở lối đi của miền Tây xa xôi, và tương lai sẽ trở về là một đại thủ lĩnh. Với chùm lông dựng đứng, với màu sơn ghê tởm, nghênh ngang tiến vào trường học ngày Chủ nhật, vào một buổi sáng mùa hạ buồn ngủ nào đó, với một tiếng thét đốc chiến khủng khiếp làm cho trong mắt tất cả các bạn bè của chú nổ tung vì thèm khát được như chú. Nhưng không, có một cái gì còn chói lọi hơn thế kia. Chú sẽ là một tướng cướp biển, đúng rồi, uy danh của chú sẽ phan khắp thế giới và sẽ làm cho thiên hạ rùng mình. Trên chiếc thuyền đua dài, thấp, thân sơn màu đen, chiếc linh hồn bảo táp của chú có ngọn cờ rùng rợn phần phật bay đầu mũi. Chú sẽ cưỡi lên bể cả sóng dồi một cách lẫm liệt biết bao. Và đến khi danh tiếng đã lên cao tột đỉnh, bỗng nhiên chú hiện về giữa làng. Thiên ngang bước vào nhà thờ da màu nâu sạm dãy dầu xương gió. Mình mặc áo chẻn và quần cọc nhung đen, đi dài ống to tướng, vai hoàng khăn màu đỏ thắm, thắt lưng dắt đầy súng lục. Hồng đeo thanh đoạn kiếm đã cùng vì bao phen chinh chiến. Đầu đội chiếc mũ phành bẻ cong xuống, dính thêm chùm lông rung rinh. Lá cờ đen mở tung, nghe mà hãnh diện ngây ngất tiếng người ta thì thầm. Thầm sôi đấy, kẻ phục thù áo đen vùng biển Tây Ban Nha. Vâng, thế là ổn. Sự nghiệp của chú đã được xác định. Chú sẽ bỏ nhà đi vào con đường ấy. Chú sẽ bắt đầu ngay sáng mai. Bởi vậy, bây giờ chú đã phải chuẩn bị sẵn sàng. Chú phải tập hợp của cải của chú lại. Chú đến chỗ một gốc gỗ mục rất gần đấy và bắt đầu đào dưới một khúc đầu gỗ với con dao ba lô của chú. Không lâu thì giao chú pha phải gỗ kêu tiếng rỗng. Chú luồn tay xuống và xúc động khẩn cầu câu thần chú sau đây. Cái gì đến đây thì đến, cái gì đã có đây thì ở đây. Rồi thì chú gạt đất đi và thấy lộ một miếng phán gỗ thông. Chú rút nó ra và lại lộ thêm một kho nhỏ hình dáng xinh đẹp mà nền và tường cũng đều bằng phán. Trong cái kho có một viên bi. Tom ngạc nhiên vô cùng. Chú gãi đầu khó hiểu và nói, Hử, chẳng được cốc gì cả. Xong, chú bực tức, quăng viên bi đi và đứng trần ngân suy nghĩ. Sự thể là ở đây, điều mê tín của chú đã thất bại. Một sự mê tín mà từ trước tới nay chú và tất cả bạn bè của chú xem như không bao giờ sai. Nếu bạn chôn một viên bi vừa chôn vừa đọc một câu thần chú cần thiết, rồi để yên nó hai tuần lễ xong lại khui chỗ đó lên với câu thần chú đã dùng thì bạn sẽ thấy tất cả các viên bi mà bạn đã mất từ trước tới nay trong thời gian ấy sẽ tập trung về đó tất cả dù chúng có bị vứt cách xa đó đến đâu nhưng giờ đây thì điều đó đã thật sự thất bại không chối cãi gì nữa toàn bộ cơ cấu mê tín của tom bị lung lai đến tận tốc nhiều lần chú đã nghe nói đến sự hiệu nghiệm của điều mê tín ấy chứ chưa nghe nói thất bại bao giờ chú không nghĩ ra rằng tự chú trước đây cũng đã thử nhiều lần nhưng sau đó chú chưa bao giờ tìm lại được chỗ cất giấu chú bối rối một lúc trước việc này rồi cuối cùng quyết đoán là có một tên phù thủy nào đó đã can thiệp vào và phá hỏng phép thiên chú cho rằng chú có thể bằng lòng với điều đó Thế là chú tìm quanh cho đến khi thấy một vạt cát nhỏ, có một lỗ trũng hình phễu nhỏ ở giữa. Chú ngồi xuống, đặt mồm sát vào lỗ trũng rồi đọc. Bọ cánh cứng, bọ cánh cứng, hãy nói cho ta biết điều ta muốn biết. Cát bắt đầu chuyển động và ngay lúc đó một con bọ cánh đen nhỏ xuất hiện một khoảnh khắc rồi hoảng sợ chui xuống lại dưới cát. Nó chẳng nói, thế là một tên phù thủy đã phá phép rồi ta biết mà chú biết rõ ràng đấu tranh với chống lại bọn phù thủy là vô ích cho nên chú ngán ngẩm bỏ cuộc nhưng chú chợt nghĩ ra là chú còn có thể tìm lại viên bi vừa mới vứt đi vì thế chú kiên nhẫn đi tìm nhưng chẳng thấy bây giờ thì chú trở lại cái kho và cẩn thận đặt mình vào đúng chỗ mình đã đứng khi ném viên bi đi Xong rồi thì chú rút trong túi ra một hòn bi khác và vừa ném đúng theo hướng ấy vừa nói Anh em thì đi tìm nhau. Chú theo dõi xem nó rơi ở đâu và đến đấy tìm. Nhưng hòn bi có thể rơi quá gần hay quá xa. Thế là chú thử hai lần nữa. Lần diễn tập cuối cùng thì thành công. Hai viên bi nằm cách nhau khoảng một ba môn, hơn ba tấc. Đúng vào lúc này thì tiếng một cây còi đồ chơi bằng sắt tay từ bìa rừng xanh yếu ớt vang tới. Tom vứt quần áo dài, chuyển một cái quai quần thành dây đai, lục lội trong bụi cây sau gốc gỗ mục, tìm được một cây cung và một mũi tên sần xùi một thanh kiếm gỗ và một chiếc kèn sắt tay. Tắt một cái, nắm lấy cái đồ vật ấy và nhảy đi, chân không, trong chiếc áo sơ mi phất phới, liền sau đó chú dừng lại trước một cây đa lớn, thổi một hồi kèn đáp lại, rồi bắt đầu nhón chân thận trọng nhìn quanh phía bên này phía bên kia. Chú cẩn thận nói với toán đồng bọn tưởng tượng, hỏi các chiến hữu vui tính của ta, hãy núp kính cho đến khi nghe tiếng tù phà và ta thổi. Cho lúc đó thì soi hepper xuất hiện, ăn mặc cũng nhẹ nhàng và vũ trang cũng công phu như Tom, Tom thét. Dừng lại, ai đi vào rừng sư quá tấy, mà không xin phép ta. Lãng tử làng Gilbon, này chẳng cần phép của ai hết, ngươi là ai mà, mà. dám ăn nói như vậy, Tom nhắc, bởi vì chúng nó nói theo sách đọc thuộc lòng. Ngươi là ai mà dám ăn nói như vậy? Ta, ta là Robin Hood. Kỳ chú. Robin Hood, một nhân vật nổi tiếng trong chuyện dân gian của Anh, đã cầm đầu những thanh niên nông dân nổi dậy cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hết gì chú. Cái xác hèn hạ của ngươi rồi đây sẽ biết. Thế ngươi đúng là tên cướp nổi tiếng đấy ư. Được tranh với ngươi đường đi qua khu rừng vui vẻ này. Thú biết bao, hãy giữ thế. Chúng nó rút gươm gỗ ra, ném những đồ đạc khác xuống đất. Lấy điệu bộ đấu kiếm chân chạm đất rồi bắt đầu một trận chiến trang nghiêm thận trọng hai lên và hai xuống bây giờ thom nói này nếu cậu gục thì làm y như thật nhé và chúng làm y như thật đổ mồ hôi và thở hổn hển thực sự trong một cuộc đọ kiếm này Tính thoảng thì thom lại kêu lên ngã rồi ngã rồi sao cậu không ngã tôi không ngã sao cậu lại không ngã cậu bị cú đá đau nhất. Thế nào? Chẳng việc gì đâu. Tớ không thể ngã được, sách không nói thế, sách bảo. Thế rồi bằng một cú lật trái, chàng giết chết tên lãng tử là Gilbon, khốn nạn. Cậu phải quay một cái để cho tớ đâm vào lưng chứ. Chẳng tìm đâu ra nhà chức trách quanh đấy, nên roi phải quay lại nhận cú đâm và ngã xuống. Rồi vừa lớp ngớp, trở dậy vừa nói. Bây giờ đến lượt cậu, cậu phải để tớ giết, thế mới công bằng chứ. Sao? Chồng, tớ không thể làm được, sách không nói. Thôi, đó là cách làm tồi, chỉ có thế. Này, xoay này, cậu là thầy tu túc hay là mất? Anh con trai của ông chủ có sai, thì cậu có thể quật mình bằng một cái cây gậy hai thước, hoặc nữa tớ là ông quận trưởng Nottingham và cậu là Robin Hood trong một lúc thì cậu giết mệnh. Thỏa thuận như thế và các tình tiết đó được thể hiện luôn. Xong rồi, Tom trở lại thành Robin Hood và bị con mụ tu sĩ phản bội để cho vết thương không được săn sóc cẩn thận của chàng chảy máu đến kiệt sức. Cuối cùng thì soi đại diện cho cả toán cướp khóc than thương tiếc, buồn bã kéo chàng đi, trao lại cây cung và đôi tay yếu ớt của chàng và thầm nói Này, mũi tên này rơi xuống đâu thì hãy chôn Robin Hood đáng thương ở đấy dưới gốc cây của rừng xanh. Thế rồi chàng bắn mũi tên, ngã ngựa ra và đáng lẽ đã chết rồi. Nhưng chàng ngã phải một cây gai và nhảy bật lên, quá nhanh nhẹn đối với một xác chết. Hai chú bé mặc quần áo, giấu các thứ trang bị rồi ra về. than thở rằng bây giờ không còn những tên cướp nữa và tự hỏi nền văn minh hiện đại có thể tự coi là đã làm gì để bù đắp lại việc mất mát những con người như thế. Chúng nó bảo rằng chúng nó thích làm tướng cướp trong rừng Seawood một năm còn hơn làm tổng thống Hoa Kỳ suốt đời. Khi chú, Seawood, ý muốn nói người anh hùng hiên ngang chống lại giai cấp thống trị và bọn nhà giàu. Chương 9 Đến 9 giờ rưỡi đêm hôm đó, Thom và Sai được lệnh đi ngủ như thường lệ. Chúng đọc kinh xong thì Sai ngủ ngay, riêng Thom nằm thức chờ đợi sốt ruột không yên. Khi nó tưởng là trời đã gần sáng thì lại nghe đồng hồ điểm 10 giờ, thật là thất vọng. Nó cũng muốn trở dậy cựa quậy nhưng thần kinh nó đòi hỏi nhưng lại sợ sẽ phải đánh thức Sai. Bởi thế nó nằm yên nhìn thẳng vào bóng tối, mọi vật yên lặng một cách quái gở thỉnh thoảng thì nổi lên giữa không khí yên lặng những tiếng động nhỏ khó lắm mới nhận ra được bắt đầu to dần tiếng tích tắc của đồng hồ bắt đầu thu hút sự chú ý những cái xà cũ kỹ bắt đầu kêu răng rắc huyền bí cái cầu thang cót két một cách yếu ớt tất nhiên là các vong hồn đang đi lang thang một tiếng ngái đều đều như bị nghẹt từ phòng dì poly vọng lại và bây giờ thì tiếng kêu chán ngán của con dế mà chẳng một sự tinh tế nào của con người có thể xác định được nơi xuất phát lại cũng bắt đầu. Tiếp nữa, tiếng cột kẹt rung rợn của một con mọt ở trong tường ngăn bằng gỗ trên đầu giường khiến cho Tom phải rùng mình. Thế có nghĩa là những ngày còn sống của một người nào đó đang được đếm. Và rồi tiếng hú xa xa của một con chó vang lên giữa trời đêm và một tiếng hú yếu hơn vọng từ một nơi xa hơn đáp lại. Tom ở trong cảnh ngộ của người hấp thối. Cuối cùng thì nó yên lòng vì thời gian đã ngừng lại và bất diệt bắt đầu. Nó bắt đầu ngủ ga ngủ gật ngoài ý muốn của mình. Đồng hồ điểm 11 tiếng mà nó chẳng hay biết gì. Lúc đó thì một tiếng mèo gào thật là buồn thảm đến hòa lẫn với những giấc mơ mới hình thành nửa vời của nó. Một tiếng thét, đồ quỷ, cút đi! Và tiếng vỡ loãng xoảng của một chiếc chai không đập vào phía sau cái trái gỗ của dì nó làm cho nó tỉnh dậy, ráo hoảnh. Và chỉ một phút sau là nó đã mặc xong quần áo, phóc ra ngoài cửa sổ, rón sáng bò dọc theo mái trái trên bốn chân. Vừa tiến lên, nó vừa meo meo, một hai lần một cách thận trọng. Sau đó thì nó đứng lên trên mái và nhảy xuống đất. Cosley Berry phim đang ở với con mèo chết của nó. Hai chú bé chuyển đi và mất biến trong bóng tối. Cuối nửa giờ sau thì chúng đã lặn lội giữa đám cỏ cao của nghĩa địa. Đó là một nghĩa địa phương Tây cũ kỹ, ở trên một ngọn đồi cách xa làng một dặm rưỡi, Vây quanh nghĩa địa là một hàng rào gỗ ọp ẹp, có chỗ thì nghiêng vào trong, phần lớn còn lại là đổ ra ngoài, chẳng đâu đứng thẳng cả. Cỏ lành và cỏ dại mọc rậm rạp khắp bãi tha ma, tất cả các ngôi mộ cũ đều chìm dưới cỏ. Trên khu đất không thấy một tấm bia, những tấm phán tròn đầu, một ăn lão đảo trên các nấm mộ, như tìm nơi tựa vào những chẳng tựa vào đâu được câu Nhớ tiếc thương hồn của ông bà cô anh chị nào đó chắc chắn sẽ được kẻ sơn lên đấy một lần. Nhưng nay không còn đọc được trên phần lớn các tấm ván nữa dù có ánh sáng. Một con gió yếu ớt rên rỉ trong vòm cây và thơm sợ đó là phong hồn của người chết đang than vãn vì bị quấy say. Hai chú bé ít nói và nói bé hơn hơi thở của mình bởi vì thế giới địa điểm và không khí yên lặng trang nghiêm tràn ngập đè nặng lên tâm hồn của chú các chú thấy được nắm mộ cao mới mà các chú muốn tìm và nép mình sau ba cây du lớn mọc thành lùm cách ngôi mộ vài bộ rồi các chú im lặng đợi trong một thời gian mà các chú cho là lâu lắm tiếng kêu xa xa của con cú làm tất cả âm thanh làm lay động không khí tĩnh mịch ý nghĩa của tom làm cho chú cảm thấy ngày càng ngột ngạt. Chú buộc phải nói một câu, vì vậy chú thì tầm. Hết! Mày có cho là người chết thích để mình đến đây không? Hết cũng thầm đáp. Điều ấy tao mong là có, quan cảnh uy nghiêm khủng khiếp phải không? Tao cược là đúng thế. Một đợt im lặng dài, trong lúc đó thì các chú mỗi người thầm đào sâu vấn đề Xong Tom nói nhỏ Này hết Mày có nghĩ là hot William Nghe thấy chúng ta nói chuyện không Tất nhiên là có Ít nhất là phong hồn của ông ta nghe thấy Tom sau một phút im lặng Tao mong là vừa rồi tao đã nói ông William Nhưng tao có muốn xúc phạm đến ông ta bao giờ đâu Ai cũng gọi ông ta là hot một cái xác không thể quá tỉ mỉ xem người ta gọi con người chết của nó như thế nào, to ạ. Lời đáp đó là một thứ giảm sốc và cuộc đối thoại lại im bặt. Giờ thì Tom nắm lấy cánh tay bạn và nói Cái gì thế Tom? Và cả hai níu lấy nhau tìm đập tình thình. Đấy, lại có tiếng, mày có nghe thấy không? tao đấy giờ thì mày nghe thấy rồi đấy trời thom họ đến họ đến thật ta làm gì đây tao biết mà mày có nghĩ là họ sẽ thấy mình không ô thom họ như mèo trong đêm tối cũng thấy ước gì tao đừng đến đây ô đừng sợ Tao không nghĩ là họ sẽ làm gì chúng mình đâu, chúng mình chẳng làm gì có hại cả. Nếu mình giữ hoàn toàn im lặng thì có thể họ chẳng để ý đến mình. Tao sẽ cố gắng to mà, nhưng trời, tao run quá. Lắng nghe kìa. Hai chú bé chụm đầu lại với nhau và hầu như nín thở. Từ cuối nghĩa địa đằng xa, âm thanh lu mờ của nhiều giọng nói trôi dạt lại, Thom thì tào. Này, nhìn xem kìa, cái gì thế? Lửa ma trời, ôi thom khiếp quá! xuyên qua bóng tối vài hình dáng mờ mờ tiến đến gần đu đưa một chiếc đèn sách kiểu đã cũ cây đèn như rải những mảnh giác ánh sáng lên mặt đất ngay lúc đó hết rùng mình nói khẽ quỷ chắc rồi ba con trời ơi thom chết mất thôi mày biết cầu kính không tao sẽ cố nhưng mày đừng sợ họ chẳng hại mình đâu Bây giờ tao đặt mình xuống như để ngủ, tao... Cái gì thế hết? Họ là người, ít nhất một trong số họ. Một tiếng là giọng của lão Much Butter. Không thể thế được. Tao cược là mình biết mà, đừng nhúc nhích, động đậy. Lão ta không còn tỉnh để nhận ra chúng ta đâu, sai. Nhưng thường lệ hình như thế. Ồ, đồ dễ rách, khốn nạn. Được, ta cứ im lặng, bây giờ họ bị vướng rồi, không tìm ra được. Họ lại đến đây, giờ thì họ ra chừng nóng ruột lắm, lại nguội lại thôi, lại nóng trở lại. Thật nóng, hình như lần này họ nhắm đúng. Này, hết. Tao biết một giọng nói khác nữa, giọng của Isan Soi. Đúng, cái thằng lai giết người, thế mà cứ tưởng chúng là ma quỷ. Mắt lèm nhèm thật, chúng có họ hàng gì mà đến đây nhỉ? Bây giờ thì tiếng thì thầm im hẳn hoàn toàn, bởi vì ba người kia đã đến nơi ngôi mộ và đứng cách chỗ của các chú bé nấp chỉ vài bước. Đây rồi, giọng của người thứ ba cất lên. Anh ta đưa cây đèn lên cao chiếu rõ mặt ông bác sĩ trẻ Robinson. Butter và Isansoi mang một cái cán. Trên cán có dây thừng và hai cái sẻng. Họ bỏ đồ họ mang xuống và bắt đầu đào ngôi mộ. Tài bác sĩ đặt cây đèn lên trên đầu mộ và đến ngồi tựa lưng vào một cây du. Anh ta gần các chú bé đến nỗi các chú bé có thể sờ được anh. Anh ta nói, giọng thấp, nhanh lên, các anh, trăng có thể rõ bất cứ lúc nào. Họ lầu bầu một tiếng trả lời rồi tiếp tục đào. Trong một thời gian, không có một tiếng gì khác ngoài tiếng lạo xạo của đá và sỏi đổ từ sẻn xuống. Thật là đơn điệu. Cuối cùng thì một lưỡi thủng chạm chạm cái quan tài phát một tiếng kêu đục đục của gỗ và chỉ một hai phút sau thì họ đã nhắc chiếc quan tài lên trên mặt đất. Trăng luồn từ trong mây ra và chiếu lên cái khuôn mặt vàng bệt. Cái cán đã sẵn sàng thay ma được đặt lên trên phủ một cái chăn và buộc lại bằng một sợi dây thừng. Potter rút ra một con dao bật lửa to, cắt đầu dây đông đưa rồi nói. Bác sĩ, công việc hóc búa thế là xong rồi. Bây giờ anh phải thêm 5 đô la nữa, không thì cái thay ma này lại nằm đây. Nói đúng, y phụ họa vào. Tài bác sĩ nói, Xem kìa, thế là thế nào? Các anh bắt tôi phải trả tiền trước, tôi trả rồi. Vâng, và anh đã làm nhiều hơn thế kia. Isang soi vừa nói vừa tiến đến gần tay bác sĩ lúc ấy đã đứng dậy. Năm năm trước, một đêm anh đã tống tôi ra khỏi cái nhà bếp của bố anh khi tôi đến xin chút gì ăn. Anh bảo tôi là đã ở đây cũng chẳng làm cốc gì được khi tôi thề là dù có đến trăm tuổi tôi cũng xin theo gia đình anh thì bố anh đã tống giam tôi như một kẻ cầu bất cầu bơ anh tưởng tôi quên rồi hả bây giờ tôi đã gặp anh anh phải thanh toán biết chưa lúc này thì hắn ta giơ nắm tay lên mặt bác sĩ hăm dọa người này viên bác sĩ bỗng nhiên vụt đánh và đấm trên cung đồ lăn xuống đất buster thả con dao la lên á à, Mày đánh bạn tao hả? Ngay sau đó thì hắn túm lấy viên bác sĩ và hai người dốc hết sức ra đánh nhau. Có chân giẫm nát cỏ và dẫm thủng đất. Isansoi nhảy chồm dậy, mắt rực lửa căm thù, chợp lấy con dao của Potter và bắt đầu bò, cúi xà xuống như con mèo. Quanh hai đấu thủ tìm cơ hội. Bỗng nhiên thì viên bác sĩ phục thoát ra, chụp lấy tấm bản mộ chí nặng của ông William và đập Potter ngã xuống đất. Cùng lúc ấy thì tên người lai ấy được cơ hội của hắn đưa con dao vào ngực của anh chàng bác sĩ trẻ tuổi cho đến tận cán. Anh thanh niên lão đảo ngã xuống một phần lên người Potter, mình đầm đìa máu. Cùng lúc đó thì mây kéo đến che mờ cái cảnh tượng khủng khiếp và hai chú bé sợ hãi bỏ chạy ra xa trong đêm tối. Bây giờ, khi trăng ló ra lại thì Isan đang đứng nhìn hai hình người nằm, quan sát họ. Phi bác sĩ nói gì lẩm bẩm ú ớ, thở hắt ra một cái dài rồi nằm im. Isan nói khẽ, nợ thế là trả xong, mẹ kiếp. Xong hắn lấy cắp đồ đạc trên người cái xác chết rồi đặt con dao tai hại vào trong bàn tay phải của Potter đang mở và ngồi lên trên cái chiếc quan tài đã được tháo mở ba bốn năm phút trôi qua cuối cùng Potter bắt đầu cựa quậy và rên tay hắn khép lại trên con dao hắn giơ cao lên nhìn thấy nó và để nó rơi xuống rụng mình rồi hắn ngồi dậy đẩy cái xác ra khỏi người mình nhìn nó rồi nhìn chung quanh bối rối mắt hắn lại gặp mắt roi hắn nói trời thế này là thế nào rồi rồi nói không cử động. Thật là chuyện bẩn thỉu. Mày làm thế để làm gì? Tao à, tao chẳng làm bao giờ. Xem kìa, lối nói đó không rửa sạch được đâu. Vết tơ rung lên và xanh như tàu lá. Tao tưởng là tao không sai mà. Đêm nay tao chẳng có việc gì phải sai cả. Nhưng dù sao thì cái sai vẫn cứ ở trong đầu tao còn tệ hơn khi ta mới đến đây tao lẫn lộn cả chả còn nhớ được gì sất khó khăn lắm này xôi bạn khố nói với nhau thật nhé bảo cho tao biết tao làm gì không xôi tao chả bao giờ nghĩ đến thề trên cổ và danh dự của tao tao chẳng bao giờ nghĩ đến xôi ạ xôi kể cho tao nghe hay sự thể như thế nào ô thật là khủng khiếp mà nó còn trẻ và mơn mẫn thế sao hai đứa bay ẩu đã với nhau và nó cho mày trước một tấm bia vào đầu, khiến mày ngã nằm sòng xoài. Sau đó thì mày trở dậy lão đảo loạn chọn, mày chọp lấy con dao và ấn vào nó. Đúng lúc nó đấm cho mày một cú trời dáng khác khiến cho mày quay lơ, trơ như một khúc gỗ cho đến bây giờ. Ôi, tao chả biết là tao đã làm gì nữa. Nếu tao làm cái điều đó thì mong cho tao chết luôn giờ phút này. Tất cả điều đó do rượu whisky và do cả sự kích động nữa. Tao nghĩ thế. Trong đời tao, trước đây tao chưa bao giờ dùng vũ khí soi ạ. À. Tao có đánh nhau nhưng không bao giờ dùng vũ khí. Mọi người đều bảo thế, rồi đừng nói với ai nhé, hãy hứa là mày không nói đi soi. Thế mới là bạn tốt, tao luôn luôn thương mày soi ạ. À và đừng đứng lên vì mày nữa kia. Mày có nhớ không? Và con người khốn khổ treo mình trên hai cái đầu gối trước tên giết người phớt lạnh. Hai tay chấp lại cầu khẩn. Không, mày không bao giờ cũng tốt và thẳng thắn với tao, Max Potter à. Tao sẽ không sai lời hứa với mày đâu. Đấy, đủ nhé. Rõ ràng như lời nói của một con người chân thật nhé. Ôi xôi, mày là một vị thánh thần, tao còn sống ngày nào tao cầu phúc cho mày đến ngày ấy. Và Potter bắt đầu khóc. Thôi, bây giờ thế đủ rồi, không còn gì giờ đâu để thúc thích nữa. Tết ngay đi, theo cái con đường kia kìa. Còn tao, tao theo cái con đường này. Đi đi, nào, và không để lại bất cứ một dấu vết gì sau lưng. Potter bắt đầu đi nước kiệu rồi nhanh chóng tăng lên thành nước phi. Tên người lai đứng nhìn theo, hắn lẩm bẩm. Hắn chón ván đến thế vì cuộc đánh nhau và túy lý vì chất rượu rum, thì hắn chẳng còn nghĩ gì đến con dao nữa. Khi đã đi quá xa, thì hắn sẽ sợ không dám trở lại một mình ở một nơi như thế này. Độ gan sứa. Hai ba phút sau thì người bị giết, cái xác người chết phủ chăn, chiếc quan tài không nắp, và ngôi mộ đào tung lên còn ai dám sát cả ngoài ánh trăng. Quan cảnh cũng trở lại hoàn toàn yên tĩnh. Chương 10 Hai đứa bé lao đi mãi, lao về phía làng mình, khiếp đảm, chẳng nói một lời. Chốc chốc thì chúng nhìn lui một cách hoảng hốt như sợ có kẻ đuổi theo. Mỗi gốc cây hiện lên giữa đường đi tưởng như một con người, một kẻ thù, khiến cho chúng phải nín thở khi chúng chạy qua mấy ngôi nhà hẻo lánh nằm ở rìa làng thì tiếng chó sủa dường như chấp thêm cánh cho đôi chân của chúng tom vừa nói vừa thở thành những hơi ngắn nhỏ ước gì đến được cái xưởng thuộc gia cũ kỹ trước khi kiệt sức tao không còn đứng được nữa đáp lại chỉ có tiếng thở hổn hển của hách rồi hai chú bé nhắm thẳng đích thi vọng của mình cố hết sức đạt cho tới kỳ được. Chúng chạy song song nhau và cuối cùng nhào qua một cánh cửa mở, ngã vào trong bóng tối che chở ở phía sau. Một lúc sau thì mạch đập chậm bớt và thơm nó nhỏ. Hết này, theo mày thì rồi sẽ ra sao? Nếu bác sĩ Robinson chết thì tao nghĩ sẽ có treo cổ. Đằng nào rồi cũng thế à? Chứ sao, tao biết mà, Tom suy nghĩ một lát rồi nói ai sẽ tố cáo chúng ta à mày nói gì thế giả dụ có chuyện gì đó xảy ra thì y sang không bị treo cổ thì sao hắn sẽ giết chúng mình một ngày nào đó chắc chắn trăm phần trăm nhưng đang nằm đây bây giờ đây này đúng tao cũng nghĩ vậy hết ạ à. nếu có kẻ tố cáo thì hãy để cho mất Potter làm việc đó hắn cũng khá ngốc thường là hắn sai ben bét. Tom chẳng nói gì, ngẫm nghĩ, rồi nó nói nhỏ. Nhưng Bách chẳng biết rõ câu chuyện, hắn nói thế nào được. Vì sao mà nó không biết? Bởi vì khi Isansoi hành động thì hắn đã bị một cái đòn trời gián kia rồi. Mày có cho là hắn còn thấy gì nữa không? Mày có cho là hắn biết gì không? trò bày tay đúng thế, thoá mạ. À. Mà này, thử xem nào, có thể à với cái đòn đó hắn chết mất. Không, Tom, chẳng phải thế đâu, rượu nồng nặc cái người hắn mà. Tao thấy rõ, và lại bao giờ hắn chả thế. Đúng, khi ông bố tao sai thì mày có buộc cả một ngôi nhà thờ vào đầu ông ta cũng chẳng động gì được đến ông. Chính bố tao nói vậy đấy. Tất nhiên là với mất bớt tơ cũng thế thôi, nhưng nếu người ta thật tỉnh thì tao cho là một cú đập vào đầu như thế có thể khiến hắn đi đời, tao biết mà. Sau một phút im lặng suy nghĩ, Tom nói. Hết, mày chắc là mày câm mòm được chứ. Tom, chúng ta phải câm mòm, mày biết đấy, cái con quỷ da đỏ ấy sẽ chẳng làm gì khác hơn là thả trôi sông chúng ta như hai con mèo con nếu chúng ta đi bếp xếp về chuyện này và nếu hắn không bị người ta treo cổ. Bây giờ, xem đây này, Tom, chúng ta hãy thề với nhau, đó là điều chúng ta phải làm, thề rằng chúng ta cấm mòm. Đồng ý, thề là hay nhất. Hãy nắm tay nhau và thề rằng chúng ta... Ô không, với chuyện này thì không làm thế được. Thề là chỉ hợp với những việc vặt vảnh nhỏ thông thường, đặc biệt là với lũ con gái, bởi vì đằng nào rồi chúng nó cũng sai lời hứa chỉ vì giận dỗi một tí là chúng nó xì ra ngay còn đây là chuyện khác về một việc lớn như thế này thì phải viết lại đẫm máu nữa chứ cả con người của tom tán thành ý đó trời vừa tối vừa sâu thẳm vừa rùng rợn thời điểm hoàn cảnh môi trường xung quanh đều phù hợp chú nhặt một tấm ván gỗ thông sạch nằm lộ giữa ánh trăng lên, rút trong túi ra một cục son nhọn, nhỏ, đưa ra giữa ánh trăng, rồi khó nhọc viết lên những dòng chữ này và nới bớt tay trên những nét lên. Hết phim và Tom Sawyer thề căm mồm về việc này và thề sẽ ngã lăn ra chết tươi trên đường đi nếu nói ra hay ba hoa vớ vẩn. Lòng của hết tràn đầy thắng phục trước chữ viết dễ dàng và lời lẽ trang trọng của Tom. Lập tức, nó rút một cây đinh từ trong phe áo của nó ra và sóc chích máu mình vào thì Tom bảo Quang đừng làm thế, đinh ghim bằng đồng có thể có rỉ đồng đấy. Rỉ đồng gì? Thế nào? Là thuốc độc. Thế đấy, cậu nuốt đi một tí thì thấy ngay thôi mà. Thế là Tom tháo chỉ, rút một cây kim của nó ra và chú bé chích vào đầu ngón tay cái của mình, nặng ra một giọt máu. Sau khi nặng nhiều lần, Tom mới bắt đầu ký những cái chữ đầu của tên mình, dùng đầu ngón tay út làm bút viết. Xong rồi thì nó bày cho hết cách kẻ cái chữ H và F và lời lẽ thế là hoàn chỉnh chúng nó chôn tấm ván sát vào tường và với một số nghi lễ và vài câu niệm chú buồn tẻ rồi thế là cái xiền dùng để buộc chặt lưỡi chúng lại đã được khóa kỹ chìa khóa vứt đi một bóng người lúc đó len lén bò ngang qua một cái lỗ vỡ của đầu bên kia của ngôi nhà đổ nhưng chúng không biết hết thì thầm không làm thế đã khiến ta chẳng bao giờ nói chưa tất nhiên bởi im hơi chẳng cần phân biệt trường hợp như thế nào không thì ngã lăn chết tươi mày không nhớ à đúng tao cũng nghĩ thế chúng tiếp tục thì thầm một lúc ngắn nữa sau đó thì một con chó cất lên một tiếng tru dài thê thảm ngay ở bên ngoài cách chừng mười bộ hai đứa bé liền túm lấy nhau sợ chết khiếp há khóc mồm. Nó muốn bắt đứa nào trong chúng mình? Chẳng biết. Hế, nhìn qua lỗ nứt nhanh lên. Không, mày thôi, thôi mà. Không được hết, tao không làm được. Làm đi, Thom, lại tru nữa kìa. Thom nói nhỏ, Ôi trời đất cảm ơn, tao nhận ra tiếng nó rồi, con chó của ông Hamilton đấy. Ô tốt quá, Tom, tao nói cho nghe này, tao sợ muốn chết, tao cược đó là con chó ma. Con chó lại tru, tim hai đứa bé lại rung một lần nữa, hết lại thì tao. Ôi khổ cho tôi, chẳng biết con chó của Harbison phải không Tom? Tom cũng sợ rung lên, nhượng bộ và đặt mắt vào cái lỗ nứt. Tiếng thì thầm của nó khó nghe thấy được khi nó nói. Ừ, hết ạ à, một con chó ma nhanh tom nhanh lên nó muốn bắt ai hết nó phải bắt cả hai ta đi với nhau là đúng ồ tom tao chắc chúng mình tôi mạng rồi tao nghĩ là lên đấy chẳng còn lỗi lầm gì nữa trước đây tao xấu quá Bố mẹ dạy rồi, lỗi là tại bỏ học đi chơi rong và làm những điều mà người ta bảo đừng làm. Tao cũng có thể tốt, nhưng sai. Nếu tao cố, nhưng không, tao không cố. Tất nhiên là thế. Nhưng nếu lần này mà thoát khỏi thì tao thề là sẽ khung mình trong trường học ngày Chủ nhật. Và Thâm bắt đầu khục khịch một chút. Mày mà xấu à? và hết cũng bắt đầu sục xích. thơm sâu ơ nhìn gà hóa cáo rồi cậu là một cái bánh pate so với thân phận tớ ôi trời trời tớ chỉ mong sao được nửa cái mai của cậu thơm an ủi rồi thì thầm này hết nhìn này nó quay lưng lại cho mình đây này hết nhìn sung sướng trong lòng đúng rồi nó có lưng thế à trước đây nó có quay thế không? Có, nó có quay, nhưng tao như một thằng ngốc, tao không nghĩ ra. Ô, đúng là chó rồi, biết không, bây giờ nó muốn mắc ai nào? Tiếng tru ngừng hẳn, Tom vẫn tay nghe, chú thầm thì. Xịt! Cái gì thế? Tiếng giống. Giống tiếng lợn ủng ỉnh. Không, tiếng một người nào ngái ấy thó Đúng rồi, ở phía nào vậy hết? Tao nghĩ là ở phía... Phía dưới, phía cuối, bên kia. Nghe đúng như vậy, bố tao trước đây đôi khi hay ngủ ở đây cạnh mấy con lợn. Nhưng luật pháp, hãy tha thứ cho khi ông ta ngái là ông ta vừa móc túi xong. Mà thôi, Tao tưởng là ông ta sẽ không bao giờ còn trở lại cái thành phố này nữa rồi. Ốc phiêu lưu lại trỗi dậy trong tâm hồn của chú bé một lần nữa. Hết, tao đi trước mày có dám theo không? Tao chẳng thích lắm tao mà, giả dụ đó là y san xôi. Thầm nào núng. Nhưng rồi sự cám dỗ lại đẩy lên mạnh mẽ một lần nữa và hai chú bé đồng ý thử. Với sự thỏa thuận là nếu tiếng ngán ngừng thì vắt chân lên cổ chạy, thế là họ nhón chân rón rén đi xuống người trước kẻ sau khi đến cách người ngái khoảng năm bước thì thom dẫm lên một que củi và cây que gãy phát ra một tiếng sắt đanh giòn người kia rên rỉ vặn mình một tí và mặt anh ta lọt vào giữa ánh trăng thì ra là mất potter Tim của các chú ngừng đập và hy vọng của các chú cũng thế. Khi anh chàng kia cử động, như sự sợ hãi bây giờ đã qua rồi. Các chú nhón chân đi ra qua lớp ván che mưa gãy rồi dừng lại cách đó một khoảng nhỏ để trao đổi mấy lời chia sẻ. Cái tiếng chó tru dài thê thảm lại vang lên giữa trời đêm lần nữa. Các chú quay lại và thấy con chó kỳ quái đứng cách chỗ Potter nằm một bộ mặt quay về phía Potter, mũi chống lên trời hai chú kêu lên cùng một hơi ôi thánh thần đúng anh ta rồi hôm nay người ta bảo là có một con chó ma đến tru quanh người johnny miller vào khoảng nửa đêm cách đây không quá hai tuần rồi cũng đúng chiều hôm đó một con chim lạ đến đậu và hót trên thành cầu thang Thế mà chả thấy ai chết cả Thôi, tao biết chuyện đó Tưởng là không hả Thế Ransi lơ, Chẳng ngã vào bếp lửa Và bị bỏng nặng Đúng vào ngày thứ bảy vừa rồi là gì Đúng Nhưng con bé không chết Hơn thế nữa, ngày càng đỡ hơn Được rồi Đợi mà xem Con bé là một kẻ sắp xuống lỗ Chắc chắn trăm phần trăm cũng đúng như mất Potter tơ là một kẻ sắp xuống lỗ dậy bọn da đen nói thế và chúng nó biết tất cả về những chuyện loại như thế hết ạ à. xong rồi thì chúng chia tay vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ khi Tom leo qua cửa sổ buồn ngủ bò vào giường thì hầu như đêm đã qua chú cởi áo quần hết sức cẩn thận nhẹ nhàng rồi ngủ thiếp đi mừng rằng chẳng ai biết đến cuộc trốn đi chơi của mình cả. Chú không ngờ rằng thằng sai vẫn ngái nhẹ nhẹ kia đang thức và nó thức như thế đã một giờ rồi. Trong khi Tom tỉnh dậy thì sai đã mặc xong quần áo ra đi trong ánh sáng có màu sắc của sự chậm trễ và trong không khí cũng có mùi vị trễ nải. Nó giật nảy mình. Vì sao nó không bị gọi và bị tra tấn cho đến khi tỉnh hẳn như mỗi lần. Đầu óc nó tràn đầy linh tính. Năm phút sau, nó đã mặc xong quần áo xuống cầu thang với cảm giác phiền lo và buồn ngủ. Cả gia đình đang ngồi ở bàn như đã ăn sáng xong. Chẳng thấy có một lời trách mắng nào, nhưng lại có những cặp mắt quay ngoảnh đi. Có một không khí im lặng và trang nghiêm làm cho kẻ tội lạnh cả tim nó ngồi xuống, cố làm ra vẻ tươi vui như thật là một việc cực kỳ vất vả. Chẳng ai nở một nụ cười, chẳng có lấy một câu trả lời, bản thân nó cũng trôi vào im lặng và để cho lòng mình lặn xuống những vùng sâu thẳm. Ăn bữa ăn sáng, dì gọi riêng nó ra và thom hầu như rạng rỡ lên với hy vọng sẽ được ăn đòn. Nhưng chẳng phải thế, dì khóc với nó và hỏi nó sao có thể bỏ đi để làm vỡ quả tim già của dì như vậy cuối cùng dì bảo nó là cứ tiếp tục đi cứ tự hủy hoại nó đi để đưa mái tóc xương của dì xuống mồ với niềm đau khổ bởi vì dì thấy chẳng ít lợi gì mà thử một cách nào khác nữa thật là đau đớn cả một nghìn trôi và quả tim của nó đau hơn thân thể của nó nó khóc nó cầu xin tha thứ và nó hứa sẽ sửa chữa và sửa chữa mãi thế rồi nó được cho đi nhưng cảm thấy rằng mình chỉ mới tranh thủ được một sự tha thứ không hoàn toàn và chỉ mới gây được một sự tin cậy yếu ớt nó ra đi vẻ mặt quá khổ não nên không còn lòng dạ nào thù hằn thằng sai vì thế, việc thằng sai nhanh chóng rút lui qua cổng sau là không cần thiết. Nó rầu rĩ đi đến trường, u sầu buồn bã, tới tận trận đòn cùng với xoay hép bơ vì việc trốn học chơi rong. Với dáng điệu của một kẻ đang bằng lòng với những đau khổ nặng nề hơn, nên hoàn toàn vô cảm với những trận đòn vặt vảnh. Xong rồi thì nó giấu mình vào chỗ ngồi của nó, đặt khỉu tay lên bàn và chống hàm rồi đâm đâm lên tường với cái nhìn đau khổ tột cùng của tượng đá. Khỉu tay của nó đè lên một vật gì cưng cứng. Sau một lúc lâu, nó chậm rãi và buồn bã thay đổi tư thế và nhặt vật kia lên với một tiếng thở dài. Vật đó gối một mảnh giấy, nó mở ra. Tiếp theo là một tiếng thở dài to tướng, dài, kéo mãi, và tim nó vỡ hẳn. Vật đó là cái nút vỉ lò bằng đồng thao của nó. Chương 11 Gần đến trưa thì cả làng bỗng nhiên như bị điện giật vì cái tin rùng rợn. Chả cần đến điện báo, lúc đó chưa được mơ tưởng đến. Câu chuyện bay từ người này sang người khác, từ nhóm này sang nhóm khác, từ nhà này sang nhà khác với tốc độ kém điện báo một tí Tất nhiên là thầy giáo cho nghỉ cả buổi học chiều hôm đó, thành phố sẽ có những ý nghĩ kỳ lạ về thầy nếu thầy không làm như thế. Một con dao đẫm máu đã được tìm thấy cạnh người bị chết, và một người nào đó đã nhận ra rằng con dao đó của Max Potter. Thế là câu chuyện truyền đi, người ta còn nói rằng một người làng về muộn đã giả bắt mặt gặp Potter tắm rửa ở con sông nhánh vào khoảng 1-2 giờ sáng và ngay lúc đó thì Potter đã trốn đi. Đó là những tình tiết khả nghi, đặc biệt về câu chuyện tắm rửa. Vì đó không phải là thói quen của Potter. Người ta nói rằng đã lục lọi khắp thành phố để tìm tên giết người. Trong vấn đề sàng lọc bằng chứng để quy tội thì quần chúng chẳng lề mề. Nhưng không thể tìm ra, kỵ binh đã được phái đi khắp các ngã đường về mọi hướng và ông quận trưởng tin tưởng rằng hắn sẽ bị tóm trước khi trời tối cả thành phố đổ về nghĩa địa cơn đau tim của thom biến mất và nó đi theo dòng người mặc dù hàng nghìn lần nó đã không muốn thà đi nơi khác còn hơn nhưng vì một sự thôi miên khó hiểu dễ sợ lôi kéo nó vào đấy đến cái địa điểm rùng rợn nó lách thân hình bé nhỏ của nó qua đám đông và thấy cảnh tượng thê thảm nó tưởng chừng như đã một thế kỷ trôi qua từ khi nó ở đấy đến giờ ai đã kéo tay nó nó quay lại và mắt nó gặp gặp mắt của hết ngay tức khắc cả hai nhìn đi nơi khác tự hỏi không biết có ai nhận ra gì trong cái nhìn trao đổi giữa chúng nó không mai thai mọi người đều đang nói chuyện và chăm chú nhìn cái cảnh tượng ghê sợ trước mắt họ. Con người khốn khổ, trẻ thế mà khốn khổ. Đây phải thành một bài học cho những kẻ đi đào trộm mộ. Bắt được mất bót tơ thì treo cổ nó lên. Đấy là nhiều hướng nhận định. Và ông mục sư nói, đây là một lời tuyên án bàn tay của hắn ở đây bây giờ thì tom sung lên từ đầu đến chân bởi vì mắt chú nhìn thấy cái mặt thản nhiên của isan đúng vào lúc đó đám người bắt đầu lao sao xô đẩy nhau và có những tiếng kêu to hắn đấy hắn đấy hắn tự dẫn sát tới ai ai hai mươi giọng nói cùng vang lên mất potter Ô này hắn bị bắt chùy Chuyện hắn quay lại đấy đừng để hắn thoát. Những người ngồi trên cành cây cao trên đầu Tom nói rằng hắn không tìm cách trốn thoát mà lại nhìn có vẻ nghi ngại lúng túng. Một người đứng ngoài nói Trần tráo như quỷ địa ngục còn muốn đến tận mắt lạnh lùng xem công trình của mình. Tôi bảo Đừng mong ai bên cực mày, Đám đông bây giờ tách ra và ông quận trưởng đi vào giữa. Một tay dắt bót tơ như thể phô trương. Còn người khốn nạn kia thì mặt, hốc hát. Mắt lộ vẻ sợ hãi, đang chiếm cả người mình. Khi đứng trước người bị giết, thì anh ta run run như người bị tê liệt, rồi hai tay úp mặt hòa lên khóc. Anh ta nức nở. Các bạn ơi, tôi không làm việc đó, xin lấy danh dự thề là tôi không hề làm việc đó. Một tiếng thét to. Mà ai buộc tội mày? Mũi tên hình như trúng đích. Có tơ ngẩn mặt lên nhìn quanh. Mắt lộ vẻ vô vọng, thống thiết. Anh ta nhìn thấy Isan Soi kêu lên. Ô, oh, Isan Soi, anh đã hứa với tôi và chẳng bao giờ. Có phải tao là dao của mày không? và ông quận trưởng giơ con dao ra trước mặt anh ta nếu không có người đỡ anh ta và đặt nhẹ xuống đất thì anh ta đã ngã sau đó anh ta nói có gì đó nói với tôi rằng nếu tôi không trở lại và anh ta rùng mình rồi phẩy bàn tay như hết xương với một điệu bộ bại trận và nói nói cho người ta nghe đi thôi nói đi chẳng ích gì nữa trong lúc đó hết và thom đứng câm lặng và trố mắt, nghe tên nói dối có quả tim sắt đá tiến hành cuộc tường thực thản nhiên của hắn. Các chú mong từng lúc rằng trời trong xanh sẽ dán sấm sét xuống đầu hắn và ngạc nhiên thấy rằng sao cơn sét lại khoảng lại lâu thế. Và khi hắn nói xong mà vẫn đứng, vẫn sống, vẫn nguyên vẹn thì ý muốn ngập ngừng của hai chú phải phụ lời thề, cứu đời của kẻ tù nhân khốn khổ bị phản bội, mờ đi và biến hẳn. Bởi vì rõ ràng là tên vô đạo này đã bán mình cho con quỷ Satan. Mà động chạm đến quyền sở hữu của một thế lực mạnh như thế thì thật dễ tôi mạng. Ai đó nói, Sao anh không chạy đi? Trở lại đây nữa làm gì? Butter rền rỉ Tôi không cưỡng lại được, không cưỡng nổi. Tôi muốn chạy đi xa nhưng lại không hình dung được đâu khác ngoài chỗ này. Vài phút sau, khi người ta thẩm tra thì y san soi lại lạnh lùng như cũ. Thề, rồi nhắc lại lời khai và hai chú bé thấy sấm sét vẫn không chịu nổ. Càng củng cố lòng tin thì soi đã bán mình cho con quỷ dữ. Đối với hai chú, hắn đã trở thành một vật hung ác hấp dẫn và các chú chưa bao giờ thấy và các chú không cất được một con mắt như bị thôi miên khỏi bộ mặt của hắn. Y giúp mang thai của con người bị giết đặt lên xe để chuyển đi và quân chúng vừa rùng mình vừa thì thào rằng vết thương còn rỉ máu. Hai chú bé nghĩ rằng cái tình tiết may mắn đó sẽ xoay sự nghi ngờ lại đúng hướng nhưng lại thất vọng bởi vì hơn một người dân làng nhận xét. Khi bị đâm thì người này cách mất Potter trong phòng ba thước. Điều bí mật ghê gớm vẫn dây dứt của lương tâm sau đó quấy rối giấc ngủ của Tom đến một tuần lễ. Rồi một buổi sáng vào lúc điểm tâm sai hỏi. Tom, tại sao dạo này anh hay nói mê thế, làm cả đêm em mất ngủ? Tom xanh mặt gập mắt xuống, chị Polly nói một cách nghiêm trang, đó là một dấu hiệu không hay. Có cái gì trong đầu mày đấy thầm. Chẳng gì cả, chẳng gì cả. Theo cháu biết, nhưng tay chú bé thì lại trung lên đến nỗi làm đổ cả cà phê. Sai nói. Anh nói những cái thật vớ vẩn. Đêm qua anh bảo máu, đúng là máu, đúng rồi anh nói đi nói lại cái đó rồi lại bảo đừng làm khổ tôi tôi sẽ nói nói gì anh sẽ nói gì mối Phật trao đạo trước mắt thom cho đến giờ thì chưa có lời nào nói lên cái gì đã xảy ra nhưng mai thai nỗi lo lắng biến mất khỏi nét mặt của dì bô ly và bà đặt cú nguy cho thom mà không hay bà nói ồ oh, câu chuyện giết người khủng khiếp đấy mà chính tao đêm nào cũng nằm mơ về chuyện đó đôi khi tao còn mơ chính tao đã gây nên mary cũng nói là cô ta đã bị ám ảnh như vậy sai xem chừng thỏa mãn tom rút lui khỏi buổi thiết triều ấy càng nhanh càng tốt nhanh nhưng mà hợp lý và sau đó thì kêu đau răng một tuần lễ rồi mỗi đêm tự buộc chặt hai hàm lại nó không hề biết rằng đêm hôm ấy sai vẫn nằm theo dõi và nhiều lần kéo chỗ băng ra rồi chống hiểu tai lắng nghe một lúc lâu. Sau đó lại kéo băng lại chỗ cũ. Sự suy sụp tinh thần của Tom dần dần giảm bớt. Sau đó trò đau răng đã trở thành phiền toái và bị vứt bỏ. Nếu sai đã tìm cách rút ra được thật sự một cái gì đó từ trong những câu lãm nhảm không đầu không đuôi của Tom thì nó cũng giữ lấy cho mình nó đối với tom dường như bọn bạn không bao giờ chịu chấm dứt sự tìm hiểu về cái con mèo chết và cái đó khiến cho sự lo lắng cứ thường trực trong đầu tom sai để ý rằng tom không bao giờ làm nhân viên điều tra trong các cuộc tìm hiểu ấy mặc dù thói quen của tom là bao giờ cũng dẫn đầu trong các trò chơi mới nó cũng còn để ý rằng Tom chẳng bao giờ đóng vai trò nhân chứng và đó là chuyện lạ. Sai chẳng bỏ qua sự việc của Tom tỏ một sự căm ghét rõ rệt đối với các cuộc tìm hiểu ấy và bao giờ thì cũng tránh đi nếu có thể. Sai đấy làm lạ lùng nhưng cũng chẳng nói. Thế nhưng cả những cuộc điều tra cuối cùng thì cũng hết thịnh hành và không đến quấy nhiễu lương tâm của Tom nữa. Suốt trong thời gian lo buồn này, cứ mỗi ngày hay ngày một thì Tom lại nắm cơ hội để đi đến cái cửa sổ nhỏ chấn sông của nhà tù, mang lên những thứ tiện nghi nhỏ trao cho gã giết người khi thấy được anh ta. Nhà tù là một cái nhà gạch nhỏ bỏ hoang dựng trên nền đầm lầy cuối làng, nhà chẳng đặt người canh, thực ra thì cũng hiếm khi có người ở, những cử chỉ tặng quà ấy đã giúp cho Tom đỡ bị lương tâm cắn sức. Dân làng háo hức muốn trét khắc in và cắm lông vào người Isan Soi, rồi bêu hắn lên trên bao lơn vì tội ăn trộm xác chết. Nhưng tính hắn hung bạo quá đổi, nên chẳng tìm ra được người nào chịu ra cầm cờ trong việc này. Ý định rơi tỏ mất, hắn thận trọng trong cả hai lần cung khai khi thẩm vấn đều bắt đầu bằng cuộc đánh nhau, không thú cái tội đào trộm mã trước đó. Bởi thế thiết tưởng khôn hơn là đừng xét xử trường hợp này trước tòa ngay bây giờ. Chương 12 Một trong những lý do khiến cho đầu óc của Tom thoát khỏi những lo âu thầm kín kia là nó đã tìm thấy một vấn đề mới có sức nặng để quan tâm. Becky Thatcher nghỉ học, Tom đấu tranh với lòng tự trọng của mình được vài hôm và cố bỏ rơi cô em nhưng không xong. Tom bắt đầu bắt gặp mình đêm đêm lảo đảo quanh nhà cô bé, tâm tư rất khổ sở. Cô bé ốm, nếu cô ta chết thì sao? Nghĩ thế là Tom đã quẩn trí rồi đấy, chú không còn thiết gì đánh nhau ngay cả làm tướng cướp cũng thế thích thú ở đời không còn gì nữa chẳng còn gì cả ngoài nỗi buồn thầm kín chú bỏ cả phòng cả que que phòng không còn vui thú gì cả chị bô ly xin lo dì liền tìm mọi cách để chữa chạy cho chú bà là một người cuồng tính thuốc không có bằng sáng chế mê tất cả những phương pháp mới lạ tạo ra sức khỏe hay hồi phục sức khỏe bà là một nhà thí nghiệm khó lai like, chuyển trong những món này khi xuất hiện cái gì mới trong lĩnh vực này là bà nóng ruột muốn thử ngay không phải trên người bà vì bà chẳng bao giờ đau ốm gì mà trên bất cứ ai tiện gặp bà là người đặt mua tất cả những tạp chí nói về sức khỏe và tất cả những thứ quảng cáo bịp bợm về lão tướng học và những cái dốt nghiêm túc đầy dẫy trong những thứ đó đối với bà cũng cần thiết như hơi thở hàng ngày. Tất cả những điều vớ vẩn mà chúng chứa đựng về cách thông gió, về cách đi ngủ làm sao, thức dậy thế nào, ăn gì, uống gì, tập thể dục nhiều ít ra sao, phải giữ tinh thần trong trạng thái như thế nào và phải mặc thứ quần áo gì, đều là kinh thánh đối với bà hết thảy. Bà chẳng bao giờ quan sát để thấy thông thường các tạp chí sức khỏe của bà trong tháng này hay lật ngược những gì mà chúng đã khuyên tháng trước. Bụng dạ bà thì mộc mạc, thật thà, sáng như ban ngày nên bà dễ trở thành nạn nhân. Bà thu thập tất cả những tạp chí lăn băm của bà lại, thế là được trang bị bằng những thứ chết người, cưỡi lên con ngựa xanh xám nhợt nhạt của bà bà đi chữa bệnh khắp đó đây nói một cách hình ảnh là mang cả địa ngục theo sau nhưng bà không bao giờ nghi ngờ rằng mình chẳng phải là một vị thánh trị bệnh cứu người hay hiến thân của dầu cao gilic đối với bà con láng giềng đau ốm dầu cao gilic là dầu cao thần diệu theo kinh thánh phương pháp trị bệnh bằng nước lúc bấy giờ là mới và tình trạng suy nhược của Tom đối với bà là dịp mai hiếm có mỗi buổi sáng lúc trời vừa rạng là bà đã lôi chú dậy bắt chú đứng trong trái rồi nhận chìm chú dưới một trận lụt nước lạnh sau đó thì dùng một chiếc khăn tắm bà lau chùi kỳ cọ cho chú từ đầu đến chân khiến cho chú tỉnh cả người rồi bà quấn chú vào một cái chăn trải giường ướt và đặt nằm đắp kính cho đến khi chú toát sạch mồ hôi và các vết nhơ vàng vọt trong tâm hồn theo cách nói của Tom cũng theo lỗ chân lông ra hết. Thế nhưng, mặc tất cả những kỳ công đó chú bé vẫn ngày càng trở nên xanh xao, u sầu và thất vọng. Bà liền kê thêm cách tắm nước nóng, tắm ngâm đít, tắm gương sen và tắm hụt lặng. Chú bé vẫn ủ rũ như kẻ đưa ma, bà bèn cho kèm vào phương pháp trị bằng nước một chế độ ăn kiêng bằng bột yến mạch nhẹ và miếng cao dán lột da. Bà đo sức chứa của chú như đo dung tích của một cái bình và mỗi ngày bà đổ những thuốc trị bệnh của bọn lan băm vào đáy bụng chú. Lúc bây giờ thì dù có chịu cực hình thì thom cũng trơ ra. Đến bước này thì quả tim bà già như đang rụng rời bằng bất cứ giá nào cũng phải phá cho bằng được cái trơ đó. Lúc này thì bà nghe nói lần đầu tiên đến thuốc giảm đau, bà sai mua ngay hàng chục lọ, bà nếm thử, lòng tràn đầy biết ơn. Thứ thuốc đó chẳng qua chỉ là lửa dưới dạng nước, bà bỏ rơi lối chữa bằng nước lã và phương pháp khác, đặt hết lòng tin vào thuốc giảm đau, bà cho tho một thìa cà phê đầy rồi chờ xem kết quả với mối lo sâu sắc nhất ngay tức khắc bà được an tâm tâm hồn trở lại thanh thản bởi vì cái trơ không thiết gì của tom đã bị phá vỡ giá bà có đốt lửa dưới người tom thì chắc chú cũng không thể tỏ một sự phản ứng dữ dội hơn tình trạng buồn nản tan biến tom cảm thấy muốn điên người lên vì thế chú tìm cách thay đổi tình thế Cuối cùng thì chú nghĩ ra cách làm ra vẻ là mình thích thuốc giảm đau. Chú hay đòi uống thuốc. Đến nỗi bà dì thấy khó chịu và cuối cùng là bà bảo chú hãy tự lấy mà uống và đừng quấy rầy bà nữa. Giá như sai thì bà cũng chẳng phải nghi ngại gì để làm giảm niềm vui của mình đi. Nhưng vì đây là Thom cho nên bà kính đáo theo dõi tình hình lọ thuốc. Bà nhận thấy thuốc có vơi đi thật nhưng bà có ngờ đâu được rằng chú bé đã đem thuốc đi phục hồi sức khỏe cho một vết nứt giữa nền nhà phòng khách. Một hôm thì thom đang đổ thuốc đúng liều, chỗ nứt thì con mèo vàng của dì Polly đi qua, gừ gừ thích thú, thêm thôn điếc nhìn thìa thuốc như muốn xin nếm thử. thom nói với con mèo, bé tơ này có cần hì hẳn xin Peter bày tỏ là cần lắm. Tốt hơn là xem có chắc cần không. Peter chắc mà. Mày đã xin thì tao cho vì tao đâu phải là kẻ hẹp hòi. Nhưng nếu mày cảm thấy là không thích thì đừng có trách ai mà chỉ trách mình thôi nhé. Peter đồng ý, thế là Tom nhằm thẳng cái mỏm rộng của nó đổ thuốc giảm đau vào. Peter đánh một phốc lên cao gần hai thước, gào lên một tiếng như lúc cắn nhau, rồi bổ ra chạy quanh vòng. Đâm sầm vào đồ đạc, làm đổ cả lọ hoa, gây nên một cảnh đổ vỡ tan hoang. Sau đó thì đứng thẳng lên hai chân sau, chú mèo nhảy quanh, khoái như điên, đầu ngẩng lên quá vai, mồm gào lên niềm sung sướng bất tận của mình. Xong, Chú lao quanh trở lại khắp nhà, gieo rắc hỗn độn và tàn phá khắp đường đi. Dì Bô Ly vào đúng lúc để nhìn thấy chú biểu diễn kiểu nhào lộn vài vòng, cất lên một tiếng hoang hô, mãnh liệt cuối cùng và bay qua cánh cửa sổ để ngỏ, mang theo chú những bình hoa còn lại. Bà lão đứng sững sờ như tượng đá, trố mắt nhìn từ trên đôi mắt kính, còn Tom thì nằm giữa nền nhà cười đến tức bụng. Tom, lạ đời, con mèo kia sinh bệnh gì thế? Cháu không biết gì ạ. À. Chú bé nói giữa hai lần khá khóc mòm. Sao vậy? Tao chưa bao giờ thấy nó như thế cả. Cái gì khiến nó lồng lên như vậy? Thật cháu không biết gì boli ạ. À. Mèo khi chơi đùa khoái trá bao giờ chặt thế? Thật, thật thế hả? trong giọng hỏi có chút gì làm cho Tom lo lo. Vâng thật ạ, à, cháu tin là thế. Mày tin? Vâng ạ. À. Bà già cúi xuống, Tom nhìn theo, tò mò cũng có, lo lắng cũng nhiều. Khi chú đoán biết được ý định của gì thì đã quá muộn. Cái cán của thìa cà phê tan chứng tỏ đã lộ rõ dưới chiếc khăn trải giường. Dì Bully cầm lấy dơ lên, thom rụt người lại, chụp mắt xuống. Dì bèn sách chú lên bằng cái quai thường dùng, tức là tay của chú, và dùng cái đê khâu cốc mạnh vào đầu chú. Này, cậu cả, cậu làm tin làm tội con Phật cầm khốn khổ kia để làm gì, hả? Cháu làm vì thương hại nó bởi tại nó không có gì. Không có gì rõ ngốc. Cái đó dính dáng gì đến việc này? Dính nhiều lắm chứ, bởi vì nếu nó có gì thì bà dì đã tự đốt cháy nó rồi, bà đã thiêu rụi, thiêu gan nó rồi, chẳng chút tình thương gì hơn nếu nó là người. Dì Bô Ly bỗng cảm thấy nhói tim hối hận. Lời nói này đặt vấn đề dưới một ánh sáng mới. Cái gì đã là ác với một con mèo thì cũng có thể là ác với một đứa bé bà bắt đầu dịu xuống bà lấy đàm tiếc bà hơi rơm rớm nước mắt đặt tay lên đầu thom rồi dịu giọng nói dì chỉ muốn điều tốt cho cháu thom ạ à, mà thom này thuốc giúp cho cháu khá lên đấy chứ thom ngước mắt nhìn vào mặt dì với chỉ một cái ngáy mắt lấu lỉnh hé lộ lên giữa vẻ trầm lặng của chú. Cháu biết gì chỉ muốn điều tốt cho cháu gì ạ? À. Và cháu đối với con tơ cũng thế, cháu cũng đã làm cho nó khá lên. Trước cháu chưa hề thấy nó chạy lộn quanh như thế bao giờ. Thôi, thòm, cút đi. Không thì mày lại chọc tức tao lần nữa và cố xem nếu có thể trở thành một đứa trẻ ngoan. Hết ra thì một lần thì sẽ không phải uống thuốc nữa. Tâm đến trường trước giờ. Cái chuyện lạ kỳ đó người ta nhận thấy đã liên tiếp diễn ra trong những ngày gần đây. Bây giờ thì như một cái lệ mới, chú lanh hoanh ở cổng, trước sân trường, không đi chơi với bạn. Chú ốm, chú bảo vậy, và có vẻ như thế thật. Chú cố làm như nhìn khắp nơi, như sự hướng nhìn của chú là con đường đi học. Giờ đây thì bóng của Phép Sách-chơ đã hiện ra với nét mặt của Tom rạng lên. Dối một lúc rồi buồn rầu quay lại. Khi Sách đến, Tom lại gần nói chuyện và cố thận trọng. Lái thế nào cho có dịp biết tin về Becky, nhưng cậu ấm lông bông có thấy đau mồi mà đớp. Tom trong ngóng chờ đợi, hy vọng tràn trề mỗi khi thấy hiện lên bóng một chiếc phái yếm, nô đùa phất phới, và khi thấy không đúng là chú thấy thất vọng lại rơi vào chán nản. Chú đi vào trường như đi vào cõi hư vô và ngồi xuống để chịu mọi đau khổ. Nhưng rồi thì bóng một chiếc phái nữa lại lướt vào cổng, trái tim Tom như nhảy bật lên. Ngay lúc đó thì chú đã ra sân múa mai, chẳng khác gì một chàng da đỏ la hò cười thét đuổi bạn nhảy qua hàng rào nhào lộn tung người cho đầu xuống đất trồng cây chuối làm mọi động tác dũng cảm chú có thể nghĩ ra đồng thời để mắt liếc nhìn xem Becky Thatcher có để ý không nhưng cô bé có vẻ như chẳng hay biết gì hết cô chẳng nhìn bao giờ lẽ nào cô lại không hay biết gì rằng chú ở đây Chú mang những kỳ công chối lội của chú đến sát cạnh cô bé để biểu diễn, lượn quanh cô mà cất tiếng thét trận, giật mũ một cậu bạn ném lên mái trường, đâm vào giữa một nhóm con trai xô chúng ra tứ phía, rồi bản thân nằm ngã sóng xoài ngay dưới chân Becky, suýt lật nhào cô bé. Cô hết mũi lên trời, quay ngoắt đi, và chú nghe thấy cô nói, Hừ, <laughs> có vẻ cứ tưởng mình là ghê gớm lắm, lúc nào cũng phô trương. Má thơm nóng bừng, thơm cuộn người đứng dậy và lẻn đi, vẻ xỉu xìu và lòng thì tan nát. Chương 13 Giờ thì lòng thơm đã quyết, chú rầu rỉ tuyệt vọng. Chú bảo chú là một đứa bé bị bỏ rơi, không bầu bạn, chẳng ai yêu thương chú cả khi họ thấy được họ đã đẩy chú đến chỗ nào rồi thì có thể họ sẽ hối chú đã cố làm đúng và giữ mối hòa hảo nhưng họ không để chú yên bởi vì không gì làm cho họ vừa ý ngoài việc dứt bỏ chú đi đã thế thì cho thế cho họ cứ quy tội cho chú Sao họ không làm thế được kẻ đã bơ vơ không bầu bạn thì có quyền gì than phản nào đúng Cuối cùng thì họ đã buộc chú phải đến đấy, chú sẽ sống một cuộc đời tội phạm, chẳng có gì mà lựa chọn. Vào lúc đó thì chú đã đi xa xuống phía con đường Midon và tiếng chuông vào học của nhà trường, vãn nhẹ đến tay chú. Giờ đây thì chú thổn thức khi nghĩ rằng chú sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nghe lại tiếng chuông quen thuộc từ lâu ấy nữa. Thật đau lòng! Nhưng ra thế chỉ vì bị buộc phải thế, họ đã đẩy chú ra giữa thế giới lạnh lùng thì chú phải cam chịu. Nhưng chú tha thứ cho họ rồi tiếng thổn thức lại càng dày càng nhanh. Đúng vào thời điểm đó, chú gặp người bạn ăn thề của chú là Joy Hepper, mắt nghiêm nghị và lòng chắc chắn đang nung nấu một ý đồ lớn và ảm đạm rõ ràng thì đây là hai tâm hồn đang chỉ một ý nghĩ lấy tay áo chùi mắt tom bắt đầu túc kích nói về ý định của mình quyết thoát khỏi cảnh bị ngược đãi và thiếu tình thương bỏ nhà đi lang thang khắp nơi trong thế giới rộng lớn và không bao giờ trở về nữa cuối cùng thì chú mong là soi sẽ không quên chú thế hóa ra đó cũng là điều mà soi định thổ lộ với tom và soi đi tìm gặp tom chính vì mục đích đó mẹ soi đã quất soi một trận chỉ vì tội ăn vụng kem là thứ mà soi chưa bao giờ nếm và trước đây chẳng hề biết ra sao rõ ràng là bà đã chán soi và mong chờ soi xéo đi nếu tình cảm của bà đã như vậy thì chú còn làm gì được chỉ cam chịu thôi chú cầu mong cho mẹ được sung sướng và chẳng bao giờ phải hối hận đã đẩy chú bé tội nghiệp của bà vào giữa cái thế giới vô tình để chịu khổ rồi chết Hai đứa vừa đi vừa nghiền ngẫm nỗi đau khổ của mình. Chú giao kèo với nhau một lần nữa là sẽ đứng bên nhau mãi mãi. Kết nghĩa anh em và chẳng bao giờ xa nhau cho đến khi cái chết đến cất gánh u phiền cho chúng. Xong đó, chúng bắt đầu lập kế hoạch, rồi muốn thành một tu sĩ khổ hạnh, sống bằng những mẫu bánh mì trong một hang đá hẻo lánh, rồi một hôm nào đó sẽ chết vì lạnh lẽo thiếu thốn và đau buồn nhưng sau khi nghe thom nói nó đồng ý là cuộc đời tội phạm có những cái lợi đập vào mắt nên nó thuận đi làm cướp biển ba dặm phía dưới thị trấn sách pettyburg ở một chỗ con sông mississippi rộng trên một dặm một chút có một hòn đảo dài hẹp phủ cây rừng và ở đầu có một dải cát nông nơi đó dùng làm nơi tụ họp thì rất tốt. Đảo không có người ở, nó nằm xa ra về phía bờ bên kia, sống ngang với một khu rừng rậm. Hầu như hoàn toàn không có một bóng người, thế là hòn đảo Saxon đã được chọn. Ai sẽ là kẻ cho chúng cướp, đó là một vấn đề chúng chưa để ý tới. Sau đó thì chúng tìm gặp Hotspin và hết theo chúng ngay bởi vì nghề nào cũng là một cái nghề đối với nó cả, nó không phân biệt. Ngay sau đó thì chúng chia tay nhau, hẹn gặp lại ở một địa điểm vắng vẻ trên bờ sông. Cách làng hai dặm về phía nguồn vào giờ chúng thích là lúc nửa đêm. Ở đấy thì có một cái bè gỗ nhỏ mà chúng định cướp, mang đi. Mỗi đứa sẽ mang theo lưỡi câu, cần câu, các thứ lương thực mà chúng nó có thể ăn trộm được một cách kín đáo và bí ẩn nhất bởi vì chúng đã là những kẻ sống ngoài phòng pháp luật suốt buổi chiều cho đến khi trời tối cả ba đứa đều đã tìm cách hưởng cái thú vinh quang mà ngọt ngào là gieo rắc tin đồn rằng không bao lâu thị trấn sẽ nghe thấy một chuyện gì đó tất cả những ai nắm bắt được câu nói bóng gió mập mờ đó đều được dặn cẩn thận là không được hé môi và hãy chờ đợi vào khoảng nửa đêm thom đến Tai mang một xúc dâm bông luộc với vài thứ lặt vặt và dừng lại ở một bụi cây thấp rậm. Trên một bờ dốc nhỏ nhìn xuống nơi hẹn gặp, trời sáng sao và rất yên tĩnh, con sông hùng vĩ trải rộng như một đại dương yên lặng. Tom lắng nghe một lúc, nhưng chẳng một tiếng động nào đến phá rối cảnh yên tĩnh. Chú bèn huyết lên một tiếng thấp mà rõ. Từ bên dưới dốc có tiếng huyết đáp lại. Tom huyết tiếp hai tiếng nữa. Các tín hiệu đó cũng được đáp lại như trước. Rồi thì một giọng nói thận trọng hỏi. Ai đó? Tom Sauer, kẻ phục thù áo đen vùng biển Tây Ban Nha. Còn các ngươi là ai? Hết phim Bàn tay đỏ và Joy Hepburn. Nỗi khủng khiếp của biển cả. Tom đã cung cấp biệt hiệu đó rút ra từ trong các truyện đọc ưa thích của chú ta. Được, cho mật hiệu. Hai giọng khàn khàn đồng thanh cùng hô lên một tiếng rùng rợn giữa đêm tối bao trùm. Máu! Xong rồi Tom từ trên dốc vứt đùi dâm bông xuống và cho người tụt xuống theo, làm rách áo và xước da một phần vào trong lúc trượt. Bên dốc thì dọc bờ sông, có một con đường mòn thuận tiện, dễ đi, nhưng nó thiếu có lợi thế khó khăn và nguy hiểm mà các tay cướp biển đánh giá cao. Tay Tài... nỗi khủng khiếp của biển cả mang đến cả một lường thật thông sông khói và tới nơi thì gần như kiệt sức. Phiên, bàn tay đỏ đã lấy trộm được một cái chảo rán và một số mẫu thuốc hút dở. Ngoài ra còn mang theo một ít lỗi ngô để làm điếu thuốc. Nhưng ngoài chú ra thì chẳng một tên cướp nào biết hút hay nhai thuốc cả. Tài kẻ phục thù áo đen vùng biển Tây Ban Nha bảo rằng xuất phát mà không có lửa là không ổn. Nghĩ thế là lịch lãm. Hồi ấy, ở đó ít ai biết dùng diêm. Chúng thấy một đống lửa đang cháy âm ỉ trên một chiếc bè lớn, cách đấy một năm thước. Chúng bò rón rén tới đấy và giúp nhau lên một khúc gỗ. Việc này thì chúng biến thành một cuộc phiêu lưu lạ, mỗi lúc lại nói, xịt. Rồi bỗng nhiên dừng lại, giơ ngón tay lên môi, vừa đi vừa đặt tay lên, chui dao tưởng tượng và cho ra những lệnh thì thầm nghe sợ cả người. Nếu địch chống cự thì cho nó một nhát kết liễu cuộc đời, bởi vì người chết mới hết chuyện nói. Chúng nó biết tổng ra rằng các người đi bè đều xuống làng kiếm đồ dự trữ hai chè chén với nhau cả rồi. Thế nhưng đó chẳng phải là một cách không xa dáng kẻ cướp. Giờ thì chúng đã đẩy bè ra thom chỉ huy, hết cầm chèo và soi thì chèo mũi. Đứng giữa tàu, mắt nhìn u ám, tay khoanh lại, Tom ra lệnh bằng giọng nói thấp nhỏ mà nghiêm nghị. Theo chiều gió, lái tàu ra giữa gió. Vâng, vâng ạ. À. Giữ đúng hướng, giữ đúng hướng. Đúng hướng đây, thưa thuyền trưởng. Cho ta một quãng dây nữa. chi chú. Quãng dây chia sẵn trên dây buộc bườm. Hết chi chú. Một quãng rồi, thưa thuyền trưởng. Các chú bé cứ bình tĩnh và điều đặn đưa bè ra giữa dòng sông, cho nên chắc ai cũng hiểu rằng các lệnh trên hô lên là để cho đúng kiểu chứ không nhằm ý nghĩ gì cụ thể cả. Thuyền đang chạy bơm gì? Bơm lông, bơm ngụy băng và bơm mũi, thưa thuyền trưởng. Cho bơm ngọn lên, dương ra, trên cao kia kìa sáu người ra bườm ngụy bằng đằng mũi nhanh lên nào thưa thuyền trưởng vâng ạ à. mở bườm lớn đằng lái ra dây lèo cái lèo con nào cố lên các chiến hữu thưa thuyền trưởng có vâng ạ à. cứ đi dưới gió chạy sang trái chờ đón lấy chỗ ngoặt nhé cậy cậy này anh em cố lên giữ hướng thẳng thắng rồi thưa thuyền trưởng Chiếc bè ra quá giữa dòng sông, các chú bé quay đầu bè cho chính, rồi buông tay chèo. Nước sông không to, sóng nước chảy không qua hai ba dặm một giờ. Trong bốn mươi lăm phút sau thì nó hầu như không ai nói lời nào. Giờ thì chiếc bè đang đi ngang qua trước thị trấn ở đằng xa hai ba ánh đèn le lói chỉ vị trí của thị trấn đang ngủ yên lành bên kia mảng nước bao la mờ mịt in bóng sao như giác ngọc không hay biết gì đến sự kiện ghê gớm đang diễn ra trước đó kẻ phục tù áo đen khoanh tay đứng lặng yên nhìn lần cuối lên cái cảnh phật đã chứng kiến những niềm vui ngày trước và những nỗi đau khổ gần đây của mình và ước mong rằng nàng được trông thấy mình lúc này đang ở giữa biển khơi dữ dội gan dạ đương đầu với gian nguy với cái chết đi theo số phận mình với một nụ cười tàn nhẫn trên môi thơm chỉ cần một cố gắng nhỏ của trí tưởng tượng là đủ được một hòn đảo xét son ra xa ngoài tầm mắt của làng quê mình vì thế chú nhìn lần cuối ấy mà lòng vừa tan phở vừa khoái trá hai tên cướp biển kia cũng nhìn lần cuối đất quê hương và cả ba họ nhìn quá lâu suýt để dòng nước đẩy họ ra xa ngoài hướng đi tới hòn đảo. Nhưng họ phát hiện được kịp thời và tìm cách ngăn lại. Vào khoảng 2 giờ sáng, chiếc bè mắc vào cồn cát ở phía trên mũi hòn đảo khai trăm thước và họ phải lôi ngược lôi xuôi mới mang lại hết đồ đạc lên bờ. Một trong những đồ đạc của chiếc bè là một cái bùm cũ Họ đem nó phủ lên một góc kính trong bụi rậm, làm thành một cái liều che thực phẩm. Còn họ thì họ sẽ ngủ ngoài trời khi thời tiết đang tốt, bởi vì họ đã trở thành những người sống ngoài phòng pháp luật. Họ đốt lên một đống lửa bên cạnh một gốc cây lớn ở sâu trong rừng âm U hai ba chục bước, rồi lấy chảo rán và một ít thịt sông khói ra nấu nướng để ăn tối và chém hết nửa kho dự trữ bánh ngô mang theo yến tiệc với nhau một cách tự do và hoang dã giữa cánh rừng già trên một hòn đảo chưa khai phá và không người ở ở cách xa những nơi lắm kẻ qua lại như thế có vẻ là một trò chơi vinh quang và họ bảo là họ sẽ không bao giờ trở lại với thế giới văn minh nữa ngọn lửa bốc cao chiếu sáng khuôn mặt của họ và phả ánh hồng lên cái thân cây là hàng cột của ngôi đền rừng xanh lên đám cây bóng loáng và lên các cây leo kết thành tràng hoa khi lắc thịt xong khói rắn giòn cuối cùng đã hết và hết phần bánh ngô cuối cùng đã nuốt xong thì ba chú bé nằm dài trên bãi cỏ tràn đầy khoái cảm kể ra thì chúng có thể tìm được một chỗ nằm mát hơn nhưng chúng không muốn tự tước mất đi của mình một nét thật lãng mạn và ngọn lửa trại nướng người kia. Rồi nói, Thú không? Thầm đáp, Tuyệt diệu, tội chúng nó mà thấy được chúng mình thì nó sẽ nói thế nào nhỉ? Nói thế nào à? Chúng muốn ở đây chết đi chứ lại. Có phải không hết? Khách nói, Tao cũng nghĩ thế, dù sao thì cũng hợp với tao, Tao chẳng muốn gì hơn thế này nữa. Thường ngày tao có bao giờ kiếm được đủ để mà ăn đâu. Với lại, ở đây người ta không thể đến la rầy và chơi xỏ mình được. Thom nói, Đây đúng là cuộc đời dành cho tao. Sáng sáng không phải dậy, không phải đi học, không phải rửa rái, không phải làm tất cả những chuyện ngớ ngẩn ấy nữa. Mày thấy không? Rồi, làm cướp biển khi đã lên bờ thì chẳng phải làm gì cả còn làm thầy tu khổ hạnh à, thì phải đọc kinh chán với lại, dù sao chỉ sống trơ trọi một mình như thế chẳng có gì là vui thú cả. Rồi lại nói, Ồ đúng thế, nhưng các cậu biết không, trước đây tao chẳng suy nghĩ gì lắm đâu, giờ đã thử rồi thì tao chỉ có muốn làm cướp biển thôi. Thơm thiếp, mày thấy không, ngày nay này, công mấy ai đi tu khổ hạnh như người ta làm thời xưa nữa. Chứ làm cướp biển thì cũng được mọi người nể sợ. Gã thầy tu khổ hạnh phải tìm chỗ nào khổ nhất mà ngủ, mặc đồ bao tải, bỏ tro lên đầu và đứng giữa mưa. Hết nói, họ mặc đồ bao tải và bỏ tro lên đầu để làm gì? Tao chả biết, nhưng họ thường làm như vậy tu khổ hạnh bao giờ cũng làm thế, mày mà đi tu thì cũng phải làm. Hết bảo, tao phải làm mà mẹ kiếp. Thế mày làm gì nào? Tao chẳng biết nhưng mày không làm như thế đâu. Sao? Hết, mày phải làm chứ, không thì mày tính thế nào? Thế nào à? Mày chỉ biết là không chịu được, tao trốn. Trốn Thế thì mày sẽ chỉ là một lão thầy tu rất lôi thôi, mày sẽ bị giáng chức. Bàn tay đỏ không đáp, mãi là một việc thú vị hơn, chú khoét đã xong một cái lõi bắp. Lắp một ngọn cỏ vào làm ống điếu, xong lại ấn một hòn thang lên. Hít một hơi dài, chú tỏ ra đê mê khoái trá tràn trề. Các chú cướp biển kia có vẻ thèm khát cái tật xấu thật oai đó. Rồi phấn chấn nói. Cướp biển mặc quần áo đẹp tuyệt vời. Ồ, chẳng phải là quần áo. Tất cả đều là vàng, bạc, kim cương. Hết xót lại quần áo của mình một cách thất vọng rồi nói với một giọng ân hận thống thiết. Tao nghĩ là mình ăn mặc không xứng với một tay cướp biển, nhưng tao chỉ có thế này, chẳng có gì khác hai đứa kia bảo nó rằng không bao lâu nữa thì sẽ có quần áo đẹp sau khi chúng bắt đầu đi vào các cuộc phiêu lưu hai bạn nói cho chú hiểu rằng bắt đầu với quần áo rách như thế cũng được mặc dù thông thường thì những tên cướp giàu mới đầu cũng đã có quần áo thích hợp câu chuyện tan dần và cơn buồn ngủ bắt đầu lẻn đến đè lên mi của ba đứa bé không nhà chiếc ống điếu rơi khỏi ngón tay của bàn tay đỏ và chú ngủ cái ngủ của kẻ lương tâm thanh thản và thân thể nhọc mạch nỗi khủng khiếp của biển cả và kẻ phục thù áo đen vùng biển tây ban nha thì khó ngủ hơn chúng cầu kinh thầm và cứ nằm mặt cầu bởi vì ở đây chẳng có ai làm người có uy quyền để bắt chúng phải quỳ xuống và đọc to lên cả thật ra thì chúng có ý định là chẳng cầu kinh nữa nhưng chúng sợ làm thế thì chẳng khác gì xin trời dán một cơn xét đột ngột và đặt sệt xuống đầu chúng. Liền ngay sau đó thì chúng nặng triểu mi, chập chờn muốn ngủ, như một vị khách không mời lại đến và chẳng chịu buông tha, đó là lương tâm. Đầu tiên thì chúng ngờ ngợ sợ rằng bỏ nhà trốn đi là sai. Tiếp tới thì chúng nghĩ tới chỗ thịt đã đánh cắp và đến đây cuộc tra khảo thật sự bắt đầu. Chúng cố biện bạch để thoát tội. Nhắc cho lương tâm nhớ rằng chúng đã xoáy của ngọt và táo nhiều lần. song lương tâm không để cho xoa dịu bằng một sự ngay thẳng đơn sơ đó. Cuối cùng thì hình như chúng thấy không cách nào chối quanh được sự thật rõ ràng là lấy của ngọt chỉ là xoáy, còn lấy thịt sông khói, dăm bông, và những thứ có giá trị như thế lại rõ là đơn giản là ăn trộm mà trong kinh thánh đã cấm điều đó nghĩ vậy thì chúng thầm quyết định là chừng nào còn làm nghề này thì không để cho hoạt động cướp biển của chúng bị cái tội ăn trộm làm nhơ bẩn một lần nữa lúc đó thì đương tâm mới ra lệnh tạm đình xét xử với hai tên cướp tự mâu thuẫn với mình một cách kỳ quặc kia mới ngủ yên lành chương 14 Sáng ra, khi Tom bừng tỉnh, chú tự hỏi không biết mình ở đâu. Chú ngồi dậy, dụi mắt và nhìn ra chung quanh. Rồi chú nhận ra, cảnh bình minh mờ sáng và mát rượi. Có gì như một cảm giác yên nghỉ thanh bình thú vị toát ra từ cái tĩnh mịch và cái im lặng, sâu lắng tràn khắp khu rừng. Không một chiếc lá động, không một âm thanh đến quấy rầy, thiên nhiên hùng vĩ như đang trầm tư, xương động thành hạt như hạt đậu trên lá cây ngọn cỏ. Một lớp tro trắng phủ lên đống lửa và một hơi khói xanh mỏng manh bốc lên trời, rồi và hết vẫn còn ngủ. Giờ thì xa xa ở trong rừng đã có một tiếng chim gọi, một con khác trả lời. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng nện đẻo của một con chim gõ kiến. Dần dần màu xám mờ và mát của bụi tinh xương trắng lên cũng từ từ như thế âm thanh mỗi lúc một nhiều và cuộc sống hiện ra. Cảnh kỳ diệu của thiên nhiên đang mở ra dần trước mắt đâm chiêu của chú bé. Một con sâu màu xanh lục từ đâu đó bò lên một chiếc lá động xương, chốc chốc nâng hai phần ba mình lên trời, ngửi ngửi khắp chung quanh, rồi lại bò đi vì theo lời Tom nói, nó đang làm cái việc đo đạt. Khi con sâu tự ý riêng mình tiến về gần chú. Chú ngồi yên như tượng đá, niềm hy vọng lúc lên lúc xuống tùy theo con vật vẫn tiến về phía chú hay có vẻ muốn quay theo phía khác. Cuối cùng thì con sâu uống cong mình lên trời, cân nhắc một hồi lung lắm, rồi dứt khoát thả mình xuống trên ống chân chú và bắt đầu một cuộc chu du trên người chú. Lòng thầm sung sướng vô cùng vì thế, có nghĩa là chú sắp được một bộ quần áo mới, không mảy may nghi ngờ gì nữa. Một bộ trang phục cướp biển thật choáng, rồi một đàn kiến dài xuất hiện. Cụ thể từ đâu đến không rõ và kéo nhau đi làm việc. Một con đang dũng cảm vật lộn với một xác con nhện to gấp năm lần nó, dùng chân trước ôm khối mồi. Nó có đẩy thẳng một thân cây. Một con bọ rùa đốm nâu đang leo ngược lên một ngọn cỏ nhọn như lưỡi kiếm cao đến hoa mắt. Tom cúi sát xuống con vật nói, Bỏ rùa, bỏ rùa, nhà máy bốc lửa, bay về cho nhanh, con cái một mình. Thế là con vật xòe cánh bay đi xem tình hình nhà nó. Chuyện này chẳng làm chú bé ngạc nhiên, vì chú đã biết từ lâu rằng lồi bọ rùa dễ tin chuyện cháy nhà và chú đã thử nhiều lần về cái tính mộc mạc chất phát của nó. Sau đó tới một con bọ hung gian mãnh liệt, cố đẩy một hòn đất tròn, thom sờ vào đầu nó để xem nó khép chân vào mình giả vờ chết. Lúc này thì chim chóc đã huyên náo cả lên. Một con chim mèo, một loạt khú miền Bắc tới đậu trên cây ngay trên đầu thom rồi cất tiếng ngân nhại các bạn chim lân cận mà chú thú mê ly. Tiếp đó thì một con dẻ cùi tiếng kêu the thé xoẹ xuống loan loáng như một ngọn lửa xanh, đậu lại trên một cành non hầu như chú bé với tay tới được, rồi ngẩng đầu sang một bên nhìn các chú khách lạ một cách to mò hết sức. Một con sóc xám và một con thuộc loại cáo lớn hơn, lon ton chạy qua, từng hồi ngồi lại để nhìn kỹ chú bé và kháo chuyện với các chú, vì những con vật hoang dã này chắc trước đây chưa bao giờ thấy bóng người nên nay ngơ ngẩn không biết có nên sợ hay không. Toàn bộ thiên nhiên giờ đã tỉnh dậy hẳn và xôn xao hoạt động. Đây đó những tia nắng giống như những ngọn giáo dài xuyên qua những đám lá rậm đâm xuống và vài con bướm đến bay lượn trên cảnh trí. Thơm lai hai tên cướp, kia dậy, rồi cả ba đứa thét la ầm ĩ. Hai ba phút sau chúng cởi hết quần áo, đuổi nhau, nhào lên nhau giữa những làn nước trong suốt và nông ở chỗ dải cát trắng. Chúng chẳng cảm thấy nhớ gì cái làng nhỏ đang ngủ im liềm ở đằng xa. Bên kia bờ mảng nước bao la hùng phỉ, một dòng nước đổ tới, bất ngờ hay mức nước hơi lên của dòng sông đã cuốn trôi cái bè của chúng. Nhưng điều đó chỉ khiến cho chúng hài lòng vì cái bè trôi đi là khác nào như chặt đứt nhịp cầu nối chúng với phần mình. Chúng trở lại trại, cười mát mẻ lạ thường, tinh thần tươi vui và đói cồn cào. Một lát sau thì ngọn lửa trại của chúng đã cháy rực lên lại. Hết bắt đầu gặp một con suối nước trong mát gần đấy và lấy lá xoài hai lá hồ đào to làm cốc. Chúng cảm thấy thứ nước ấy được cảnh đẹp mê ly của rừng hoang vắng như thế này, gia thêm hương vị thì cũng khả di thay thế được cà phê khi soi đang thái thịt sông khói để làm thức ăn sáng thì Tom và hết bảo nó hãy khoan một chút hai chú đi đến một chỗ kính ở bờ sông hứa hẹn có nhiều cá rồi buông câu hầu như lập tức chúng được thưởng công soi chưa kịp sốt ruột thì hai đứa đã xách về một con cá chuối tròn trĩnh hai con cá lồng tông và một con cá mèo họ cá trê nhỏ thức ăn đủ cho một gia đình chúng rán cá bằng mỡ lấy trong thịt sông khói và rất ngạc nhiên khi thấy dường như trước đây chưa bao giờ có món cá nào ngon thế. Chúng không biết rằng cá nước ngọt đánh được mà cho lên bếp càng nhanh càng ngon. Chúng lại cũng ít nghĩ được rằng ngủ ngoài trời, luyện tập thân thể ngoài trời, tắm, bơi là một khối lượng gia vị nữa, làm cơn đói. Tất cả những cái đó cùng hòa thành một thứ nước sốt ngon đến như thế nào. Ăn xong thì chúng nằm chung trong bóng mát. Sau đó thì cả ba đi vào rừng, lên đường thám hiểm. Chúng vui vẻ bước đi, vượt lên những thân cây nằm mục, chui qua những bụi rậm chằng chịch, len lỏi giữa những cây cổ thụ chúa rừng xanh uy nghi, lẫm liệt có những dây nho leo từ ngọn cây xuống tận mặt đất, chẳng khác gì những chùm tua từ trên mũ miệng nhà vua rủ xuống. Thỉnh thoảng thì chúng lại gặp những điểm xinh xắn, phủ thảm cỏ xanh và lung linh hoa như nạm ngọc. Chúng gặp đầy những chuyện làm cho chúng thích thú, chẳng gặp gì khiến chúng phải ngạc nhiên. Chúng khám phá được là hòn đảo dài khoảng 3 dặm, rộng 1 phần 4 dặm và chỗ gần bờ nhất chỉ cách bờ một lạch nước hẹp, rộng không đầy 200 thước. Cứ một giờ chúng lại xuống nước bơi lội một lần, thành ra khi chúng trở về trại thì đã nửa chiều đói quá chúng không dừng lại câu cá được nhưng dâm bông nguội lạnh chúng cũng chém ngon lành rồi lăn mình ra trong bóng mát trò chuyện xong câu chuyện không mấy chốc đã trở nên lê thê rồi tàn lụi không khí tĩnh mịch trang nghiêm bao phủ khu rừng và cảm giác quạnh hiu bắt đầu tác động đến tinh thần của các chú bé chúng đâm ra nghĩ ngợi một cảm giác nhớ nhung khó tả len vào tâm trí của chúng liền sau đó lờ mờ hình thành đó là nỗi nhớ nhà mới lạ ngay cả phim bàn tay đỏ cũng mơ về các ngưỡng cửa và chiếc thùng rỗng của nó nhưng cả ba chú đều thẹn với sự mềm yếu của mình và không ai đủ can đảm để nói lên điều mình nghĩ bây giờ trong một thời gian các chú bé lờ mờ có cảm giác về một tiếng động kỳ lạ ở phương xa đúng như đôi khi người ta có cảm giác về những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ mà không để ý cụ thể đến nó nhưng giờ đây thì tiếng động huyền bí kia đã rõ rệt hơn và buộc người ta phải nhận ra nó các chú bé giật mình đưa mắt nhìn quanh rồi mỗi chú đều lấy tư thế để nghe ngóng một sự im lặng kéo dài sâu lắng và không bị ai quấy phá sau đó thì một tiếng trầm sâu mà trầm vang lên. Lỡn phẫn, rồi tan biến ở ngoài xa, rồi đánh thoát thì thào. Cái gì thế? Tom cũng thì tầm. Tao cũng thấy... lấy làm lạ. Hết nói giọng sợ hãi. Không phải sấm vì sấm Tom bảo, nghe đi, lắng mà nghe, đừng nói. Chúng đợi một thời gian tưởng như dài bằng một thế kỷ, rồi tiếng nổ như bị trùm kính lại khuấy động không khí yên tĩnh uy nghiêm. Đi xem đi! Chúng vùng đứng dậy chạy vội ra đoạn bờ sông ngang với thị trấn. Chúng vạch các đám bụi trên bờ ra và nhìn kỹ trên mặt nước. Chiếc phà mái nhỏ đang ở cách dưới làng khoảng một dặm, trôi xuống theo dòng nước. Lòng phà rộng hình như chật nít người. Vô số xuống, con đang bơi quanh hai bập bền trong dòng nước chảy cạnh chiếc phà. Nhưng các chú không nhận ra rằng trên xuống đang làm gì. Cả lúc đó thì một luồng khối trắng to phục từ mảng phà ra và bốc lên thành một đám mây bay lờ đờ. Thì tiếng nổ mờ đục kia lại vang đến tay của các chú một lần nữa. Thơm thốt lên. Tao biết rồi, có người chết đuối. Hết đúng thế hè năm ngoái bill thun đã chết đuối họ cũng làm như vậy họ bắn một phát súng qua mặt nước và tiếng súng làm cho xác cậu ta nổi lên đúng người ta còn lấy mấy ổ bánh mì bỏ thủy ngân vào trong ấy rồi thả nổi trên mặt nước và ở đâu có xác người chết thì các ổ bánh mì trôi đúng đến đấy rồi dừng lại rồi tán động tao cũng nhớ đúng như vậy nghe người ta nói nhưng tao hỏi cái gì làm cho bánh mì trở nên thần hiệu như thế?" Thầm nói. "Ôi, chẳng phải bánh mì đâu, tao nghĩ chủ yếu là do những lời thần chú họ niệm trước khi thả ổ bánh mì xuống." Hết cãi lời. "Nhưng người ta chẳng nói gì khi thả cả, tao xem họ làm mà và họ không nói gì hết." Thầm chống chế. "Ra thế, kỳ nhỉ. Nhưng có thể là họ niệm thầm." chắn là phải niệm ai mà chẳng biết thế. Hay chú kia đồng ý là Thom nói có lý bởi vì là không thể trông chờ ở một cục bánh mì mít đặc không được lời niệm chú chỉ giáo mà lại thành hành động rất thông minh khi được giao làm một việc trọng đại đến như vậy. Xoay nôn nóng Ôi trời, ước gì ta có mặt ở đấy ngay bây giờ nhỉ? Hết bồi thêm. Tao cũng muốn tao có thể hỏi hàng đống của cải để biết được ai chết đuối. Bà chú bé vẫn cứ lắng nghe và theo dõi. Ngay sau đó, một sáng kiến vụt lóe lên trong đầu thơm chú kêu to. À, tao biết ai chết đuối rồi, chúng ta. Phút chốc thì chúng cảm thấy mình giống như những vị anh hùng, thật là một thắng lợi huy hoàng. Không có chúng, người ta thấy mất mát, chúng được người ta khóc thương vì chúng mà bao quả tim đang tan phở, bao nước mắt đang rơi, bao hình ảnh buộc tội cách xử sự, thiếu yêu thương đối với mấy đứa bé tội nghiệp, mất tích đang dâng lên trong ký ức, bao tiếc nuối tiếc thương hối hận vô ích đang được miệt mài nuôi dưỡng. Và tuyệt hơn cả là những kẻ ra đi đã trở thành đề tài trao đổi với toàn thị trấn. Đối tượng thèm khát tất cả những lũ trẻ con về cái mặt tiếng tâm lừng lẫy này. Thật là thú. Nói cho cùng, đi làm cướp biển kể cũng đáng hoàng hôn xuống chiếc phà trở về công việc thường lệ của nó còn các chiếc xuống thì biến mất lũ cướp trở về trại chúng hoàn toàn kiêu hãnh về tầm vóc vĩ đại mới của chúng và việc náo động rạng rỡ chúng đã gây ra chúng câu cá và làm thức ăn chiều và ăn xong thì chúng ngồi đoán xem ở làng người ta đang nghĩ gì và nói gì về chúng và những bức tranh mà chúng phát họa về nỗi đau thương chung vì chúng xem ra thật thú vị. Tất nhiên là theo quan điểm của chúng. Nhưng khi bóng đêm rủ xuống trùm lấy chúng thì dần dà chúng ngừng câu chuyện và ngồi nhìn bếp lửa. Tất nhiên là tâm hồn lang thang nơi khác. Sự kích động phấn chấn giờ đã qua rồi. Thơm và soi không thể đừng không nghĩ đến một vài người ở nhà. Họ không thích thú gì lắm cái trò đùa vui đẹp đẽ này như chú. Nhưng Mối e ngại đen đến, chúng cảm thấy lo lắng không vui. Bất giác thì chúng bật ra một hai tiếng thở dài. Một lát, rồi đánh bạo như rụt rèo quanh co đưa ra một quả bóng thăm dò xem hai đứa kia nghĩ như thế nào về việc quay trở về với văn minh không phải ngày bây giờ. Tâm mỉa mai khiến nó lúng túng. Hết vốn chẳng vương vấn gì cũng phù hòa với Tom, đó là anh chàng dao động phải vội vàng biện bạch và sung sướng thấy rằng mình thoát được khỏi cái tình huống khó khăn mà bề ngoài ít bị dính nhất cái vết nhơ là nhớ nhà như bụng dạ gạt con cột nổi loạn đến giờ đã thật sự được dẹp yên đêm càng khuya hết bắt đầu ngủ gật và lát sau thì ngái khò rồi nói gót Tom nằm chống khỉu tai, không cử động mê mãi nhìn hai bạn một lúc. Cuối cùng thì thận trọng quỳ gói đứng dậy và tìm kiếm gì trên và cỏ trong ánh sáng rung rinh của ngọn lửa trại hắt ra. Chú nhặt mấy miếng vỏ sung hình ống máng to, trắng mỏng, xem đi xem lại, mà cuối cùng chọn hai miếng dường như thích hợp nhất Xong đó thì chú quỷ xuống bên ngọn lửa và khó nhọc viết một vài cái gì đó trên một miếng vỏ với hòn son của chú. Một miếng thì chú cuộn bỏ vào túi áo ngoài của mình, còn miếng kia thì cho vào một mũ của soi rồi đẩy mũ ra cách xa chỗ soi một chút. Chú còn đặt vào mũ mấy thứ của quỷ hầu như là vô giá của học sinh con trai, trong đó có một viên phấn, một quả bóng cao su, ba lưỡi câu và một hồng bi thuộc loại gọi là thủy tinh chính cống. Xong đâu đấy thì chú nhón chân rón rén lách giữa đám cây mà đi cho đến khi cảm giác không ai nghe thấy tiếng mình nữa thì lập tức phục chạy nhanh như cắt về dạy cắt nông. Chương 15 vài phút sau thì thom đã bị bỏm trong làng nước nông của dãy cát đang lội về phía bờ illinois trước khi nước ngập sâu đến thắt lưng thì nó đã vượt quá nửa đường tới đây dòng nước chảy xiết không lội được nữa chú liền tự tin lao ra bơi qua quãng một trăm thước còn lại chú bơi chéo và ngược dòng nhưng vẫn bị cuốn về xuôi nhanh hơn chú tưởng thế nhưng cuối cùng thì chú cũng tới được bờ để mặc cho dòng nước đẩy đi cho tới khi gặp một chỗ cạn rồi leo lên khỏi mặt nước. Chú đặt tay lên túi áo ngoài, thấy miếng vỏ sung còn đấy, bèn để cái áo quần nước chảy rồng rồng đi xuyên qua rừng, dọc theo bờ sông. Trước 10 giờ một chút thì chú ra khỏi rừng, đến một vạt đất trống đối diện với làng mình và thấy chiếc phà nằm trong bóng bờ cao. Tất cả đều im liềm dưới ánh sao lấp lánh. Chú bò, trục xuống bờ dốc mở to mắt cảnh giác nhìn, trường ra giữa nước bơi ba bốn sảy. Rồi trèo lên chiếc xuồng dùng để chèo khi cần thiết buộc ở sau đuôi chiếc phà. Chú luồn mình xuống dưới các tấm ván ngang dùng làm ghế ngồi chèo và nằm chờ, trống ngực đánh thình thình. Một lát sau thì cái chuông rè lên một tiếng và một giọng nói ra lệnh nổ máy. Một hai phút sau thì chiếc xuồng chỏng cao mãi, gối đầu vào lớp sóng cuộn lên đằng sau phà và cuộc hành trình bắt đầu. Tom sung sướng trước thắng lợi của mình vì chú biết đây là chuyến phà cuối cùng của đêm nay. Sau một thời gian dài khoảng 12 hay 15 phút, guồng bánh xe của phà dừng lại. Tom trường qua mạng xuồng, bơi vào bờ trong bóng tối. Đến 50 thước về xuôi mới lên mặt đất, để tránh nguy cơ gặp kẻ la cà tuột hậu, chú đi như bay theo những con đường nhỏ ít người qua lại và không mấy chốc đã thấy mình ở bờ rào sau nhà dì Bô Ly. Chú vượt qua hàng rào, lại gần trái nhà và nhìn qua cửa sổ phòng khách vì ở đấy đang có ánh đèn. Trong phòng, dì Bô Ly, Sai, Mary và mẹ của soi Hepburn đang tập hợp ngồi cùng nhau nói chuyện. Tất cả ngồi cạnh giường mà giường lại nằm giữa họ và cửa vào. Tom tới cửa, bắt đầu nhẹ nhàng nâng cái chốt. Xong chú khẽ đẩy cái cửa kêu lên một tiếng nhỏ. Chú tiếp tục đẩy một cách thận trọng và mỗi lần có tiếng kéo lại rung bắn lên. Mãi cho tới khi thấy đã có thể quỳ gói luồn người qua thì chú cho đầu vào và hết sức cẩn thận. Cái gì làm cho ngọn nến chập chờn thế nhỉ? Dì Bô Ly nói, Tom lách nhanh qua. Lại vì cái cửa mở chứ gì? Chắc thế, giờ thì thật không thể những chuyện kỳ lạ. Ra đóng lại cửa cho dì sai. thom biến mất dưới gầm giường rất kịp thời. Chú nằm thở, một lúc lấy lại hơi, sơ bò tới một chỗ hầu như chú có thể sờ được bàn chân của dì. Dì Bô Ly nói, nhưng như tôi đã nói thằng bé không phải là xấu, có thể nói như vậy. Chỉ tội là nghịch ngợm, chỉ chơi lông bông mất thì giờ và liều lĩnh, bà ạ. À. Nó biết gì, nghĩ ngợi không hơn con ngựa non, nó chẳng bao giờ làm hại ai và là thằng bé tốt bụng nhất đời. Nói đến đây, bà già bắt đầu khóc thì thằng bé xôi nhà tôi cũng đúng như vậy lúc nào cũng nghịch như quỷ sứ mọi trò tinh quái đều có gan bày ra hết nhưng là một đứa bé không biết ích kỷ là gì và ân cần hết sức ôi tội cho tôi cứ nghĩ rằng tôi đã đang tai quất nó vì chuyện lấy kem mà không hề nhớ rằng số kem ấy chính mình cũng phải đổ đi vì nó đã chua rồi vì thế là chẳng bao giờ tôi được thấy lại nó ở trên đời này nữa. Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ. Ôi, thằng bé tội nghiệp chịu oan. Thế rồi bà Hepburn khóc nức nở tưởng như quả tim bà muốn vỡ ra từng mảnh. Sai nói. Cháu cầu mong cho anh Tom ở đây, đâu đó cũng thấy sướng hơn. Nhưng giá về một số mặt, trước đây anh ấy tốt hơn thì... Sai, Tom tuy không thể nhìn thấy nhưng cảm thấy mắt gì đang nhìn trừng trừng sai. Không một lời nói động đến thằng Tom của tao khi giờ đây nó đã ra đi. Chúa sẽ chăm sóc nó, xin ông đừng bao giờ bận tâm đến nó nữa. Ôi, bà Hepburn, tôi chẳng biết làm thế nào cho quên được nó. Nó là cả một nguồn khuây khỏa của tôi. Mặc dù nó có làm khổ tấm lòng già của tôi, lắm lúc như phát điên lên được. Chúa cho rồi Chúa lại lấy mất, xin cầu cho rạng danh Chúa, nhưng thật đau đớn quá. Ôi đau đớn quá, chỉ mới thứ bảy trước, cháu xôi còn đốt một quả pháo ngay dưới mũi tôi. Tôi đánh cho nó bò lăn ra. Nào, tôi có ngờ tí gì đâu, sao nhanh vậy? Ôi, giá thử giờ mà có xảy ra như thế thì tôi đã ghìm chặt lấy nó và ban phúc lành cho nó vâng 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 tôi rất thông cảm với bà bà Hepburn ạ à. tôi hiểu rõ hết sức tình cảm của bà chỉ mới trưa hôm qua đây thôi cháu tom của tôi còn bắt con mèo uống đầy một bổn thuốc giảm đau tôi tưởng con vật đến xé nát cả nhà tôi liền lấy cái đê khâu ôi Chúa tha tội cho con. Cốc vào đầu nó tội nghiệp cho thằng bé, thằng bé tội nghiệp giờ đã qua đời. Nhưng thôi, Âu là nó giờ cũng đã trút hết mọi phiền não ở đời. Thế mà lời cuối cùng tôi được nghe nó nói lại là lời oán trách. Nhớ lại câu chuyện ấy, bà già thương tâm quá suy sụp hoàn toàn, thơm cũng sụp xịt khóc. Tự thương mình nhiều hơn là thương bất cứ ai, chú nghe thấy Mary khóc và lâu lâu lại xen vào một lời thân ái đối với chú. Chú bắt đầu có một ý nghĩ cao quý về bản thân mình hơn bất cứ lúc nào trước đây. Hơn nữa, nỗi đau của dì khiến chú khá cảm động, nên chú chỉ muốn nhảy sổ dưới gầm giường xa làm cho dì vui sướng tràn trề, mà kịch tính dồi dào của cảnh đó cũng cám dỗ chú một cách mãnh liệt hợp với bản tính của chú nhưng chú tự kiềm lại nằm im. Chú tiếp tục lắng nghe, ghép những mẫu đầu thừa đuôi thẹo của câu chuyện lại. Mới hay rằng đầu tiên là nhà đoán là ba đứa đi bơi bị chết đuối rồi thấy mất cái chiếc bè con. Tiếp đó là một số trẻ con khác đã kể với các chú bé mất tích có loan tin rằng đây làng sẽ nghe. Nghe thấy chuyện lạ, Thế là các đầu óc khôn ngoan đã gắn việc này việc nọ lại với nhau và nhất quyết rằng ba đứa này đã lấy bè bỏ đi và nay mai sẽ tới thị trấn bên dưới. Nhưng vào giữa trưa thì tìm thấy cái bè nằm trên bờ sông Mississippi. Cái làng chừng năm sáu dặm ở mạng dưới khi vọng lại tiêu tan. Nhất định ba đứa bé bị chết đuối, không thì đói đã phải về nhà. Không sớm hơn thì cũng chỉ đến tối là cùng người ta tin rằng sở dĩ tìm xác mà không thấy là chỉ vì chúng chết đuối ở giữa sông nếu không chúng có vốn là những tay bơi giỏi đã thoát được lên bờ hôm nay là tối thứ tư nếu đến chủ nhật mà xác vẫn biệt tâm thì mọi hy vọng thế là hết và đám tang sẽ cử hành vào sáng hôm đó thom rụng mình bà Hepburn chút ngủ ngon và cốc nức nở rồi quay gót ra về nhưng do sự thôi thúc của cả đôi bên, hai người đàn bà bất hạnh lại lao vào trong cánh tay nhau khóc như mưa. Khóc cho vơi bớt đau thương rồi chia tay. Khi chúc lại Sai và Mary ngủ ngon, thái độ của dì Polly âu yếm hơn mọi người. Sai sụp xịt một chút, còn Mary thì òa lên khóc với tất cả tấm lòng mình. Dì Ly quỳ xuống cầu nguyện cho thơm một cách hết sức cảm động, hết sức thương tâm, với một lòng yêu thương vô bờ trong lời nói và trong cái giọng rung rung của bà, khiến chú lại đầm đìa nước mắt rất lâu trước khi bà già cầu kinh xong. Chú phải nằm im rất lâu sau khi dì lên giường, vì dì vẫn chốc chốc lại thốt ra những lời não nuột trằn trọc không yên và quay đi quay lại mãi. Nhưng cuối cùng thì dì cũng chịu yên, chỉ hơi rên trong giấc ngủ. Bây giờ thì chú mới rón rén chui ra từ từ đứng dậy bên cạnh giường, đưa tay che ngọn nến rồi đứng nhìn gì. Lòng chú tràn đầy tình thương đối với dì, chú lấy cuộn vỏ sung ra đặt bên cạnh cây nến, như một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu chú là chú chần chừ cân nhắc, vẻ mặt chú sáng lên khi đã giải đáp thành công cho chú những ý nghĩ của mình chú lại vội vàng bỏ miếng vỏ vào túi. Xong chú cúi xuống hôn đôi môi tàn héo của dì rồi lập tức lẻn ra ngoài kéo chốt cửa lại. Chú lách theo con đường trở lại bến phà chẳng thấy một ai thơ thẩn ở đây nữa. Bèn mạnh dạn bước lên bon vì chú biết và chẳng ai trong hay có một người canh thì anh chàng bao giờ cũng quay lại ngủ như một hình gỗ chạm. Chú tháo chiếc xuồng ở đuôi phà ra, tuột người xuống, và một lát sau thì đã nhẹ nhẹ bơi ngược dòng. Khi đã cách xa làng một dặm về phía trên, chú bắt đầu đâm chéo qua sông và gò lưng chèo ác liệt. Chú ghé đúng vào bến ở phía bờ bên kia một cách gọn gàng vì đó là một việc nhỏ rất quen thuộc đối với chú. Chú như bị dục chiếm lấy chiếc xuồng với lý do là nó có thể xem như một chiếc tàu và do đó là một cái mồi hợp lẻ cho một tay cướp biển nhưng chú cũng nắm chắc rằng một cuộc tìm kiếm tỉ mỉ sẽ được tổ chức vào cuối cùng sẽ đến chỗ mình bị bại lộ. Vì vậy chú bước lên bờ đi vào rừng. Chú ngồi xuống nghỉ một hồi lâu, đấu tranh khổ sở với mình mới giữ được tỉnh ngủ. Sau đó thì lại thận trọng lên đường về trại. Đêm đã gần tàn. Trước khi chú tới ngang dãy cát đầu hòn đảo thì trời đã sáng rõ. Chú lại ngồi nghỉ một lần nữa cho tới khi mặt trời lên cao, tỏa ánh vàng rực rỡ xuống con sông hùng vĩ. Lúc đó thì chú mới nhảy xuống dòng nước. Được một lát thì chú đã dừng bước trước một trại áo quần đang nhỏ giọt. Chú nghe thấy tiếng soi nói. Không, Tom là một người trung thành, cậu ta sẽ trở lại không đầu ngủ đâu. Cậu ta biết đó là một điều nhục nhã với một tay cướp biển. Mà Tom thì quá kiêu hãnh để làm một việc như vậy. Cậu ta tính toán chuyện này chuyện nọ gì đó, mà tao hỏi chuyện gì nhỉ? Tôi, một cái dù sao bây giờ cũng về phần mình, phải không? Gần như thế, nhưng chưa đâu hết ạ. À. Mấy chữ cậu ta viết nói rằng, là như thế nếu cậu ta không trở lại đi ăn sáng. Có, có đây. Tom cất tiếng nói nhằm gây một bất ngờ thú vị, vừa nói vừa dền dàng bước vào trại. Một bữa sáng thịnh soạn có thịt sông khói và cá không mấy chốc được dọn ra và trong khi chú ngồi chén thì thom thuật lại và thêu dệt thêm cuộc phiêu lưu của mình. Chuyện ghế xong thì chú đã thành một tiểu đội anh hùng tự đắc và quát lác. Xong, đâu đấy thom ẩn mình trong một gốc râm mát ngủ cho tới trưa, còn hai tên cướp kia thì chuẩn bị đi câu và đi thám hiểm chương 16 Ăn trưa xong cả bọn quay ra đi tìm trứng ba ba ngoài bãi. Chúng đi loanh quanh, cầm gậy thọc xuống cát và chỗ nào thấy mềm thì quỳ xuống dùng tay đào. Có khi trong một lỗ chúng lấy được năm sáu chục trứng. Trứng ba ba tròn xoe, trắng toát, nhỏ hơn hạt dẻ một chút. Tối hôm ấy thì chúng được một bữa tiệc trứng rán trứ danh và một buổi sáng nữa hôm thứ sáu. Thứ sáu, ăn sáng xong, chúng liền chạy ra bãi cát reo hò nhảy cẩn, đuổi nhau chạy quanh, vừa chạy vừa cởi hết quần áo cho đến khi trần truồng hẳn và cứ thế tiếp tục nô đùa đuổi nhau ra xa tận làng nước nông của dãy cát. Đuổi nhau chạy ngược dòng nước xiết để cho nước ngang chân, khiến chúng chốc chốc lại hụt cẳng, và thế là trò chơi càng thú vị gấp bội. Thỉnh thoảng thì chúng chụm lại thành nhóm, cúi người xuống lấy bàn tay khoát nước vào mặt nhau, tiến từ từ lại gần nhau và mặt thì quay đi để tránh cho bụi nước khỏi làm ngạt thở. Rồi cuối cùng thì nếu lấy nhau vật lộn cho đến khi kẻ thắng dìm được đối thủ xuống, và thế là cả ba đều chuối xuống nước, sau đó thì chúng ngôi lên vừa thở phù phù, vừa phun phi phi, vừa cười vừa thở hổn hển cùng một lúc. Khi đã thật mệt lử, thì chúng mới chịu lên, ngoài người ra, giữa cái cát khô nóng và nằm thế lấy cát phủ lên người, nhưng một lát nữa lại vọt xuống nước trở lại và chơi cái trò cũ một lần nữa. Cuối cùng thì chúng nảy ra ý định là da để trần của chúng trong giống quần áo nịch, màu da người, vì thế chúng kẻ một vòng tròn trên cát và mở một rạp xiết với ba vai hề vì chẳng chú nào chịu nhường cái vai oai nhất cho bạn cả sau đó thì chúng đem bi ra chơi nào bi tay xuống đất rồi bi quay vòng bi pháo đài cho đến khi trò chơi thành cũ rích mới thôi khi đó xôi và hết lại đi bơi nữa còn thom thì chẳng dám liều vì chú nhận ra là khi cởi quần áo ra hồi nãy chú đã giật luôn cả cái vòng da rắn hổ chuông ra khỏi cổ chân và chú ngạc nhiên sau đã mất chiếc bùa hộ mệnh huyền bí kia mà mình tránh khỏi bị chuột rút được lâu thế chú chẳng muốn mạo hiểm một lần nữa trước khi tìm thấy cái vòng da rắn khi tìm thấy được thì chú bé kia đã mệt và chuẩn bị nghỉ chúng chuẩn bị đi vẫn vơ mỗi đứa một đàn rơi vào tâm trạng buồn nản rồi quay ra đưa mắt nhớ nhung nhìn qua con sông rộng đến nơi làng mình đang nằm ngủ yên giữa nắng tom chợt thấy mình đang viết chữ becky lên cát với ngón chân cái chú xóa đi và giận mình hèn yếu nhưng rồi chú lại viết lần nữa chú không thể ngừng chú xóa đi lần thứ hai rồi tự trách cho mình khỏi bị cám dỗ bằng cách gọi bạn tập hợp lại và nhập bọn luôn. Nhưng tinh thần của soi thì đã suy sụp quá đổi, hầu như khó mà phục hồi được. Nó nhớ nhà đến nỗi khó mà chịu đựng nỗi cơn đau ấy thêm nữa. Nước mắt lưng tròng đang muốn trào ra, hết cũng u sầu, tinh thần thom cũng xuống nhưng chú không để lộ. Chú có một điều bí mật chưa muốn nói nhưng nếu cuộc suy đổ loạn nghịch không ngăn chặn được ngay thì chú buộc phải nói ra chú làm ra vẻ như rất vui tớ cược với các cậu là trước đây trên đảo có cướp biển ta sẽ đi thám hiểm một lần nữa họ đã giấu của đâu đây chớp được một hòm gỗ một đầy vàng bạc thì các cậu sẽ cảm thấy thế nào hả nhưng câu chuyện chỉ gây được một sự phấn khởi yếu ớt tan biến đi ngay chẳng mang lại một câu trả lời nào Tâm cố đưa ra một vài chuyện quyến rũ khác nữa, nhưng cũng thất bại, thật là một công việc nản lòng. Xôi ngồi cầm que chọc cát lên, vẻ mặt rất rầu rĩ. cuối cùng Xôi nói, Ôi, chúng ta về đi thôi, tao muốn về nhà, ở đây vắng vẻ quá. Thầm nói, Ồ, oh, rồi, không, rồi đây mày sẽ thấy thú hơn thôi, hãy nghĩ chỉ nguyên đến một chuyện câu cá ở đây mà xem. Câu kéo chẳng cần, tao cần về nhà cơ. Nhưng rồi, có đâu một bãi bơi tuyệt như thế này? Bơi cũng chẳng có gì hay, không biết làm sao, tớ hình như chẳng thiết gì bơi lội nữa. Khi chẳng có người cấm không cho tớ đi, tớ muốn nói tớ phải về nhà. Ô, tẩm đổ con nít muốn về gặp mẹ chứ gì đúng tao cần gặp mẹ tao mà mày mày cũng sẽ thấy cần nếu mày có mẹ tao chẳng phải con nít gì hơn mày và xoay hơi sụt sệt khóc được rồi tao hãy để cho thằng bé khóc nhè về nhà với mẹ phải không hết đột khốn khổ nó muốn gặp mẹ hả thôi để cho nó đi còn mày mày thích ở đây chứ phải không hết hai chúng mình sẽ ở lại đây nhỉ? hết lên tiếng. ừ. ma long thì chẳng để chút gì vào đấy. rồi vừa đứng lên vừa nói. ngày nào tao còn sống tao sẽ không bao giờ nói với chúng mày nữa. thôi xong. nói vậy rồi xôi lầm lì bỏ đi bắt đầu lấy quần áo mặc vào thầm nói. cốc cần. chẳng ai thèm cái thứ như cậu đi mà về đi để người ta cười cho. Ô, oh, rõ đẹp thay ông cướp biển. Hết và tao chẳng phải là những đứa con nít khóc nhè. Chúng tớ ở lại, phải không hết? Nó đã muốn vậy thì để cho nó đi. Tao nghĩ không có nó mình vẫn có thể kéo được, chứ chẳng lẽ. Tuy nó vậy nhưng thom cũng thấy khó chịu và trong lòng như lo sợ khi thấy soi cứ tiếp tục mặc quần áo. Rồi lại thấy hết chầm chầm nhìn soi chuẩn bị với một con mắt thèm muốn và giữ một vẻ im lặng đáng lo ngại đến thế vì Tom càng không yên tâm. Bây giờ không một lời từ biệt rồi đã bắt đầu lội về phía bờ Illinois. Tom lặng người đi, chú liếc nhìn thách. Thết không chịu nổi cái nhìn ấy, cúi mặt xuống rồi nói. Tao cũng muốn về Thom ạ, à. đại khái trước đây mình cũng vắng vẻ quạnh hiu lắm. Bây giờ thì sẽ còn tệ hơn, mình cũng về đi Tom. Tao không về, mày muốn thì cứ đi, tao nhất định ở lại. Thôi mà, về thì hơn. Được, về luôn đi, ai giữ mày? Hết, bắt đầu mặc quần áo, vứt lung tung rồi nói. Tom, tao mong mày cũng về cùng. Mày nghĩ cho kỹ đi, khi tới bờ chúng tao sẽ đợi. Thế thì bọn mày sẽ đợi một xương. Có thế thôi. Hết buồn bã ra đi, thom đứng nhìn theo lòng chỉ những muốn dặn lòng hãy dẹp lòng kiêu hãnh xuống và cũng về nốt chú hy vọng các chú kia sẽ dừng lại nhưng chú vẫn cứ tiếp tục từ từ lội đi thom bỗng chợt nhận thấy không khí trở nên quạnh hiu tĩnh mịch quá thom chiến đấu một trận cuối cùng với lòng kiêu hãnh của mình rồi phóng như tên bay theo các bạn vừa chạy vừa thét đợi đây đợi đây tao bảo cái này một lát chúng dừng chân quay lại. Khi tới chỗ hai đứa kia đứng, chú bộc lộ điều bí mật của mình. Hai đứa lắng nghe, mặt vẫn rầu rĩ cho đến khi cuối cùng thấy được điểm nút. Tom đang dẫn tới thì chúng bật tiếng hoang hô reo hò như ra trận. Khen là tuyệt vời và bảo rằng nếu Tom cho biết từ đầu thì chúng đã chẳng ra đi. Tom viện cớ hợp lý để bào chữa cho lý do chính là vì chú sợ rằng điều bí mật đó có đưa ra thì cũng không giữ được các bạn trong một thời gian thật lâu. Vì vậy, chúng đã lập tâm giữ nó làm mồi dự trữ cho những cám dỗ cuối cùng. Bà chú bé vui vẻ quay trở lại hăng say nô đùa như trước, không ngớt kháo nhau về kế hoạch kỳ diệu của Tom và không ngớt ca ngợi kế hoạch là tài tình. Sau bữa ăn trưa, Zoe bỗng cất tiếng yếu ớt nói tao đánh mất con dao tao phải đi tìm nó môi run run giọng ngất ngư tom cũng nói tao cũng đi tìm hộ mày đi đường này còn tao sẽ đi quanh suối không hết mày chẳng cần đi bọn tao sẽ đi tìm thôi thế là hết ngồi lại và đợi một tiếng đồng hồ sau thấy mình trơ trọi bèn ra đi tìm bản hai đứa đều ở trong rừng cách xa nhau và đều ngủ say vào khoảng nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc gọi các bạn không khí nặng nề ủ ê như muốn báo trước một điều gì ba đứa chụm người vào nhau và tìm thêm một đống lửa bên cạnh làm bạn mặc dầu không khí không một hơi gió nóng âm ỉ như chết đã ngột lắm chúng ngồi yên chăm chú chờ đợi cảnh vật vẫn im lặng trang nghiêm ngoài tâm chiếu của ngọn lửa mọi vật đều như bị nuốt chửng trong cái âm u của đêm tối. Một lát sau, một luồng ánh sáng rung rinh hiện lên làm lộ đám cây lờ mờ ra trong một lúc rồi vụt tắt. Tiếp đó lại có một luồng khác sáng rực hơn một chút, rồi một luồng nữa. Thế là một tiếng rền rỉ yếu ớt như tiếng ai thở dài lướt qua cành lá trong rừng, và các chú bé cảm thấy một hơi thở thoáng lướt qua má, chúng rùng mình nghĩ rằng thần bóng đêm vừa mới đi qua. Sau đó thì yên, giờ một cái chớp kỳ quặc lé lên biến đêm thành ngày, làm hiện rõ từ ngọn cỏ lăng tăng như một lưỡi dao tách biệt và rõ rệt một quanh chân chúng. Ánh sáng cũng làm hiện rõ cả ba bộ mặt trắng nhợt hốt hoảng, một hồi sấm rầm rầm lăn đi từ trên trời cao đổ xuống rồi tan mất ở trong những tiếng ầm ĩ rầu rĩ một cơn gió lạnh quét qua khiến cho tất cả lá rừng xào xạc và cho tro tung lên khắp đống lửa rơi xuống như bông tuyết một tia chớp dữ dội nữa lại lóe ra thắp sáng cả khu rừng và tiếp theo là một tiếng nhỏ nhanh gọn tưởng chừng như đã xé đôi những ngọn cây ngay trên đầu ba chú bé. Chúng sợ chết khiếp, biếu chặt lấy nhau trong bóng tối dày đặc tiếp sau cảnh đó. Mấy hạt mưa lớn rơi lợp đợp trên đám lá, thơm kêu to. Nhanh lên, vào trong liều vải đi. Chúng lao đi, tóc vào rễ cây, vướng phải dây leo trong đêm tối không có hai đứa cùng đâm vào một hướng. Bầu trận gió dữ dội ập tới gào thét qua đám cây, đi đến đâu là làm cho mọi vật khác vang đến đấy. Những ánh chớp loáng mắt liên tiếp lóe lên và những hồi sấm điếc tai nổ ra. Bây giờ một trận mưa trút nước đổ xuống và cơn bão như lên thổi tạt nước mưa thành lớp nghiêng nghiêng bay là là trên mặt đất. Ba đứa thét to gọi nhau, những tiếng gió gầm và những tiếng sấm động ác hẳn tiếng chúng. Tuy nhiên từng đứa một như con chim lạc đàn, rồi cuối cùng tìm về núp dưới liệu phải được. Vừa rét vừa sợ, vừa ướt như chuột lột, thế nhưng các bạn trong cơn hoạn loạn dường như cũng đã là một cái gì đáng mừng. Chúng không kháo chuyện được, dù các tiếng động khác đang ác chúng đi nữa, thì tiếng chiếc bùm cũ đậm phần phật dữ dội cũng không cho phép. Bảo mỗi lúc một lớn hơn và sau một lát thì cánh bùm rách tuột khỏi mấy chỗ buộc, bay đi như một cánh chim theo luồng gió bão. Ba đứa nắm tay nhau chạy. Sau bao lần ngã bầm tím cả người, tới nấp dưới gốc cây xoài lớn bên dòng sông. Bây giờ thì trận ác chiến lên đến cao điểm, dưới những ánh chớp liên hồi bật sáng, đốt lên thành ngọn lửa giữa không trung. Mọi vật dưới đất đều bừng lên rõ nét, không còn bóng cây cối cuối rập con sông cuộn sóng đầy bọt trắng bụi nước của bọt trôi đi như bông tuyết đường nét mờ mờ của bờ dốc cao bên kia sông đều hiện ra thấp thoáng qua đám mây đang trôi và qua tấm màn mưa buông chéo sau mỗi lúc ngắn một cây đại thụ khổng lồ nào đó lại thua trận đổ ầm ầm trên đầu xuống các cây con và sấm đổ liên hồi không mệt mỏi chờ chuyển thành những tiếng nổ xé tai, đanh và sắt. Khủng khiếp không thể nói hết được, cơn bão lên tới đỉnh cao trong một nỗ lực vô song tưởng như muốn xé hòn đảo ra thành từng mảnh, đốt cháy rồi dìm xuống nước cho ngập tới ngọn cây, thổi cho nó trôi đi mất, làm mọi vật trên đảo phải điếc tai choáng óc. Tất cả những việc đó diễn ra ngay trong cùng một lúc, thật là một đêm rùng rợn cho những đứa bé không nhà phải lang thang ngoài trời trong mưa gió. Nhưng cuối cùng thì ác chiến kết thúc. Các lực lượng rút lui, các tiếng hầm hè đe dọa mỗi lúc một yếu dần và yên tĩnh ngự trị trở lại. Các chú bé trở về trại, sợ tái người nhưng thấy cũng còn có điều đáng mừng vì cây sung lớn che chỗ chúng nằm, bị xét đánh giờ chỉ còn một đống đổ nát may chúng không ở dưới gốc cây khi xảy ra tai biến mọi vật ở trại đều ướt sũng đóng lửa trại cũng vậy vì cũng giống như chú bé cùng lứa tuổi các chú là những thiếu niên vô tâm chẳng làm gì để đề phòng mưa gió cả chúng bị thấm nước tận xương và rét rung chúng vẫn hùng hồn trong cơn đau khổ nhưng không mấy chốc thì chúng khám phá ra rằng ngọn lửa mà chúng trước đây Chúng đã nhóm sát một thân cây đổ lớn đã cháy sâu xuống bên dưới thân cây. Lửa đã bắt vòng lên và tự tách mình ra khỏi mặt đất. Một khoảng rộng chừng bàn tay đã tránh được khỏi bị ướt. Đang còn cháy, thế là chúng kiên trì góp nhặt củi phụng và vỏ cây ở phía dưới những thân cây đổ được che khuất, khí húi, cời cho tới khi lửa lại bốc cháy. Rồi chúng xếp những cành củi khô to lên thành một lò lửa, cháy rừng rực và một lần nữa chúng lại thấy vui sướng trong lòng. Chúng đem xăng bông ra khơ lửa, đánh chén một trận, xong rồi ngồi bên bếp lửa, cởi mở tâm tình và tán dương cuộc phiêu lưu giữa lúc nửa đêm mưa gió của chúng mãi cho tới sáng, vì chung quanh chẳng còn thấy một chỗ khô để ngủ. Khi mặt trời chiếu lên, ba đứa bé, thì cơn buồn ngủ cũng ập đến và chúng ra bãi cát lăn xuống làm một giấc. Được một lát, chúng cảm thấy như bị cháy xém và trở dậy buồn bã đi ăn sáng. Ăn xong, chúng lại nhận ra là mình khản tiếng và khớp cứng lại là một lần nữa hơi nhớ nhà. Tom thấy dấu hiệu không lành, bèn cố hết sức tìm làm cho tên cướp biển kia cười lên nhưng chúng chẳng còn thiết gì bi, xiết, bơi hay bất cứ một thứ gì nữa. Chú liền nhắc cho chúng điều bí mật trọng đại mới khuấy lên được một tia vui. Cơ lúc đang phấn chấn, chú lôi kéo chúng vào một kế hoạch mới là tạm thời gác chuyện làm cướp biển lại, mà thay đổi làm người da đỏ. Ý kiến đó hấp dẫn các bạn kia, thế là không lâu sau chúng đã tự lột trần, lấy bùng đen sát sọc, vằn vện lên người từ đầu đến chân chẳng khác gì mấy chú ngựa vàng, Dĩ nhiên là tất cả đều là tù trưởng và kéo nhau xé rừng đi tấn công một khu người Anh. Vào khoảng ăn tối, chúng tập hợp lại về trại, đói mà vui. Chương 17 Nhưng buổi chiều thứ bảy yên tĩnh đó, ở cái thị trấn nhỏ kia chẳng có gì là vui vẻ cả. Gia đình Hepburn và gia đình Poli thì đang bị đặt vào tình trạng tan tóc, đang đau thương lớn và đổ nhiều nước mắt. Một sự yên tĩnh bất thường ôm chặt lấy khu làng, tuy thường ngày thật ra nó đã khá yên tĩnh. Dân làng đi lo công việc của mình mà tâm trí như để đâu đâu, ít nói mà lại hai thở dài. Ngày nghỉ thứ bảy dường như trở thành một gánh nặng cho lũ trẻ con. Chúng chẳng còn bụng dạ đâu mà để vào cái trò chơi và dần dần bỏ không chơi nữa. Chiều hôm ấy, Becky Hatcher bỗng thấy mình đi thơ thẩn trong sân trường vắng lặng, lòng rất u sầu. Nhưng ở đây thì cô thấy chẳng có gì để an ủi mình cả, cô tự nhủ. Ô, oh, phải chi mình có lại được một cái núng đồng lò sữa nhỉ? thế là giờ mình chẳng còn giữ được cái gì để tưởng nhớ đến Tom cả và cô ném một tiếng thổn thức nhỏ. Được một lát cô dừng chân, tự bảo với mình, đúng là ở đây, ồ, giả thử bây giờ được bắt đầu lại, mình sẽ không nói như thế nữa. Cho cả bầu trời cũng không nói, nhưng giờ thì thơm mất rồi, mình sẽ không bao giờ không bao giờ được trông thấy thơm nữa. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy trong lòng sụp đổ hết và cô bỏ đi lang thang nước mắt ròng ròng rơi xuống má vừa lúc đó thì một lũ con trai và con gái bạn thường cùng chơi với thom và soi bỗng kéo đến gần đứng nhìn cái hàng rào cọc gỗ thuật lại bằng một giọng trân trọng rằng thom đã làm cái này cái nọ như thế nào khi chúng được gặp thom lần cuối cùng rằng soi đã nói câu đùa này câu đùa nọ ra sao những câu nói mang nặng những lời tiên đoán khủng khiếp bây giờ chúng mới dễ dàng nhận thấy mỗi đứa nói đều chỉ đúng chỗ hai đứa là đã mất đúng lúc bây giờ rồi thêm một câu đại loại như và lúc đó tớ đang đứng đúng như thế này đúng như tớ đang đứng đúng bây giờ và ví dụ cậu là nó tớ đứng đúng như thế này đấy và nó cười mỉm đúng như thế này và lúc đó là một cái gì dường như chạy khắp người tớ giống như khiếp các cậu biết không và dĩ nhiên tớ không bao giờ nghĩ thế có nghĩa là gì nhưng giờ thì tớ đã hiểu sau đó là một cuộc tranh cãi về chuyện ai là người gặp hai bạn đã mất lần cuối cùng khi họ còn sống nhiều đứa tranh nhau sự ưu đãi buồn thảm đó đưa ra bằng chứng ít hoặc nhiều do nhân chứng giả mạo và rốt cuộc thì khi đã dứt khoát ai là người gặp những kẻ đã khuất lần cuối cùng thì mấy đứa may mắn này liền lên mặt ra vẻ quan trọng như thần như thánh và được tất cả số còn lại há hốc miệng ra nhìn một cách thèm thuồng một ông tướng khốn khổ chẳng có gì oai để trưng bày đã nhắc lại với một niềm tự hào khá rõ rệt Nay thằng Tom Sawyer có lần đã nện tới một trận đấy. Nhưng kiểu đánh giá dành vinh quang đó đã bị thất bại. Phần lớn thì bọn con trai đều có thể nói như vậy và như vậy thì sự ưu đãi xuống giá quá chừng. Lũ trẻ thì tha thẩn tản đi, tiếp tục nhắc với nhau những kỷ niệm về hai vị anh hùng đã khuất bằng một giọng sợ hãi. Sáng hôm sau, khi trường chủ nhật tan học thì chuông nhà thờ buông tiếng báo tử chứ không rung lên như thường lệ. Đây là một ngày Chủ nhật thật yên lặng và tiếng chuông tan tóc hình như phù hợp với sự im lặng trầm ngâm, đè nặng thiên nhiên. Chân làng bắt đầu tụ tập la cà một lúc ở cổng nhà thờ để thì thầm trao đổi với nhau về sự kiện buồn thảm. Nhưng trong nhà thờ thì chẳng có tiếng thì thào nào nữa, chỉ có tiếng sột soạt não nùng của quần áo phụ nữ khi họ đến ghế ngồi là phá rối sự yên lặng ở đây. Chẳng ai còn nhớ trước đây đã bao giờ ngôi nhà thờ nhỏ này đông đặt người đến vậy chưa. Cuối cùng là một phút yên nghỉ đợi chờ, một sự im lặng câm ngông ngóng. Rồi dì Polly đi vào, theo sau là Sai và Mary. Và sau Sai là Mary, là gia đình của Hepburn. Tất cả mặc đồ đen, tất cả giáo hội, kể cả những vị mục sư kính cẩn đứng lên và đứng dậy cho tới khi tan quyến đến ngồi ở hàng ghế đầu. Một phút im lặng chia buồn khác tiếp theo. Lâu lâu bị những tiếng thổn thức đã nén lại phá vỡ và sau đó thì vị mục sư mở rộng tay cầu nguyện. Một bài thánh ca cảm động được hát lên lời như sau. Ta phục sinh, ta là sự sống, Cuộc lễ tiếp tục vị mục sư phát họa lên những dáng vẻ đáng yêu, những cử chỉ dễ mến và triển vọng hiếm có của các chú bé đạo khuất. Đẹp đến nỗi một người có mặt nghĩ rằng mình cũng thừa nhận các bức tranh đó, cảm thấy đau nhói khi hồi tưởng lại trước đây đã luôn luôn nhắm mắt trước các vẻ đẹp đó. Khư khư, chỉ nhận thấy lỗi lầm khuyết điểm của ba đứa trẻ tội nghiệp vị mục sư còn kể lại hơn một chuyện cảm động trong cuộc đời của các bé khuất bóng minh họa bản chất dịu dàng hào hiệp của chúng khiến cho mọi người bây giờ có thể dễ dàng thấy rõ các tình tiết ấy quả là cao thượng đẹp đẽ biết bao và đau đớn nhớ lại khi xảy ra những chuyện này thì mình cho là chuyện côn đồ ghê tởm thật đáng trị bằng roi da bò câu chuyện thương tâm càng kể Giáo hữu càng xúc cảm cho đến khi cuối cùng toàn giáo hội òa lên cùng tiếng nức nở của tan quyến thành một dàn hợp sướng thổn thức não nuột. Bản thân nhà thuyết giáo cũng buông trôi theo dòng tình cảm, đứng lên khóc trên bục giảng. Có tiếng sột soạt trong gác nhà thờ mà không ai để ý. Một lúc sau thì cửa nhà thờ kêu kẹt một cái, vì mục sư ngước đôi mắt rồng rồng lệ chảy lên phía trên chiếc khăn tay và ngẩn người như chết đứng. Mới đầu một cặp mắt sau một cặp mắt khác chuyển theo hướng nhìn của vị mục sư. Rồi hầu như thì bị thúc đẩy toàn bộ, tất cả con chiên đều đứng lên trố mắt nhìn. Trong khi nhìn ba chú bé đã chết nói bước nhau đi lên theo cánh gà nhà thờ, thòm dẫn đầu, kế đến là roi và hết hết quần áo lòng thòng rách rưới tả tơi, lén lút ngượng ngùng đi tập hậu. Chúng đã nấp lên tầng gác bỏ không lắng nghe bài điếu văn vĩnh biệt chính bản thân mình. Dì Polly, Mary và gia đình Hepburn bổ nhào lên những đứa bé yêu thương đã được trở về của họ. hôn cho chúng đến ngạc thở, vừa hôn vừa không ngớt nói lời tạ ơn Chúa. Trong khi đó thì Chúa hết khốn khổ đứng ngớ người lúng túng không biết chính xác phải làm gì hay núp vào đâu để tránh bao nhiêu cặp mắt chẳng hoan nghênh mình chú lưỡng lự sắp lẫn đi thì thom níu nó lại dì bô ly thế thì không tốt phải có ai mừng được thấy lại khách chứ ừ có đấy dì mừng được thấy nó ôi thằng bé tội nghiệp mồ côi mẹ sự ân cần yêu thương mà dì bô phóng tay ban cho nó là một điều độc nhất có thể khiến cho nó càng ngượng ngùng hơn trước bỗng nhiên thì vị mục sư cất tiếng thét lên hãy ca ngợi chúa hãy ban cho chúng ta mọi hạnh phúc khác lên chúng ta hãy đem hết tấm lòng ra mà hát thế là tất cả điều hát. Bài thánh ca vang lên như một khúc hát khải hoàng và trong khi tiếng hát làm rung chuyển vòng nhà, thì Tom Sawyer tên cướp biển nhìn vào lũ trẻ chung quanh đang thèm khát được như chú, tự nhủ với lòng mình rằng đây là giờ phút thú vị nhất trong đời mình. Khi giáo hội bị bán rẻ kia, tấp nập ra về, họ bảo nhau là hầu như họ muốn được mang đi làm cái trò cười một lần nữa để được nghe một lần nữa bài thánh ca hát hay như vậy. Ngày hôm đó, Tom bị tác, bị thội và được hôn, tùy theo tâm trạng đổi thai của dì Polly nhiều hơn cả trong một năm trước kia, và Tom khó mà biết được trong đó cái nào là tỏ rõ nhất lòng biết ơn Chúa và cái nào tỏ rõ nhất lòng yêu thương đối với Chúa chương 18 Đó là điều bí mật lớn của Tom kế hoạch trở về nhà cùng với các tên cướp biển đồng bọn dự lễ tang của chính bản thân mình chúng đã lấy một thân cây chèo qua con sông Mississippi Trong đêm tối hôm thứ Bảy cặp vào bờ vào khoảng 5-6 dặm bên dưới làng ngủ trong rừng ở rìa thị trấn và cho tới gần sáng rồi theo các con đường con ngõ hẻm và ngủ nót trên gác nhà thờ giữa một đống ghế hư hỏng hỗn độn. Trong bữa điểm tâm sáng thứ hai, dì Polly và Mary rất âu yếm đối với Tom, quan tâm đến mọi yêu cầu của nó, chuyện trò rơm rã hơn thường lệ. Giữa câu chuyện dì Polly nói, Này, Tom, dì cũng không nói rằng các cháu vui chơi thỏa thích để làm khổ mọi người gần một tuần lễ là một trò chơi không hay. Nhưng thật là một điều đáng tiếc khi cháu có thể đang tâm làm khổ gì đến thế. Nếu các cháu đã có thể quay về bằng một khúc gỗ để dự lễ tri điệu của mình, thì cháu cũng có thể quay về bắn tin cho dì bằng cách nào đó rằng cháu không chết mà chỉ bỏ đi thôi. Mary tiếp. Vâng, Tom, đáng lý em nên làm như vậy và chỉ tin rằng nếu em nghĩ đến thì em đã làm. Dì Polly hỏi dồn. Cứ mặt sáng lên khao khát. Cháu có làm không, Tom? Thôi, bây giờ đây nếu có nghĩ tới cháu có làm không? Cháu... vâng, cháu không biết. Thế thì lộ hết. Tom này, dì mong là cháu yêu dì nhiều. Bà già nói với một giọng đau buồn khiến cho chú bé thấy bức rứt. Dù cháu không làm mà cháu có quan tâm gì đến thì cũng đã là khá rồi. Mary tiếp lời bào chữa. Chẳng việc gì đâu, dì Bô ạ, à. chỉ tại tính thơm long bông. Bây giờ nó cũng ồ ạt vội vàng nên chẳng bao giờ nghĩ đến gì cả. Thế lại càng đau lòng, thằng sai thì nó đã có thể nghĩ đến và còn có thể trở lại, còn có thể làm được. Thơm, một ngày sau khi đã quá muộn cháu sẽ nhìn trở lại và ước gì có quan tâm đến gì hơn một chút khi cháu chẳng phải mất gì hay rất ít tom nói nhưng dì biết không cháu có quan tâm đến gì đấy nếu cháu làm thế nhiều hơn thì dì đã biết rõ tom nói giọng hối hận bây giờ cháu ước gì trước đây có nghĩ tới nhưng đằng nào thì cháu cũng đã mơ về gì nó cũng là đáng kể rồi phải không gì chẳng phải gì nhiều một con mèo cũng có thể làm được thế nhưng có còn hơn không cháu mơ thấy gì sao nào tối hôm thứ tư cháu mơ thấy gì ngồi đây này bên cạnh giường còn sai thì ngồi cạnh cái hộp gỗ và mary bên cạnh đó đúng có thế bây giờ cả nhà cũng ngồi đây vậy dì vui lòng thấy rằng trong cơn mơ cháu đã quan tâm lo nghĩ đến cả nhà nhiều cháu còn mơ thấy mẹ của sơ hép bơ cũng ở đây sao đúng là bà ta ở đây cháu còn mơ thấy gì nữa không ồ chán chuyện nhưng giờ thì mù mờ hết được cố nhớ thử được không cháu chẳng biết thế nào hình như cháu thấy gió gió thổi thổi cố nữa đi thom gió thổi gì nào nói đi thom đưa mấy ngón tay bóp tráng và có vẻ suy nghĩ lung tung lắm trong một phút rồi nói nhớ ra rồi nhớ ra rồi gió thổi cây nến mai phút cho ta tiếp đi, Tom, nói tiếp đi cháu thom nói tiếp đi rồi cháu mơ thấy hình như gì nói, sao tôi tin là cái cửa. Nói tiếp đi Tom, để cháu nghĩ một chốc. Chỉ một chốc thôi, ồ đúng, dì bảo là dì tin là cái cửa mở. Dì có nói thế đúng như dì đang ngồi đây bây giờ, có phải không Mary? Tiếp đi cháu. Rồi thì, rồi thì, cháu không chắc lắm nhưng hình như là hình như dì bảo sai đi đi thế nào thế nào dì bảo nó làm gì thom dì bảo nó làm gì dì bảo nó ô oh, dì bảo nó đi đóng cửa lại đúng lại thổ thần đất đai trong đời gì dì, dì chưa bao giờ được nghe nói một giấc mơ đúng như thế thôi đừng có bảo là chim bao chả ra gì nữa nhé Bà Hepburn sẽ biết chuyện này trước khi dì giảng thêm một tiếng đồng hồ. Dì muốn xem bà ta nói thế nào về câu chuyện này với lối phỉ bán nhảm nhí của bà về bê tính dị đoan. Nói tiếp đi cháu, Tom. Ôi, bây giờ cháu nhớ rõ như ban ngày rồi. Sau đó thì dì bảo là cháu không xấu, chỉ tội liều lĩnh nghịch ngợm, chẳng biết để tâm đến gì cả, không gì hơn, không hơn gì, cháu nghĩ là một con ngựa non hay con gì đại loại như thế. Đúng như vậy, đúng, ơn trời. Tiếp nữa đi Tom. Rồi dì bắt đầu khóc. Dì có khóc, có khóc thật. Chẳng phải là lần đầu, ngược lại, rồi sao nữa. Rồi bà Hepburn, bà ta cũng bắt đầu khóc. Nói là soi Hepper cũng đúng như cháu và ta ước gì không đánh nó về cái tội ăn vụng kem, thứ kem mà chính bà ta cũng muốn vứt đi. Tom! Chúa Thánh thần đang soi sáng cho cháu, cháu nói như một nhà tiên tri, đúng là cháu đang nói như một tiên tri, trời đất. Nói tiếp đi cháu, Tom. Rồi sai nói, sai nói, sai cãi em nghĩ là em chẳng nói gì cả mary bảo có sai em có nói im đi để cho thằng tom nói tiếp nó nói gì tom nó nói cháu tưởng rằng nó nói là nó cầu cho cháu đi đến thế giới nào thì cũng được sung sướng nhưng nếu trước đây đôi khi cháu tốt hơn thì đây mày có nghe thấy không đúng là lời của nó và dì khoác mồm nó luôn. Dì nhận là có làm như vậy, tất nhiên là phải có một vị thánh ở nơi ấy, có một vị thánh xuống đâu đấy. Và bà Hepburn kể chuyện xôi nổ một quả pháo phát vào bà ta, còn dì thì thuật lại câu chuyện cho Peter về thuốc giảm đau. Đúng, đúng thật như gì đang sống vậy, rồi thì cả một đống chuyện về việc mò sông tìm chúng cháu, về việc tổ chức lễ tang vào ngày chủ nhật, sau đó dì với bà Heber ôm chặt lấy nhau mà khóc rồi bà ta ra về. Sự thật xảy ra đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như dì đang ngồi hiện giờ chỗ này đây này. Thôi ạ, cháu không thể nói đúng hơn thế được. Thật tưởng như cháu đã nhìn thấy vậy, rồi sau nữa tiếp đi Tom rồi cháu mơ thấy gì cầu nguyện cho cháu nhưng cháu thấy được gì và nghe thấy từng lời nói của gì thế là gì đi ngủ cháu buồn ngủ quá lấy một miếng vỏ sung ra viết chúng cháu không chết chúng cháu chỉ làm cướp biển ở xa thôi và đặt lên bàn cạnh cây nến lúc đó thì nằm ngủ vẻ mặt của dì hiền hậu quá nên cháu mơ là cháu đến cúi xuống rồi hôn dì ở trên môi cháu có làm mà thơm cháu có làm à? Có thế thì dì tha thứ cho cháu tất cả. Rồi dì ôm lấy chú bé hôn như nghiền nát chú, khiến chú có cảm giác như mình như một tên côn đồ tội lỗi nhất. Sai nói một mình, nhưng đủ cho mọi người nghe thấy. Thật là đáng yêu, thật ân cần dù chỉ là một giấc chim bao. Cắm mòm đi sai. Người ta trong mơ làm như thế nào thì tức cũng làm như vậy. Đấy, Tom, đây là một quả táo milun gì dành cho cháu phòng khi tìm lại được cháu bây giờ đi học đi cảm ơn chúa hằng tâm cha của tất cả chúng ta đã cho cháu về lại với gì Thật quả là một sự đau đớn dây dẳng và cảm ơn những ai đã tin chúa và giữ đúng lời chúa dạy mặc dù kẻ đại từ bi biết rằng gì không xứng đáng được như vậy nhưng nếu những người xứng đáng được như Chúa ban phúc và giúp đỡ để vượt qua những bước gây go, thì cũng ít ai có thể tự đắc cười ở đây và nghĩ rằng mình sẽ vào nơi an nghỉ. Cùng với Chúa khi đêm trường vô tận tới nơi, thôi đi đi, sai Mary, Tom đi ra đi, các cháu hãy giữ gì khá lâu rồi. Ba đứa trẻ đi học, còn bà thì đến thăm bà Hepburn để kể giấc mơ kỳ diệu của Tom mà đánh bại ốc thực tiễn của bà ta. Sai thì vừa đi ra khỏi nhà, vừa có ý nghĩ đúng đắn hơn là không nên nói ra cái điều mình đang nghiền ngẫm trong đầu. Điều ấy là rất khó tin một giấc mơ dài như thế mà chẳng có một sai sót gì. Bây giờ quả Tom đã trở thành một vị anh hùng, nó không còn nhảy cò nhảy cẩn nữa mà bước đi tới một dáng điệu oai phong lẫm liệt như đã thành một tên cướp biển mà cảm thấy mất công chúng đang nhìn mình và có thế thực chú cố làm ra vẻ không nhìn thấy những con mắt nhìn chú không nghe thấy các lời bàn tán khi chú đi qua nhưng đó đều là thức ăn thức uống cho chú các chú con trai bé hơn chú lũ lượt kéo theo chân chú hãnh diện được đi với chú được chú dung nạp Tựa hồ như chú là một người đánh trống dẫn đầu một đám rước hay một con phôi mở đường cho bầy thú của một gánh xiếc vào thành phố. Bọn trẻ trạc tuổi chú làm như chẳng biết tí gì về chuyện chú bỏ đi, thế nhưng chúng vẫn ganh với chú đến cháy ruột cháy gan. Chúng có thể đổi bất cứ gì để lấy được cái nước da rám nắng đen ngâm và cái tiếng tâm lừng lẫy của chú tế cho nên bản thân tom cũng chẳng tội gì bỏ những cái đó để theo một gánh xiết đến trường trẻ con đề cao chú và soi vào qua con mắt nhìn bày tỏ được sự thắng phục lộ liễu đến nỗi hai vị anh hùng không mấy chốc trở thành tự cao tự đại một cách không chịu được hai vị bắt đầu kể chuyện phiêu lưu của mình cho các thính giả thèm khát muốn nghe nhưng mới chỉ bắt đầu thôi chẳng có một câu chuyện nào loại như vậy mà lại có phần kết cả nhất là khi có trí tưởng tượng như trí tưởng tượng của chú cung cấp tư liệu tom quyết định là nay mình sẽ có thể sống độc lập không cần quan tâm đến becky thatcher nữa có vinh quang đủ rồi chú sẽ sống vì vinh quang giờ đây chú đã trở thành nổi tiếng có thể là cô ta muốn dàn hòa được để cho cô ta thử cô ta sẽ thấy rằng chú cũng có thể lạnh lùng như vài kẻ khác. Cô ta đến đây rồi, thom làm như không nhìn thấy cô. Chú đi ra nơi khác nhập bọn với một nhóm cả trai và gái và bắt đầu kháo chuyện. Ít lâu sau, chú nhận thấy cô tươi vui chạy lui chạy tới mặt đỏ bừng, mắt long lanh, làm như đang mãi đuổi bạn cười phá lên mỗi khi bắt được tù binh. Nhưng chú để ý rằng tù binh của cô bao giờ cũng tóm được gần cạnh chú, và mỗi một lần như thế hình như cô còn cố ý đưa mắt nhìn về phía chú. Được thế, cái tính tự đắc xấu xa trong chú càng lấy làm thỏa mãn và các cử chỉ ấy của cô đáng lý phục vụ được chú thì lại chỉ khiến chú càng làm xa vẻ và càng kiên trì cố tránh để lộ là chú biết cô ở đấy. Giờ đây, cô bỏ không nô đồ nữa mà dứt khoát đi ra nơi khác thở dài một hai lần và liếc nhìn trộm thom một cách khao khát rồi cô quan sát thấy ở giờ phút này thom lại nói chuyện đặc biệt nhiều với annie blaugen hơn với bất cứ ai khác cô cảm thấy tim đau nhói rồi tức khắc thấy trong người náo động không yên cô cố đi xa ra nhưng đôi chân phản lại cô lại mang cô trở về nhóm đó cô nói với bạn gái đứng sát cánh tay thom làm sao vẻ thật tươi vui. Này Mary Austin, đồ con gái hư, sao không đi học hôm chủ nhật? Có chứ, cậu không thấy mình à? Sao? Mình không thấy, có đi thật à? Thế ngồi đâu? Mình học lớp của Better. Lớp mình thường ở đấy mà. Mình có thấy cậu. Có à? Ừ lạ nhỉ. Mình đã chẳng thấy cậu. Mình muốn bàn với cậu về cuộc đi picnic. Ồ, oh, thích nhỉ? Ai tổ chức? Mẹ mình sắp cho mình tổ chức. Ồ, oh, hay quá. Mình mong mẹ cậu sẽ cho mình dự. Tốt quá. Bà cho ngay thôi. Cuộc picnic này là tổ chức cho mình. Mình muốn có ai là bà cho ngay. Mà mình thì muốn có cậu. Cậu tốt với mình quá. Khi nào thì đi nay mai thôi có lẽ là vào dịp nghỉ hè ồ hay biết chừng nào cậu sẽ để tất cả bọn con trai cùng giữ chứ ừ bất cứ ai là bạn của mình hay muốn đi và cô bé liếc mắt rất nhanh nhìn trộm thom nhưng chú đang mải mê kể dông dài cho annie blaugen nghe về cơn bão khủng khiếp trên đảo cơn sét đã đánh xẻ cây sung cổ thụ ra từng mảnh như thế nào khi chú chỉ đứng cách đấy không đầy ba bộ. Jesse Miller hỏi. Mình đi được không? Được. Lawson Roger lại hỏi. Con tớ? Được. Rồi Susie Hepper. Tớ cũng được chứ, bà soi Được. Và cứ thế là hết đứa này đến nước khác, mỗi lần lại phổ tay reo mừng, cho đến khi cả bọn đều yêu cầu được mời đi, trừ Tom và Emmy. Thế rồi Tom lạnh lùng quay đi nơi khác, vừa đi vừa trò chuyện, vừa kéo Emmy theo mình. Chân của bé Khi rung lên và nước mắt cô lưng chồng. Cô giấu kín những dấu hiệu đó bằng một vẻ vui cười gượng ép và tiếp tục trò chuyện với bạn. Nhưng cuộc sống giờ đã ra khỏi cuộc picnic, cũng như khỏi tất cả mọi chuyện khác, càng sớm càng tốt. Cô tìm cách bỏ đi, giấu mình vào một nơi để như giới cô thường nói cho thỏa. Thế rồi lòng tự trọng bị tổn thương, cô ngồi ủ rũ cho đến khi có tiếng chuông rung. Bây giờ thì cô mới đứng lên, trong mắt hiện ra ý phục thù. Cô hất mạnh hai đuôi tóc, cho rằng cô biết cô phải làm gì. Đến giờ nghỉ, Tom tiếp tục tán tỉnh Emmy với một sự hoan hỷ thật sự tự đắc. Chú có dụng ý đi lanh hoanh tìm Becky để xé nát lòng cô với trò biểu diễn của chú. Cuối cùng thì chú nhìn thấy cô như một cột thủy ngân bỗng tuột xuống đột ngột trên ống mạch của chú. Cô đang ngồi ấm cúng trên một chiếc ghế dài con sau trường học xem một cuốn sách tranh với em Fest Stemler. Họ xem mê mãi đầu chụm sát vào nhau trên trang sách, đến nỗi họ dường như không còn hay biết gì về thế giới chung quanh máu ghen chạy nóng rang khắp huyết mạch của Tom. Chú bắt đầu căm thù mình, đã bỏ mất cơ hội mà Becky đã hiến để hàn gắn lại với mình. Chú tự bảo mình là điên và tự gán cho mình những cái tên cay độc nhất mà mình có thể nghĩ ra được. Chú muốn khóc lên vì tức mình. Trong lúc đó, Amy vẫn sung sướng đi bộ bởi vì lòng cô đang reo vui nhưng cái lưỡi của Tom thì đã mất hết chức năng của nó. Chú chẳng còn nghe thấy Emmy nói gì, và mỗi khi cô ngừng lại chờ đợi thì chú có thể lấp bấp một lời tán thưởng ngượng nghịu mà thường là đặt không đúng chỗ. Chú cứ vơ vẩn đi lui đi tới mãi phía sau trường để làm cho tròng mắt của chú khô héo khi thấy cái cảnh tượng đáng ghét ở đấy. Chú không cưỡng lại nổi và chú điên tiết lên khi thấy thằng Becky Thatcher không một lần nào tỏ ra biết rằng trong cái thế giới sinh vật này có chú. Thế nhưng cô ta có thấy và cô còn biết rằng cô đang thắng cuộc, cô sung sướng nhìn thấy chú đau khổ như cô đã đau khổ. Những câu chuyện phiếm hân hoan của Emmy trở nên không chịu nổi, tôm ám chỉ đến những việc mình phải giữ, đến những việc mình phải làm mà thời gian thì quá nhanh, nhưng vô hiệu, cô gái vẫn tiếp tục hót líu lo, thầm nghĩ bụng. Ồ, oh, đồ chết treo, ta không bao giờ tống khứ được nó hay sao? Cuối cùng thì chú buộc phải tham dự các việc nói trên. Còn cô thì chẳng tin ý chút nào, dặn là cô sẽ lanh hoanh đâu đấy khi tan học. Chú vội vàng bỏ đi căm ghét cô vì câu nói này. Tôm nghiến răng nghĩ bụng, chẳng có một thằng nào, chẳng có một thằng nào trong cả thị trấn ngoài cái thằng khỉ ấy lại nghĩ rằng chỉ mình nó ăn mặc lịch sự và là quý tộc. Ồ được, ông ơi, tôi đã cho ông một trận cái hôm đầu tiên ông nhìn thấy cái mặt mũi cái thị trấn này, rồi đây tôi sẽ cho ông biết một trận nữa. Xin ông cứ đợi cho đến khi tôi tóm được ông, tôi sẽ ghi chặt ông và và cái làm cử chỉ đánh một chú bé tưởng tượng vừa đánh đấm không khí vừa dọa có xin không có xin không có xin đủ không thôi nhé bây giờ đã nhận được một bài học rồi nhé và thế là trận đó tưởng tượng kết thúc và chú thì thật thỏa dạ đến trưa tom bay về nhà chú không chịu nổi sự sướng vui khoan khoái của emmy nữa mà cơn ghen của chú cũng không thể nuốt trôi đau khổ nữa Becky lại tiếp tục xem tranh với em phép. Nhưng thời gian trôi qua từng phút một. Mà chẳng có thơm đâu. Để đau khổ nữa, chiến thắng của cô bắt đầu bị mây che và cô hết thích thú. Tiếp theo đó thì là trầm lặng, lơ đảng, rồi u sầu. Hai ba lần cô vẫn tai nghe lắng, xem có bước chân đi, nhưng chỉ là một hy vọng dối trá, chẳng có thơm đến. Cuối cùng thì cô trở nên hoàn toàn khốn khổ và ước rằng giá mình đừng đi xa đến thế. Khi chú Em phép tội nghiệp nghĩ rằng mình sắp mất cô, cũng chẳng hiểu vì đâu mà biết như thế, nói thật to, "Ô, oh, đây một bức tranh đẹp này, nhìn xem." Thì cô không chịu được nữa bảo, "Ôi, đừng quấy rầy tôi nữa, tôi không thích chơi với bạn đâu." và òa lên khóc đứng dậy bỏ đi. Anh Phép chạy theo, cố tìm cách ăn ủi nhưng cô nói, đi đi để cho tôi một mình, được không? Tôi căm thù cậu. Chú bé dừng lại tự hỏi mình đã làm gì để ra thế, bởi vì chính cô trước đây bảo là mình sẽ xem tranh suốt cả buổi trưa và cô tiếp tục đi, vừa đi vừa khóc, rồi anh Phép vào ngồi trầm ngâm trong nhà trường vắng lặng chú bị làm nhục, tức giận. Chú dễ dàng lần mò ra được sự thật. Cô bé chỉ dùng chú để làm một con bài để trút cơn giận của cô xuống với Tom Sawyer. Khi ý nghĩ này đến với chú thì chú cũng đã căm tức Tom chẳng phải ít ỏi gì. Chú muốn có cách nào gây rối ren cho Tom mà chẳng liên lụy gì nhiều đến chú. Con mắt chú bắt gặp cuốn sách chính tả của Tom. Đây là một dịp tốt cho chú. Chú mừng rỡ giở đến bài học cho buổi chiều và đổ mực lên trang sách. Becky lúc đó thì nhìn qua cửa sổ sau lưng chú thấy được hành động nhẹ nhàng bước đi, không để lộ cho chú biết rằng mình nhìn thấy. Giờ thì cô lên đường về nhà, nghĩ bụng phải đi tìm Tom và cho Tom biết, có thể là Tom sẽ cảm ơn và những lời phiền não của hai bên sẽ được dẹp xong. Thế nhưng trước khi tới nửa đường thì cô hay đổi ý kiến. Nghĩ đến cách Thom đối xử với mình khi nói chuyện về cuộc đi chơi ngoài trời thì cô trở lại thấy đau lòng và thấy tuổi thẹn ngút người. Cô quyết để cho chú bị trận đòn về câu chuyện cuốn sách chính tả bị hư hoại và hơn nữa quyết từ nay căm thù chú mãi mãi. Chương 19 Tom về đến nhà với một tâm trạng buồn thảm và điều đầu tiên là dì Polly báo cho chú biết rằng chú vừa gây ra một chuyện bực mình ghê gớm. Tom, tao thật muốn chỉ lột da sống mày. Vậy cháu có làm gì đâu? Này, mày đã làm đủ lắm rồi. Đây nhé, tao đến nhà bà Sunny Hepburn như một bụi già ngây ngô, mong là bà ta tin vào cái đóng chuyện biệt mà cái giấc mơ ấy thì lạ chưa? bà ta đã moi đâu được cái từ cái thằng roi ra rằng mày đã về đây và đã nghe hết tất cả các câu chuyện trao đổi giữa chúng tao ngày hôm đó. Thôi này, tao chẳng biết một thằng bé làm những chuyện như vậy sẽ thành cái gì. Nó làm cho tao cảm thấy đau đớn hết sức khi nghĩ rằng mày đã có thể bắt tao đi đến nhà bà Jenny Hepper biến tao thành một mụ khờ khạo mà chẳng bao giờ nói cho tao hay một lời. Đây là một mặt mới của sự việc. Lối dẫn chuyện láo lĩnh của Tom ban sáng trước đây được chú xem như một trò đùa lý thú. Bây giờ thì nó đơn thuần, chỉ còn vẻ đê tiện tồi tàn. Chú gục đầu xuống và trong một lúc không tìm ra được một lời nào để nói. Rồi chú cũng cất tiếng. Dạ, cháu tiếc đã làm như vậy, nhưng cháu không hề nghĩ rằng... Ôi cháu ơi, cháu không hề nghĩ... Cháu không hề nghĩ đến gì hết ngoài cá nhân mình mày có thể mày nghĩ đến vượt cả một đoạn đường dài từ đảo sắc son tới đây trong đêm tối để cười nhạo những băn khoăn lo lắng của chúng ta mày có thể nghĩ đến chuyện lừa tao bằng một câu chuyện dối trá về một giấc mơ nhưng mày không bao giờ nghĩ được đến việc thương hại chúng ta tránh cho chúng ta khỏi đau buồn dì ơi bây giờ cháu biết thế là ti tiện nhưng cháu chẳng phải muốn làm đứa như vậy đâu cháu không muốn thật đấy. Phá lại đêm đó thì cháu đến tận đây không phải là để cười gì. À. Thế thì mày đến làm cái trò gì? Để nói với dì là đừng lo lắng về chúng cháu vì chúng cháu không phải chết trôi. Tom, Tom này, nếu mày quả thời có ý nghĩ tốt như vậy thì tao không có gì sung sướng hơn. Nhưng mày cũng biết là mày chẳng bao giờ có ý nghĩ đó vì biết như thế Tom ạ. À. Thật rõ ràng, Rõ ràng là cháu có ý đó gì ạ. À? Cháu tề là cháu chẳng bao giờ còn động đậy gì được nếu cháu không có ý nghĩ đó. Ô, oh, Tom, đừng nói dối. Dạ, đó là sự thật. Cháu muốn trách cho gì khỏi đau khổ. Đó là tất cả lý do khiến cháu trở về. Giá tin được chuyện này thì mắc gì tao cũng chẳng tiếc. Mày có trốn nhà đi làm những việc láo liếu như vậy tao cũng có thể vui lòng nhưng mà chẳng có lý do gì mày lại không thể nói cho tao biết cả. Vì sao? Dì thấy không? Khi dì nói đến chuyện đám tang thì đầu cháu lập tức tràn đầy ý nghĩ trở về nấp trong nhà thờ và bằng giá nào cháu cũng không thể để lộ ý định đó. Chính vì thế mà cháu đút lại cái vỏ sung vào túi và im hơi lặng tiếng. Vỏ sung nào? Miếng vỏ sung trên đó cháu viết để báo cho dì biết là chúng cháu chỉ đi chơi làm cướp biển. Bây giờ cháu chỉ ước gì gì uh, thức dậy khi cháu hôn gì cháu có làm thật đấy. Những đường nét gây gắt, khắc nghiệt trên khuôn mặt của dì giãn ra và một vẻ âu yếm đột ngột ánh lên trong đôi mắt của dì. Cháu có hôn gì à Thom? sao vâng ạ à, có cháu có chắc là có hôn gì không Tom? sao ạ à? có chứ cháu có hôn dạ, chắc chắn có trăm phần trăm cháu có hôn gì để làm gì Tom? bởi vì cháu yêu gì mà dì lại nằm đó than khóc cháu thương quá lời đứa cháu vang lên như chân lý khi cất tiếng thì bà già không giấu nổi một âm điệu run run trong giọng nói môn gì lại đi thom bà bây giờ lại đi học đi đừng quấy rầy gì nữa trong khi chú bé ra đi thì bà già chạy đến cái tủ tường kéo ra một cái áo khoác ngoài rách tươm chiếc áo thom mặc đi làm cướp biển bà đứng đó chiếc áo trong tay mình nói với mình không bà chả dám thằng bé tội nghiệp bà nghĩ là nó nói dối nhưng đây là một lời nói dối của chúa bang của Chúa ban, nghe nó nói dối mà thấy trong lòng được an ủi lạ lùng. Cầu Chúa, bà biết Chúa sẽ tha tội cho nó bởi vì nó phải giàu lòng từ bi lắm mới nói dối được như vậy. Nhưng bà chẳng muốn phát hiện ra rằng đó là một lời nói dối, bà chẳng muốn xem nữa. Bà cất chiếc áo đi, đứng trầm ngâm một phút. Hai lần bà đưa tay ra lấy chiếc áo trở lại là hai lần bà tự kiềm chế mình. Một lần nữa, bà đánh bạo và dùng ý nghĩ sau đây để làm cho mình vững tâm. Đây là một lời nói dối tốt. Một lời nói dối tốt, bà không được để nó gây ra đau buồn cho bà. Thế là bà thọc tay vào túi áo tìm. Một phút sau, bà đọc gì trên một miếng vỏ cây và vừa chảy nước mắt ròng ròng vừa nói Bây giờ bà có thể tha thứ cho thằng bé dù nó có phạm đến hàng triệu tội. Chương 20 Có cái gì đó trong cách làm của dì Polly khi dì ôm hôn Tom. Nó quét sạch cả những buồn phiền của chú và làm cho chú lại cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng. Chú đi học và được may mắn bất ngờ gặp Jackie Thatcher ở đầu đường Mia tâm trạng từng lúc của chú bây giờ cũng quyết định thái độ của chú chẳng có lấy một phút đắn đo chú chạy ngay đến becky nói hôm nay mình đã hành động cực kỳ bẩn thỉu becky ạ à. mình rất tiếc chẳng bao giờ trong suốt đời mình mình còn làm như thế nữa ta hãy giảng hòa với nhau đi nhé cô gái dừng lại khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt chú tôi rất cảm ơn ngài ngài đã cắt đứt quan hệ ngài thomas Sawyer ạ à. Tôi không bao giờ tiếp chuyện ngài nữa đâu. Cô hất đầu lên rồi bỏ đi. Tâm choáng phán cả người, đến nỗi chú không còn đủ nhanh trí để nói. Ai cần, hỡi quý cô làm bảnh. Cho đến khi cái dịp đúng để nói bay qua mất. Thế là chú chẳng nói gì cả. Vậy như chú vẫn tức giận điên cuồng, chú rầu rĩ đi vào sân trường, tiếc rằng cô không phải là con trai giá cô là con trai thì chú tưởng tượng sẽ quật cho cô một trận như thế nào. Ngay sau đó thì bất thình lình chú gặp lại cô và vừa đi qua buông ra một câu nói chăm chích, cô cũng ném trả một câu như thế. Trong lúc đợi được đến giờ vào học thì cô nóng ruột muốn thế, thơm bị đánh vì cuốn sách chính tả hư hỏng. Nếu cô có chút ý nghĩ mong manh gì tố giác on fact thì cái câu nói tấn công mỉa mai đã xua đi hết. Tội nghiệp cô bé. Cô đâu có biết rằng bản thân cô cũng sắp gặp rắc rối. Thầy giáo, ông Dobbin, đã đến tuổi trung niên mà có một ước muốn chưa được tội nguyện. Người mà ông ta yêu dấu sắp trở thành bác sĩ, còn ông thì cảnh nghèo đã định là ông cứ phải không gì hơn là một giáo viên trường làng. Hàng ngày, Thỉnh thoảng thì ông kéo một cuốn sách bí mật trong ngăn bàn ra và mãi mê đọc khi không có vợ đọc bài. Cuốn sách đó, ông giữ rất cẩn thận, có quá hẳn hoi. Trong trường chẳng có một thằng nhóc nào mà không muốn liều chết xem cuốn sách đó như thế nào, nhưng chẳng bao giờ có dịp cả. Mỗi một cô bé, mỗi một cậu bé đều dựng lên một giả thuyết về tính chất của cuốn sách, nhưng chẳng có lấy hai giả thuyết giống nhau, mà trong trường hợp này thì không có cách nào chứng minh bằng sự thật cụ thể. Giờ đây Becky đang đi ngang qua bàn thầy giáo, đặt cạnh cửa ra vào. Cô để ý là chìa khóa đang nằm trên ổ khóa. tức là một giây phút quý báu. Cô nhìn quanh, thấy chỉ có một mình mình. Một phút sau thì cô đã cầm cuốn sách trong tay. Trang ghi nhan đề Giáo sư giải phẫu học không mang lại cho đầu óc cô một thông báo gì cả thế là cô bắt đầu lật các tờ sách lập tức cô thấy một bức tranh màu in hình người khỏa thân với các chú thích về giải phẫu đúng lúc đó một cái bóng trùm lên trang sách Tom Sawyer bước vào cửa và nhìn thấy bức ảnh Becky vội chợp lấy cuốn sách đóng lại và rủi thai làm rách mất trang sách có tranh từ trên đầu cho đến giữa trang cô liền dúi sách vào ngăn bàn, vặn chìa khóa lại rồi hòa lên khóc vì xấu hổ và tức giận. Tom Sawyer, ngài bần tiện hết sức, lén đi theo người ta rồi nhìn xem người ta làm gì. Mình đâu có biết bạn bên ấy nhìn gì. Ngài phải biết xấu hổ, ngài Tom Sawyer ạ. À, tôi biết là ngài sắp báo chuyện tôi với thầy và tôi. Ôi, tôi sẽ ra sao? tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ bị đòn, mà tôi, tôi chưa bao giờ bị đòn ở trường cả. Thế rồi cô dặm chừng nói. Muốn bẩn thiểu thì cậu cứ bẩn thiểu, tôi biết mọi chuyện sắp xảy ra đến nơi, cậu cứ đợi mà xem. Đồ đáng căm thù, đáng căm thù, đáng căm thù. Thế là cô lao ra khỏi lớp học và hòa lên khóc. Tom đứng lặng câm. Đúng hơn là bối rối trước trận tấn công dữ dội đó. Ngay sau đó thầm tự nhủ, con gái đúng là một giống điên kỳ lạ, chưa bao giờ bị đánh ở trường, gớm, đánh thì có là cái gì đâu, thật là độ con gái. Chúng đều mỏng da quá chừng và đều là tim gan gà, con cả. Đúng, dĩ nhiên là mình sẽ chẳng báo với ông già biên chuyện cô bé điên rồ này làm gì, bởi vì nhiều cách khác trả thù được cô ta mà không cần phải ti tiện như thế. Nhưng sự thật rồi sẽ ra sao nhỉ? Ông già Đức biên sẽ hỏi ai xé sách ông ta. Chẳng ai trả lời, thế là ông ta sẽ làm đúng như kiểu ông ta thường đã làm, là đầu tiên hỏi một đứa rồi đến một đứa khác, và khi hỏi đến đúng cô gái phạm lỗi thì ông biết ngay, không cần đến câu trả lời, vẻ mặt của bọn con gái bao giờ cũng nói thay cho chúng, chúng chẳng có xương sống. Ừ, cô ta sẽ bị đánh thật là một điều khó gỡ cho Becky Thatcher vì chẳng có cách nào thoát được. Tom ghi ngẫm sự việc một lúc rồi nói tiếp. Nhưng thôi, mặt cô ta muốn cho mình cũng gặp khó khăn, vậy thì cứ để mặt xác cho cô ta lo lắng. Tom nhập bọn với đám học sinh đô đùa ở bên ngoài. Ít lúc sau thì ông giáo đến trường và bắt đầu vào học. Tom chẳng cảm thấy thích thú gì lắm với bài phở. Mỗi lần, một chút thì liếc mắt nhìn về phía con gái trong phòng học, thì vẻ mặt của Becky lại làm cho chú bức rứt. Cân nhắc mọi cái, thì chú chẳng muốn thương hại cô bé làm gì, thế nhưng đó là tất cả những gì có thể nên chú lại. Chú cố mà không thể gợi ra được một sự quái trá nào thật sự xứng đáng với cái tên đó. Giờ đây thì tình hình cuốn sách chính tả đã được phát hiện và trong một thời gian sau đó đầu óc của Tom hoàn toàn tràn đầy những vấn đề riêng của bản thân mình. Becky như từ cơn đau, đớn, mê sản, tỉnh dậy tỏ vẻ rất chú ý theo dõi diễn biến của câu chuyện. Cô không mong là Tom thoát khỏi tình thế gây go bằng cách chói rằng bản thân mình không làm đổ mực lên sách và cô đúng chói thì dường như càng làm cho sự việc càng xấu hơn cho Tom. Becky cho rằng mình sẽ vui mừng vì chuyện này và cố tin rằng mình vui mừng thật. Cô nhận thấy là mình lưỡng lự. Khi giờ phút nghiêm trọng nhất đến thì như có gì đó thúc đẩy cô đứng dậy mà tố giác em phép chamber. Nhưng cô cố ghiềm mình lại ngồi yên vì cô tự nhủ. Chắc chắn Tom sẽ nói ra chuyện mình làm rách tờ tranh vậy thì mình cũng chẳng nói gì hết không nói để cứu sống bên ấy đâu tom im lặng nhận đòn rồi trở về chỗ chẳng đau khổ tí nào bởi vì chú nghĩ rằng cũng có thể là chính mình đã lật đổ bình mực lên sách mà không biết trong một cuộc nô đùa vật lộn nào đó tom có chối thì cũng chỉ cho có hình thức vì thường lệ là như vậy và chú có bám lấy lời chối cãi thì cũng vì nguyên tắc một giờ trôi qua, thầy giáo ngồi gật gù trên bệ cao, không khí thật buồn ngủ trong tiết học bài rầm rị. Rồi thì ông đốc biên phương mình sải tay, dường như lưỡng lự không biết có nên lấy ra hay không. Phần lớn học sinh đều nhìn lên với vẻ uể oải. Chỉ có hai trong số đó là theo dõi cử chỉ của thầy giáo với những con mắt thật chăm chú. Trong một lúc, Ông Dobin lấy cái ngón tay lật các trang sách một cách lơ đảng, rồi ông cầm lấy nó và ngồi trên ghế đọc. Tom liếc mắt nhìn Becky. Chú đã có lần thấy một con thỏ đứng trước một họng súng chĩa vào đầu. Đã nhìn một cách vô vọng như cô ta bây giờ. Trong khoảnh khắc chú quên hết cuộc cãi phả giữa cô và chú. Nhanh lên, phải làm một cái gì đây làm trong nháy mắt cũng được nhưng tình hình cấp bách thôi thúc quá khiến óc sáng kiến của chú như bị tê liệt được rồi chú đã nảy ra một ý hay chú sẽ chạy lên giật cuốn sách ném qua cửa rồi lao đi mất nhưng quyết tâm của chú chỉ dao động một ít là cơ hội đã qua thầy giáo dở trang sách ra giá như chú có được trở lại cái dịp mai đã mất nhỉ chậm quá rồi Bây giờ thì chú chẳng còn thấy cách nào để giúp cho Becky nữa. Một lúc sau, thầy giáo đứng nhìn thẳng vào học sinh trước cặp mắt của thầy. Cái đầu nào cũng phải cúi xuống. Trong cơn mắt đó thì có cái gì làm cho kẻ tội lỗi cũng phải sợ và gục xuống. Một hồi im lặng kéo dài trong khoảng đếm được từ 1 đến 10, thầy giáo dồn hết cơn giận rồi nói. Ai sẽ cuốn sách? chẳng có một tiếng động. Một cây đinh ghim rơi cũng không thấy được. Im lặng tiếp, thầy giáo sục soát từng khuôn mặt để tìm dấu hiệu của tội lỗi. Benjamin Roger có xé sách không? Trả lời không, lại ngừng một lát. Rosie Pepper có làm không? Một lần nữa trả lời không, sự bức sức của Tom mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn dưới cuộc tra tấn chậm rãi của cách tiến hành ấy. Thầy giáo lần lượt xét hỏi từng hàng con trai một, suy nghĩ một chốc rồi quay qua phía con gái. Emmy Blausen! Một cái lắc đầu. Tracy Miller! Lại một cái lắc đầu. Susan Harper có xé sách không? Cũng không. Cô gái tiếp theo là Becky Thatcher, Tom bị kích động rung lên từ đầu đến chân khi cảm thấy tình hình vô vọng. Rebecca Thatcher! Tom liếc nhìn khuôn mặt cô bạn. Nó trắng bệt vì khiếp sợ. Có xé không? Không nhìn vào mắt tôi đây này. Tay cô dơ lên cầu cú. Có xé sách không? Một ý nghĩ phục như chớp đến trong đầu Tom. Chú nhãi đứng lên nói to. Em xé đấy ạ. À cả lớp nhìn chú sửng sốt trước một sự dại dột khó tin như vậy tom đứng một chốc để lấy lại tinh thần và khi chú bước ra đi lên nhận sự trừng phạt thì phải ngạc nhiên lòng biết ơn và sự sùng bái tỏa từ cô bé đôi mắt của becky tội nghiệp lên người chú dường như đủ bù lại một trăm soi được sự rực rỡ của chính hành động của bản thân mình gây thêm cảm hứng chú nhận không một tiếng la, những đòn không thương tiếc mà thầy Dobbin chưa từng ban bố từ trước đến nay. Và cũng lạnh lùng nhận cái lệnh phạt ác nghiệt kèm thêm là ở lại 2 giờ sau khi tan học, bởi chú biết ai sẽ đợi chú bên ngoài cho đến hết giờ giam và chú không cho rằng thời gian tẻ ngắt đó là mất không, ngược lại. Tối hôm đó, Vừa lên giường, Tom vừa lập kế hoạch trả thù am phép Tepper. Bởi vì vừa hổ thẹn vừa hối hận, Becky đã kể hết đầu đuôi cho Tom nghe. Không quen nói đến sự bội bạc của chính mình. Nhưng cả sự khao khát trả thù rồi cũng qua. Nhanh chóng nhường chỗ lại cho những ý nghĩ mơ màng thú vị. Và cuối cùng thì chú ngủ tiếp đi. Trong giấc ngủ, lời nói cuối cùng của Becky còn văng phẳng bên tai. Tom, làm thế nào mà bạn có thể cao thượng đến như vậy? Chương 21 Kỳ nghỉ hè đã gần kề, ông thầy Dobin vẫn nghiêm khắc, nay lại càng ác nghiệt hơn vì ông muốn trường mình phải đạt những thành tích lớn hơn. Rồi và thước của ông thầy ngày càng ít được nghỉ ngơi. Chỉ những đứa con trai lớn tuổi và những nữ sinh 18 đôi mươi là thoát khỏi cảnh đòn roi quát mắng. Những trận đòn của thầy Đốp biên thì miễn bàn cãi. Tuy cái đầu hói của ông thì nhẵn bóng nhưng thầy vẫn mới trạc tuổi trung niên nên cơ bắp của ông thì vẫn còn săn chắc lắm. Hình như ông muốn lấy việc trừng phạt để trả thù đời. Bọn học trò nhỏ tuổi như Thom ngắm ngầm nghĩ cách báo thù ông. Nhưng ông cũng đâu phải là tay vừa, cuối cùng thì chúng bàn bạc là đưa ra một kế hoạch hành động chúng bắt thằng con lão thợ sơn thề rồi cho biết rõ kế hoạch và yêu cầu nó trợ giúp thằng bé kia cũng tỏ ra thích thú với kế hoạch này vì ông thầy ở trọ nhà nó và làm rất nhiều chuyện khiến cho nó khó chịu vợ ông đốc biên thì mấy hôm nữa sẽ về quê chơi và sẽ không có việc gì làm cản trở chúng thực thi kế hoạch của mình cả Ông ta bao giờ cũng uống vài chén cho đến khi khá sai và khi đã nằm thiêu thiêu ngủ trên ghế thì thằng con lão thợ sơn sẽ ra tay. Ngày ngày trôi qua, thoát cái đã đến ngày hội lớn. 8 giờ tối, trong trường đèn thấp sáng trưng, trang hoàng rực rỡ, ông thầy ngồi trong chiếc ghế bành lớn trên bục cao. Cái bảng đen dựng ở sau lưng và có vẻ ông đã khá sai các cụ già trong làng và phụ huynh ngồi ở mấy hàng ghế dài trước mặt phía sau là ghế của quan khách bên trái là chỗ ngồi của học sinh tham gia các tiết mục biểu diễn tối nay đám học sinh con trai nhỏ phải tắm rửa sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề làm chúng hết sức khó chịu giả học sinh con trai lớn thì dáng điệu cứng nhắc còn nữ sinh thì ăn mặc đồng phục trắng toát có vẻ ngượng nghịu về đôi cánh tay vẽ để trần của mình về những đồ trang sức, về những mẫu ri băng màu xanh lam và hồng nhạt cài lên tóc. Còn ngoài ra là chỗ dành cho học sinh tham gia tiết mục biểu diễn. Buổi lễ bắt đầu, mọi người thi nhau lên trình diễn những tiết mục của mình. Lúc bấy giờ thì ông thầy say rượu như muốn tỏ ra thân thiện, liền đứng dậy đẩy cái ghế sang một bên, quay lưng về phía quan khách rồi lấy phấn bắt đầu vẽ bản đồ nước Mỹ lên bảng để cho học trò lớp địa lý tập. Nhưng do tay run run nên ông chẳng vẽ ra hình thù gì cả, trông đến thảm hại khiến tiếng cười rút rít nổi lên khắp phòng. Ông đã hiểu người ta cười cái gì nên vội vàng sửa lại, ông xóa các đường vừa mới vẽ rồi vẽ lại những hình lại càng méo mó thêm và tiếng cười lại càng to hơn trước ông thầy bèn đem hết tâm trí vào đường vẽ nhất định không chịu khuất phục ông cảm thấy hàng trăm con mắt đang hướng về phía mình ông tưởng mình sẽ thành công nhưng những tiếng cười cứ râm ran mãi không rứt thậm chí còn to hơn và tiếng cười đó không phải là vô cớ ở phía trên đầu thầy có một cái gác xếp ở sàn có khoét một cái cửa con từ trên cái cửa ấy một con mèo trèo bằng một sợi dây buộc ở ngang bụng đang được thả xuống. Một miếng dẻ buộc vào quai hàm làm nó không kéo lại được. Có Con mèo cong người lên, giờ vuốt có bám lấy sợi dây, chân cào cào vào không khí. Tiếng cười mỗi lúc một to hơn trước cảnh tượng đầy kích thích đó. Con mèo chỉ còn cách ông thầy, cái đầu của ông thầy đó đang mãi mê độ mười mấy phân. Sợi dây xuống dần, Thế là con mèo dơ vuốt bám lấy bộ tóc giả của ông thầy và giữ chặt lấy. Chỉ trong nháy mắt, con mèo lại kéo giật lên gác xếp, chân vẫn giữ chặt chiến lợi phẩm kia. Cái đầu hói của ông thầy chiếu hào quang rực rỡ. Thì ra, chú bé con lão thợ sơn đã lấy nhũ quét lên chiếc đầu hói của thầy. Cuộc thi kết thúc, lũ học sinh sung sướng vì trả được thù. Kỳ nghỉ lại bắt đầu. Chương 22 Vì muốn được đeo phù hiệu nên Tom tham gia vào đội thiếu niên gương mẫu. Chú hứa sẽ không hút thuốc và không phân tục. Lúc này, chú lại phát hiện ra một điều, đó là mỗi khi đã hứa không làm một điều gì thì người ta muốn làm ngay điều đó. Chú bị nổi thèm uống rượu và chửi rủa phân tục, hành hạ nhưng vì hy vọng một ngày nào đó sẽ được đeo phù hiệu nên chú vẫn cố gắng không sinh ra khỏi đội. Đã sắp tới ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7, nhưng chẳng bao giờ Tom cũng bỏ qua ngày đó. Chú đặt hết hy vọng vào viên thẩm phán già Razor đang nằm trên giường bệnh, hình như sắp chết và chắc chắn sẽ được làm lễ công tán vì ông ta là một quan chức cao cấp ba ngày liên tục tom hết sức quan tâm đến bệnh tình của ông ta có khi chú đánh liều lấy cái phù hiệu kia ra ngắm nghía trước gương nhưng bệnh vì viên thẩm phán khi tăng khi giảm làm chú nản lòng cuối cùng thì thầy thuốc cũng tuyên bố là viên thẩm phán sắp khỏi bệnh và bước sang thời kỳ dưỡng bệnh tom hết sức bực tức chú quyết định viết đơn xin ra khỏi đội đêm hôm ấy phiên thẩm phán tái phát bệnh và qua đời. Chú quyết từ nay không bao giờ dễ tin một con người nào như thế nữa. Tang lễ được cử hành rất bắt mắt, đội thiếu niên gương mẫu đi diễu hành với một phong cách làm cho thơm, tức nổ, đôm đốm. Nhưng mà dù sao thì chú tự nhủ mình cũng được tự do hơn. Chú có thể uống rượu và chửi tục, nhưng chú rất ngạc nhiên khi nhận thấy chú không muốn làm việc đó nữa. Chẳng cần mất nhiều thời gian, chú thấy nghỉ hè có vẻ như một gánh nặng. Tom quyết thử viết nhật ký, nhưng đen đuổi thai trong ba ngày liền chẳng có một việc gì xảy ra cả. Chú lại thôi. Cánh hát rong của người da đen đến biểu diễn làm náo động cả làng. Tom và Sawyer bắt chước tổ chức và các chú có cảm giác sung sướng được hai ngày ngay cả đến ngày quốc khánh cũng chẳng mang lại niềm vui gì vì hôm ấy trời mưa to nên người ta không tổ chức lễ rước. Một cánh xiếc tới và các chú lại chơi làm xiết được ba ngày rồi bỏ. Rồi một ông thầy tướng và một nhà thôi miên tới làng. Sau khi họ đi rồi thì cảnh tượng trong làng càng trở nên buồn tẻ hơn bao giờ hết. Becky Hatcher thì cùng gia đình trở về nhà ở Contestibot. Trong thời gian nghỉ hè, nên thành ra thì thom chẳng có chỗ nào vui chơi cả điều bí mật về vụ án mạng là một nỗi thống khổ vô hạn đối với chú sau đó đến đợt sởi suốt hai tuần liền chú phải nằm ở nhà chẳng biết tí gì về những việc xảy ra bên ngoài cuối cùng thì khi khỏi bệnh chú đi xuống phố thì thấy cảnh phật đã đổi thai một không khí buồn rười rượi bao trùm khắp nơi chú lang thang đi mong gặp một bộ mặt quen thuộc nhưng đều thất vọng Chú đến nhà soi hép bơ thì thấy soi đang đọc kinh tân ước. Bèn buồn rầu quay đi. Chú lại đi tìm Ben Roger thì thấy Ben đang đi thăm những người nghèo. Tay sách một giỏ đầy những tập sách vở nhỏ. Chú lại đi tìm Jim Hotlist thì được Jim nhắc phải chú ý đến sự ban phước quý báu. Đứa nào gặp cũng chỉ làm cho chú thêm chán. Cuối cùng thì chú quyết định tìm người bạn nói khố Hustin và được tiếp đón bằng một câu trong kinh thánh thì ôi thôi trái tim chú dường như đang tan ra từng mảnh chú về nhà và lên giường nằm chú nhận thấy mình thật lạc lõng trong cái làng này đêm hôm đó nổi lên một cơn sóng tố hải hùng mưa như trút nước sấm sét ầm ầm tâm kéo chăn che kín đầu kinh hãi không biết số phận mình sẽ ra sao vì chú chắc chắn rằng tất cả sự long trời lở đất kia chính vì chú đã dám thử thách sự quan dung của những quyền lực tối cao trên trời nên mới đến nông nổi này. Một lát sau cơn bão yếu dần và tan hẳn, chú mừng vì đã thoát nạn và hứa từ nay sẽ sửa ích mình. Hôm sau thì bác sĩ lại đến và hỏi rằng bệnh của chú lại tái phát. Ba tuần lễ nằm liệt giường. Lần này thì chú thấy dài bằng cả một thế kỷ. Cuối cùng thì khi đã bình phục và đi ra ngoài được, chú cũng không lấy làm mừng lắm về việc đã được tai qua nạn khỏi vì chú nhớ đến tình cảnh cô quạnh không bạn bè và bị mọi người ruồng bỏ. Chú nghĩ vậy. Chú thất thiểu đi xuống phố gặp Jim Hotlick đang đóng vai thẩm phán xử một con mèo can tội sát sinh trước mặt nạn nhân là con chim tam gặp hepper và Hotspim đang ở trong ngõ đi ngược lại, vừa đi vừa ngậm một quả dưa bở mới ăn trộm được. Tội nghiệp mấy đứa bé, chúng cũng giống như Tom bệnh sởi lại tái phát. Chương 23 Cuối cùng thì không khí buồn ngủ được khuấy động mạnh, vụ án giết người được đưa ra xét xử, lập tức nó trở thành đề tài tương đối hấp dẫn của cả làng. Tâm không tài nào trốn thoát được nó. Mỗi lần nghe nhắc lại câu chuyện án mạng là tim của chú lại đập mạnh, rung mình bởi vì cái lương tâm khắc khoải lo sợ của chú hầu như khẳng định với chú rằng các lời nhận xét đưa ra với dụng ý cho chú nghe thấy là những quả bóng thăm dò. Chú không thấy làm sao mà chú có thể bị nghi ngờ là biết điều gì về vụ án mạng Thế nhưng chú vẫn không thể yên lòng giữa đám người ngồi lê đôi mắt. Nghe ai động đến chuyện là suốt buổi chú run lẩy bẩy và lạnh buốt, chú gọi hết ra một nơi vắng vẻ để nói chuyện với bạn. Đó có thể là một dịp mở khóa cho cái mồm của chú trong chốc lát đỡ căng thẳng, một dịp san sẻ gánh nặng đau khổ của mình với một người đau khổ khác. Và chăng thì chú cũng muốn mình được yên trí rằng hết vẫn giữ bí mật mày có nói gì với ai về chuyện đó không về chuyện gì mày biết là chuyện gì rồi ô cố nhiên là không chắc có một lời nào chứ chẳng có một tiếng cỏn con nào thôi tha cho tao đi vì cái gì mà mày hỏi vậy vì tao sợ đấy mà sao tôm sâu ơ chúng ta chẳng còn sống được hai ngày đến điều đó bị tiết lộ mày biết chứ Tom cảm thấy phẫn tâm hơn rồi sau một phút nghĩ. Hết! Chẳng ai có thể buộc mày phải nói đúng không? Buộc tao nói à? Sao nào? Nếu tao muốn con quỷ người lai ấy thả trôi xong tao thì người ta mới buộc được tao nói. Không có cách nào khác. Tốt! Thế thì tốt thật. Tao nghĩ là chừng nào chúng ta còn chưa mở mồm thì chúng ta được an toàn. Nhưng ta hãy thề lại đi. Thề thế nào cũng được thề chắc hơn. Đồng ý và hai chú lại thề một cách long trọng đến chết khiếp. Chung quanh người ta kháo nhau là gì hết, tao nghe người ta nói là nhiều quá về chuyện án mạng. Kháo gì à? Ừ, thì cứ mất poster mất poster, lúc nào cũng là mất poster. Nghe mà cứ đổ cả mồ hôi và đổ mãi vì thế tớ không muốn tránh đi nơi nào khác chung quanh tớ người ta cũng làm thế tớ nghĩ là lão ta đi đời rồi đôi khi cậu có thấy thương lão không hầu như bao giờ bao giờ cũng thương không phải lão không có vấn đề nhưng lão chưa bao giờ làm gì hại ai cả chỉ đi câu một ít để kiếm tiền uống rượu còn lười biếng đi chơi rong quanh quẩn vô khói nhưng trời tất cả chúng ta đều làm như thế ít ra thì cũng phần lớn chúng ta những kẻ dạy đời là các loại tương tự nhưng lão là một hạng người tốt có lần lão cho tớ nửa con cá khi lão chưa có đủ cho hai người ăn lắm lúc thì lão đứng bên cạnh tớ khi tớ gặp chuyện không may đúng lão đã chữa dìu và buộc lưỡi câu vào cần cho tớ. Hết ạ, à, tớ mong làm sao chúng mình cứu được lão chuyến này. Ôi chao, ta không cứu thoát được lão đâu thôi mà. Vả lại, có cứu cũng chả ít gì, họ sẽ bắt lại lão thôi. Vâng, họ sẽ bắt, nhưng tớ căm thù khi nghe họ sỉ nhục lão như ma quỷ trong khi lão không hề làm việc đó. Tớ cũng thế thôi mà. Trời, tớ nghe thấy họ nói là tên côn đồ là bàn tay đẫm máu nhất trong vùng và họ ngạc nhiên sao trước đây lão ta không bị treo cổ. Ừ, ờ, họ kháo nhau như thế đấy suốt ngày suốt buổi. Tao còn nghe họ nói là nếu lão ta được trắng án thì họ sẽ thành lão theo kiểu liên sơ. Và chắc là họ sẽ làm thế thật. Hai chú bé nói chuyện lâu, nhưng không an tâm thêm được chút nào khi hoàng hôn xuống thì hai chú thấy mình quanh quẩn ở cạnh cái nhà tù nhỏ, hẻo lánh. Có lẽ với hy vọng bơ hồ là có một cái gì đó sẽ xảy ra làm tan biến khó khăn cho các chú. Nhưng không có gì xảy ra cả, hình như chẳng có vị thánh nào mà cũng chẳng có một vị tiên nào quan tâm đến kẻ tù nhân đen đuổi này. Hai chú làm như các chú đã từng làm trước đây là đến ở cái xà liêm ấy cào cào cho cột kẹt rồi tặng Potter chim và thuốc lá. Lão ở tầng dưới cùng và chẳng có ai canh gác cả. Thái độ biết ơn của lão khi nhận quà tặng trước đây bao giờ cũng đã dày vò lương tâm của các chú. Lần này nó càng đai nghiến hơn bao giờ hết. Các chú cảm thấy mình là hèn nhát và phản phúc đến cực độ khi nghe Potter nói. Các cháu, các cháu thật đã tốt vô kể đối với lão tốt hơn bất cứ ai trong thành phố này. Lão không quên, không quên đâu. Nhiều khi lão tự nhủ, lão nói, lão thường chữa diều và đồ lặt vặt cho mọi chú bé. Chỉ cho chúng đâu là nơi câu cá tốt nhất. Làm được gì thì lão làm cho chúng nhưng một người bạn. Thế mà bây giờ lão mất gặp rắc rối thì tất cả chúng nó đều quên hết chỉ có tom không quên và hết cũng không quên hai đứa trẻ không quên lão lão tự bảo thì lão cũng không quên hai đứa vâng các cháu ạ à, lão đã làm một con diều ghê tởm là sai mà mất trí suốt ngày suốt buổi đó là cách duy nhất lão có thể giải thích được sự việc này và bây giờ lão phải chết treo vì chuyện đó thế là đúng đúng và tốt nữa lão nghĩ dù sao lão cũng mong là như thế thôi đừng nói đến chuyện đó nữa lão không muốn làm cho các cháu cảm thấy buồn các cháu đã đối xử như bạn đối với lão nhưng điều lão muốn nói với các cháu là đừng bao giờ sai thế thì các cháu sẽ không bao giờ phải vào đây cả đứng dịch qua phía tay một tí thế được rồi thật là một điều an ủi hay nhất khi được thấy những khuôn mặt bạn tốt trong lúc người ta mắc vào những điều rắc rối kinh tởm như thế này, trong lúc chẳng có ai đến đây cả ngoài các cháu. ôi những khuôn mặt đáng yêu của những bạn tốt. hai cháu đứng lên lưng nhau cho lão sờ lưng một tí, thế đấy, bắt tay đi. các cháu đưa tay qua chấn xong cho tay lão to quá không đưa được. Những bàn tay tí hon mềm yếu nhưng chúng đã giúp được cho Max Potter khối chuyện và còn giúp nhiều hơn nữa nếu chúng có thể. Tom về nhà cảm thấy mình khổ sở và đêm hôm đó các giấc mơ của chú đầy những chuyện ghê gớm. Ngày hôm sau và hôm sau nữa chú cứ quanh quẩn ở ngoài tòa án bị một sức mạnh nào đấy hầu như không ngăn nổi thôi thúc chú vào dự nhưng lại cố buộc mình phải lại ở ngoài. Hết cũng trải qua những tình trạng giống hệt như vậy. Hai đứa bé cố ý tránh mặt nhau, chốc chốc mỗi đứa lại đi lang thang một ngã. Nhưng một sức khuyến rũ u ám giống như lại luôn luôn mang chúng trở về đúng chỗ cũ. Tom lắng tai nghe dư luận bên ngoài phiên xử, nhưng chỉ nghe được những tin đau buồn, không thay đổi. Những lời trói buộc ngày càng khép chặt lại xung quanh. Butter, tội nghiệp, một cách tàn nhẫn không thương xót. Đến cuối ngày thứ hai thì dân làng bàn việc về chuyện bằng chứng của Isan đứng vững không lai chuyển và chẳng còn một nghi vấn nhỏ nào nữa về kết quả tuyên án của ban hội thẩm sẽ như thế nào. Tối hôm đó thì Tom về thật muộn và leo qua cửa sổ để vào giường mình. Chú ở trong tình trạng bị kích động kinh khủng. Phải sau hàng giờ chú mới ngủ được. Sáng hôm sau, cả làng tập trung đông nghịch người ở tòa án vì đây là ngày quyết định cả hai giới nam và nữ đều có những đại diện ngang nhau trong phòng cử tọa chật ních sau một thời gian đợi lâu ban hội thẩm kéo vào và ngồi vào chỗ ít lúc sau bó tơ tái mét và phờ phạt rụt rè và vô vọng được dẫn vào tay xích lại và được đặt ngồi ở một chỗ mà mỗi con mắt tò mò đều có thể nhìn thấy được isan soi cũng chẳng khó thấy hơn vẻ phớt lạnh như mọi khi lại nghĩ một chốc nữa rồi thì vị chánh án đến và ông quận trưởng tuyên bố phiên tòa khai mạc. Tiếp đó là những tiếng thì thầm thường lệ giữa các luật gia và tiếng giấy xếp lại với nhau. Các chi tiết này và các sự trì hoãn càng gây ấn tượng bao nhiêu thì càng lôi cuốn bấy nhiêu. Bây giờ một nhân chứng được gọi lên để xác nhận rằng anh ta đã gặp Mr. Potter tắm ở lạch sông vào một giờ rất sớm trong buổi sáng phát hiện ra vụ án và ngay lập tức thì lúc đó lão đã lẫn trốn. Sau khi hỏi thêm vài câu, luật sư khởi tố nói, hỏi nhân chứng. Người tù dương mắt lên một chốc nhưng rồi lại hạ xuống khi nghe luật sư bào chữa cho mình nói, tôi không có câu nào để hỏi nữa. Nhân chứng tiếp theo xác nhận việc tìm thấy con dao ở cảnh sát chết. Luật sư khởi tố lại nói, hỏi nhân chứng, luật sư của Potter lại đáp, tôi chẳng có câu nào để hỏi nữa. Một nhân chứng thứ ba thề là anh ta thường thấy Potter có con dao ấy. Hỏi nhân chứng, luật sư bên bị hại khước từ không hỏi. Các khuôn mặt trong cử tọa bắt đầu lộ vẻ khó chịu. Có phải là ông luật sư này muốn vứt bén sinh mạng của thân chủ mình chẳng thèm cố gắng một tí nào không? Nhiều nhân chứng cùng khai rằng thái độ của Potter hôm được đưa đến hiện trường xảy ra vụ giết người là thái độ của người có tội họ được phép rời bục làm chứng sau khi chẳng ai chất vấn hay thẩm vấn mỗi một chi tiết về những hoàn cảnh tai hại đã xảy ra tại nghĩa địa sáng hôm đó những chi tiết mà mọi người có mặt nhớ rất rõ đều được nhiều nhân chứng đáng tin cậy thuật lại nhưng luật sư của potter thì không chất vấn về một hoàn cảnh nào sự ngơ ngác và sự không hài lòng của cả phiên tòa biểu hiện ra bằng những tiếng xì xào làm cho vị quan tòa phải báo mọi người im lặng Luật sư khởi tố bây giờ nói căn cứ vào lời thề của các công dân mà lời nói giảng dị của họ không thể nghi ngờ gì được. Chúng tôi đã quy tội phạm khủng khiếp này không thể chối cãi gì được cho kẻ tù nhân khổ sở trên phần bóng ngựa. Chúng tôi xin kết thúc vụ việc này ở đây. Từ miệng lão Potter tội nghiệp phát ra một tiếng rên lão úp mặt vào tay rồi đu đưa thân hình qua qua lại lại trong khi một sự im lặng nhức nhói bao trùm cả phòng họp nhiều người cảm động nhiều phụ nữ thương hại khóc luật sư bào chữa đứng lên nói thưa ngài chánh án trong lời mở đầu của chúng tôi khi khai mạc cuộc xét xử này Chúng tôi đã báo trước ý định của chúng tôi là chứng minh rằng thân chủ của chúng tôi đã làm cái việc ghê sợ này khi đang chịu ảnh hưởng của một cơn mê sản, mù quáng và vô trách nhiệm do say rượu gây ra. Chúng tôi đã thay đổi ý kiến, chúng tôi sẽ không bào chữa như vậy nữa. Rồi ông bảo viên luật sự, gọi Thomas Sauer. Một sự sửng sốt khó hiểu nổi lên trên những khuôn mặt trong người phiên tòa, kể cả Potter, mọi con mắt đều dán vào người Tom một cách chăm chú, lạ thường trong khi chú đứng lên đến ngồi hàng ghế các nhân chứng. Chú bé có vẻ khá bối rối vì chú sợ quá chừng, chú đã tuyên thệ. Thomas Sawyer, em đã ở đâu vào khoảng nửa đêm tối hôm 17 tháng 6? Tom đưa mắt nhìn cái mặt sắc của Isan và lưỡi của chú như cứng lại. Cứ tọa nín thở lắng nghe, nhưng lời chú bé thì không cất lên được. Thế nhưng, ít lúc sau thì chú cảm thấy ổn hơn và cố lấy hơi nói đủ để làm cho một phần cử tọa nghe được. To hơn một tí, cháu đừng sợ, cháu ở. Trong nghĩa địa, một cái bỉm cười, khinh bỉ vụt qua trên khuôn mặt của Isan Cháu có ở gần ngôi mộ của Hossi William không? Thưa có, Cháu nói to lên, to lên một chút là được, gần như thế nào? Gần như cháu với ông. Cháu có nấp hay không? Nấp kính. Ở đâu? Sao mấy cây du ở rìa ngôi mộ? Y san soi chực mình, nhưng khó mà nhận thấy biểu hiện đó được. Có ai đi với cháu không? Thưa ông, có. Cháu đi với. Đợi một lát, không cần như tên bạn cháu chúng ta sẽ cho gọi cháu ấy vào lúc thích hợp. Đến đây thì cháu có mang theo gì không? Thơm ngập ngừng có vẻ bối rối. Nói đi cháu, đừng rụt rè. Sự thật bao giờ cũng đáng trân trọng. Cháu mang gì theo? Chỉ một, chỉ một con mèo chết. Có tiếng rì rầm nhưng tòa dẹp ngay. Chúng tôi sẽ trình toàn bộ xương của con mèo đó Bây giờ cháu hãy kể tất cả những gì đã xảy ra. Cứ nói theo cách của cháu, đừng bỏ quên gì hết và đừng sợ. Ta bắt đầu trước tiên còn ngập ngừng nhưng chú càng sôi nổi lên với vấn đề thì lời của chú càng trôi chảy. Dễ dàng, một chút sau, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa ngoài giọng nói của chú. Mỗi con mắt đều dán chặt vào người chú, há mồm, nín thở cả cứ tỏa theo dõi từng lời của chú, không để ý gì đến thời gian, bị lôi cuốn bởi những chi tiết rùng rợn hấp dẫn của câu chuyện. Sự xúc cảm bị nén trở nên căng thẳng, tột độ khi chú bé nói. Và khi ông bác sĩ nhặt được tấm gỗ đánh Musbotter ngã thì Isansoi nhảy tới tay cầm con dao và... Xoạt, nhanh như chớp, tên người lai nhảy vào một cửa sổ vạch đường qua tất cả những người ngăn lại và tẩu thoát. Chương 24 Một lần nữa Tom là anh hùng chối lội được các người già cưng và các chú bé thèm muốn. Cả cái tên của chú cũng đi vào bản tin bất tử bởi vì tờ báo của làng đã đề cao ca ngợi chú. Vài người còn tin rằng chú có thể trở thành tổng thống nhưng với điều kiện là chú thoát khỏi bị treo cổ. Như thường lệ, các xã hội không suy xét hay thay đổi liền ôm Max Potter vào lòng và vuốt ve âu yếm lão một cách thừa thải như trước đây đã từng đối xử tàn tệ với đối với lão. Nhưng cái kiểu xử sự, sự đó đã được xã hội công nhận, cho nên không nên tìm thấy sự sai trái trong đó. Đối với Tom, ngay hiện tại là ngày rực rỡ hoan hỷ, còn đêm thì lại là mùa khủng khiếp. Hình ảnh Isan Soi với con mắt u ám bao giờ cũng có vẻ kết tội đến quấy rối tất cả các giấc mơ của chú. Khó mà có một sự khuyến rũ nào có thể thuyết phục được chú bước chân ra khỏi nhà sau khi trời sẫm tối. Chú hết tội nghiệp cũng ở trong tình trạng khốn khổ vì sợ hãi giống như vậy. Vì Tom đã kể toàn bộ câu chuyện cho vị luật sư đêm hôm trước ngày quyết định của phụ xử và hết vô cùng lo sợ rằng phần tham gia của chú trong việc này có thể vẫn lọt ra ngoài, mặc dù cuộc chạy trốn của Isansoi đã cất hộ chú cái nỗi khổ phải xác nhận trước tòa. Chú bé tội nghiệp đã được vị luật sư hứa giữ bí mật cho chú nhưng không thể có là gì. Vì rằng lương tâm bị dày vò đã dẫn Thom đi đến chỗ tìm đến nhà vị luật sư giữa lúc đêm khuya để tiết lộ một câu chuyện rùng rợn qua đôi môi, đã được lời thề dữ dội nhất và ảm đạm nhất niềm phong thì lòng tin của hết vào giống người hầu như đã tan biến ba ngày thì thái độ biết ơn của Musk Potter làm cho Thom thấy vui sướng rằng mình đã nói ra nhưng đêm thì chú lại ước gì mình buộc chặt được lưỡi lại một nửa thời gian thì chú sợ người ta chẳng bao giờ bắt được Isansoi một nửa khác thì chú lại sợ người ta bắt được hắn chú tin chắc rằng chú không bao giờ còn thở được một hơi thở thoải mái cho đến ngày hắn chết đi và chú được thấy tận mắt cái xác. người ta treo giải thưởng, người ta sụp tìm khắp vùng nhưng chẳng thấy Isansoi đâu cả. một trong những con người kỳ lạ thông hiểu mọi chuyện và gây được sự khiếp sợ là một nhà trinh thám từ thành phố Sét lui đến lục lọi quanh vùng lắc đầu tỏ vẻ khôn ngoan rồi công bố một loạt thắng lợi khiến người ta sững sờ mà các nhân viên làm nghề nghiệp ấy thường đạt được đó là đã tìm ra được một manh mối nhưng anh không thể treo cổ một manh mối về một vụ án nên sau đó nhà trinh thám cũng hết việc và về nhà, Tom cảm thấy chẳng có chút gì an toàn đúng y như trước đây. Ngày này đến ngày khác chậm chạp trôi qua và sau mỗi ngày cái gánh nặng lo âu sợ sệt lại nhẹ bớt đi một tí chương 25 Trong cuộc đời của mỗi đứa bé cấu tạo một cách hợp lý thường có một giai đoạn mà đứa bé khao khát điên cuồng đi tới một nơi nào đó đào những cái kho báu chôn cất. Cái ý muốn đó bỗng nhiên một hôm đã đến với Tom. Nó đi tìm Sir Hepburn nhưng không thấy sau đó nó đi tìm Ben Roger. Ben đi câu mất rồi, Mai sau, ngay lúc đó thì nó tình cờ gặp hết phim bàn tay đỏ. Chắc hết sẽ tán thành. Thơm gọi hết ra một nơi và tâm sự với hết về vấn đề này. Hết bằng lòng, hết bây giờ cũng muốn có chân trong một công cuộc gì cho phép vui chơi tiêu khiển mà không phải mất tiền. Vì chú có thừa thải đến mức khó chịu cái thứ thời gian không phải là tiền bạc. Hết hỏi, ta sẽ đào ở đâu? Ồ, oh, hầu như bất cứ đâu. Sao vậy? Có báo được chôn khắp quanh đây à? Không, chẳng phải thế, nó được giấu ở những chỗ thật đặc biệt hết ạ. À. Đôi khi trên các hòn đảo, đôi khi trong những hòm gỗ mục dưới đầu mút một cây cổ thụ đã chết khô. Đúng ở chỗ mà bóng cây ngã xuống lúc nửa đêm, nhưng thông thường nhất là dưới nền của ngôi nhà có ma. Ai giấu? Lạ nhỉ, kẻ trộm chứ ai nữa? Không thì mày bảo ai nào? Các ông hiệu trưởng của trường học ngày Chủ nhật à? Tao chẳng biết giá là của tao thì tao đã chẳng cất giấu đâu. Tao sẽ tiêu xài và vui chơi cho thỏa thích. Tao cũng thế nhưng bọn trộm cướp chẳng làm như vậy. Chúng bao giờ cũng cất giấu rồi bỏ đó. Và sao chúng không trở lại nữa à? Không, chúng nghĩ là chúng sẽ trở lại nhưng thường thì chúng quên mất dấu hoặc không thì đã chết rồi. Vì sao thì cái kho cũng nằm ở đó thật lâu và hang nghĩ đi. Nếu đến một ngày nào đó một người tìm thấy một mảnh giấy vàng khè chỉ cách lần ra dấu, một tờ giấy phải khám phá trong vòng một tuần lễ, cho ra mật mã mới đọc được, bởi vì phần nhiều nó được viết bằng ký hiệu và bằng chữ tượng hình. Tượng hình? Tượng hình? Chữ mà cứ vẽ như đồ vật, mày biết không? Và dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế mày đã thấy một tờ giấy như vậy chưa Tom? Chùa. Vậy thì ta làm sao mà tìm ra kho báu? Tao chẳng cần giấu. Chúng thường chôn kho báu dưới nhà nền có ma, nên trên một hòn đảo hay dưới một bóng cây khô mà có một cành đâm ra xa. Được rồi, chúng ta thử đào một tí ở đảo Jackson. Khi nào có dịp ta sẽ đào lại thử rồi còn ngôi nhà cũ có ma bên trên nhánh sông ngôi nhà vắng và có vô số khối cây khối cành khô hàng đống hàng đống. chứ tất cả các cành khô có kho báo không? mày nói hay nhỉ? không. thế mày làm thế nào để biết được cây nào mà đạo? đạo tất cả. thế nào thơm thế thì mất cả mùa hè đúng có hệ gì giả dụ mày tìm được một lọ đồng trong đó có một trăm đô đã hang rỉ nhưng vẫn rực rỡ hay một hộp gỗ một đầy kim cương thì sao nào mắt hết sáng lên thế thì tiệc đủ để hoàn toàn tuyệt vời đối với tao cứ cho tao chỉ đúng một trăm đô la còn tao thì chả cờ kim cương được nhưng tao bảo cho mày biết là tao không vứt kim cương đâu nhé có những hạt giá trị đến hai mươi đô la một viên hiếm khi có hạt chỉ đáng giá sáu đồng xu hay một đô la không ra thế à chắc chắn như thế không ai nói với mày đâu mày đã thấy kim cương bao giờ chưa hết tao thì hình như chưa ôi mấy ông vua thì coi thứ đó như bọt xà phòng ừ nhưng tao chẳng biết ông vua nào cả thơm ạ tao hiểu là mày chẳng biết rồi nhưng nếu mày qua châu âu thì mày sẽ thấy hàng đống nhà vua đang nhảy cẩn họ nhảy à nhảy ư không ừ thế mày mới bảo họ làm gì đấy chà à, tao chỉ muốn nói là mày thấy họ không phải nhảy tất nhiên họ muốn nhảy để làm gì nào mà tao muốn nói là mày sẽ thấy họ rải rác khắp nơi mày biết chưa một cách thật thông thường như lão già Trích Chơ đừng có bú chẳng hạn. Trích Chơ, thế tên cúng cơm của lão là gì? Hắn chẳng có tên cúng cơm, bọn vua chỉ có tên người ta đặt cho thôi. Không có à? Thì chúng không có chứ sao? Được, chúng thích thế thì cũng được, thơm ạ. À. Nhưng tao thì tao chẳng muốn làm vua để chỉ có mỗi cái tên người ta đặt cho như một anh hùng da đen. Nhưng này, trước tiên ta đào ở đâu ừ tao cũng chẳng biết ví dụ như ta đào ở dưới cái cây có cành khô ở trên đồi phía bên kia bờ nhánh sông xích xem sao đồng ý thế là hai chú bé đi kiếm một cái cuốc chim hỏng và một cái xẻng rồi bước vào một cuộc đi bộ trên một đoạn đường dài ba dặm của mình chúng đến nơi người nóng bừng mõm thở hổn hển liền xà xuống ngồi trong bóng cây du cạnh đó để nghỉ ngơi và kéo một hơi thuốc. Thầm nói, Tớ thích đi thế này, tớ cũng vậy. Này hết, nếu bắt được một kho báu ở đây thì phần mày, mày sẽ dùng làm gì? Ừ, tao sẽ chén một cái bánh tê và một cốc soda mỗi ngày và tao sẽ đi xem tất cả các gánh xiếc qua đây, tao dám chắc là đời tao sẽ tươi lắm. Được, vậy mày có thể dành một ít tiền không? Để dành, làm gì? Làm gì à, để có cái mà sống những ngày tới. Ôi chẳng cần, bố tao một ngày nào đó sẽ trở lại cái thị trấn này và ông ta sẽ quắp lấy hết. Nếu mình không xài vội đi và tao bảo cho mày biết nhé, ổng sẽ tiêu sạch rất nhanh thôi, thế với phần mày. Mày làm gì Tom? Tao sẽ mua một cái trống mới, một cây kiếm thật, chính cống, một cái ca vách đỏ, một con chó con giống đầu to và một người vợ. Cưới vợ? Ừ, thế đấy. Tom, đầu óc cậu không bình thường à. Cứ đợi mà xem. Được, thế thì mày làm một việc ngốc nghếch nhất trần đời. Nhìn bố mẹ tao kìa, đánh nhau và đánh nhau suốt tao nghĩ kỹ lắm rồi chẳng việc gì cô bé tao sẽ cưới làm vợ không biết đánh nhau tom tao nghĩ là họ giống nhau cả thôi họ đều sửa lưng cho người khác tất tao cho là cậu nên nghĩ lại một tí gì hơn tao bảo thật đấy tom tên con bé là gì không phải là con bé mà là cô bé tao nghĩ thì cũng giống như nhau thôi mà có người bảo là con bé, có người bảo là cô bé. Hai bên đều đúng, giống nhau cả. Nhưng tóm lại thì tên cô ta là gì thơm? Tao sẽ cho cậu biết một ngày nào đó, không phải bây giờ. Được, đồng ý thế. Nhưng nếu mày lấy vợ thì tao sẽ cô đơn hơn bao giờ hết. Không, mày sẽ không cô đơn, mày sẽ đến ở với tao. Thôi bây giờ ta động đậy đi chứ, đi nào hai chú bé lao động đổ mồ hôi trong nửa tiếng đồng hồ không kết quả gì chúng lại làm việc thêm nửa tiếng nữa cũng chẳng có kết quả gì khất nói họ bao giờ cũng chôn sâu thế hà có khi không phải bao giờ cũng thế tao nghĩ là chúng không đào đúng chỗ thế rồi hai chú bé chọn một điểm mới và bắt đầu lại công việc kéo theo lê thê một tí nhưng vẫn có tiến độ chúng kiên trì im lặng bền bỉ làm việc một lúc Cuối cùng thì hết chống sẻn đưa tay lao các giọt mồ hôi trên đông mày nói Rồi ta sẽ đào sâu nữa sao khi đã làm xong chỗ này? Tao nghĩ là có lẽ ta sẽ đào thử cây cổ thụ trên đồi ca điếp ở phía sau nhà mụ đàn bà quá. Tao cho chỗ ấy tốt nhưng mụ ta có vẻ sẽ lấy mất của ta không? thom đó là đất của mụ ta mà. Mụ ta lấy à, mụ ta thử xem. Ai mà tìm thấy cổ cất giấu thì là cổ thuộc về người đó, bất kể nó nằm trên đất của ai. Đồng ý như vậy, công việc tiếp tục. Một lúc thì khách lại nói, Mẹ kiếp, ta lại đào sai chỗ phải không? Mày nghĩ thế nào? Thật kỳ lạ hết sức hết ạ. À. Tao không hiểu nữa đôi khi bọn phù thủy xỏ mũi vào, Tao nghĩ là có thể là do như vậy mà thành ra rắc rối. Gớm, giữa ban ngày phù thủy cũng chẳng có phép ma gì. Này, thế này này, có thế mà chẳng nghĩ ra. Ô, tao biết vì sao rồi, chúng ta thật là một lũ ngốc nghếch đáng trách. Mình phải tìm cho ra vào lúc nửa đêm bóng cành cây ngã xuống đâu rồi mới đào ở đấy chứ. Tế tỳ đồ quỷ tha ma bắt tất cả công lao hôm nay đổ đi hết chẳng được việc gì treo cổ chúng lên tất cả đi chúng mình thế là phải đến đây lại vào ban đêm đường thật dài khủng khiếp mày có đi được không tao chắc phải đến chứ mà ta phải làm việc ngay tối hôm nay bởi vì nếu có ai đó nhìn thấy cái lỗ này thì trong một phút họ biết ngay đây là cái gì và họ sẽ tìm đến được tao sẽ đến quanh nhà mày và kêu meo meo tối nay. Tốt lắm. Thôi, ta giấu dụng cụ vào trong bụi cây đi. Tối hôm đó, vào giờ đã hẹn, hai chú bé đến đấy ngồi đợi trong bóng cây. Địa điểm thì phấn vẻ mà bóng tối thì khiến cho nó càng thêm uy nghiêm. Tiếng sủa sâu thẳm của một con chó văn phẳng ở ngoài xa, một con cú đáp lại tiếng chó bằng một âm điệu mồ mã sâu thẳm. Hai chú bé bị cảnh uy nghiêm, khuất phục. Hai chú bé nói rất ít. Một lúc thì chúng đoán đã đến 12 giờ. Chúng đánh dấu nơi bóng cây đổ xuống và bắt đầu đào. Khi vọng bắt đầu dâng cao, chúng càng thích thú thì càng cặm cụi lao động. Cái lỗ mỗi lúc một thêm sâu nhưng mỗi khi tìm các chú rộn lên, khi nghe tiếng cây cuốc chim đụng phải một vật gì thì các chú lại chỉ nhận thêm một thất vọng mới. Vì đó chỉ là một hòn đá hay một khúc gỗ. Cuối cùng Tom nói, chẳng được cái quái gì cả hết à, ta lại sai chỗ nữa rồi. Ừ, nhưng ta không thể sai được, ta đã đánh dấu bóng cành cây đúng chỗ. Tao biết rồi, nhưng còn chuyện khác nữa kia. Chuyện gì? Thế nào ta chỉ đoán giờ rõ là cũng có thể quá muộn, mà cũng có thể quá sớm hết đánh rơi chiếc xẻng nói đúng thế điều rắc rối chính là ở đây ta bỏ sót mấy điểm này chẳng bao giờ ta nắm được đúng giờ mà cứ làm kiểu thế này ở đây rùng rợn quá ta cảm thấy như sau lưng mình luôn luôn có một cái gì nhưng tao lại sợ không dám quay lui bởi vì có thể kẻ khác ở đây mặt đang đợi cơ hội từ khi đến đây, đến bây giờ tao cứ sợ gái liên tục. Ừ, tao cũng giống như vậy thôi hết ạ. À. Khi chôn kho báo ở dưới gốc cây, người ta còn thường đặt luôn vào đấy một cái xác chết để canh kho báo. Trời ơi! Thật đấy, người ta làm vậy đó. Tao thấy trong sách người ta nói làm như vậy. Tôm, tao chẳng muốn nghịch Ngọm dại dột ở chỗ có người chết chắc chắn là sẽ bị rắc rối với họ thôi. Tao cũng chẳng muốn khuấy động họ. Này Tom, thôi ta bỏ chỗ này đi và thử chỗ khác xem. Đúng, tao nghĩ thế là tốt hơn cho chúng mình. Chỗ nào nào? Tom suy nghĩ một lát rồi nói. Cái nhà có ma, đúng rồi. Mẹ khiếp, tao chẳng thích nhà có ma thôi mà đúng như hết này nó chỉ đi lang thang ban đêm thôi chúng chẳng ngăn được mình đào ở đấy giữa ban ngày được có thế nhưng mày biết đấy khối người chẳng còn đi qua ngôi nhà có ma ấy nữa đêm cũng như ngày đúng chủ yếu là vì sao dù sao thì người ta cũng không muốn đi qua một nơi có người bị chết nhưng ngôi nhà chưa ai thấy gì cả, trừ ban đêm chỉ có một vài ngọn lửa xanh lướt qua cửa sổ, còn ma thật sự thì chẳng có. Thế đấy, ở đâu mà mày thấy có ngọn lửa xanh lẫn vẫn bập bùng thơm ạ? À, thì ở đấy mày có thể chắc là có một con ma đi sát sau ngọn lửa. Nói thế là hợp lý, bởi vì mày biết là chẳng ai ngoài ma dùng lửa xanh. Đúng, có thể thế, nhưng dù sao thì ban ngày chúng cũng chả đến. Như vậy thì việc gì mà sợ? Được, được thôi. Mày đã nói vậy, tao sẽ thử ở ngôi nhà có ma, nhưng tao nghĩ cũng chỉ đánh liều. Ở giờ phút này thì chúng đã đi xuống đồi. Ở đấy, giữa cái thung lũng rải ánh trăng, dưới chân chúng dạt lên sừng sững ngôi nhà ma. Hoàn toàn cách biệt, vắng vẻ, bờ rào đã mất từ lâu, cỏ sum xê phủ đầy cả những bậc cửa, ống khói lò sưởi đổ tan tành. Cánh cửa sổ không còn. Một góc máy bị thụt vào trong. Hai chú bé đứng một lúc. Một nửa là để đợi xem một ngọn lửa xanh luồn qua cửa sổ. Xong rồi hạ à, thấp giọng nói để thích nghi với thời gian và hoàn cảnh. Chúng sẽ ra xa về phía bên phải để khoảng cách với ngôi nhà ma xa thêm và lên đường về nhà xuyên qua khu rừng dưới chân đồi Kadip. Chương 26. Vào khoảng trưa hôm sau hai đứa bé lại đến chỗ cái cây khô chết tìm dụng cụ. Thom nóng lòng muốn đến ngôi nhà có ma. Hết thì cũng muốn thế mà vừa phải hơn. Bỗng hết nói. Này Thom, mày có biết hôm nay là thứ mấy không? Tom quẩn qua các ngày trong tuần lễ rồi vội dướng mắt lên sửng sốt à tao không hề nghĩ đến hết ạ à. ừ tao cũng có nghĩ đâu nhưng bỗng nhiên vụt nhớ ra là thứ sáu ôi chào người ta không thể nào là quá cẩn thận hết ạ à. làm một việc như thế này mà vào ngày thứ sáu thì có thể gặp khó khăn kinh khủng có thể à chắc chắn thì đúng hơn cũng có một số ngày đỏ có thể nhưng thứ sáu chẳng phải là ngày đỏ thằng cha nào mà chả biết tao không cho rằng mày là anh chàng khám phá ra điều đó lần đầu tiên đâu hết ạ à. ừ thì tao có bao giờ nói tao là người đầu tiên đâu phải không mà không phải chỉ có chuyện thứ sáu đâu nhé khi tối tao mơ một giấc mơ xấu lạ lùng mơ thấy chuột thôi Đêm khó khăn chắc chắn rồi, chúng có cắn nhau không? Không. Được tế thì tốt, khi nào mà chúng không cắn nhau thì đó chỉ là điều khó khăn chung quanh, mày biết không? Điều chúng ta phải làm là nhìn cho rõ, cho thật kỹ và tránh đi. Thôi, hôm nay ta gác việc này lại và đi chơi thôi. Mày có biết chuyện Robin Hood không hết? Không, Robin Hood là ai vậy? Thế nào, chàng ta là con người vĩ đại nhất từ xưa đến nay của nước Anh. Con người tốt nhất, chàng là một tướng cướp. Thế hả? Ước gì tao được thế? Chàng ta cướp của ai? Chỉ những tên quận trưởng dám một những kẻ giàu có, những nhà vua và những hạng người tương tự. Còn thì chẳng bao giờ quấy nhiễu người nghèo mà còn thương yêu họ. Bao giờ chàng cũng chia phần cho họ thật thẳng, cạnh vuông góc. Thế chàng là một viên gạch chắc. Tao đánh cược chàng là thế đấy khách ạ, à. rồi Robin Hood là một con người cao thượng nhất đời, bây giờ chẳng còn người như thế nữa. Tao có thể nói với mày như vậy, chỉ cần một tay chàng có thể đánh gục bất cứ người nào ở anh, mỗi một khi dương cây cung thủy tùng của mình lên là chàng có thể cho mũi tên thấu qua lỗ đồng tiền 10 xu đặt cách xa một dặm rưỡi. Cung thủy tùng là gì? tao chả rõ là một loại cung gì đó chắc thế nếu chỉ bắn trúng đồng hào kia ở bên rìa thì chàng ngồi xuống khóc và chửi đổng thôi ta đi chơi robin hood đi chơi trò này thú lắm tao sẽ bày cho mày tán thành thế là hai đứa bé chơi trò robin hood suốt cả buổi chiều chốc chốc lại đưa con mắt khao khát nhìn lên ngôi nhà có ma và trao đổi với nhau một nhận xét về những triển vọng và khả năng có thể xảy ra ngày mai ở đấy. Mặt trời bắt đầu lặn về tây. Chúng lên đường ra về, tay cắt chéo các bóng cây dài và một lát thì đã sâu. Không còn nhìn thấy vào trong khu rừng quanh đồi Ca Điếp. Hôm thứ Bảy, sau 12 giờ không lâu, hai chú bé đã trở lại ở cái cây hôm trước. Chúng khảo một ít chuyện trong bóng cây rồi đào một tí ở cái lỗ cũ chẳng với hy vọng gì nhiều vì chỉ vì Thom nói rằng có lắm trường hợp người ta bỏ một kho của sau khi đã đến cách đó không đầy 10 phân để cho một kẻ khác sau đó đi qua chỉ việc thọc một nhánh sẽ là nó bật lên được. Nhưng lần này thì hy vọng đó không thành và hai chú lại cho cuốc xẻng lên vai đi tới nơi mới với cảm giác rõ rệt rằng các chú không đùa với số phận mà đã thực hiện đầy đủ tất cả những yêu cầu thuộc về công việc săn tìm kho báu. Khi chúng đến ngôi nhà có ma, thì có một cái gì kỳ dị và rùng rợn quá chừng trong cái cảnh im lặng chết, đang ngự trị ở dưới ánh trăng trời như nung như đốt, và một cái gì làm đảng lòng quá chừng trong vẻ quạnh quẻ thê lương của địa điểm khiến cho chúng sau một lúc phải sợ không dám vào. Sau đó thì chúng bò tới cái cửa chính, hé nhìn vào, vừa nhanh vừa rung. Chúng thấy một căn phòng không có sàn, cỏ mọc đầy, không trát vôi. Một chỗ trước đây đốt lửa, những cửa sổ trống không, một cái cầu thang đã mục nát và đây đó, khắp nơi, lồng thông những mạng nhện rách. Rồi chúng nhẹ nhẹ bước vào mạch đập nhanh hơn nói chuyện chỉ thì thầm tay cảnh giác để bắt tiếng động khẽ nhất cơ bắp thì căng lên và sẵn sàng cho một cuộc rút lui tức khắc sau một chốc ngắn thì quen dần khiến cho chúng bớt sợ chúng xem xét địa điểm một cách tỉ mỉ chăm chú phần nào khâm phục sự táo bạo của chính bản thân mình và cũng ngạc nhiên về sự táo bạo ấy sau đó thì chúng muốn lên xem trên gác làm thế là cũng giống như tự cắt đứt đường rút lui của mình. Nhưng hai chú lại cứ khích lệ nhau và kết quả. Tất nhiên chỉ có một việc là hai chú ném cuốc sẻn vào một góc để leo lên. Bên trên cũng nguyên một cảnh tan thương giống y như vậy. Trong một góc, chúng thấy một cái kho kín đáo nhưng chẳng có gì trong đó cả. Lòng can đảm của chúng bây giờ đã vững. Chúng sắp bỏ xuống và bắt đầu làm việc thì thơm nói Xích. hết thì thào sợ tái mặt cái gì thế Xích. đấy có nghe thấy không có ôi trời chuồn thôi cứ yên mày đừng nhúc nhích chúng đang đến ở cửa đấy hai chú bé nằm dài xuống sàn đưa mắt nhìn qua cái lỗ mắt gỗ trên sàn ba năm đợi, khổ sở vì sợ hãi. Chúng dừng lại rồi. Không, đến đây, chúng đây rồi. Đừng thì thầm một tiếng gì hết nhé, lại chúa ước gì đừng bắt vào đây. Hai người đàn ông đi vào. Mỗi chú bé đều tự nhủ. Mới đây có lão người Tây Ban Nha câm và điếc đã quanh quẩn một đôi lần ở phố, chưa thấy con người kia bao giờ con người kia là một con người rách rưới bù xù nét mặt phẳng có gì vui vẻ cả lão tây ban nha quấn khăn choàng để bộ ria trắng rậm mái tóc bạc dài lồi xuống dưới cái phủ phớt to phành lão ta đeo kính râm mắt xanh lục lúc đi vào nhà con người kia nói chuyện khe khẽ chúng ngồi xuống đất quay mặt về phía cửa lưng ấp vào tường Người nói chuyện tiếp tục nhận xét, càng nói điệu bộ càng ít về dặt hơn, lời nói càng nghe rõ hơn. Nó bảo, Không, tao nghĩ công việc thế là xong rồi, nhưng tao không thích, thật nguy hiểm. Lão câm và điếc người Tây Ban Nha cào nhào, mà hai chú bé thì ngạc nhiên vô kể. Nguy hiểm, đồ nhát gan, nhão như bánh nhúng sữa. Giọng nói ấy khiến cho hai chú bé há hốc miệng và rung bần bật. Đúng, y sang soi rồi. Im lặng một lúc rồi soi nói. Có gì nguy hiểm hơn công việc vừa xong kia, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chuyện đó khác. Ở xa trên đầu sông và chẳng có một nhà nào khác cả. Dù rằng ta không thành công thì cũng chẳng bao giờ có ai biết được việc ta đã làm. Được thế có gì nguy hiểm hơn là đến đây giữa ban ngày bất cứ ai thấy chúng ta cũng có thể nghi ngay tao biết thế nhưng chẳng còn một chỗ nào khác thuận tiện hơn cái công việc khỉ gió kia tao muốn bỏ cái chòi này đi nhưng tao đã muốn từ hôm qua nhưng không thể nhúc nhích gì được khỏi nơi này bởi vì mấy thằng bé chết tiệt kia chơi trên đồi nhìn rõ mồm mộp dưới ánh sáng của lời nhận xét kia, hai thằng bé chết tiệt lại rung lẩy bẩy, nghĩ rằng mai sau mà chúng nhớ được hôm qua là thứ sáu và kết luận đợi thêm một ngày. Từ đáy lòng thì chúng tiếc sao không đợi một năm. Hai lão đem thức ăn ra ăn trưa. Sau một thời gian dài im lặng suy nghĩ, Isa soi nói. Nghe đây, bây giờ mày trở lại, về quê mày, phía bên sông đợi đấy cho đến khi có tin tao, tao nhân dịp này xuống phố một lần nữa, nhìn qua một cái, tao sẽ làm cái việc nguy hiểm kia sau khi tao đã nhìn kỹ một tí chung quanh và cho rằng tình hình có chiều tốt để bắt tay. Sau đó là Tết đi tết sách, ta sẽ cùng đi với nhau. Thế là ổn, hai lão liền ừ. ngáp lấy ngáp để và Isan Soi nói. Tao buồn ngủ chết được, đến phiên mày canh nhé. Lão ta cuộn người xuống giữa cỏ và lập tức bắt đầu ngái. Tên đồng bọn của lão ta thì cúi người xuống lai lão một hai lần, rồi lão nằm yên như chết. Bây giờ thì chính lão canh bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu lão gục xuống ngày càng thấp và giờ đây thì cả hai thi nhau ngái. Hai chú bé thở một hơi dài hoàn hồn, thòm nói nhỏ. Phận mai đến với chúng ta đây rồi, đi đi, Khách đáp, tao chịu thôi, chúng mà dậy thì tao có chết. Thâm dục, khách dằn lại. Cuối cùng thì thâm chậm chậm nhẹ nhàng bước lên đi một mình. Nhưng chúng mới bước, bước đầu tiên thì cái sàn ọp ẹp đã réo lên một tiếng cọt kẹt, ghê tẩm khiến chú phải nằm, phục xuống sợ đến chết. Chú chẳng bao giờ thử một lần thứ hai nữa, hai chú bé nằm đấy đếm thời khắc trôi qua cho đến khi đối với chúng hình như thời gian đã chấm dứt và vĩnh viễn hiện nổi lên bằng màu xám. Đúng lúc đó thì chúng mừng thầm nhận thấy rằng cuối cùng thì mặt trời đang lặn. Ngay lúc đó, một tiếng ngái dừng lại, Isan Soi ngồi dậy nhìn chung quanh, mỉm cười nham hiểm khi thấy tên đồng bọn đầu gục xuống gối, lấy chừng lai like hán dậy, nói Giỏi nhỉ, mày canh như thế hả? Thôi, cũng được, may mà chẳng có gì xảy ra. Trời, tao có ngủ không nhỉ? Ồ, oh, tí chút tí chút thôi, sắp phải đi rồi đấy ông bạn ạ. À. Đồ cướp được thì làm thế nào bây giờ? Tao không biết, để lại đây như mọi khi ta vẫn làm, tao nghĩ thế. Chả cần phải mang theo chừng nào ta chưa đi Nam. 650 đồng tiền bạc cũng khá đấy được đúng mà không chẳng còn lý do gì để đến đây một lần nữa không nhưng tao bảo là đến vào ban đêm như ta thường làm thì tốt hơn ừ nhưng nghe đây có thể là khá lâu tao mới tìm được dịp tốt làm cái việc kia tai nạn cũng có thể xảy đến đây chẳng phải là một nơi tốt lắm chi bằng chúng ta chôn thật sâu vào hay ý kiến hay tên đồng bọn nói rồi bước đi ngang qua phòng quỳ xuống, nâng một viên đá lát mép lò sưởi lên. Rút ra một cái túi kêu len ken một cách thật vui tay, lão ta nhóm lấy hai ba mươi đô la cho mình, một số bằng chứng ấy cho Isan Soi rồi trao túi cho Soi. Lúc ấy cũng đang quỳ gói đào một góc với cái mát săn thú của mình. Hai chú bé lập tức quên hết sợ hãi, quên hết cả những lo lắng khổ sở của mình. Mắt thao háo, chúng theo dõi từng cử chỉ một của hai tên cướp. May mắn quá, cái may mắn thật huy hoàng, quá mọi sức tưởng tượng. 600 đô la là một số tiền đủ để làm cho nửa tá trẻ em trở thành giàu có. Đây là một kho báo săn được với những bảo đảm chắc chắn nhất, không còn phải rắc rối, phỏng đoán không biết đào ở đâu. Mỗi lúc chúng lại lấy khỉu tay trút nhau, những cái thúc đầy lời nói và dễ dàng hiểu ra rằng vì chúng có nghĩa là ô bây giờ mày có mừng là mình đã đến đây không nào cái mắt của soi động phải một vật gì hắn ta nói này tên đồng bọn của lão hỏi cái gì thế một tấm ván đã Một không một cái hòm tao chắc thế này giúp một tay tao sẽ xem nó ở đây làm gì Đừng lo, tao đã phạt thủng một lỗ. Lão ta thọc tay vào hòm rồi rút ra. Cậu ơi, tiền! Hai lão xem kỹ, nắm tiền. Toàn là tiền vàng. Hai chú bé trên gác cũng bị kích thích, cũng thích thú như hai lão. Tên đồng bọn của soi nói. Việc này ta chỉ là một nhón là xong. Có cây cuốc, chim gỉ, củ, giữa cỏ, trong góc, ở phía bên kia, chỗ nhóm lửa tao mới nhìn thấy cách đây một phút lão ta chạy đến lấy cây cuốc và cái xẻng của các chú bé y xôi cầm cây cuốc nhìn tỉ mỉ lắc đầu lẩm bẩm một điều gì đó rồi bắt đầu đào không mấy chốc cái hòm đã được lôi lên mặt đất hòm không lớn bột sắt và phải là rất chắc trước khi bị năm tháng làm hư hỏng hai lão nhìn kho của một lúc im lặng tràn đầy sung sướng. Isansoi nói, ông bạn ơi, ở đây có đến hàng nghìn đô la. Lão là mặt kia nhận xét. Người ta đồn mãi lâu nay rằng bọn cướp mua reo có một mùa hè quanh quẩn mãi ở đây. Isansoi nói, tao biết và hình như đúng thế. Giờ thì mày chẳng cần phải làm cái việc kia nữa. Lão người lai cào mày nói. Mày chẳng hiểu gì cả, ít nhất là mày không nắm được toàn bộ câu chuyện này. Không phải chỉ có việc cướp, đây là trả thù, là một ngọn lửa hung ác rực lên trong ánh mắt lão ta. Tao cần mày giúp tao trong việc này, khi nào xong thì bù đi té sách. Thôi, bây giờ về với vợ và mấy đứa nhóc của mày đi. Ngồi đấy cho đến khi bắt được tin của tao. Được. Nói vậy thì ta làm gì với thứ này bây giờ lại chôn xuống? Đúng. Thích thú mê sai ở trên gác. Mà không, lại vị tù trưởng tối cao, không. Thất vọng sâu cay trên gác. Xích quên, cái cuốc này bám đất mới đào. Hai đứa bé sợ phát ốm trên một góc. Một cái cuốc với một cái xẻng ở đây để làm gì? Ai mang lại đây? Họ đi đâu rồi? Mày có nghe tiếng ai không? Có thấy ai không? Sao nào? Chôn lại để cho họ tới thấy đất mới đào mới sáu à? Không nên thế, hãy đem về sào nguyệt của tao. Ừ, tất nhiên, đáng lý phải nghĩ đến đấy từ đầu. Cậu muốn nói là số một. Không, số hai, dưới cây thánh giá, chỗ kia không tốt, trông thường quá. Tốt, sắp tối rồi, đi được rồi đấy. Isansoi đứng lên, đi từ cửa sổ này qua cửa sổ kia, cảnh giác khé nhìn ra ngoài, rồi hắn ta nói Ai có thể mang cái dụng cụ này tới đây, mày có nghĩ rằng họ có thể ở bên trên không? Hơi thở bỗng nhiên bỏ rơi hai chú bé, Isansoi đặt tay lên cán dao, dừng lại một lát, lưỡng lự rồi quay về phía cầu thang. Các chú bé nghĩ đến cái phòng kho nhưng chúng chẳng còn sức lực nào nữa. Bước chân đi kẹo kẹt lên thang gác, tình thế nguy khốn, cùng cực. Thực tình quyết tâm trước đây bị lung lai của hai chú bé. Chúng sắp nhảy đến cái ra giữa đất, giữa đống gỗ gãi của chiếc cầu thang mục nát. Hắn ta vừa lòm còm đứng dậy, vừa chửi đổng còn tên đồng bọn của hắn thì nói Thôi, lên làm quái gì? Nếu có người và họ ở trên kia thì họ cứ nằm đấy cần gì. Nếu họ muốn nhảy xuống bây giờ để chốc lấy một cái hậu quả thì ai cấm họ. 15 phút nữa là trời tối, họ thích thì cho cứ lần theo ta. Tao mong thế đấy. Theo tao thì thằng nào mang cái của này đến đây đã nhìn thấy ta thì cho ta là ma quỷ hay là phong hồn gì đó tao tin là bây giờ chúng đang vắt chân lên cổ mà chạy Rồi cào nhào một lúc rồi đồng ý với bạn rằng còn chút ánh sáng hoàng hôn nào thì phải tiết kiệm sửa soạn đồ đạc mà đi chỉ một lát sau thì hai lão đã chuồn ra khỏi ngôi nhà trong bóng chiều hôm càng tối sẫm thêm mang theo cái hòm báo của chúng đi về phía bờ sông thom và hết đứng dậy yếu ớt nhưng nhẹ người vô cùng hai chú nhìn theo hai tên cướp qua các kẻ hở của ngôi nhà. Đi theo, chẳng phải việc của chú có thể làm được. Hai chú bé bằng lòng với việc cố tụt xuống đất mà khỏi gãy cổ và theo con đường mòn vượt qua đồi mà về hướng thị trấn. Hai chú chẳng nói chuyện nhiều vì cứ mãi tự căm thù mình. Căm thù cái vận rủi đau đớn khiến các chú mang cuốc sẻn tới đây chẳng có các thứ đó thì Isansoi chẳng bao giờ nghi ngờ gì cả. Hắn ta sẽ cất giấu số cả số bạc, cả số vàng ở đấy đợi cho đến khi rửa được thù và rồi sẽ khốn khổ nhận thấy rằng số của đó hóa ra đã mất. phẫn rủi cay đắng thật chỉ vì cái tội mang cuốc sản tới đây. Hai chú quyết để ý theo dõi lão Tây Ban Nha kia khi lão về thị trấn thăm dò, nắm cơ hội để hành động báo thù và theo gót lão đến cho được số 2. Bất cứ nó ở đâu. Nhưng rồi một ý nghĩ rùng rợn phục đến với Tom. Trả thù, nếu nó muốn trả thù chúng ta thì sao hết? Ô, oh, mày đừng nói nữa. Hết nói mà hầu như muốn ngất xỉu. Chương 27 cuộc đi mạo hiểm trong ngày trở lại quấy rối dữ dội các giấc mơ của tom đêm hôm đó bốn lần chú đã đặt tay lên cái kho báu mở màn kia nhưng bốn lần nó lại tuột khỏi cái ngón tay của chú thành số không khi giấc ngủ lìa khỏi chú thì chú trở lại với sự thật không may đau đớn của mình lúc tảng sáng thì trong khi chú nằm nhớ lại các sự kiện của cuộc phiêu lưu lớn của mình thì nhận thấy dường như chú lùi về một cách kỳ lạ vào một nơi thật xa xăm, có thể chú đã xảy ra trong một thế giới khác, hay là vào thời đại đã qua lâu rồi. Song đó, chú lại nghĩ rằng chính cuộc phiêu lưu lớn ấy chỉ là một giấc mơ, có một bằng chứng rất vững bảo đảm cho ý đó. Là số tiền vàng chú đã nhìn thấy quá lớn khó tin có thật. Trước đây thì chú chưa bao giờ thấy một lúc 50 đô la và chú giống như mọi đứa bé cùng đứa tuổi và cùng cảnh trên đời này ở chỗ chú nghĩ rằng mọi lời nói nhắc đến trăm và nghìn đều chỉ là những lời nói hoang đường chứ sự thật thì những khối tiền như vậy không hề có ở trên đời chú chẳng bao giờ nghĩ dù chỉ một lúc rằng có thể thấy một con người nào đó có được một số tiền lớn đến những một trăm đô la bằng đồng tiền thật sự nếu đem phân tích nhận thức của chú về các kho của cải được cất giấu thì sẽ thấy chúng gồm có một nắm hào thực cộng vào là một thúng đô la mơ hồ rực rỡ nhưng không nắm được nhưng chú càng suy đi nghĩ lại đến mệt mỏi về cách sự kiện của cuộc phiêu lưu thì có sự kiện đó lại hiện lên càng rõ nét và giờ thì chú thấy mình nghiêng về cảm giác rằng, nói cho cùng thì sự việc có thể không phải là một giấc mơ. Sự không chắc chắn đó phải được quét sạch, chú phải ngốn vội bữa điểm tâm và đi tìm cho ra hết. Hết đang ngồi trên mép một chiếc thuyền, đái bằng, lơ đảng, đu đưa, hai chân trong nước có vẻ rất buồn rầu. Tâm quyết định là cứ để cho hết tự dẫn đến vấn đề, nếu cậu ta không làm thì tức là cuộc phiêu lưu sẽ được xác minh chỉ là một giấc mơ chào hết chào im lặng một phút thơm giá ta để dụng cụ chết tiệt ấy ở cái cây khô thì chúng ta đã được một số tiền rồi đấy nhỉ ôi khủng khiếp thật phải không à không phải là mơ thế thì không phải là mơ rồi dù sao tao cũng hầu như mong là mơ tao mà không mong thế thực thì tao là đồ chó hết à cái gì không phải mơ ồ cái chuyện hôm qua ấy mà tao ngờ chỉ có thực có một nửa thôi mơ à nếu cái cầu thang không gãy thì mày đã phải thấy một giấc mơ dài bao nhiêu rồi đấy tao cũng mơ chán suốt đêm trong suốt những giấc mơ đều thấy con quỷ người Tây Ban Nha che mặt ấy đi tìm mình, cho nó chết đi. Không, không phải cho nó chết đi, mà phải tìm cho ra nó, tóm lấy số tiền. Tom ơi, ta chẳng bao giờ tìm ra được nó đâu. Một con người chỉ có thể có được một dịp mai, được ngần ấy tiền. Chẳng lẽ hắn lại để cho mất, mà nếu phải gặp lại hắn thì dù sao cũng cảm thấy sẽ phải rung khủng khiếp lắm. Ừ, thì tao có khác gì, nhưng thế nào thì chăng nữa thì tao cũng muốn thấy lại nó theo vết chân nó cho đến khi tìm được số 2 của nó. Số 2, đúng. Đúng. Thấy đấy, tao cũng đang nghĩ về cái đó nhưng tao không thể tìm ra được gì cả. Mày nghĩ đó là cái gì? Tao cũng vậy. Thật là kính như bưng. Nhưng này, hấp, có thể đó là số của một ngôi nhà trắng. Hay, Tom. Không, chẳng phải đâu. Nếu là đúng thì cũng chẳng phải trong thị trấn chỉ có một con đường này đâu. Ở đây chả có số nhà. Được, có thể thật. Để tao nghĩ một phút xem nào. Đấy rồi, một số phòng trong quán trọ cậu biết chứ à cái mẹo là ở đấy đấy ở đây chỉ có hai quán trọ ta sẽ tìm ra được nhanh thôi hết mày ở đây cho đến khi tao trở lại nhé lập tức tom bỏ đi chú không muốn có hết cùng đi những chỗ đông người chú đi đã được nửa giờ chú tìm biết được rằng trong cái quán trọ sang thì buồn số 2 là do một lượt gia trẻ ở từ lâu và hiện nay còn ở ở cái quán trọ mà bề ngoài khiêm tốn hơn thì buồn số 2 là một cái gì bí ẩn thằng con trai nhỏ của chủ quán bảo là buồn đó thấy khóa suốt và nó không hề thấy ai ra vào buồn ấy trừ ban đêm chú chẳng biết lý do đặc biệt đã dẫn đến tình huống đó chú cũng thắc mắc một tí nhưng dường như ít thôi và làm cho gian buồn càng thêm bí mật bằng cách nuôi dưỡng một ý nghĩ rằng gian buồn có ma vì nhận thấy là đêm hôm qua trong buồn có ánh sáng. Đấy là tất cả những gì tao đã môi ra được hết ạ. À? Tao cho đó đúng là số 2 ta đang tìm. Tao cũng nghĩ là đúng vậy Tom ạ. À. Thế bây giờ phải làm gì? Để tao suy nghĩ đã. Tom nghĩ một hồi lâu rồi nói. Tao bảo này, cửa sau của số 2 nhìn ra một hẻm nhỏ, chật, chạy giữa quán trọ và một cái kho cũ cà tàn bằng gạch. Bây giờ mày đi kiếm tất cả những cái chìa khóa cửa mà mày có thể kiếm được, còn tao thì về xoáy tất cả cái chìa khóa cửa của dì Polly. Đêm nào bắt đầu tối trời thì là chúng ta sẽ đến đấy thử chia mà nhớ nhé, để mắt nhìn Izan rồi bởi vì hắn ta bảo là hắn xuống thị trấn để nhìn quanh một lần nữa nhằm nắm thời cơ mà hành động báo thù. Thấy hắn ta thì mày phải theo sát ngay, nếu hắn ta không về buồng số 2 thì đó chẳng phải là chỗ đúng. "Trời, tao chẳng muốn theo hắn mà chỉ có một mình." "Sao? Trời sẽ tối mò." Đó là điều chắc chắn, hắn ta không bao giờ nhìn thấy mày, mà có thấy thì có thể hắn chẳng nghĩ gì hết. Được, nếu trời thật tối thì tao hứa sẽ theo vết hắn, mà không, không phải tớ sẽ thử thôi. Cược với mày hết ạ, à, là nếu trời tối thì tao sẽ theo hắn. Sau nào, hắn ta có thể thấy rằng hắn không thể trả thù được và trở lại ngay tìm số tiền. Đúng thế Tom ạ, à. đúng thế, tao sẽ theo gót lão, thề có trời, tao sẽ theo. Thế là mày nhận lời rồi nhé, đừng dao động nghe không, hết. Tao cũng không. Chương 28 Đêm hôm đó Tom và Hết đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu của mình. Chúng quanh quẩn ở gần cái quán trọ cho đến quá 9 giờ tối. Một chú thì từ xa nhìn về phía cái ngõ hẻm một chú thì nhìn về phía cửa quán trọ chẳng có ai ra vào cái hẻm cả chẳng có ai dạng người như lão người tây ban nha ra vào cửa quán trọ đêm có thể sẽ đẹp trời tom bỏ ra về với ý định là nếu trời thật tối hơn thì hết sẽ đến meo meo và ngay lập tức thì chú sẽ trốn đi thử chìa khóa nhưng trời đêm vẫn sáng nên thất chấm dứt buổi canh về ngủ trong một chiếc thùng đựng đường bỏ không vào khoảng 12 giờ khuya. Ngày thứ ba, của chú cũng không gặp mai, giống như thế. Cả ngày thứ tư cũng vậy, nhưng tối hôm thứ năm thì trời có vẻ thuận lợi hơn. Thơm chồn đi giữa cảnh đêm tối mịt, cầm theo chiếc đèn sắt sách tay của dì Bô và một chiếc khăn tắm rộng để che kính ánh đèn chú giấu cây đèn trong chiếc thùng đường rỗng của hết và cuộc theo dõi bắt đầu một giờ trước lúc nửa đêm quán trọ đóng cửa đèn quán trọ những ngọn đèn duy nhất còn lại quanh vùng đó tắt hết mọi cái đều có điềm lành trời tối đen và im lặng hoàn toàn chỉ thỉnh thoảng mới nghe tiếng sấm rì rầm ở đằng xa bất ngờ ngắt quãng thom lấy cây đèn tấp lên trong chiếc thùng, dùng chiếc khăn quấn kín lại, rồi hai nhà phiêu lưu rón rén đi về phía quán trọ trong đêm tối. Hết đứng canh, còn Tom thì lần đường đi vào ngõ hẻm. Sau đó là sự chờ đợi khắc khoải, nó đè nặng lên tâm trí của hết như một quả núi. Chú bắt đầu mong nhìn thấy một tia sáng của ngọn đèn sắt tay. Tia sáng sẽ làm cho chú sợ, nhưng ít nhất nó cũng nói lên rằng Tom còn sống. Dần hình như từ khi Tom biến đi, hàng giờ đã trôi qua, chắc chắn là Tom đã ngất xỉu đi rồi, có khả năng Tom đã chết rồi cũng nên, có thể là tim nó đã vỡ vì khiếp sợ và vì sự kích động quá mạnh. Hết càng không yên tâm thì càng thấy mình tự nhiên dịch lại gần cái ngõ hẻm, lo sợ mọi thứ khủng khiếp và có lúc như chờ đợi một thảm họa nào xảy đến cắt đứt hơi thở của mình, mà cũng chẳng còn gì nhiều nữa mà cắt, vì hình như chú chỉ còn đủ khả năng khích vào từng hớp nhỏ, và tim chú thì sắp bị kiệt sức đến nơi với cái kiểu đập của nó. Bỗng nhiên thì một tia sáng lòe lên và thơm phóng như tên bay đến cạnh chú nói, Chạy đi, chạy nhanh, không thì chết cả lũ bây giờ tom chả cần nhắc đến tiếng thứ hai một lần nói là đủ hết đã xảy với vận tốc ba bốn mươi dặm một giờ trước khi có tiếng nhắc lại hai đứa bé không hề dừng lại mãi cho đến khi tới cháy của một lò mổ bỏ hoang ở cuối làng chú vừa tới bước chân vừa ẩn nấp thì giông bão và mưa ập đến tom vừa mới lấy lại một hơi đã nói Hết ơi khủng khiếp tao mới thử được hai chiếc chìa khóa cố nhẹ được chừng nào hay chừng ấy, nhưng dường như cái chìa làm khuyên áo quá chừng nên tớ không thể nào bắt được hơi thở của tao. Tao sợ quá đổi, thế mà chúng vẫn không quay được trong ổ trái lại, thế mà không thể ý làm gì. Tao nắm lấy quả đấm và cái cửa bỗng nhiên mở ra. Cửa không khóa, tớ nhảy vào, vứt cái khăn đi và lại phong hồn của Ski Sắc. Cái gì? Mày thấy gì thơm? Hết ơi, tao suýt bước lên trên bàn tay của Izan Không. Có, hắn ta nằm đấy ngủ như chết giữa nền nhà. Một con mắt bịch kính như trước hai tay gian rộng ra. Ôi trời, thế mày làm gì? Hắn ta có thức dậy không? Không, chẳng nhúc nhích cự quậy tí gì. Sai, tao chắc thế. Tao với ngay cái khăn và vù luôn. Tao thì tao chẳng bao giờ còn nghĩ đến cái khăn, tao chắc vậy. Ừ, tao thì tao phải nhớ, không thì gì bô ly sẽ làm cho đến khổ nếu đánh mất khăn. Tom, mày có thấy cái hòm không? Hết ả, tao không đợi mà nhìn quanh được, tao chẳng thấy cái hòm mà cũng chẳng thấy cái cây thánh giá. Tao chẳng thấy gì ngoài một cái cuốc sắt và một cái chai ở giữa nền bên cạnh y xanh xôi. Đúng, tao còn thấy hai cái thùng và vô số cái chai khác nữa ở trong buồng. Bây giờ mày đã thấy vấn đề là cái buồng đó có ma là như thế nào chưa? Thế nào? Không thấy à? Có ma rượu whisky có thể là tất cả các quán trọ tiết độ đều có một buồn có ma như thế cả phải không hết đúng tao cũng tin có thể là như thế ai mà nghĩ được có chuyện như vậy nhưng thom này y san soi mà sai thì đây chính là lúc tốt nhất để chớp cái hòm đúng đấy mày làm thử nhé hết trùng mình không tao nghĩ là không được tao cũng nghĩ không được hết ạ à. chỉ có một chai nằm bên cạnh rồi là chưa đủ có ba chai thì hắn ta mới ngủ say khi đó tao sẽ làm một thời gian im lặng kéo dài để suy nghĩ rồi Tom nói nghe đây hết à thôi ta đừng thử nữa cho đến khi nắm chắc là Isan soi không có trong đó có chắc chắn phần trăm là thế nào cũng nhìn thấy hắn ta đi ra. Lúc này thì hai lúc khác, khi đó thì ta sẽ chợp cái hộp nhanh hơn khi chớp. Đúng, đồng ý. Tao sẽ canh suốt cả đêm và đêm nào tao cũng canh nếu mày làm phần còn lại của công việc. Tốt lắm, tao sẽ làm tất cả những gì mày phải thực hiện là chạy tới khu ngã tư rồi meo meo lên. Nếu tao ngủ thì lấy sỏi ném vào cửa sổ, sẽ có tao ngay đồng ý, ngon sơi thật. Hết này, bây giờ cơn giông qua rồi, tao về nhà đây, độ 2 giờ nữa, trời sẽ rạng, mày trở lại canh luôn được không? Tao đã bảo là tao sẽ làm thì tao sẽ làm thôi mà, tao sẽ lai phản ở cái quán ngày mỗi đêm trong một năm tròn cho mày xem. Ngày tao sẽ ngủ, tao đêm tao sẽ canh. Thế thì tốt lắm, Bây giờ mày định ngủ đâu? Trong vựa cỏ khô của Ben Ruger, Ben cho phép tao, mà cả bác sách, người bác người da đen của bố cậu ta cũng cho, tao xách nước hộ cho bác sách. Khi nào bác cần giúp thì bất cứ lúc nào tao xin thì bác tao ít tí gì để ăn nếu bác giành được. Đấy là một bác da đen thật tốt, Tom à. Bác ta yêu tao bởi vì tao không bao giờ làm ra vẻ ở bên trên bác. Đôi khi tao ngồi xuống cùng ăn với bác, nhưng mày chẳng cần kể lại chuyện đó nhé. Việc gì người ta làm khi người ta đang đói xỉu thì người ta không cho đó là việc làm chính đáng. Được nhé, nếu mày không cần gì mày trong ban ngày thì tao sẽ cứ để cho mày ngủ. Tao sẽ chẳng đến quanh quẩn quấy rầy mày đâu. Nhưng ban đêm thì bất cứ lúc nào mày thấy có gì mới là nhảy ngay đến chỗ tao và meo meo lên nhé. Chương 29 Điều đầu tiên mà Tom nghe thấy sáng hôm thứ Sáu là một tin mừng. Gia đình thẩm phán Thatcher đã trở về thị trấn Sách Tối hôm qua, trong một thời gian qua thì cả Isansoi lẫn cái kho báo lùi về hàng thứ yếu và Becky lên chiếm vị trí hàng đầu trong sự quan tâm của chú bé. Chú đi tìm gặp cô và hai cô cậu chơi trò trinh thám và canh nương với nhau thỏa thích với một lũ bạn học. Ngày hôm đó thì được hoàn thành và kết thúc một cách đầy đủ. Becky vội mẹ quyết định cho cô tổ chức cuộc biết, biết đã hứa từ lâu và đã hoãn lại trong một thời gian dài, vào ngày hôm sau và bà đã bằng lòng. Cô bé vui sướng không bờ bến, Tom thích thú cũng chẳng kém. Lời mời được nhắn gửi đi trước khi mặt trời lặn và ngay lập tức thì bọn trẻ con trong làng như lên cơn sốt chuẩn bị và bàn tán trước một cách thích thú. Sự kích động đã khiến cho Tom thức được. Thật khuya, chú rất hy vọng nghe thấy tiếng meo meo của hết và chiếm được cái kho báu để ngày hôm sau đó thì làm cho Becky và các bạn cùng đi lát mắt ngạc nhiên. Nhưng chú không được tội nguyện, đêm hôm đó chẳng có tín hiệu gì cả. Cuối cùng sáng hôm sau đã đến và vào khoảng 10 hoặc 11 giờ, cả một đoàn trẻ con vui nhộn ầm ĩ đến chóng mặt, chón phán tụ tập nhau tại nhà thẩm phán Thatcher và mọi cái đều đã sẵn sàng để lên đường. Người lớn có cái lệ là không đến phá hỏng các cuộc biết nít của trẻ con bằng sự có mặt của mình. Người ta cho rằng dưới bàn tay chăm sóc của một số cô gái 18 đôi mươi và một số thanh niên 23-24 tuổi là bọn trẻ đã được an toàn rồi. Chiếc và mái cũ được thuê cho cuộc đi chơi này Bây giờ thì đoàn trẻ con vui tươi đã đi thành hàng dài trên con đường chính, mang đầy những túi thức ăn nặng. Sai bị ốm nên lỡ mất dịp vui. Mary thì phải ở nhà để chăm sóc em. Điều cuối cùng bà Thatcher dặn Becky là: "Muộn quá thì con đừng có về. Có lẽ tốt hơn là con nên ở lại đêm ở nhà một vài bạn gái ở gần bến phà con ạ." À. Thế con ở lại với Susie Hepburn mẹ nhé. Sau đó thì cùng đi chơi với nhau trên đường, Tom nói với Becky. Này, mình sẽ nói với bạn là chúng mình sẽ làm gì, chúng mình sẽ không đến nhà soi Hepburn mà leo thẳng lên đồi, đến cửa hiệu của bà quả phụ Duslap. Bà ta có kem, ngày nào cũng có hàng đóng. Và tiếp thì chúng mình sẽ vui kinh khủng đấy. Ô, oh, thế thì thú vị nhỉ? Nhưng rồi Becky suy nghĩ một chốc và nói Nhưng sao bà mẹ biết được? Cô bé lật đi lật lại ý nghĩ ấy trong đầu Rồi nói một cách bất đắc dĩ Mình nghĩ là sai nhưng... Nhưng chà, mẹ Becky cũng chẳng biết được đâu Bà có hại gì nào Tất cả những gì bà muốn là bên ấy được an toàn Bà cược là bà mà nghĩ đến thì bà đã bảo bên ấy lên đấy. Mình biết chắc bà sẽ nói vậy mà. Lòng hiếu khách đường danh của bà quả phụ Dulles là một cái mồi cám dỗ. Cái đó là sự thuyết phục của Tom bây giờ đã thắng cuộc. Vậy là nó quyết định chẳng có gì mà bất cứ ai về chương trình buổi tối. Ngay lúc đó thì Tom lại nảy ra ý là hết có thể đến đúng tối hôm đó ra hiệu lệnh. Ý nghĩ này làm cho tâm trí của Tom sau lãng một phần, các viễn cảnh phát họa trước cuộc đi chơi ngoài trời. Dù sao thì chú cũng không chịu để mất cuộc vui ở nhà bà quả phụ lấp Và chú lý luận, sao mà bỏ cuộc vui được, đêm hôm trước đã chẳng có tín hiệu gì thì đêm hôm nay sao lại có thể có tin gì mới được cuộc vui chắc chắn của tối nay đã nặng cân hơn cái kho báu bắp bên và giống như mọi tâm hồn của trẻ thơ, chú quyết định chiều theo sở thích nào mạnh mẽ hơn, không để cho mình suy nghĩ một lần nào nữa trong ngày hôm đó về cái hòm vàng. Đến ba dặm bên dưới thị trấn thì chiếc phà mái dừng lại ở một cái thung lũng lòng chảo phủ kính rừng và được buộc lại đấy, đàn trẻ thơ lên tụ tập nhau ở trên bờ và không lâu các quảng rừng xa cũng như các đỉnh cao lởm chởm xa gần đều vang dội tiếng cười nói rôm rả của lũ trẻ tất cả mọi phương pháp khác nhau làm cho người nóng lên và mệt lử đều được xem sử dụng hết và sau đó thì những ai lang thang đi xa cũng đều lộn xộn lùi về trại và thế là cuộc phá phách các chất ngọt bùi bắt đầu. Sau bữa tiệc trưa là mùa nghỉ mát, và kháo chuyện trong bóng những cây sồi tán rộng, sau một lúc có người thét to. Ai sẵn sàng vào hang? Dĩ nhiên là tất cả, những bao nến được mang ra và lập tức là cuộc chạy nhốn nháo lên đồi, miệng hang ở trên lưng đồi, một lỗ mở hình dạng chữ A, cái cửa bằng gỗ sồi đồ sộ không cài, bên trong là một buồng nhỏ lạnh buốt như một cái nhà băng tường được thiên nhiên xây bằng đá voi, đang toát mồ hôi lạnh tựa như xương, thật là lãng mạn và huyền bí khi đứng ở đây trong bóng tối sâu thẳm nhìn ra cái thung lũng đang sáng lên xanh rờn trong ánh nắng, nhưng cái ấn tượng sâu sắc của cảnh trí cũng nhanh chóng qua đi và sự nô đùa ầm ĩ lại bắt đầu trở lại. Nhưng có một ngọn nến thắp lên cả lũ sông vào ồ ạt tấn công chủ nó, một cuộc chiến đấu một cuộc tự vệ dũng cảm diễn ra nhưng không bao lâu cây nến đã bị đánh rơi xuống hay tắt vụt và thế là những tiếng la cười sướng lên lại vang lên và một cuộc săn bắt mới lại tiếp tục thế nhưng mọi sự việc đều phải có kết thúc một lúc sau thì đám trẻ kéo nhau theo hàng dọc tụt xuống cái dốc sâu của con đường chính dải ánh sáng chập chờn của nến mờ mờ soi rõ các được tường đá cao ngất hầu như đến 18 thước trên đầu. Con đường chính này không rộng quá 3 thước. Cứ cách vài bước lại có những nhánh đường nứt, cũng cao và còn hẹp hơn, đâm ra hai bên bởi vì hang mặt đuôi là chỉ có một con đường hầm không lối thoát. Có những nhánh quanh co, nhánh nọ bắt vào nhánh kia, rồi lại tháo ra và chẳng dẫn tới đâu cả. Có lời đồn rằng người ta có thể đi ngày này, đêm nọ liên tiếp qua cái mớ bồng bông, các đường nẻ, kẻ nứt của nó mà chẳng bao giờ tìm thấy đáy hang cả. Cũng như người ta có thể đi xuống, xuống nữa, xuống mãi vào trong lòng đất, lại cũng chỉ có thế thôi. Mê cung kia tiếp dưới mê cung này và chẳng mê cung nào có đáy cả. Chẳng một ai chinh phục được hang này, đó là một điều không thể làm nổi. Phần lớn thì thanh niên biết được phần cửa hang nhưng thường thường thì người ta không dám đi xa lắm ra khỏi cái phần đã biết đó. Tom Sawyer cũng biết về cái hang giống như mọi người. Đám trẻ con đi theo đường chính vào khoảng 3 phần tư dặm, sau đó thì từng nhóm từng cặp bắt đầu lần theo các con đường nhánh hai bên, chạy dọc theo các hành lang tối mò rồi bất thình lình bắt chọp nhau ở điểm các hành lang nối nhau. Các nhóm có thể trốn nhau trong khoảng nửa tiếng đồng hồ mà chẳng đi xa ra khỏi hành lang đã biết. Một lúc sau hết thì nhóm này đến nhóm khác quay trở về lại sự lộn xộn ở miệng hang, thở hổn hển vui cười, người vấy bẩn mở thịt sang từ đầu đến chân hai trác đầy bùn, nhưng hoàn toàn khoái trá vì ngày đi chơi ngoài trời đã thành công rực rỡ. Sau đó thì lũ trẻ ngạc nhiên thấy rằng mình chẳng thể để ý gì đến thì giờ và đêm sắp đến rồi. Tiếng chuông đã rung gọi nửa giờ nay, Tuy thế nhưng cái kiểu kết thúc các cuộc phiêu lưu trong ngày như thế này thật là lãng mạn và thỏa mãn. Khi chiếc phà mất với các món hàng bừa bộn này được đẩy ra giữa dòng thì không một ai để ý tí gì đến thời gian chậm trễ trừ ông thuyền trưởng. Khi ánh đèn của chiếc phà mái lấp lánh đi qua bến tàu thì hết đã ra canh rồi. Chú chẳng nghe thấy một tiếng ồn ào nào trên phà, thì lũ trẻ đều đã dịu bớt và im lặng. Nhưng khi người ta mệt, tưởng đến gần chết, chú tự hỏi thuyền gì thế? Vì sao nó không đổ vào bến? Nhưng rồi chú cũng cho qua khỏi tâm trí và tập trung chú ý vào công việc của mình. Trời đêm đầy mây và tối. Đến 10 giờ thì tiếng xe cộ cường lại. Các ngọn đèn rải rác bắt đầu nhấp nháy tắt. Tất cả những người bộ hành chậm chân đều biến mất cả làng đi vào giấc ngủ mơ màng, để lại chú bé đứng canh một mình trong im lặng. Đến 11 giờ thì đèn quán trọ tắt. Hết đợi tưởng như một thời gian dài dằn dặt chán ngán mà chẳng có gì xảy ra cả. Lòng tin của chú lung lai, like, có ít gì chăng? Có thật là có ích gì không? Sao không bỏ gác, quánh đi và rút lui vào thùng là xong? Một tiếng động bỗng đập vào tay chú mọi sự chú ý đều được tập trung trong một khoảnh khắc. Cái cửa ra ngõ hẻm nhẹ nhẹ đóng lại, chú nhảy ngay đến góc ngôi nhà kho bằng gạch. Một lát sau thì hai người đi lướt qua cạnh chú, một người hình như mang cái gì dưới cánh tay. Đúng là cái hòm rồi, vậy là chúng đang chuyển hòm vàng đi, làm thế nào để gọi Tom bây giờ? Nhưng làm thế là ngớ ngẩn, bọn chúng sẽ mang cái hòm đi mất và không bao giờ còn gì thấy được nữa. Không, chú phải bám lấy gót của chúng, chú phải tin vào sự che chở của bóng tối đảm bảo cho chú khỏi bị lộ. Trầm ngâm suy nghĩ thế, rồi hết bước ra, bước theo sau hai lão kia giống như một con mèo, chân không, để cho chúng đi cách trước chú một quãng đủ để còn nhìn thấy được. Chúng đi dọc đường ra sông qua ba khoảnh đất rồi quanh sang trái theo một con đường ngang. Chú cứ thế đi thẳng rồi đến khi gặp một con đường mòn đâm lên đồi Ca điếp thì chúng bắt qua con đường đó. Chúng đi qua gần nhà cụ gốc người xứ Kwasi ở nửa đường lên đồi, chẳng chút ngập ngừng mà còn leo thẳng lên mãi. Được rồi, hết nghĩ vậy, chúng muốn chôn cái hòm trong mỏ đá cũ, nhưng chúng không dừng lại ở mỏ đá, chúng đi tiếp. Chẳng lên đỉnh mà đâm theo con đường hẹp chạy giữa các bụi sơn cao và lập tức thì mất hút trong bóng tối. Hết tiếng sát theo, rút ngắn khoảng cách vì giờ thì chúng không thể nào nhìn thấy chú. Chú chạy lon ton trong một chốc rồi đi chậm, sợ rằng mình đuổi theo nhanh quá, tiến lên một tí nữa rồi dừng lại hẳn, lắng tai nghe, chẳng một tiếng động nào ngoài cái cảm giác hình như chú nghe thấy tiếng đập của chính con tim chú. Một tiếng cú kêu lên trên đồi vọng lại một tiếng kêu đầy điềm gỡ. Nhưng tiếng chân đi thì không có. Trời, thế là hỏng hết rồi chăng? Chú đã sắp lao theo với đôi chân như có cánh, thì một tiếng đàn ông hắn giọng cách chú không đầy bốn bộ, tim hết đập đến tận cổ họng nhưng chú cố nuốt xuống xong rồi chú đứng rung như thể có 10 cơn sốt ập đến tấn công chú cùng một lúc chú cảm thấy mình yếu đến nỗi chú cho là chắc chắn chú sẽ quỵ xuống đất chú biết rõ chú đang ở đâu chú chỉ biết chú đứng cách cái bậc trèo vào khu đất của bà Dulac chưa đầy năm bước được chú tự nghĩ để cho chúng chôn ở đấy tìm lại cũng chẳng khó gì. Bây giờ lại nghe một giọng nói, một giọng rất thấp, giọng của Isansoi. Mẹ kiếp con mụ này, có thể mụ đang có khách, quyệt thế mà vẫn còn để đèn. Tao có thấy ánh đèn nào đâu? Đó là giọng của lão lạ mặt kia, lão lạ mặt gặp ở ngôi nhà có ma, tìm hết thấy buốt lạnh đến chết, thôi đây chúng là hành động báo thù rồi. Ý nghĩ đầu tiên của chú là bỏ về, nhưng rồi chú nhớ lại rằng bà quả phụ Lách đã hơn một lần tỏ ra tử tế đối với chú. Và có thể là hai lão này đang sắp đặt để giết bà. Chú ước gì đánh bạo liều báo cho bà, nhưng chú cũng biết là chú không thể, không có thể đến đấy và bắt được chú. Chú ngẫm nghĩ những điều này và nhiều điều khác nữa trong khoảng thời gian từ khi lão lạ mặt có cái nhận xét vừa rồi cho đến khi y sắc trả lời như sau. Vì mây bị bụi cây trắng đường không nhìn thấy. Này, lại đây mà nhìn, bây giờ đã thấy chưa? Có, đúng, ở đấy có khách, tao nghĩ thế. Thôi, tha cho mụ ta đi. Ta... Mà lần này tao lại ra đi khỏi vùng này để chẳng bao giờ trở lại nữa chứ. Bỏ cuộc. Có thể chẳng bao giờ có được một dịp khác nữa đâu. Tao bảo cho mày biết một lần nữa. Cũng như trước đây đã nói với mày rằng tao chẳng cần gì đồ cướp được của mụ ta. Mày có thể tin như vậy. Vấn đề là chồng mụ ta đã đối xử tàn tệ với tao. Tàn tệ nhiều lần. Chủ yếu là ông ta chính là viên thẩm phán trị an đã bỏ tù tao vì tội lang thang nhưng chưa phải là hết, đó chỉ mới là phần triệu tội của ông ta. Ông ta đã bắt tao bằng roi ngựa trước mặt bọn cai tù như một thằng da đen. Trước con mắt của cả thành phố đánh bằng roi ngựa, mày hiểu chứ, ông ta chà đạp tao rồi chết. Như thế, thì tao sẽ chà đạp mụ ta ôi đừng giết mụ ta đừng làm thế xoài ạ à. giết à ai nói gì đến chuyện giết tao sẽ giết ông ta nếu ông ta còn chứ không giết mụ ta khi mày muốn trả thù một người đàn bà thì mày chớ giết nó thế là bậy mày nhầm cái nhan sắc của nó mày rạch mũi nó cậu khía tay nó như một con lợn nái ôi trời thế thì Giữ ý kiến của mày riêng cho mình đi, thế là an toàn cho mày hơn cả. Tao sẽ buộc mũ ta vào giường, nếu mũ ta mà chảy máu đến chết đi thì có phải lỗi tại tao đâu. Tao sẽ chẳng có một giọt nước mắt nếu mụ ta khóc. Ông bạn ơi, mày sẽ giúp tao trong việc này vì tao đó là lý do tại sao mày có mặt ở đây, một mình tao không làm được mày mà chùng bước thì tao sẽ giết mày thì tao sẽ giết cả mụ ta chắc là chắc chắn không một ai còn biết ai là thủ phạm trong việc này được nếu phải làm thì bắt tay vào đi càng nhanh chặt tốt tao rét run đây này bây giờ ấy à khi khách còn ở đấy à nghe đây nhé tao sẽ nghi mày đầu tiên mày biết chưa không Ta phải đợi cho đến khi tắt hết đèn, không gì mà vội. Tiếp theo đó là hết lại thấy im lặng. Một cái im lặng còn rùng rợn cả mọi cuộc bàn chuyện giết người. Tế là chú nín thở rón rét bước lùi, đặt chân xuống một cách thận trọng và vững chắc sau khi đu đưa một chân một cách bóp bên, hầu như muốn nhả. Đầu tiên phía bên này rồi sau đến phía bên kia. Chú lùi thêm một bước nữa, với những động tác cũng công phu như thế và mạo hiểm như thế, rồi một bước khác, một bước khác nữa, và một cành con kiều rắc lên dưới chân chú. Hơi thở chú ngừng lại, chú lắng tai nghe, không có một tiếng động nào im lặng hoàn toàn. Chú mừng khôn xiết bây giờ thì chú quay vết chân lại giữa các cây son dựng lên trên tường. Quanh mình cẩn thận, chẳng khác nào như chú là một con tàu, rồi rảo bước nhanh nhưng vẫn thận trọng. Khi đó thì đã ló đầu lên trước mỏm đá thì chú cảm thấy đã được an toàn và lúc đó thì chú vắt chân lên cổ chạy như bay. Chú lao nhanh xuống, nhanh xuống cho đến khi tới nhà ông già xứ Welsh. Chú đập mạnh cửa. Ngay lúc đó thì đầu ông già và đầu hai người con phạm vợ của ông liền đó ra ngoài cửa sổ. Cái gì mà khuyên náo cả thế, ai đập cửa đấy, cần gì? Cho cháu vào đi nhanh lên, cháu sẽ nói hết. Sao, cháu là ai? Huxley Becky phim cho cháu vào nhanh lên. Huxley Becky phim thật, chẳng phải là một cái tên để cửa người ta có thể mở cho, tao nghĩ thế nhưng thôi cho nó vào các con và xem thử chuyện gì xin cụ đừng bảo là cháu nói nhé đó là lời đầu tiên của hết khi chú vào nhà xin cụ và các chú đừng nói không thì chúng giết cháu chắc chắn như thế nhưng bà gulick đôi khi đối xử với cháu rất tốt nên cháu muốn nói ra cháu sẽ nói nếu cụ và các chú hứa sẽ không bao giờ bảo là cháu nói lại thánh nó có điều cần nói thật, không thì nó không cần làm như thế. Ông lão kêu lên, nói đi, cháu, và sẽ chẳng có ai bảo đây là cháu nói đâu. Ba phút sau thì ông già và các con của ông mang cả súng, leo lên đồi, đi vào con đường mòn giữa đám rừng sơn, nhóm chân, vũ khí cầm tay. Hết không theo họ xa hơn nữa chú nấp sau một tảng đá lớn lắng tai nghe một sự im lặng trôi chậm đầy lo lắng rồi bỗng nhiên có một tiếng súng nổ và một tiếng hét hết chẳng cần đợi để biết chi tiết chú phóng đi và lao xuống đồi nhanh được chừng nào thì tốt chuyện ấy chương 30 sáng hôm chủ nhật Trời bình minh đang còn mờ mờ ảo ảo thì hết đã lần mò lên đồi. Gõ nhẹ vào cửa nhà ông lão xứ Wesley. Người trong nhà đang còn ngủ nhưng ngủ trong tư thế tay đặt lên cò súng do câu chuyện kích động trong đêm. Có tiếng hỏi qua cửa sổ. Ai đó? Hết hạ giọng trả lời một cách sợ hãi. Cô ơi cho cháu vào hết phim đi à. Đó là một cái tên có thể gọi cửa nhà này mở cho bất cứ đêm hay ngày cháu ạ. À cháu ạ à. chào cháu đó là những lời nói kỳ lạ đối với một chú bé không nhà không cửa và là những lời nói êm dịu nhất mà chú được nghe từ trước đến nay chú không còn nhớ được là từ cuối cùng đã có bao giờ được dùng với trường hợp chú trước đây cái cửa được nhanh chóng đóng lại và chú bước vào khách được mời ngồi rồi ông lão và hai người con trai to lớn của ông mặc vội áo quần Cháu ơi, giờ thì lão chắc là cháu cũng đói lắm rồi. Mặt trời lên là bữa sáng cũng đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ lót dạ một món thật nóng sốt. Cháu cứ tự nhiên nhé. Lão và mấy chú cứ nghĩ là khi đêm lúc quay trở lại là cháu dừng ở đấy. Hết đáp. Cháu sợ kinh khủng nên chạy thẳng. Khi tiếng súng nổ thì cháu rút lui và cho đến cách ba dặm mới dừng lại bây giờ cháu lại đến là vì cháu muốn biết câu chuyện xảy ra ra sao cụ ạ à. và cháu đến đây trước khi trời sáng vì cháu không muốn tình cờ gặp chúng mấy con quỷ ấy dù chúng đã chết đúng cháu bé khốn khổ vẻ mặt của cháu cũng cho ta thấy đêm vừa rồi thì cháu đã trải qua một đêm nặng nề mất ngủ nhưng đây là một cái giường cho cháu nghỉ khi ăn sáng xong không chúng nó chưa chết cháu ạ à lão và các chú hơi tiếc là vậy đó. Cháu thấy không, nhờ sự miêu tả của cháu, lão và các chú biết là phải Chợp chúng ở đâu. Bởi vậy, lão và các chú nhón chừng rón rén đi chỉ đến khi cách chúng chỉ còn chừng dưới năm thước. Con đường rừng tối như một cái hầm. Đúng lúc thì lão cảm thấy lão muốn hát hơi. Đó là sự suối quẩy tồi tệ nhất. Lão cố nhịn, nhưng chả ăn thua. Nó buộc phải bật ra và nó bật ra thật. Lão dẫn đầu, tay đã dơ sẵn khẩu súng lục. Khi cái hắt hơi vang lên thì mấy thằng vô lại sột soạt ra khỏi đường. Lão thét bắn các con và bản thân nã súng vào chỗ có tiếng sột soạt. Các con lão cũng bắn nhưng trong nháy mắt là mất thằng khốn khiếp đã biến mất lão và các con theo đuôi chúng xuyên qua khu rừng. Lão nghĩ rằng chúng chẳng bị trúng đạn. Chúng cắm đầu chạy và cũng bắn trả lại vài phát. Nhưng đạn của chúng chỉ rít bên cạnh, không gây sát thương gì cho lão và các con lão. Đến khi không còn nghe thấy được tiếng chân của chúng nữa thì lão và các con ngừng đuổi rồi đi báo cho cảnh sát. Họ đều đến cả một đội vũ trang, ra canh ở phía bờ sông rồi khi vào trời hé sáng thì ông quận trưởng cùng một toán người nữa sẽ truy lùng chúng ở trong rừng các con lão sắp đi cùng với họ bây giờ đây lão đang mong biết vài nét về cái tên côn đồ đó thế thì sẽ giúp nhiều cho việc săn bắt nhưng chắc là trong bóng tối cháu không thể thấy hình dáng của chúng ra sao phải không ồ oh, có cháu thấy chúng ở dưới thị trấn rồi mới theo chân chúng. Tuyệt, mô tả chúng nó đi, mô tả xem cháu. Một thằng là lão già vừa câm vừa điếc người Tây Ban Nha, quanh quẩn đến đây một hai lần, thằng kia là một tên ăn mặc có vẻ tồi tàn rách rưới. Thế là đủ rồi cháu ạ. À. Lão biết là các con người ấy, lão đã gặp chúng một hôm trong rừng sau nhà bà quả phụ và chúng đã lẫn mất. Thôi, các con đi báo cho quận trưởng đi, các con sẽ lót dạ trong buổi sáng vậy. Hai người con của ông già người Wesley ra đi ngay lập tức, họ đang bước ra khỏi phòng thì hết lao theo nói. Ô các chú đừng nói vội với ai là cháu đã báo tin về chúng nhé, đừng nói nhé. Đồng ý, một khi cháu đã dặn hết ạ à, nhưng cháu phải được thưởng công về việc làm của cháu chứ ồ thôi thôi các chú đừng nói khi hai người thanh niên đi rồi ông lão nói hai con lão sẽ không nói đâu và lão cũng không nhưng vì sao mà cháu không muốn cho người ta biết hết chẳng giải thích gì nhiều hơn là nói rằng chúng biết quá nhiều về một trong hai tên đó và không muốn cho tên đó biết rằng mình biết gì có hại cho nó hết cả vì chắc chắn là chú sẽ bị giết nếu nó biết là chú. Ông già hứa sẽ giữ bí mật một lần nữa và nói, Thế nào, các cháu lại có ý định đi theo dõi hai tên ấy, chúng có vẻ khả nghi à? Hết im lặng, tìm một câu trả lời, thận trọng, tích đáng, rồi chú nói, Đấy cụ xem, cháu là một thằng bé số phận hẩm hiu, ít nhất thì mọi người đều bảo thế và cháu chẳng thấy có điều gì trách họ cả. Chỉ có đôi khi thì cháu không ngủ được vì nghĩ đến chuyện đó và dường như muốn cố nghĩ ra một cách sống mới. Đêm hôm qua cũng kiểu như thế, cháu không thể ngủ được và dậy đi dọc đường vào khoảng lúc nửa đêm, đi tới đi lui suốt và khi đến trước kho gặp như cái láng cạnh quán trọ thì cháu đứng ấp lưng vào tường để suy nghĩ tiếp. Vâng. Đúng lúc này thì hai tên này rón rén đi qua cạnh cháu. Cấp một cái gì dưới cánh tay. Cháu nghĩ là chúng đã ăn trộm của ai. Một thằng cha thì hút thuốc, thằng kia thì xin tí lửa. Thế là chúng dừng lại ngay trước mặt cháu và đốm lửa thuốc xì gà chiếu lên mặt chúng. Cháu thấy thằng to người đúng là lão Tây Ban Nha vừa câm vừa điếc nhờ bộ ria trắng của hắn và cái băng bịt mặt. Còn thằng kia thì là một tên quỷ quần áo có vẻ rách rưới bạc đầu. Lửa đóm xì gà mà cháu cũng có thể nhìn thấy áo quần rách. Chỗ này khiến cho hết phân phân một lúc, rồi chú tiếp. Vâng, cháu không biết, nhưng như thế nào đó mà hình như cháu thấy, xong rồi thì chúng đi tiếp và cháu theo gót chúng. Thế đấy, Cháu muốn xem thử chúng làm gì mà đi lén lút suốt đêm như vậy. Cháu bám sát chúng cho đến tận bục trèo vào khu đất của bà Gulot. Cháu đứng trong bóng tối và nghe thấy tên rách rưới xin cho bà quả phụ, còn tên Tây Ban Nha thì cứ một mực thề sẽ phá dung nhan của bà như cháu đã kể cho cụ và hai chú. Sáu thằng cha vừa câm vừa điếc mà nói tất cả những điều ấy hết lại phạm một sai lầm kinh khủng nữa rồi chú đã cố hết sức giữ không cho ông già biết tí gì dù nhỏ nhất là về lai lịch của người tây ban nha đoán nó là ai thế nhưng cái lưỡi của chú thì hình như lại nhất quyết làm rắc rối thêm cho chú mặc dù chú đã cố hết sức chú cố gắng nhiều lần thoát ra khỏi cái tình huống lúng túng khó khăn. Nhưng mắt ông già cứ nhìn thẳng vào chú, nên chú hết phạm điều ngớ ngẩn này lại mắc vào điều ngớ ngẩn khác. Bây giờ thì ông già người Welshy nói: Cháu ơi, đừng sợ gì lão. Lão không đời nào cho ai động đến một sợi tóc ở trên đầu cháu đâu. Không, lão sẽ che chở cho cháu. Thằng người tây ban nha ấy chẳng phải là câm và điếc. Cháu không muốn nói ra nhưng đã để tiết lộ ra điều đó bây giờ cháu không giấu được nữa đâu cháu biết một điều gì đó về thằng cha người tây ban nha này mà cháu muốn giữ kín bây giờ thì cháu cứ tin lão lão không phản bội cháu đâu hết nhìn thẳng vào đôi mắt chân thật của ông cụ trong một lúc rồi cúi xuống thì thầm vào tay ông cụ không phải là một người Tây Ban Nha mà là Isanzoi. Ông lão người Wessi hầu như muốn nhảy ra khỏi ghế. Một lát ông nói. Thế là bây giờ rõ cả rồi. Khi cháu nói đến rạch mũi khía tai, thì nghĩ là cháu tô vẽ thêm vì người da trắng không trả thù theo kiểu ấy. Nhưng đối với một tên lai like thì đó là một chuyện khác hoàn toàn. Trong khi ăn sáng và câu chuyện vẫn tiếp tục, và trong quá trình trò chuyện thì ông già nói rõ việc làm cuối cùng của ông và hai con ông trước khi đi ngủ là lấy một cây đèn sách đến xem một cái bậc trèo vào khu đất của bà Gulag và những chỗ gần đấy để xem có vết máu không, không thấy gì nhưng bắt được một bọc to. Bọc gì? Nếu lời ấy là ánh chớp thì chắc nó cũng không lóe ra từ đôi mắt tái nhờ của hất một cách đột ngột chống người hơn thế được. Mắt chú bây giờ thì mở to nhìn chồng chồng, hơi thở của chú thì ngừng lại, đợi câu trả lời. Ông lão người Wesley si, bắt đầu nhìn trở lại 3 giây, 5 giây, 10 giây rồi đáp. Một đồ nghề kẻ trộm, sao, chuyện gì thế cháu? Hết ngồi thụt xuống, thở hổn hển nhẹ nhẹ mừng khó tả ông già người Qua thì nhìn chú có vẻ lo ngại tò mò rồi nói ngay ừ ờ, đồ nghề ăn trộm hình như vậy cháu nhẹ người nhiều phải không nhưng cái gì làm cho cháu có cái vẻ ấy cháu chờ đợi lão tìm thấy gì hết bị lâm vào thế bí con mắt dò xét chọc thẳng vào chú Chú có thể đổi bất cứ gì để lấy một câu trả lời cho hợp lý, nhưng chả có gì xuất hiện trong đầu. Con mắt dò xét lại cứ soi vào mỗi lúc một sâu hơn. Một câu trả lời vô nghiệp bật ra. Không còn thì giờ đến cân nhắc. Vậy là đành liều mai rủi mặt. Chú thốt ra một cách yếu ớt. Sách của học sinh trường chủ nhật có lẽ như thế. Hết tội nghiệp của chúng ta thì đã quá kiệt sức để có thể mỉm cười được, nhưng ông già thì cười vang và thật vui, lay các bộ phận trong cơ thể chú từ đầu đến chân và kết thúc bằng cách nói rằng một tiếng cười như thế là tiền bạc trong túi người ta vì nó cắt bớt đơn thuốc của bác sĩ như mọi cái khác. Rồi ông cụ thêm, Chú bé khốn khổ của lão, cháu tái mét và rã rời hết thải, cháu chẳng khỏe chút nào. Không lạ gì cháu hơi đồng bóng lên, hơi mất thăng bằng, nhưng cháu sẽ khỏi thôi. Nghỉ ngơi và ngủ ngon sẽ giúp cho cháu vượt qua một cách tốt đẹp, lão mong như thế. Chú tức mình khi nghĩ rằng mình thật đã quá ngốc để lộ một sự nóng ruột đáng nghi ngờ quá đổi vì chú đã buộc miệng thốt ra cái ý rằng cái gói mang từ quán trọ ra là túi vàng. Khi chú vừa nghe nói đến câu chuyện ở bậc trèo vào khu đất, dù sao thì chú cũng chỉ có nghĩ rằng đó không phải là vàng, nhưng chú không biết rằng đó không phải là vàng. Và thế là cái ý gợi lên về việc bắt được một bọc kích động quá chừng khiến cho chú không tự chủ được nữa. Nhưng nhìn chung thì chú sung sướng thấy đã xảy ra cái tình tiết nhỏ này vì bây giờ thì chú đã nắm được không còn chút nghi vấn gì nữa rằng cái bọc đó không phải là túi kia và thế là chú an tâm và vô cùng khoan khoái. Thực tế, mọi cái đến giờ phút này đều như đi đúng hướng, số vàng đang còn và hai tên cướp kia sẽ bị bắt và bị tống vào ngục trong ngày hôm nay. Bữa sáng vừa ăn xong thì có tiếng gõ cửa, hết chạy đi, nắp kính vào một nơi, vì chú không có ý gì muốn lộ ra là mình dính díu đến sự việc vừa rồi. Ông già người Welsh mời vào nhà nhiều bà, nhiều ông, trong đó có bà Dulac, và nhận ra rằng nhiều nhóm dân làng đang leo lên đồi để quan sát cái bậc trèo vào khu đất. Thế là tin tức đã được truyền đi. Ông già người Welsh phải kể chuyện đêm qua cho khách nghe. Sự biết ơn của bà quả phụ về việc bà được thoát nạn là không thể nói hết được. Đừng nói thế bà ạ, à. có một con người khác mà bà còn chịu ơn có lẽ hơn tôi và các con tôi. Nhưng con người ấy không cho phép tôi nói ra, không vì con người ấy thì chúng tôi đã không đến đó. Tất nhiên là lời nói ấy kích động sự tò mò đến mức là vấn đề chủ yếu đã bị thu nhỏ lại, nhưng ông già xứ người Welsh cứ để mặc cho nó cứ gặm nhắm tim gan của các vị khách và để cho qua họ sự tò mò được truyền đến khắp thị trấn vì ông một mực quyết không tiết lộ điều bí mật khi đã nắm được tất cả các chi tiết khác rồi bà quả phụ nói tôi lên giường ngủ nằm đọc sách rồi thiếp đi đúng vào lúc xảy ra các tiếng ồn đó sao cụ không đánh thức tôi một tiếng chúng tôi nghĩ là không cần thiết cái thằng cha ấy ra chiều không đến nữa chúng không còn dụng cụ để hành động. Vả chăng, tức bà dậy để bà chết khiếp thì ít gì. Ba tên đen của tôi đã đứng gác ở nhà bà suốt cả phần đêm còn lại. Họ vừa mới về đấy. Khách khứa tiếp tục đến và câu chuyện phải kể lại thêm 2 giờ nữa. Trong dịp nghỉ hè, không có lớp học ngày Chủ nhật, nhưng mọi người đều đi nhà thờ sớm câu chuyện náo động được bàn cãi đủ mặt có tin rằng chưa tìm ra được một dấu vết gì của hai tên vô lại kia khi bài giảng đạo vừa chấm dứt thì bà vợ vị thẩm phán thatcher ra đi cặp kè cùng bà hepbơ khi bà này đang cùng cả số đông đi dọc xuống cánh gà nhà thờ bà nói cháu becky của tôi định ngủ cả ngày chắc tôi tin là nó mệt đến chết cháu Becky của bà. Vâng. Mắt bà nhìn hơi hoảng hốt. Tối qua thì cháu có ngủ lại với bà không? Thế à, không. Bà Thatcher tái mặt. Ngồi thụp xuống một cái ghế. Đúng vào lúc dì Polly đang nói chuyện rơm rã với một người bạn cùng đi qua đấy. Dì Polly nói. Chào bà Thatcher. Chào bà Hepburn. Tôi có thằng cháu đi đâu không biết chưa chịu về. Tôi nghĩ là đêm qua chắc cháu xin nghỉ lại ở nhà một trong hai bà. Giờ thì nó sợ không dám đi nhà thờ. Tôi quyết sẽ sửa cho nó. Bà Thatcher lắc đầu một cách yếu ớt và mặt càng tái hơn bao giờ hết. Bà Hepburn thì bắt đầu có vẻ lo lắng, nói. Không, cháu không ở lại với chúng tôi một vẻ lo lắng rõ rệt hiện lên trên nét mặt của dì bô ly cháu có thấy thằng Tom nhà gì sáng nay không không ạ à. thế cháu thấy nó lần cuối cùng là khi nào rồi cố nhớ nhưng không chắc đã nói được các giáo dân dừng lại không rời nhà thờ nữa tiếng thì thầm to nhỏ lan đi và một mối băn khoăn nặng trĩu những điều gỡ chiếm lấy sắc mặt của mọi người nhưng câu hỏi lo âu tới tấp đến với các lũ trẻ và các thầy giáo, tất cả đều trả lời rằng mình không để ý là Tom và Becky có trên và khi ra về không, trời tối, không ai có ý nghĩ xót xem có ai thiếu mặt không. Một thanh niên cuối cùng buộc miệng nói rằng sợ chúng còn ở trong hang. Nghe nói, bà Thatcher liền ngất đi, còn chị Polly thì hòa lên khóc, vừa khóc vừa vặn tay tin báo động truyền từ người này qua người khác, từ nhóm này qua nhóm khác, từ phố này qua phố khác. Và trong vòng 5 phút là chu nhà thờ đã dữ dội rung lên, cả thị trấn xôn xao. Câu chuyện săn cướp ở đời Ca điếp trong khoảnh khắc trở thành vô nghĩa. Mấy tên kẻ trộm bị lãng quên, ngựa được tra yên, xuồng được ghép tai chèo. Chiếc phà được lệnh xuất phát và chưa đến nửa giờ sau khi nghe cái tin khủng khiếp hai trăm người đã đổ ra đường cái và xuống sông để tiến về phía cái hang. Suốt cả buổi chiều khu làng hầu như trống rỗng. Nhiều người phụ nữ đã đến thăm dì Polly và bà Thatcher và cố gắng an ủi hai bà. Họ còn khóc với hai bà và thế là còn tốt hơn cả lời nói. Suốt cả đêm buồn tẻ, thị trấn đợi chờ tin tức. Nhưng khi cuối cùng trời rạng, thì tất cả lời nhắn trở về chỉ là gửi thêm nến cho thức ăn bà Thatcher hầu như điên cuồng vì bô cũng thế từ hang thẩm phán Thatcher đã gửi về những câu nói hy vọng và khích lệ nhưng những lời nói đó cũng chẳng truyền tới được một niềm vui gì thật sự ông già người walesi về nhà vào lúc trời sáng người váy đầy mở nến dính đầy đất sét, lốm đốm và gần như mệt lử. Ông thấy hết còn nằm trên giường, cái giường đã chuẩn bị cho chú và lên cơn sốt mê sản. Thầy thuốc đều vào hang cả rồi nên bà Dulles đã đến chăm sóc cho chú bệnh nhân. Bà nói rằng bà sẽ làm hết sức mình bởi vì dù chú là tốt xấu hay vô thưởng vô phạt thì chú cũng là con của chúa vì đã là con của chúa thì không được sao lãng cái gì cả. Ông già người Welshy bảo là hết có những điểm tốt và bà quả phụ nói Ta có thể tin vào điều đó, đó là dấu của Chúa, người không bỏ cái đó đi đâu, người không bao giờ bỏ, người luôn luôn đặt. Nó đâu đấy ở trong mỗi con người, tự tay người nặng ra. Gần trưa hôm đó, những toán người mệt mỏi, rã rời, bắt đầu kéo trở về làng. Nhưng những người dân làng khỏe nhất thì vẫn tiếp tục tìm kiếm, Tất cả tin nhận được chỉ là các ngõ ngách, hàng cục nhất của hang, những nơi chưa ai đến bao giờ đều đã được lục lội, là mỗi xó góc, mỗi kẻ hở đều đã được lùng sụp đầy đủ, là dù người ta đi vơ vẩn bất cứ ở đâu trong mớ bồng bông của đường dưới hang. Cũng đều thấy ánh nến phút lên phút lại ở đằng xa, cũng nghe thấy tiếng gọi và tiếng súng bắn đưa lại những dư âm sâu thẳm từ những nhánh đường âm u dội lại bên tai. Ở một chỗ cách xa khu người du kích thường hay đi, người ta tìm thấy tên của Becky và Tom kẻ trên tường đá bằng khối nến và cạnh đấy là một mảnh ri băng dính mỡ và đất. Và Thatcher đã nhận ra đây là ri băng của con và khóc với đoạn ri băng đó. Bà bảo đó là một vật lưu niệm cuối cùng còn sót lại của con bà và bà chẳng có một vật kỷ niệm nào khác của con quý hơn bởi vì nó là vật cuối cùng rời khỏi con người sống của con trước khi chết rùng rợn đến nơi. Một vài người nói rằng trong hang đôi lúc có thấy một gợn ánh sáng chập chờn rất xa và nghe thấy một tiếng kêu vang dậy. Hàng chục người tập trung lại xuống theo những đường nhắn âm vang nhưng rồi sau đó thì tiếp theo bao giờ cũng chỉ là thất vọng ghê gớm các chú bé không có đó mà chỉ là ánh lửa của những người đi tìm ba ngày ba đêm khủng khiếp trôi qua giờ khắc cũng lạnh ngắt buồn tẻ cả làng rơi vào tình trạng sững sờ vô vọng không ai có tâm trí làm gì nữa trong một khoảng thời gian tỉnh trở lại thì hết nhẹ nhàng gợi trở lại vấn đề các quán trọ và cuối cùng thì mơ màng sợ rằng có xảy ra chuyện gì xấu chăng hỏi từ khi chú ốm đến giờ có phát hiện ra gì ở quán trọ tiết độ không bà quả phụ nói có hết vùng dậy lên giường mắt như rồ dại sao có gì rượu và quán trọ bị đóng cửa rồi nằm xuống cháu ta chết khiếp với cháu thôi nhưng chỉ cho cháu biết một vài điều nữa thôi, chỉ một điều thôi, có phải Tham Sơ đã phát hiện ra không? Bà quả phụ ứa nước mắt. Im đi, im, im đi cháu ơi. Bà đã bảo cháu rồi, cháu không được nói chuyện, cháu ốm nặng rồi đấy. Thế là chỉ thấy có rượu, chứ chẳng có gì khác nếu là vàng thì đã nổi đình nổi đám lớn. Thôi, tế là mất mãi mãi cái kho vàng rồi tông rồi nhưng bà ta khóc vì chuyện gì bà ta khóc lạ nhỉ các ý ấy cứ lờ mờ hiện ra trong đầu của hết khiến cho đầu của chú nặng trĩu mệt mỏi và chú ngủ tiếp đi ba quả phụ tự nhủ được ngủ rồi ôi con tàu gặp bảo tội nghiệp thơm xô ơ tìm thấy thương thai chưa ai tìm thấy được thơm xô à Bây giờ chẳng còn nhiều người còn đủ hy vọng hay đủ sức để tiếp tục đi tìm nữa. Chương 31 Bây giờ hãy trở lại với số phận của Tom và Becky trong cuộc picnic. Cùng với tất cả các bạn khác, Tom và Becky đi dọc các con đường nhánh âm u, thăm các kỳ quan quen thuộc ở hang, những kỳ quan được đặt những cái tên khá gợi cảm như phòng họa, nhà thờ, điện Alidin, vân vân. Rồi trò chơi trốn tìm bắt đầu, Tom và Becky tham gia thật say xưa cho đến khi thấy đã bắt đầu hơi mệt. Rồi thì cô chú đi lang thang dọc xuống con đường quanh các khúc khuỷu đưa đến lên cao để đọc các tên. Các năm tháng các địa chỉ gửi thư và các lời đề tặng vẽ bằng khối nến lên khắp các tường đắp những mạng nhện rối bời. Mãi mê đi và nói chuyện hai đứa bé đã thản hoặc mới thấy rằng bây giờ mình đã đến một nơi trong hang mà tường không có hình vẽ. Chúng viết tên của chúng bằng những khối lên một Nhăn đá nhô ra rồi tiếp tục đi. Ngay sau đó thì chúng đến một nơi có một dòng nước nhỏ rỉ ra chảy qua một cái gờ và mang theo đó là chất cặn tôi qua bao nhiêu thời đại, chậm rãi trôi đi, đã để lại một cảnh Tia Gara, viền và gợn sóng giữa khói đá lung linh. Tom ép thân mình nhỏ bé của chú vào sau màn nước để rọi cho thân hình của chú sáng lên cho bé khi vui. Chú liền thấy rằng màn nước che phía sau một thứ bậc thang tự nhiên cao nằm chen giữa những bờ tường chật hẹp và lập tức thì chú có tham vọng trở thành một nhà thám hiểm. Becky thì hưởng ứng ngay đòi hỏi của chú, thế là hai đứa bé đánh một dấu khói để tìm đường về và bắt đầu cuộc thám hiểm. Chúng đi quanh co theo hết đường này qua đường khác, đi sâu xuống các vực bí ẩn của hang, đánh thêm một dấu nữa rồi lại rẽ đi, đi lùng những điều mới lạ để rồi kể lại cho thế giới trên kia nghe ở một nơi chúng gặp một cái động lớn từ trần thồng xuống vô số vú đá sáng loáng dài và to tròn bằng ống chân người chúng đi quanh khắp động vừa ngạc nhiên vừa mê mẩn rồi ra khỏi động theo một trong vô số những con đường hội tụ lại đấy con đường này dẫn chúng đến một suối nước thần tiên bồn nước như pha lê lấp lánh ở giữa một cái động lớn được chống đỡ bởi nhiều cái cột kỳ dị do những phú đá và những măng đá lớn chấp lại mà thành. Kết quả của nước nhỏ giọt không ngừng qua nhiều thế kỷ. Dưới trận động, dơi dồn nhau lại thành những cái bướu, đồ sộ. Có đến hàng nghìn con trong một cụm, ánh sáng quấy các con vật và chúng bay xuống từng đàn hàng trăm con, kêu chích và điên cuồng lao tới những ngọn nến. Tom biết tính của chúng và biết sự nguy hiểm của cách đối xử như vậy. Chú nắm tay Becky vội đưa nhanh cô vào cái hành lang gặp được đầu tiên và như vậy thì chẳng phải là quá sớm bởi vì một con dơi khi bay qua đập cánh đã quạt tắt mấy cây nến của Becky. Bầy dơi đuổi hai chú bé một quãng xa, hai đứa bé chạy trốn đâm vào một con đường bắt gặp và cuối cùng thì thoát được các con vật làm chết người. Sau đó thì Thom thấy một cái hồ dưới mặt nước kéo dài, mù mờ cho đến khi bóng hồ mất khúc trong bóng tối. Chú muốn theo khảo sát bờ hồ, nhưng cuối cùng thì chú kết luận rằng hãy ngồi nghỉ một chốc đã. Bây giờ thì lần đầu tiên sự im lặng sâu thẳm mới đặt bàn tay ướt lạnh của nó lên tâm trí của hai đứa bé. Becky nói, thế nào, mình không để ý nhưng hình như thật lâu lắm rồi mình không nghe tiếng của các bạn khác. Ừ, nhớ lại một tí đi Becky, chúng ta đang ở sâu dưới chân họ, mình cũng chẳng biết là bao xa về phía bắc, phía nam, phía đông hay một phía nào của họ, ở đây thì chẳng nghe được tiếng họ. Becky trở nên lo ngại. Mình nghĩ rằng chúng ta đã xuống đây lâu lắm rồi, Tom ạ. À ta nên bắt đầu trở lại thôi ừ mình cũng nghĩ là nên như vậy tom có tìm được đường không với mình thì là cả một mớ lòng bồng quanh các khúc khuỷu lẫn lộn hết mình nghĩ là mình tìm được nhưng có mấy chú dơi nếu chúng làm tắt cả hai ngọn nến của chúng ta thì sẽ có chuyện gây go khủng khiếp đấy ta thử xem có con đường nào khác không phải qua chỗ chúng không. Đúng, nhưng mong là chúng mình không lạc. Lạc thì khủng khiếp lắm và cô bé rùng mình khi nhìn đến cái khả năng trùng rợn đó. Chúng bắt đầu là một cái hành lang im lặng theo con đường ấy trên một quãng dài dò xem mọi cửa mở ra đường nhánh mới để xem trên những con đường đó có vẻ gì quen không nhưng tất cả đều mới lạ, mỗi khi Tom khảo sát thì bé khi nhìn xem trên mặt của Tom có dấu hiệu gì phấn khởi không và chú lại vui vẻ nói: "Ồ, tốt, tốt, không phải con đường cũ, nhưng chúng ta sẽ đến đó ngay đây." Nhưng sau mỗi lần thất bại, chú lại cảm thấy hy vọng càng giảm sút và sau đó thì bắt đầu quay sang các con đường rẽ với một hy vọng hết sức mong manh, tìm ra một con đường mình cần đến. Chú vẫn nói, tốt, tốt. Nhưng lo sợ đè nặng triểu trên tim chú, nên tiếng nói đó cũng mất hết âm vang của nó và nghe đúng như thể chú nói lạc mất rồi. Tới khi biếu sát vào bên người chú, lo sợ khổ não. Cố giữ cho nước mắt đừng trào ra, nhưng rồi cũng trào. Cuối cùng thì cô bé nói, Thơm ơi, kể gì mấy con dơi hãy trở lại con đường ấy đi hình như ta mỗi lúc càng tệ hơn thơm đứng lại chú nói lắng tai mà nghe im lặng sâu thẳm một sự im lặng lắng động đến nỗi hơi thở cũng vang rõ trong yên tĩnh thơm gọi to tiếng gọi âm vang xuống các nhánh trống rỗng rồi tan mất ở xa trong một tiếng ồn nghe tựa như tiếng xì xào cười chế nhạo Bé nói ồ tom ơi đừng gọi nữa ghê rợn nhưng tốt hơn thế bé kỳ ạ à, họ có thể nghe thấy tiếng của chúng mình bạn biết không và chú lại gọi to và có thể nghe còn ghê rợn buốt lạnh hơn vì nó còn thú nhận một hy vọng sắp tiêu tan hai đứa bé vẫn còn đứng lắng nghe nhưng chẳng có kết quả gì Tom trở lại ngay con đường cũ và đi nhanh hơn. Nhưng chỉ một phút sau thì sự ngập ngừng trong cái điệu bộ của chú đã bộc lộ cho Becky thấy một sự kiện đáng sợ khác là chú không tìm được đường về. Ô Tom, hồi nãy bạn không chịu đánh dấu. <Kalong> Becky, mình ngốc thật. Mình không hề nghĩ là mình có thể cần trở lại. Không, mình không thể tìm ra đường nữa rồi. Lẫn lộn tất cả. Tom, Tom, lạc mất rồi, chúng ta không thể ra khỏi chỗ khủng khiếp này rồi. Ồ, oh, vì sao mà chúng ta lại bỏ các bạn kia mà đi? Cô bé quỵ xuống đất và òa lên khóc như điên như dại khiến cho Tom thoát. Cái ý nghĩ là cô bé có thể chết hoặc mất trí. Chú ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cánh tay tròn lấy người cô. Cô úp mặt vào trong lòng chú, biểu lấy người chú, tuôn ra một nỗi khiếp sợ và ân hận và các dư âm xa, tất cả thành tiếng cười chế giễu. Tom xin cô cố lấy một hy vọng, nhưng cô nói là không thể. Thế là chú tự trách móc và mặc sát mình là đã đưa cô vào một tình huống khốn khổ như thế. Thái độ này của chú đem lại một hiệu quả khá lớn. Cô nói là cô sẽ cố gắng hy vọng trở lại, cô sẽ đứng lên và theo chú bất cứ chú muốn dẫn đi đâu duy chỉ có điều là chú đừng nói như vừa rồi nữa vì chú chẳng có gì đáng trách hơn cô cô nói vậy thế là họ lại đi trở lại không định hướng hoàn toàn chỉ là đi liều tất cả gì họ có thể làm là đi là cử động và cố giữ cử động ấy trong một phút niềm hy vọng có vẻ là sống lại không phải vì lý do gì khuyến khích chỉ vì biến chất của nó là sống lại mỗi khi cảnh xuân tươi chưa bị xóa sạch. Một lúc sau thì Tom cầm cây nến của Becky và thổi tắt đi. Sự tiết kiệm còn đầy ý nghĩa làm sao? Không cần nói, Becky hiểu và hy vọng là cô một lần nữa lại tiêu tan. Cô biết rằng Tom còn cả một cây nến nguyên và ba bốn mẫu khác trong túi. Thế nhưng chú buộc phải tiết kiệm. Một chút nữa thì sự mệt nhọc lại bắt đầu bộc lộ đòi hỏi của mình một cách rõ rệt. Hai đứa bé cố không để ý đến nó bởi vì thật là một điều khủng khiếp khi nghĩ đến chuyện ngồi xuống nghỉ trong một lúc thời gian đã trở thành vô cùng quý báu như thế nào. Đi về một hướng nào đó, bất cứ hướng nào, cuối cùng thì vẫn còn là tiến lên và có thể mang lại kết quả còn ngồi xuống thì chỉ có nghĩa là mời thần chết đến và rút ngắn thời gian săn đuổi của nó. Cuối cùng thì đôi chân yếu ớt của Becky từ chối không mang cô đi xa hơn nữa. Cô ngồi xuống, Tom nghĩ một lát với cô và hai cô chú nói chuyện quê hương, chuyện bạn bè ở đấy và trên hết thì chuyện ánh sáng. Becky khóc. Tom cố nghĩ ra mọi cách để an ủi cô nhưng tất cả những lời động viên của chú đều như đã chai lì hết và vang lên như những lời mỉa mai. Bấy khi mệt lạ, đến nỗi cô thiêm tiếp rồi ngủ hẳn, thầm mừng sở. Chú ngồi nhìn khuôn mặt như bị kéo dài ra của cô và thấy rằng nó trở lại dịu dàng và tự nhiên dưới ảnh hưởng của những cơn mộng đẹp. Một lúc sau thì nụ cười rạng lên rồi nằm nguyên ở đấy Nét mặt yên lành đó cũng phản ánh một phần nào cái thanh thản và trạng thái an lành trở lại của tâm trí chú và ý nghĩ của chú lang thang quay về với những ngày qua và những kỷ niệm mơ màng trong khi chú đang đi sâu vào những trầm ngâm suy nghĩ thì bé khi thức dậy với một nụ cười nhưng nụ cười trong khoảnh khắc đã xóa sạch trên môi cô và tiếp sau nổi lên một tiếng rên ô thế nào mà mình có thể ngủ được ước gì mình chẳng bao giờ, chẳng bao giờ thức dậy cả. Không, không, mình không, Tom, đừng nhìn vậy, mình không nói thế nữa đâu. Mình mừng là bạn ngủ được bé khi ạ. À. Bây giờ thì bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn và chúng ta sẽ tìm thấy được đường ra. Chúng ta sẽ cố tâm ạ, à, nhưng trong giấc mơ mình thấy một miền đẹp quá chừng mình cho là chúng mình sắp đến đấy. Có lẽ không, vui lên, Becky, ta tiếp tục đi tìm. Hai đứa trẻ đứng dậy cầm tay nhau đi lang thang, không hy vọng. Chúng cố ước đoán chúng đã ở bao lâu trong hang, nhưng tất cả những gì chúng nắm được là hình như đã nhiều ngày, nhiều tuần, xong lại rõ ràng là không thể thế được vì nến của chúng chưa thấp hết. Một thời gian sau đó thì chúng không thể nói là bao lâu. Tom nói là chúng phải đi nhẹ nhẹ và lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Chúng phải tìm cho ra được một dòng nước mạch. Ngay lúc sau đó thì chúng tìm được một dòng thật và Tom bảo là đã đến lúc nghỉ ngơi. Cả hai đứa trẻ đều mệt rã rời. Tuy vậy, Becky vẫn nói mình nghĩ là có thể đi xa thêm một tí nữa. Cô bé lấy làm lạ khi nghe thấy Tom không đồng ý. Cô không thể hiểu được điều đó. Chúng ngồi xuống và Tom dính cây nến vào tường. Trước mặt chúng, bằng một ít đất sét những ý nghĩ không mấy chốc lại rộn lên, nhưng trong một lúc không ai nói. Xong, bé khi đã phá tan sự im lặng. Tom, mình đói quá. Tom rút một cái gì trong túi, chú nói. Bạn có nhớ đến cái này không?" Becky gần như mỉm cười. "Cái bánh dự trữ của chúng ta phải không Tom? Ừ, mình cứ mong nó to bằng cái thùng rượu vì ta chỉ có tất cả chừng ấy. Mình lấy riêng một số thực phẩm chuẩn bị cho cuộc picnic cả, nhưng nó sẽ là" Cô bỏ lửng câu nói nửa chừng ở chỗ đó, Tom chia cái bánh làm đôi và Becky ăn một cách ngon lành. Còn Tom thì chỉ nhắm rỉa đôi tí phần nữa của cái bánh của mình. Đã kết thúc bữa tiệc, nước lạnh thì tràn đầy. Một lát sau thì Becky gợi ý tiếp tục đi. Tom im lặng một hồi rồi nói. Becky, nếu mình nói với bạn điều này, bạn có chịu được không? Mặt Becky tái đi, nhưng cô bé nghĩ là mình chịu được. Vậy thì Becky này, ta phải ở lại đây thôi, ở đây có nước để uống. Mẫu nến kia là mẫu nến cuối cùng của chúng ta. Nước mắt và tiếng của Becky cứ tha hồ tuôn ra, Tom làm hết sức mình để cho cô an tâm, nhưng hiệu quả không được là bao. Cuối cùng thì Becky nói, Tom, gì Becky? Họ sẽ thấy thiếu chúng mình và đi tìm chúng mình. Đúng, họ sẽ tìm, chắc chắn là họ sẽ tìm. Có lẽ bây giờ họ đang đi tìm chúng mình phải không Tom? Thế nào? Mình cho có lẽ họ đang tìm Mình mong như thế Khi nào thì họ thấy mình hỏi Tom? Khi họ trở về và Thì mình nghĩ thế Tom này Lúc đó trời tối họ nhận ra là chúng mình về không? Mình không biết Nhưng dù sao thì mẹ bạn cũng thấy thiếu bạn khi họ đã về nhà một vẻ hoảng sợ hiện lên trên nét mặt của Becky, làm cho Thom tỉnh táo lại và chú nhận ra là mình vừa phạm vào một điều ngớ ngẩn. Becky được phép tối hôm đó chưa về nhà, hai đứa bé trở lại im lặng, tư lự. Trong một lúc, một cơn đau mới của Becky chỉ cho Thom thấy rằng điều mà chú nghiền ngẫm trong đầu cũng đã đập mạnh vào cô rằng có thể là đến giữa buổi sáng chủ nhật thì bà Thatcher mới phát hiện ra Becky không có ở nhà bà Hepburn. Hai đứa trẻ dán mắt vào mẫu nến, theo dõi nó hao, chảy một cách từ từ không thương xót. Cuối cùng thì thấy không đầy nửa vòng tay tắt, đứng, trơ trọi. Thấy ngọn nến yếu ớt bùng lên rồi hạ thấp xuống, leo lên một cột khối mỏng manh, kéo dài đến tận đỉnh cột trong một chốc và tiếp đó thì bóng tối hoàn toàn dày đặc rùng rợn ngự trị. Rất lâu sau đó thì Becky tỉnh lại dần và nhận thấy rằng mình đang khóc trong cánh tay của Tom. Thì chẳng ai nói được, tất cả những điều mà chúng nhớ được là sau một thời gian hình như rất lâu thì cả hai đều tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man như chết và trở lại một lần nữa với những thống khổ của mình tom nói là bây giờ có thể là chủ nhật có thể là thứ hai chú cố gợi cho bé khi nói chuyện nhưng đau buồn đè nặng quá chừng lên tâm trí của cô bé mọi hy vọng đều đặt tiêu tan tom nói rằng chắc chắn người ta đã thấy thiếu chúng ta lâu lắm rồi và chắc chắn cuộc tìm kiếm đang tiến hành chú sẽ thét to lên và có thể là một ai đó sẽ đến chú thử nhưng trong bóng tối những dư âm xa xôi vang lên một cách ghê rợn quá nên chú không thử nữa thời khắc trôi đi và cơn đói lại kéo đến hành hạ những kẻ bị giam cầm một lần nữa một miếng của nửa cái bánh của tom vẫn còn chúng chia nhau ăn nhưng ăn xong hình như còn đói hơn trước mẫu lương thực khốn khổ chỉ kích thích thêm sự thèm thuồng cả hai ngừng thở lắng nghe có một tiếng gì giống như một tiếng kêu yếu ớt nhất xa vời nhất. Lập tức, Tom thét lên đáp lại và cầm tay hướng dẫn Becky đi bắt đầu sờ sọa mò mẫm theo hành lang đi về hướng đó. Ngay lúc bấy giờ thì chú lại lắng nghe và nghe thấy tiếng kia một lần nữa và rõ ràng là gần hơn, Tom nói. Họ đây rồi, họ đang đến đấy, đi đi, Becky. Bây giờ đúng rồi, Nỗi vui của tù nhân này hình như trào lên, tuy nhiên tốc độ của họ chậm thôi, bởi vì hầm bảy hình như giờ đây thì gặp chẳng phải để đề phòng. Chẳng mấy chốc thì hai đứa bé này gặp một cái hầm bảy đó và dừng lại. Cái hầm có thể sâu ba bộ mà cũng có thể sâu một trăm bộ, không cách nào qua được. Tom nằm sắp ngược xuống đất, cố sờ tay, được càng xa càng tốt không thấy đáy, chúng phải ngồi đấy đợi cho tới khi những người đi tìm đến, chúng lắng tai nghe, nhưng rõ ràng là các tiếng gọi mỗi lúc một xa xăm hơn, một lúc sau thì chúng tắt hẳn, thật là một nỗi đau rụng cả tim, thòm la thét cho đến khản gỗ, như một thế kỷ chờ đợi đã trôi qua mà chẳng còn nghe thấy tiếng động nào cả. Hai đứa bé mò đường trở lại suối nước thời gian buồn chán lại trôi đi chúng lại ngủ và khi trở dậy thì đói cùng cực và đau buồn thiểu não thòm tin rằng phải là thứ ba rồi vào một ý nghĩ bây giờ gõ vào đầu chú trong tầm tay gần đây có một vài đường rẻ nên khám phá thử một con đường ấy còn hơn là ngồi mang cái gánh nặng của thời gian trong lúc rảnh rỗi Chú rút một sợi dây thả diều trong túi ra, buộc vào một mỏm đá nhô, rồi chú và Becky bắt đầu đi. Tom đi trước dẫn đường và tháo dần dây trong khi sợi soạn tiến lên. Sau chừng hai mươi bước, cái hành lang chấm dứt ở một hố sâu phải nhảy qua. Một nơi bắt đầu mới, Tom quỳ xuống, đưa tay xa hơn tí nữa về bên phải và đúng lúc đó thì không xa quá hai mươi thước một bàn tay người cầm một ngọn nến hiện ra sau một tảng đá thơm kêu lên thật to thật vang và lập tức sau bàn tay là cái hình người có bàn tay ấy isan joy tom như bị bại liệt chú không cử động được nữa một chốc sau thì chú rất lấy lầm mừng thấy rằng tên tây ban nha đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy để khỏi ai nhìn thấy hắn tôm lấy làm lạ tại sao soi lại không nhận ra tiếng của chú và không chạy lại giết chú về tội xác nhận trước tòa nhưng chắc là dư âm đã làm méo tiếng nhưng không nghi ngờ gì nữa chắc là thế nỗi sợ hãi làm suy yếu mọi cơ bắp trong người chú chú tự nhủ rằng nếu chú còn đủ sức để trở lại chỗ dòng nước thì chú sẽ ở lại đấy chẳng có gì có thể cám dỗ được chú liều mình để gặp Isan Soi một lần nữa. Chú thận trọng giấu không cho bé khi biết chú đã gặp gì, chú chỉ nói với cô bé là đã la lên, lấy mai. Nhưng rốt cuộc thì đói và cùng quẩn đã nổi lên mạnh hơn cả sợ hãi. Tom tin rằng bây giờ đã là thứ tư, thứ năm, thứ sáu hay là thứ bảy chủ nhật và người ta đã thôi không tìm kiếm nữa. Chú ngọ ý muốn đi khám phá một con đường khác chú cảm thấy sẵn sàng muốn gặp Isansoi và mọi sự khủng khiếp khác, nhưng mấy khi thì rất yếu rồi. cô bé như chìm sâu vào một trạng thái thờ ơ, thê thảm và không muốn người ta dựng mình vậy nữa. cô bé bảo là bây giờ cô sẽ đợi chết ở tại chỗ cô nằm hiện nay, không còn lâu nữa đâu. cô bé bảo Tom hãy cầm sợi dây diều đi khám phá nếu chú muốn nhưng cô bé xin chú là sau từng lúc ngắn hại trở lại nói chuyện với cô và cô bắt chú phải hứa rằng khi giờ phút ghê rợn đến thì chú phải ở bên cô cầm tay cô cho tới khi tất cả đều xong xuôi tâm hôn cô bé mà cảm thấy như bị tắt họng nhưng vẫn tỏ ra vẻ mình tin là sẽ gặp những người đi tìm không thì một lối thoát ra khỏi hang Thế rồi thì chú cầm sợi dây diều trong tay và mò mẫm theo một đường ngách, đi trên hai tay và hai đầu gối. Đói kiệt sức và đau đớn về những điểm báo trước số phận sắp tới. Chương 32 Chiều thứ ba đến rồi xế bóng hoàng hôn làng sepp vẫn cứ đau buồn hai đứa bé thì lạc mất không tìm lại được những buổi cầu kinh công cộng được tổ chức để cầu cho chúng có rất nhiều buổi đọc kinh ở nhà riêng mà người ta thỉnh cầu cũng để toàn tâm vào đấy thế nhưng vẫn không có tin lành gì báo từ hang về phần lớn những người đi tìm đã bỏ cuộc và trở về với công việc hàng ngày của họ nói rõ ràng rằng không bao giờ còn có thể tìm ra được hai đứa bé nữa. Bà thích chơi thì ốm nặng và phần lớn thời gian bà nói sẵn. Người ta bảo nhau rằng thật là đau lòng khi nghe bà con. ngẩng cao đầu, lắng nghe mỗi lần một phút dài, xong rồi thì mệt nhọc, rên lên và nằm xuống lại. Dì Bô Ly thì đã xa vào một nỗi u sầu triền miên, tóc hoa râm của dì hầu như bạc trắng đêm hôm thứ ba cả làng đi nghỉ một cách buồn rầu đau thương và lúc nửa đêm khuya một hồi chuông náo nức rạo rực rung khắp cả làng và một chốc thì thiên hạ như điên rồ áo quần còn mặc dở đã đổ dồn ra khắp các con đường kêu lên ra rồi ra rồi tìm thấy rồi tìm thấy chúng rồi tăng thêm chó tiếng ồn inh tai nhức óc kia còn có cả tiếng gõ son chảo và tiếng tù và thổi. Nhân dân tụ họp xong liền kéo nhau xuống sông và gặp hai đứa bé trở về ngồi trên một chiếc xe ngựa mui trần do nhiều dân làng vừa kéo vừa la hét. Họ túm tụm nhau lại quanh chiếc xe, đi cùng xe về nhà, quét qua suốt con đường chính một cách nguy nga vừa đi vừa hét. Hoang hô, hoang hô, hết đợt này đến đợt khác. Cả làng đã thắp đèn sáng trưng, không một ai đi ngủ trở lại nữa. Đó là một đêm lộng lẫy nhất mà xưa nay cái thị trấn nhỏ này chưa từng thấy. Trong nửa giờ đầu tiên thì sau khi đến nhà, một đoàn dân làng kéo nhau đến nhà thẩm phán thái ôm chầm lấy hai đứa bé thoát nạn, hôn chúng siết chặt. Tay bà thái cố nói như không nói được, để cho những dòng nước mắt đổ xô như mưa khắp cả nền nhà. Hạnh phúc của dì Polly thật là trọn vẹn, bà Thatcher cũng gần giống như vậy. Duy chỉ đối với bà, thật là trọn vẹn nếu như người được phái đi mang tin mừng đến hang đã mang được thư trao cho chồng bà. Tom nằm trên một chiếc ghế sofa với cả một đoàn người thèm khác nghe câu chuyện vây quanh. Chú kể cho họ nghe câu chuyện về cuộc phiêu lưu ly kỳ, thêm thắt vào đấy là nhiều tình tiết nổi bật để tô điểm hơn nữa cho nó, rồi kết thúc bằng đoạn kể chú bỏ bé kia lại và đi thám hiểm lần cuối cùng như thế nào, đã theo như thế nào hai con đường và sợi dây diều của chú văng xa được đến đâu thì đi đến đấy. Chú đã theo ra một con đường thứ ba cho đến hết độ dài của sợi dây và sắp quay trở lại thì bỗng dưng nhìn thấy xa một vệt sáng tựa như một cảnh trời rạng chú liền bỏ sợi dây và mò đến chỗ sáng đó, luồn đầu vào vai qua một lỗ nhỏ và nhìn thấy con sông lớn Mississippi cuồn cuộn, cuộn chảy gần đấy. Nếu chuyện đó không may mà xảy ra vào ban đêm thì chú có thể không thấy vệt ánh sáng ban ngày kia và sẽ không tìm thấy gì thêm ở con đường ấy nữa. Chú kể là chú đã quay trở lại báo tin mừng lớn này cho Becky như thế nào, và cô Becky này đã nói là thôi chú đừng thêu dệt chuyện vớ vẩn để cho cô khỏi bực mình nữa. Vì cô mệt lắm rồi và biết là mình sắp chết và muốn chết. Chú kể là chú đã nhọc công như thế nào mới thuyết phục được cô và cô đã hầu như mừng đến chết như thế nào khi cô đã mò ra đến nơi mà thấy được một vệt ánh sáng ban ngày màu xanh kể chú đã tìm cách leo ra khỏi cái lỗ kia và giúp cho cô ra khỏi như thế nào kể cô bé đã ngồi đấy khóc vì mừng vui sung sướng như thế nào kể cho người đi xuống đến gần đấy và thơm gọi họ kể cho họ nghe về tình trạng của mình và cảnh đói của mình như thế nào kể lúc đầu thì mấy người đó không tin vào câu chuyện lạ đó bởi vì họ nói các cháu ở đây là năm dặm ở phía dưới con sông, dưới cái tung lũng trong đó có cái hang. Rồi kéo chúng xuống xuồng, chèo đến một ngôi nhà cho chúng ăn để chúng nghỉ cho đến khi trời tối, đã 2 3 tiếng đồng hồ mới mang chúng về nhà. Trước khi tảng sáng thẩm phán thế chơ và nhóm người tìm kiếm cùng đi với ông, được tìm thấy trong hang nhờ vào một cuộn dây xoắn đôi mà họ đã buộc lại sau lưng họ và được báo tin mừng lớn. Ba ngày ba đêm nhọc nhằn và đói khát trong hang không dễ gì mà rủ sạch được ngay. Tom và Becky đã phát hiện được điều đó. Chúng nằm liệt giường cả ngày thứ tư và ngày thứ năm và dường như cảm thấy mệt mỏi rời rã hơn lúc nào hết. Tom đứng dậy đi quanh một tí vào ngày thứ năm. Ngày thứ sáu thì xuống phố và gần như hoàn toàn trở lại bình thường vào ngày thứ bảy. Còn Becky thì đến ngày chủ nhật mới ra khỏi phòng và lúc đó thì cô trông như mình mới qua khỏi một trận ốm liệt giường tôi nghe tin hết ốm đến thăm bạn trong ngày thứ sáu nhưng không được phép đến cạnh giường ngày thứ bảy và ngày chủ nhật cũng chẳng được phép sau đó thì chú được phép đến thăm hàng ngày nhưng được báo trước là phải giữ im lặng về cuộc phiêu lưu của chú và không được gợi lên một đề tài nào kích động Bà quả phụ đu ngồi cạnh để xem chú nghe lời không. Về nhà thì Tom kể lại câu chuyện xảy ra ở đồi ca điếp. Cũng biết được là xác của tên rách rưới đã được tìm thấy trên một cạnh bến phà và có lẽ hắn đã bị chết đuối trong khi tìm cách thoát thân. Khoảng 15 ngày sau khi Thom thoát khỏi hang thì chú đến thăm hết. Nay đã khỏe hẳn. Đã có thể nghe chuyện hồi hộp mà Tom thì có một số chuyện có thể hấp dẫn bạn. Chú nghĩ thế, nhà thẩm phán Thatcher ở trên đường đi của chú nên chú dừng lại thăm Becky. Vị thẩm phán và vài ông bạn hỏi chuyện Tom và có người thì diễu cợt hỏi chú có muốn trở lại hang không. Tom bảo là chú cũng chẳng quản ngại gì. Vị thẩm phán nói, ta cho rằng có những người khác cũng giống như cháu tom ạ à. bác chẳng nghi ngờ chút nào nhưng bác đã lo trước chuyện đó từ rầy về sau chẳng ai còn có thể lạc trong hàng nữa vì sao vì bác đã cho bọc cái cửa lớn bằng sắt nung cách đây hai tuần lễ và cho ba lần khóa bác giữ chìa khóa mặt tom liền trắng toát như tờ giấy cái gì thế cháu có ai đấy đến đây cho cốc nước Cốc nước được đem đến và được tạc vào mặt Tom. À, bây giờ thì cháu đã khá rồi. Có vấn đề gì thế, Tom? Ồ, thưa bác, tên Isanzoi đang ở trong hang đấy ạ. À. Chương 33 Chỉ mấy phút sau, tên đã lan đi khắp vùng và chừng 10 chiếc xuồng đầy người đã lên đường đến hang mặt Anh và chiếc phà chặt nít hành khách cũng theo sau. Tom ngồi trên chiếc xuồng chở thẩm phán Thatcher. Khi cửa hang được mở ra, thì một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trong ánh sáng mờ mờ của nơi đó. Y nằm dài dưới đất, chết, mặt dí sát vào một vết nứt của cánh cửa. Hầu như con mắt khát khao của hắn chăm chăm nhìn, cho đến phút cuối cùng, ánh sáng và cảnh vui nhộn của thế giới tự do bên ngoài. Tom xúc động, vì do kinh nghiệm bản thân chú biết con người bất hạnh kia đã đau khổ như thế nào. Tuy vậy, chú vẫn có một cảm giác nhẹ nhõm và yên trí vô cùng. Từ nay trở đi, chú đã cất được cái gánh nặng và nỗi lo sợ về con người có tâm hồn đẫm máu ấy. Cây mắt xăng của Isansoi nằm sát bên cạnh, lưỡi gãi làm đôi. Cái đà ngang cửa giữa cái nền vững chãi đã bị đẻo chặt một cách khó nhọc miệt mài tuy thế vẫn chỉ là công cốc vì tiếp ngoài cái đà ấy là ngưỡng cửa thật sự làm bằng một lớp đá tự nhiên và trên thứ nguyên liệu bướng bỉnh đó thì sức cái mát chẳng có tác dụng gì cả có hư hỏng thì cũng chỉ có cây mát hư hỏng mà thôi nhưng dù ở đấy có hay không có đá chắn chăng nữa thì cái công đẻo chặt kia vẫn là vô ích vì nếu cái đạc có bị chặt hoàn toàn đi nữa thì y vẫn không thể luồn mình qua dưới cánh cửa, hắn đã biết thế. Vì vậy hắn đã chặt đẽo cái chỗ đó là chỉ để làm một cái gì để giết thời gian tẻ ngắt để vận dụng cái khả năng đang bị dày vò của mình. Tường người ta hay thấy năm bảy mẫu nến gắn ở các kẻ hở chung quanh hành lang cho những người du lịch để lại nhưng bây giờ thì chẳng còn mẫu nào cả tên tù nhân này đã tìm lấy và ăn sạch hắn cũng đã nghĩ ra việc bắt dơi và các con dơi này hắn cũng đã ăn hết cái còn để lại mấy cái vuốt con người bất hạnh khốn khổ ấy đã đói đến chết ở một chỗ gần trong tầm tay một búp măng đá đã đâm từ mặt đất lên bao thời đại nay do một dòng nước giọt từ một cái vú đá trên đầu rơi xuống mà thành. Con người bị giam cầm ấy đã bẻ gãy cây măng đá, đặt lên trên gốc măng đá một tảng đá. Trong đó, hắn đẻo một lỗ hỏm nông để đựng giọt nước quý báu cứ ba phút rơi xuống một lần, và sự đều đặn lạnh đồng buồn tẻ như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ. Cứ hai mươi bốn tiếng thì được một thìa trắng miệng. Giọt nước ấy đã chảy khi kim tự tháp đang còn là mới, khi thành Troy bị sụp đổ, khi nền móng thành Rome mới đặt, khi Chúa giê -xu bị đóng đinh lên thánh giá, khi nhà vua chinh phục thành lập đế quốc Anh, khi Columbus đang vượt bể, khi cuộc thám hiểm của Lexington còn là tin mới, và bây giờ thì nó vẫn đang rơi, và nó sẽ còn rơi khi tất cả những chuyện hôm nay đã chìm sâu trong buổi xế chiều của lịch sử, và trong cảnh hoàng hôn của truyền thuyết và bị nuốt mất trong đêm tối mịt mùng của lãng quên phải chăng là mỗi vật đều có một mục đích là một sứ mệnh phải chăng là giọt nước kiên trì rơi ròng rã trong năm nghìn năm kia là để chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu của con côn trùng giống người này chuyển chỗ ở và nó có một mục tiêu quan trọng nào khác để thực hiện trong mười nghìn năm không không việc gì cả nhiều năm, nhiều năm đã trôi qua từ ngày tên người lai rủi ro đẻo gọt hòn đá để hứng nước. Vô giá này, nhưng cho đến ngày hôm nay thì nhà du lịch vẫn đứng nhìn lâu nhất cái viên đá thảm thiết đó với giọt nước rơi chậm rãi. Đó khi họ đến xem các kỳ quan của hang McDonald. Các bác của Isanzoi đứng vào hàng thứ nhất trong danh sách các cảnh kỳ diệu của hang động này. Cả ngôi điện Aladdin cũng không sánh được với nó. Y soi được chôn gần ở miệng hang và nhân dân đổ về đấy bằng thuyền, bằng xe, từ thành phố, từ tất cả những trang trại và thôn xóm ở quanh đấy trong vòng 7 dặm. Họ mang theo cả con cái và thú thực rằng một khi họ đã có mặt ở cuộc chôn cất này thì họ cũng thấy hài lòng hầu như ở buổi xử treo cổ vậy. Cuộc chung cất chấm dứt sự phát triển của một việc là kiến nghị xin chính quyền ân xá cho Isansoi. Bản kiến nghị đã được rộng rãi nhiều người ký tên, nhiều cuộc meeting hùng hồn và đẫm lệ đã được tổ chức và một ủy ban gồm những phụ nữ ngớ ngẩn đã được cử để mang một vẻ đau thương sâu sắc và những lời than phán. Người ta tin rằng Isansoi đã giết năm người công dân của làng như thế có nghĩa lý gì? Nếu hắn là hiện thân của quỷ Sa tăng chăng nữa? thì vẫn sẽ có đầy những con người nhu nhược sẵn sàng ngoạch ngoạc tên của mình vào một kiến nghị xin ân xá và cho rơi lên đấy một vài giọt nước mắt từ cái vòi phun nước có lỗ rõ và luôn luôn bị hỏng của họ. Sáng hôm sau, ngày chôn, Thơm gặp hết ra một chỗ riêng để nói chuyện quan trọng. Vào lúc này thì hết đã nghe hết những chuyện về cuộc phiêu lưu của Tom qua ông già người Wesley si và bà quả phụ Dulac. Nhưng Tom bảo rằng chú nghĩ là có một chuyện mà họ không nói được với hết và đó là chuyện mà chú muốn nói đến bây giờ. Vẻ mặt của hết trở nên buồn ủ rũ chú nói. Tao biết là chuyện gì rồi, mày vào phòng số 2 và chẳng thấy gì ngoài rượu whisky cả, chẳng ai nói với tao là mày nhưng tao biết chắc là mày khi tao nghe nói đến cái vụ rượu whisky ấy tao còn biết là mày không lấy được số vàng vì không thì bằng cách này hay cách khác thế nào cậu cũng đến nói với tao biết mặc dù đối với mọi người khác thì mày giữ kín thơm này có cái gì đó báo cho tao biết là mày chưa hề tóm được cái của cải đó thế nào hết tao có bao giờ nói gì về cái tên chủ quán trọ ấy đâu. Mày biết là quán trọ của hắn ta chẳng việc gì cả. Cái hôm thứ bảy mà tao đi theo cuộc picnic, mày không nhớ là đêm hôm đó mày canh ở đấy à? Ồ, đúng. Sao nào? Dường như đã qua một năm rồi ấy. Đêm hôm đó đúng là đêm tới theo dấu vết chân của lão Isanzoi đến nhà bà quả phụ. Mày theo hắn à? Đúng, nhưng mày phải giữ kính nhé. Tao cho là Isansoi còn để lại bạn bè sau lưng nó, và tao không muốn chúng ập tới chơi cho tao những vố đề tiện. Nếu không thì chuyện tại tao thì giờ hắn ta đã yên thân ở Texas rồi. Thế rồi, hết kể toàn bộ cuộc phiêu lưu của chú một cách tâm tình cho Tom nghe. Trước đây, Tom chỉ mới nghe được phần ông già người Welsh kể về câu chuyện ấy. Hết nói ngay lúc đó khi trở lại với vấn đề chính. Đúng, kẻ nào xoáy rồi wiki ở số 2 thì cũng xoáy luôn số vàng, tao nghĩ thế. Đằng nào thì hắn cũng là một thằng phỏng tay trên hèn bạc đối với chúng mình Tho mà. Hết, số vàng đó không bao giờ có ở phòng số 2 cả. Hết lục soát tỉ mỉ nét mặt của bạn mình. Thế nào, Tom, mày lại bắt được dấu vết của số vàng à? Hết, nó ở trong hang ấy. Mắt của Hết ánh lên. Nhắc lại xem, Tom. Vàng ở trong hang ấy. Tom, thật thà nhé, đùa hay là thật? Thật, Hết à, thật đúng như là tao đang sống ngày này. Mày có vào hang với tao giúp mang nó ra không? Tớ thề là có, có, chừng nào mày còn có thể soi rõ được đường và đừng lạc. Hết, việc này thì chúng mình có thể làm mà chẳng gặp tí ti rắc rối gì trên đời. Ngon sơ nhỉ, sao mày lại nghĩ là vàng? Hết. Đợi vào tới trong ấy, nếu không tìm được thì tao đồng ý trao cho mày cái trống của tao và mỗi cái tao đã kiếm được ở trên đời này, tao sẽ cho nổi có trời. Được, tốt, nghe cứ như là tiếng đạn vèo thế mày nói bao giờ đi ngay bây giờ nếu mày đồng ý mày đã khỏe chưa vào hang có xa không ba bốn ngày nay tao cảm thấy như ngồi phải gai bây giờ thì tao chưa đi được trên một dặm thom ạ à. ít ra thì tao cũng không nghĩ là tao có thể đi được từ đây vào đến trong ấy độ khoảng năm dặm một con đường mà chẳng ai ngoài tao nắm được hết ạ. À. Nhưng có một con đường tắt mà cũng không ai ngoài tao hết ạ. À. Tao sẽ kiếm chiếc xuồng đưa mày đến ngay tại đó. Tao sẽ thả cho xuồng bọc bền ở đấy. Rồi sau này sẽ một mình đẩy thuyền ra lại. Mày chẳng cần động tay động chân làm gì. Thế thì tao đi ngay đi Tom. Được, Ta cần một ít bánh mì, một ít thịt, mấy cái dìu của chúng ta một cái túi nhỏ ba bốn sợi dây diều và một ít những cái vật mới lạ mà người ta gọi là các cây que của diêm vương tao nói cho mày biết nhé bây giờ lần trước vào đấy tao chỉ ao ước có một que diêm như vậy qua trưa một chút hai chú bé mượn được một chiếc xuồng của một người dân làng vắng nhà rồi lên đường đi ngay lập tức khi các chú đã ở nhiều dặm xa phía bên dưới cái hang rỗng thì thầm nói Bây giờ mày nhìn xem nhé, cái dốc đứng này suốt dọc từ cái hang rỗng xuống, đầu cũng giống nhau, không nhà cửa, không bãi cây bụi rậm. Nhưng mày có nhìn thấy cái chỗ trăng trắng ở đằng xa, nơi đã lỡ đất không? Đấy là một điểm đánh dấu của tao bây giờ, tao lên bờ đi. Chúng đổ xuồng lại bước lên bờ. Bây giờ hết này, từ chỗ ta đứng đây mày có thể sờ được cái lỗ qua đó tao leo lên được khỏi hang nhờ một chiếc cầu câu. Xem thử mày có tìm ra được cái lỗ đó không? Hết tìm khắp chung quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Tâm hãnh diện đi thẳng vào đám lùm sơn rậm rịch rồi nói Đây này Nhìn xem đây là cái lỗ kính nhất ở cả vùng này. Mày phải giữ kính đừng nói cho ai biết nhé. Lúc này thì mọi cái đều đã sẵn sàng và hai đứa bé chui qua lỗ, thơm đi trước. Chúng khó nhọc lần mò đến tận cuối đường hầm xa, rồi bệnh nói các sợi dây dìu lại với nhau cho chắc và tiến lên. Thêm một vài bước nữa là chúng đi đến ở chỗ suối nước. Tom cảm thấy một cái rùng mình chạy khắp người chú, chú chỉ cho hết mẫu bất nến ngất nghiễu trên cục đất sét áp vào tường đất và mô tả lại bé khi và chú đã nhìn ngọn nến đó đấu tranh cho đến khi tàn như thế nào hai chú bé bây giờ thì bắt đầu hạ thấp giọng xuống cho đến mức chỉ còn thì thào vì sự im lặng và bóng tối ở địa điểm đè nặng lên tâm trí các chú các chú tiếp tục đi và chui vào cái hành lang của thom cho đến khu chúng đến tận cái hố sâu phải nhảy qua ánh nến cho thấy sự thật đó là không phải một vách đá dựng đứng mà chỉ là một gò đất sét cao chừng sáu bảy thước tom nói nhỏ bây giờ tao sẽ chỉ cho mày một cái hết ạ à? chú vừa cao cây nến lên rồi nói nhìn quanh cái góc càng xa càng tốt cậu thấy gì chưa trên tảng đá lớn ở đằng xa kia kẻ bằng khói nến một cây thánh giá phải không Tom? bây giờ số hai của cậu là ở đâu nào dưới cây thánh giá phải không ngay ở đó phía bên kia là nơi tớ thấy tên Isansoi gạt bất cây nến của hắn đấy hết áp. hết nhìn cái dấu thánh một lúc rồi nói giọng run run ta ra khỏi đây đi thom thế nào và bỏ cái kho vàng à? Vàng bỏ thôi, hồn ma của Isansoi chắc chắn là quanh quẩn ở đây. Không, 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 không đâu hết ạ. À. Nó có ở đây, ở chỗ hắn chết kia, ở ngoài miệng hang kìa, cách đây năm dặm. Không, Tom ạ, à. không phải đâu, nó quanh quẩn ở số vàng, tao biết cái tật của các hồn ma, mày cũng biết, đó thôi. Tom bắt đầu sợ là hết đúng. Những mối lo ngại dồn về trong đầu óc chú, nhưng ngay sau khi đó thì chú bỗng nảy ra một ý. Hết! Xem đây này, chúng mình hóa ngốc cả rồi, hồn ma của y San soi đâu dám đến nơi có cây thánh giá. Tom đánh trúng điểm, hiệu quả có ngay. Tao quên không nghĩ đến chuyện đó, nhưng là thế thật, thật may cho chúng mình có được cây thánh giá tao đề nghị chúng mình leo xuống đây tìm cái hòm vàng. thòm xuống trước, bước những bước gây go trên gò đất sét trong khi tụt xuống. Hết thì theo sau, bốn con đường lớn rẽ đi từ cái động nhỏ trong đó dựng lên tảng đá kia. Hai chú bé khảo sát ba trong bốn con đường ấy mà chẳng có kết quả gì. Chúng thấy một cái hốc nhỏ trên con đường gần chân tảng đá nhất, cùng ổ chăn vứt bừa bãi ở đấy. Ngoài ra còn có một dây đeo quần cũ, vài miếng bì thịt sông khói và xương gặm rất kỹ của hai ba con chim. Nhưng chẳng có hòm tiền nào cả. Hai đứa bé tìm đi tìm lại ở chỗ ấy nhưng vô hiệu thơm nói. Hắn nói dưới cây thánh giá, đúng, con đường này đến gần dưới cây thánh giá nhất, không thể ở ngay dưới tảng đá được vì tảng đá nằm chắc liền với đất. Chúng tìm khắp nơi một lần nữa, rồi ngồi xuống. Thất vọng, hết không gợi được ý gì cả. Một lúc sau, Tom nói. À, nhìn đây, hết, có dấu chân và mờ nến trên đất sáp ở một phía của tảng đá. Còn ở các phía kia thì không có. Thế là nghĩa thế nào? Tao cược với mày là hòm vàng ở dưới tảng đá. Tao đào đất xét đây, Hết vẫn chẳng nói. Ừ, ờ, đấy chẳng phải là ý soàn đâu Tom ạ. À. Lập tức con dao ba lô chính cống của Tom được rút ra và Tom chưa đào được một tấc đất thì đã động phải gỗ. Ê Hết, con nghe thấy không? Giờ thì Hết bắt tay vào vừa đào vừa nạo một số tấm gỗ được lật hết đất và nhấc lên. Chúng che kính một đường nẻ tự nhiên chạy dưới tảng đá Tom luồn người vào trong đường nẻ đó và đưa nến của chú càng xa xuống dưới tảng đá càng tốt. Nhưng chú bảo là không thể nhìn thấy đến tận cuối đường nẻ. Chú đề nghị đi thám hiểm. Chú tụt xuống cho lọt hẳn người xuống bên dưới. Con đường chật hẹp xuống dần. Chú theo cách uống khúc ngoằn ngoèo của nó. Trước tiên thì quay về phải sau lại quay sang trái. Hết bám sát gót chú một lúc nữa thì vượt qua một đường tròn ngắn rồi thét lên. Trời ơi hết! Nhìn đây này! Đó là hòm vàng, đúng thế. Nằm giữa một cái động con kính đáo cùng với một thùng thuốc súng rỗng, hai cây súng để trong bao da, hai ba đôi giày da cũ, một thắt lưng da và vài thứ bỏ đi khác. Ngắm đầy nước ướt sũng Hết thọt tay vào dưới đồng tiền xỉn màu nói. Cuối cùng thì tìm được trời ta giàu rồi phải không Tom? Hết, trước sau tao cũng vẫn nghĩ là ta sẽ tìm được. Sướng quá khó mà tin, nhưng đúng là ta đã lấy được. Này, đừng có vớ vẩn để quanh đây, hãy kéo nó ra ngoài, đưa tao xem, tao có nhấc được không nào? nó nặng khoảng hai mươi hai mươi lăm cân tôm nhắc lên được một cách khó khăn nhưng không mang được nó một cách thoải mái chú nói tao cũng đã nghĩ như thế hôm chúng nó mang đến ở ngôi nhà ma tao đã thấy có vẻ nặng tao để ý lắm chứ tao cho là mình làm đúng khi cố kiếm túi nhỏ đem theo tiền được bỏ liền vào túi và hai chú bé nâng lên trên tảng đá có cây thánh giá hết nói bây giờ lấy súng và đồ đạc không hết ạ à, hãy để đáy đấy đúng là những thứ cần nếu sau này ta muốn làm tướng cướp như robin hood ta cứ để mãi đáy đi thôi đi đi ta ở đây đã lâu rồi tao nghĩ là muộn rồi đấy tao cũng đói nữa ra đến xuồng thì ta sẽ ăn Giờ thì chúng đã ló ra khỏi lùm sơn. Thận trọng nhìn chung quanh, thấy bờ sông không có người và một chốc thì hai bạn đã ăn uống ở trên xuồng. Khi mặt trời sắp lặn thì chúng đẩy xuồng ra và lên đường về nhà, thòm cho xuồng đi sát bờ. Trong bóng hoàng hôn kéo dài, nói chuyện vui vẻ với bạn, rồi một lúc sau khi trời tối hẳn thì đổ lại, thòm nói. Hết này, Bây giờ thì ta sẽ giấu số tiền trên trần trái củi của nhà bà quả phụ. Sáng mai tới đến và ta sẽ đến rồi chia nhau. Sau đó thì mình sẽ kiếm một chỗ trong rừng để cất cho an toàn. Giờ thì mày ngồi yên đây canh cái món này để tao chạy đi móc cái xe của Benny Taylor. Tao chỉ đi một phút thôi. Chú biến đi và ngay tức khắc thì trở về với cái xe bỏ hai túi nhỏ lên, quăng vài miếng vải rách cũ phủ lên trên túi, rồi lên đường kéo chiếc xe theo sau mình. Khi đến nhà ông già người Welsh si thì chúng dừng lại nghỉ. Đúng vào lúc chúng sắp đi trở lại thì ông già người Welsh si bước ra hỏi. Chào, ai đấy? Khách và Tom Sauer. Tốt quá, vào đây với ta, các cháu. Các cháu bắt mọi người phải đợi đấy. Này, nhanh lên chạy lên trước bác đẩy xe giúp các cháu thế nào chẳng phải nhẹ như người ta tưởng gạch à hay là sắc cũ thơm đáp sắc cũ ta đoán thế trẻ con thành phố này thích chịu khó và thích lãng phí thì giờ đi săn những thứ sắc cũ đáng giá năm sáu xu để bán cho lò đúc hơn là lao động có quy củ và được gấp đôi tiền nhưng đó là cái tính con người Nhanh lên, nhanh lên. Hai đứa bé muốn biết vì sao phải vội phạt thế. Không việc gì cả, đến nhà bà quả phụ đôi lách, các cháu sẽ thấy. Hết nói, hơi lo lắng vì chú đã từng bị phu cáo xưa nay. Ông John, chúng cháu có làm gì đâu? Ông già người quen si cười. Ta không biết, hết ạ, à, ta chẳng biết chuyện gì ngoài cháu và bà quả phụ có phải là tử tế với nhau không nào có vâng bà đối xử với cháu dù thế nào cũng rất tử tế tốt vậy thì việc gì mà cháu sợ câu hỏi này được chưa được trả lời đầy đủ cho một cái đầu óc chậm chạp của hết thì chú đã thấy mình bị đẩy cùng với tom vào trong phòng khách của bà duelect ông John để chiếc xe cạnh cửa vườn đi theo sau. Phòng thấp đèn sáng thật trọng thể và mọi người có ít nhiều địa vị ở trong làng đều có mặt. Có ông bà Thatcher, ông bà Hepburn, ông bà Roger, dì Polly, Sai Mary, ông mục sư, ông chủ bút tờ báo thị trấn và rất nhiều người khác nữa, tất cả đều ăn mặc. Sang nhất, bà quả phụ tiếp hai chú bé một cách niềm nở. Chẳng ai khác lại có thể tiếp tự tế hai con người mặt mày như vậy quần áo chúng thì đầy đất sét và mở nến vì bô ly xấu hổ đỏ mặt dì cau mày lắc đầu nói với tom thế nhưng không ai đau khổ bằng nửa cái đau khổ của hai chú bé ông so nói tom vẫn chưa về nhà thế là tôi đành trở về nhưng đến ngay cửa nhà tôi thì tình cờ tôi gặp cháu và hết Thế là tôi vội mang hai cháu lại đây ngay. Cụ làm thế là rất đúng, bà quá phụ nói. Đi theo ta các cháu. Bà đưa hai chú đến phòng ngủ, rồi nói. Bây giờ thì hai cháu rửa rái rồi mặc quần áo vào. Đây là hai bộ quần áo, sơ mi, tất, mọi cái đầy đủ cả. Nó là của hết, không, đừng cảm ơn cháu, hết ông Son mua một bộ và ta một bộ, nhưng cả hai cháu mặc đều vừa. Thay đi, cả phòng sẽ đợi, khi nào gọn gàng rồi thì các cháu xuống nhé. Nói xong, bà đi ra. Chương 34 Hết nói, Tom, tìm được một sợi dây thì mình chồn được, từ đất lên cửa sổ không cao. Gớm, Mày định chuồng làm gì? Ừ, tao không quen với cái thứ đông người như thế, tao không chịu được, tao không xuống đâu thôi mà. Ôi chà, chả việc gì đâu, chả phiền tí tẹo nào, tao sẽ giúp mày. Sai xuất hiện, nó cười. Tom, vì đợi anh suốt cả buổi chiều, chị Mary thì soạn sẵn quần áo ngày Chủ nhật cho anh, mọi người đều bức rất về anh. Này, có phải trên áo quần của anh là đất sét và mỡ đó không? Thưa ông sai, ông hãy lo lấy việc của ông, tất cả những chuyện xì hơi ấy để làm gì đấy, hả? Hôm nay là một trong những buổi tiếp mà bà quả phụ thường tổ chức, lần này là để cảm ơn cha con ông lão người que si về chuyện giúp bà thoát khỏi khó khăn tối hôm nọ. Và này, em sẽ nói cho anh một điều nếu anh muốn biết. Ừ, thầy uh, gì thế nào đây nhé ông già john định tối hôm nay sẽ bật cho mọi người biết một điều bí mật gì đó em nghe lõm bõm ông nói với dì hôm nay về chuyện ấy nhưng một điều bí mật nhưng em cho là bây giờ chẳng bí mật gì lắm nữa rồi mọi người đều biết bà quả phụ cũng biết mặc dù bà cố làm ra vẻ không biết ông già john nhất thiết muốn hết phải có mặt không có hết thì làm sao mà ông lão bộc lộ điều bí mật được? Các anh biết không? Điều gì bí mật về cái gì sai? Về việc hết theo dấu chân quân cướp định đến nhà bà quả phụ, em chắc là ông già John muốn làm cho điều bí mật của ông thành thật quan trọng, nhưng em tin là nó sẽ rơi tẩm chẳng chút tầm hơi. Sai cười khúc khích một cách hài lòng khoái trá sai có phải mày nói không ố chẳng cần biết ai nói một người nào đó nói thế là đủ sai này trong cả cái thị trấn này chỉ có một người đủ hèn hạ để làm việc đó là và người đó là mày mày mà ở vào trường hợp của hết thì mày đã lặng lẽ trốn xuống đồi và chẳng báo cho một ai về cái tên cướp mà chẳng làm được gì cả mà chỉ làm những việc hèn hạ và mày không thể chịu được thấy ai được khen vì đã làm việc tốt đấy đừng có cảm ơn như bà quả phụ nói và tom bạc tay sai rồi tống cổ sai ra khỏi cửa bằng nhiều cú đá bây giờ đi mà mách gì đi nếu mày dám nói rồi mai sẽ biết tay vài phút sau thì khách của bà quả phụ đã ngồi hết vào bàn ăn còn chừng mươi đứa trẻ thì được đỡ lên ngồi vào những chiếc bàn con cũng đặt trong phòng ấy theo lệ của địa phương và của thời đó. Đến lúc thích hợp thì ông Sà Son đã phát biểu lời diễn từ của mình. Trong đó ông cảm ơn bà quả phụ đã dành cho cha con ông cái vinh dự ngày hôm nay. Nhưng ông nói thêm rằng có một con người khác và sự khiêm tốn. Vân vân và vân vân. Ông ném ra điều bí mật của ông về phần đóng góp của hết trong câu chuyện với một điều kịch tính hay ho nhất ông làm chủ được. Nhưng sự ngạc nhiên có được phần lớn là giả vờ Không ồn ào, giàu giạc Nhưng có thể có trong những trường hợp may mắn hơn Tuy thế thì bà quả phụ cũng tỏ một vẻ ngạc nhiên khá đẹp Rồi dồn dập chồng chất những lời khen ngợi Và những lời biết ơn lên người hết cho đến nỗi Chú hầu như quên sự khó khăn do quần áo mới gây ra Và rất lấy làm lúng túng Vì bỗng nhiên trở thành một mục tiêu cho con mắt mọi người nhìn và cho mọi người khen ngợi. Bà quả phụ tuyên bố bà là muốn cho hết ở với bà và cho hết học hành. Rồi khi nào bà dành dụm được tiền thì tìm cho hết một việc làm khiêm tốn. Dịp mai đã đến với Tom. Chú nói, Hết không cần, hết giàu rồi. Nếu khách không khó nhọc cố giữ phép lịch sự thì không có thể giữ được một trận cười tán thưởng cần thiết và đúng chỗ trước một câu nói đùa vui như vậy nhưng im lặng lại hơi ngượng nghịu tom phá tan sự im lặng đó hết có tiền có thể mọi người không tin nhưng nó có cả đống ấy ôi xin đừng cười cháu nghĩ là cháu có thể cho quý vị xem đợi một phút tom chạy ra cửa khách hứa nhìn nhau thú vị và ngơ ngác rồi nhìn hết như thăm dò nhưng hết đã dính líu lưỡi dì bô nói sai thom mắc bệnh gì thế thằng bé này ừ không bao giờ mà nó chẳng dựng nên một chuyện gì thật không bao giờ tom vào vất vả với cái túi nặng của chú khi dì bô chưa nói hết câu tom đổ đống tiền vàng lên bàn rồi nói đẩy cháu nói với mọi người như thế nào một nửa của hết còn nửa kia là của cháu Nhìn thấy tiền mọi người đều nín thở Tất cả mọi con mắt đều nhìn chồng chọc Trong một lúc chẳng ai nói gì cả Sau đó thì mọi người đều đồng thanh yêu cầu giải thích Thầm nói chú có thể đáp ứng và chú bắt đầu Chuyện kể dài nhưng tràn đầy hứng thú Khó có một ai nhắc ngang được sự khuyến rũ của dòng chuyện kể Khi chú nói xong thì ông già John nói Tôi đã dự định dành một sự ngạc nhiên nhỏ cho buổi họp này nhưng bây giờ thấy nó không đáng giá là bao nữa. Câu chuyện của các cháu đây khiến nó hóa thành nhỏ bé quá chừng. Tôi xin phép nói như vậy. Người ta đếm số tiền, tổng số lên đến trên 12.000 đô la một tí. Bất cứ ai có mặt cũng chưa bao giờ nhìn thấy một lần ngân ấy tiền mặt. Mặc dù ở đây có nhiều người tài sản đáng giá nhiều hơn thế chương 35 Bạn đọc có thể yên trí và hài lòng rằng cái may mắn bất ngờ của Tom và hết đã khuấy động dữ dội cái làng nhỏ sát Petty Bua nghèo khổ. Một số tiền đồ sộ như thế tất cả là tiền mặt chính cống và là một điều mà gần như khó mà tin được. Người ta bàn tán về chuyện đó thèm thuồng đề cao chuyện đó cho đến mức nhiều dân làng bị kích thích không lành mạnh căng thẳng đâm ra Uh, lao đao cả người mỗi một nhà có ma ở saint và trong cái làng lân cận đều được phá ra từng tấm gỗ một còn nền thì được đào bới lục lọi để tìm phản cất giấu và không phải do trẻ con tiến hành mà do người lớn khá đạo mạo thực hiện những người không lãng mạn cũng có bất cứ tom và hết ló mặt ra ở đâu là hai chú đều bị tán tỉnh ca ngợi ngắm nhìn Hai chú không hề nhớ trước đây cái cách nhận xét của các chú có sức nặng không, nhưng bây giờ thì lời nói của các chú được xem như của báo và được nhắc đi nhắc lại. Mọi việc của chú làm đều dường như có gì đó đang được xem là xuất sắc. Tất nhiên là các chú đã mất quyền làm và nói những điều thông thường rồi. Hơn thế nữa thì lai lịch của các chú được lục soát kỹ và được phát hiện là mang từ bé những dấu hiệu độc đáo rõ ràng. Tờ báo của làng thì đăng sơ thảo tiểu sử của các chú. Bà quả phụ đô thì đặt số tiền theo tỷ suất 6% và thẩm phán thách chơi thì theo yêu cầu của dì Polly cũng làm như thế đối với số tiền của Tom. Bây giờ thì mỗi chú bé có một số lợi tức và số lợi tức đó một đô la cho mỗi ngày trong tuần và nửa đô la cho mỗi ngày Chủ nhật. Đúng là số tiền mà vị mục sư được hưởng, không, là số tiền mà người ta hứa với ông, thường thường ông không thu được hết. Một đô la một phần tư mỗi tuần là có thể cho một chú bé ăn trả tiền nhà đi học trong cái thời xưa sống giản dị ấy, kể cả cho chú mặc và tắm rửa tất cả trong đó. Thẩm phán Thích chơi thì đánh giá cao Tom, ông bảo không một chú bé tầm thường nào lại có thể đưa được con gái của ông ra khỏi hang. Khi khi kể lại với bố với vẻ hết sức tâm tình là Tom đã chịu trận roi ở trường hộ mình như thế nào, thì vị thẩm phán cảm động trông thấy và khi cô bào chữa cho lời nói dối mà Tom đã nói ra để chuyển trận roi từ lưng cô qua lưng chú, thì vị thẩm phán nói với một vẻ rạng rỡ rằng đó là một lời nói dối cao thượng, rộng lượng, hào hiệp. Một lời nói dối đáng để người ta ngẩng cao đầu đi vào lịch sử. Sánh được với lời nói thật được ca tụng của Washington về cây rượu con. Becky cho là bố mình chưa bao giờ có vẻ cao lớn và oai hùng như khi ông dậm chân bước đi trên nền nhà mà nói những lời đó. Cô bé liền đi ngay kể lại cho Tom nghe. Thẩm phán Thatcher thì mong thấy một ngày kia Tom sẽ trở thành một luật gia lớn hay một chiến sĩ vĩ đại. Ông bảo ông muốn Tom được nhận vào Học viện Quân sự Quốc gia rồi sau đó được đào tạo ở trường luật tốt nhất đất nước để chú có thể được chuẩn bị làm nghề này hai nghề kia hoặc cả hai nghề. Tài sản của hết phim là sự việc chú bây giờ được bà quả phụ Đô Lách bảo trợ, đưa chú vào với xã hội. Không, lôi chú vào, ném chú vào giữa xã hội và nỗi đau khổ của chú hầu như quá sức chịu đựng của chú. Người ở của bà quả phụ thì giữ cho chú luôn luôn sạch, gọn, đầu tóc, quần áo chảy, mượt. Đêm thì mời chú ngủ trên những chiếc giường trải, không có một dấu bẩn để cho chú áp vào lòng ngực như một người bạn. Chú phải ăn bằng dao nĩa phải dùng khăn ăn, cốc đĩa, chứ phải đọc sách, phải đi nhà thờ, phải tập nói những lời thích hợp, cuối cùng thì lời nói trong mồm chú trở thành vô vị. Bất cứ chú quay về đâu thì chấn song và xiềng xích của Văn Minh cũng khóa chặt chú lại và buộc chặt chú cả tay lẫn chân. Chú dũng cảm chịu khổ ba tuần lễ rồi một hôm biến mất trong hai ngày đầu thì bà quả phụ chạy tìm chú khắp nơi một cách khốn khổ dân chúng lo lắng sâu sắc người ta tìm trên lùm dưới mò sông tìm xác chú sáng sớm hôm thứ ba thì sơ thông minh đến thọc thọc trong mấy cái thùng rỗng cũ sau lưng lò mổ bỏ hoang và từ một trong những cái thùng ấy chú tìm thấy cô cậu hết nằm ngủ ở đấy chú vừa mới ăn sáng bằng một số thức ăn thừa đánh cắp được và bây giờ thì đang nằm thoải mái phì phèo với chiếc ống điếu. Đầu tóc bù xù, không chải, chú mặc những đồ rách nát cũ kỹ như xưa. Những thứ đã làm cho chú trở thành đẹp vào những ngày chú còn được tự do và hạnh phúc. Tom đánh thức chú dậy, kể cho chú biết những lo lắng của chú đã gây cho mọi người và đề nghị chú trở về nhà, Khuôn mặt của hết thì mất cái nội dạng bình thản của nó và bỗng nhiên đượm buồn. Chú nói, đừng nói chuyện ấy nữa Tom, tao đã cố nhưng không thành Tom ạ, à. không phải tại tao, tao không quen, bà quả phụ tốt với tao, thật ân cần, nhưng tao không chịu được cái cách sống của họ. Mỗi buổi sáng thì bà bắt tao dậy đúng vào một giờ ấy. Bà bảo tao phải rửa rái, họ chải tóc cho tao đến ù cả tai. Bà không cho tao ngủ trong trái để củi. Tao buộc phải mặc những quần chó chết của họ làm tao chết ngạt. Thơm ạ. À, dù sao chăng nữa thì áo quần đó dường như chẳng để lọt tí không khí nào vào. Chúng càng tệ đến nỗi tao không thể ngồi, nằm hay lăn xuống ở đâu cả. Tao không được trường lên ngưỡng cửa của một nhà hầm mà hình như là đã hàng nghìn năm nay tao phải đi nhà thờ và mướt cả mồ hôi tao căm thù những bài giảng đạo hoa hòe của họ ở đó thì tao không được bắt một con ruồi tao không được nhai thuốc chủ nhật tao phải mang dài cả ngày bà quả phụ ăn theo tiếng chuông ngủ theo tiếng chuông sáng dậy theo tiếng chuông mọi thứ đều kinh khủng khiến người ta không thể nào chịu nổi Đúng, mọi người đều làm thế mà, hết ạ. À. Tôm này, họ chẳng phân biệt gì cả, tao không phải như mọi người, nên tao không chịu được, bị buộc chặt như thế thì thật là khủng khiếp. Và thức ăn thì có dễ dàng quá, kiểu ấy là bao tử chẳng có gì thú vị. Tao phải xin phép đi câu, xin phép đi bơi, cuốn khổ, làm gì tao cũng phải xin phép. Rồi tao phải nói năng lịch sự đến nỗi không còn gì là thoải mái cả mỗi ngày tao phải lên gắt máy dở ngói ra một lúc để cho cái mồm của tao thấy vị thấy lại mùi vị không thì tao chết thơm ạ à. bà quả phụ không muốn để cho tao hút thuốc không muốn để cho tao la khét không muốn để cho tao ngáp vương vai hay gãi trước mặt đông người rồi với một cơn bực bội và đau đớn đặc biệt và bố ai biết vì sao bà cầu kinh suốt ngày. Tao chưa bao giờ thấy một người đàn bà như vậy. Tao buộc phải nhét kinh vào thom ạ. À. Đúng là tao phải nhét. Ngoài ra thì trường học lại sắp mở cửa. Tao phải đi học. Và tao sẽ không chịu nổi đau thom ạ. À. Thom này, xem đây nhé. Dầu không phải là cái đáng thương dương ca tụng đâu. Đúng là chỉ rầy rà toát mồ hôi và muốn chết suốt ngày. Bây giờ thì những thứ áo quần này là hợp với tao, cái thùng này là hợp với tao và sẽ không bao giờ vứt chúng đi nữa đâu. Tom, tao chẳng bao giờ lại mắc vào tất cả những cái thuyền tối ấy. Nếu không có số tiền kia, giờ mày cứ nhận cả phần của tao nhập vào phần mày rồi đôi khi cho tao mươi xu. Đừng cho nhiều quá vì tao chẳng xem ra gì một vật mà chẳng công khó gì cũng tìm ra và nhờ mày xin lỗi bà quả phụ hộ tao ồ oh, hết mày biết đấy tao không thể làm được việc đó đâu làm thế là không hay vả lại nếu mày ráng chịu lâu hơn một chút nữa thôi thì mày sẽ tiến tới thích nó đấy thích à nhưng kiểu tao sẽ thích cái lò lửa nóng nếu tao ngồi khá lâu trên đó chứ gì không tom ạ tao chẳng muốn giàu và tao sẽ không sống trong các ngôi nhà phiền phức đáng nguyền rủa của họ đâu tao thích rừng cây con sông mấy chiếc thùng rỗng và tao sẽ bám lấy chúng thật đấy mẹ kiếp đúng lúc ta vừa tìm ra súng tìm được một cái hang và tất cả những gì cần để làm tướng cướp thì cảnh vớ vẩn khốn kiếp này xảy đến và bịt nút tất cả của ta Tom thấy đã có dịp. Này, hết, giàu đâu buộc được ta làm tướng cướp. Không, ô, lém mồm. tôm này, cậu có chắc như đinh đóng cột không đấy? Đúng, thật như tao hiện nay đang ngồi đây này. Nhưng hết này, chúng ta không thể cho mày nhập bọn được nếu mày không chỉnh tề. Mày biết không? Niềm vui của hết nhục mất. Không, cho tao nhập bọn được không à, Tom? Tế có cho tao làm cướp biển được không? Được, nhưng đó là chuyện khác. Này, Tom xưa nay bao giờ mày cũng tử tế với tao phải không? Mày không muốn đuổi tao chứ, phải không Tom? Bây giờ đây mày không muốn phải không Tom? Hết này, tao sẽ chẳng muốn và bây giờ tao cũng không muốn như người ta sẽ nói thế nào. Sao nào? Họ nói, xịt bọn cướp Thom Sawyer có những tên khá hèn hạ trong đó họ muốn nói cậu đấy hết ạ à. mày không thích nghe nói thế mà tao cũng không thích hết im lặng trong một lúc đi vào một cuộc đấu tranh tư tưởng cuối cùng chú nói được tao sẽ về nhà bà quả phụ một tháng thử xem tao có chịu được không nếu bọn mày để cho tao nhập bọn Thom ạ à. tốt lắm Hết ạ, à. đấy là thắng rồi đấy. Thôi, ta cùng đi, ông bạn nói khố, ta sẽ yêu cầu bà quả phụ nới tay với mày một tí, hết nhát. Thật không Tom, thật không đấy, thế thì tốt lắm. Nếu bà nới bớt một số cái nghiêm ngặt, thì tớ sẽ phì phiều kính thôi, chứ thề kính thôi, và tao sẽ ra chỗ đông dự tiệc. Mà tâm này, khi nào thì chúng mình sẽ làm cướp trên đảo Sơn hôm trước ấy. Ồ, sớm thôi chúng mình sẽ tập hợp bọn bạn lại và có thể là tối nay làm lễ kết nạp. Làm gì? Làm lễ kết nạp. Thế là gì? Là thề luôn luôn sát cánh với nhau không bao giờ tiết lộ bí mật của bọn ra dù có bị chặt ra từng khúc và trừng trị bất cứ kẻ nào dám đánh một người trong bọn ta. Tích nhỉ? Tích đáo để, Thơm ạ, à nói thật đấy được tao tên là thích và lời thề đó phải phát ra lúc nửa đêm ở một nơi rùng rợn vắng vẻ nhất mà ta tìm được một nhà có ma thì tốt nhất nhưng những ngôi nhà ấy bây giờ thì phá phách hết rồi đúng nửa đêm là hay đấy thơm ạ ừ đúng thế và ta phải thề trên một chiếc quan tài và ký tên bằng máu trong các sách điều kể như vậy này cái này thích đấy sao một triệu lần tuyệt vời tao sẽ bám lấy bà quả phụ cho đến khi chết rụt xương thì thôi thơm ạ à. và nếu tao trở thành một tên cướp chính tức kỳ cựu như robin hood và mọi người đều đồn vang tên tao thì tớ sẽ nghĩ là bà hãnh diện đã kéo tao ra khỏi những ngày khốn khổ kết luận tập truyện này kết thúc như vậy là câu chuyện của một chú bé hoàn toàn nó phải kết thúc ở đây chuyện không thể kéo dài hơn mà không trở thành chuyện của một người lớn khi viết tiểu thuyết về người lớn thì người ta biết rõ nên dừng ở đâu đó là khi làm lễ cưới nhưng khi viết về trẻ con thì phải dừng ở đâu đó có thể dừng được nhất phần lớn các nhân vật hoạt động trong sách này hãy còn sống và họ sống sung túc lương thiện và hạnh phúc một ngày nào đó ta có thể thấy là đã đến lúc đáng cho họ được tiếp tục trở lại câu chuyện của các thanh niên này để xem họ trở thành những người đàn ông và đàn bà như thế nào vì thế khôn nhất là bây giờ đây đừng để lộ điểm nào về phần sau đó của cuộc đời họ